Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Bụi Phố xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những câu chuyện hay và hấp dẫn. Ngày hôm nay xin được gửi tới cho quý vị một tác phẩm được viết bởi tác giả Ngọc Thơ có tựa đề Bà Hai Lẳng Lơ và nội dung của câu chuyện này cuốn hút ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta cùng nhau đi vào nội dung chính của câu chuyện nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay nhà ông Trần đưa bà mối sang hỏi chị hai tôi về làm dâu cho nhà ông ấy. Mới sáng sớm gà vừa gáy, mẹ Lan đã tất bật dậy sớm và chuẩn bị trà nước. Tôi thì ra sau vườn cho gà ăn. Đến khi cho gà ăn xong, tôi định vào trong nhà thì tôi thấy chị Hai cứ lén là lén lút, thập thò từ ngoài ngõ bước vào. Thấy chị, tôi liền gọi ngay. "Chị, đi đâu mà sớm thế?" Chị liếc mắt nhìn tôi, sau đó đưa ngón tay lên miệng ra hiệu. "Khẽ thôi, mẹ nghe bây giờ. Này, mẹ dậy chưa?" "Mẹ dậy rồi, đang đun nước. Mà chị đi đâu? Sao bây giờ lại lén la lén lút thế?" Mày biết cái gì mà hỏi Mà này Đưa cái thau lúa cho tao Mày đi vòng vòng ở ngoài đi Để tao vô trước cho Nhưng Tôi chưa kịp nói gì Thì chị hai đã giành lấy cái thau lúa trên tay của tôi Sau đó đi một mạch vào trong nhà Tôi lắc đầu Bởi vì tôi biết chị hai sắp làm gì rồi Nên liền bước theo sau Đứng nép vào bên vách Tôi vừa kịp nghe mẹ Lan lên tiếng hỏi chị Con đi đâu Mà mới sáng ra quần áo lại lấm lem thế kia Dạ con ra vườn cho gà ăn Con mới vào Đi ngang qua mấy bụi cỏ Nó vướng vào quần áo của con Nên hơi bẩn mẹ ạ Con đi cho gà ăn rồi Thế còn con Vi đâu Con thấy nó đi vòng vòng sau nhà làm cái gì đấy Con thấy nó rảnh lắm mẹ ạ Nghe đến như vậy Mẹ Lan lúc này liền rít lên Cái còn này Tí nó vào Mẹ phải cho nó ăn đòn mới được đó là cuộc nói chuyện giữa mẹ và chị My Không ngoài dự đoán của tôi Chị lại dựng chuyện như bao nhiêu lần trước Mà lần nào cũng vậy Sau khi chị đặt chuyện xong Là tôi lại bị mẹ đánh cho một trận bầm dập Thế nên lúc nào tôi phải đề phòng chị Nhưng cuối cùng tôi không thể nào thoát được Tôi ngồi tựa luôn vào vách lá Nghĩ đến những ngày tháng còn thơ Mẹ tôi mất sớm Ba tôi đi thêm bước nữa Ba cưới mẹ Lan về lúc mẹ về còn dẫn cả chị Mi, rồi một thời gian sau ba tôi bệnh nặng qua đời, ngôi nhà này nhiễm nhiên mẹ lan được hưởng và từ đó tôi được mọi người trong làng ví như chị Tấm trong câu chuyện cổ tích. cứ có việc gì nặng nhọc là mẹ tôi lại sai tôi làm, còn chị Mi mẹ chẳng bao giờ cho chị đụng vào dù là một ngón tay. Tôi biết việc chị Mi có bạn trai, nhà bạn trai chị Mi ở bên kia sông, cứ nửa đêm đang ngủ là tôi nghe tiếng bước chân của chị thức dậy. Rồi chị sau đó chui qua lỗ rào, đi theo bạn xuyên đêm. Lúc chị về là trời hừng sáng. Hôm nào tôi cho gà ăn xong sớm, thì chị lựa lúc mẹ đi chợ mới thò mặt về. Còn nếu như chị về sớm mà mẹ lúc này có nhà, chị sẽ lấy lý do này, lý do kia và đưa tôi vào chồng để che giấu việc chị đi qua đêm. Nhìn vết roi còn in hẳn trên da tôi chẳng dám bước vào trong nhà, bởi vì tôi sợ mẹ tôi sẽ đánh. thế nên vô tình tôi lại được nghe tiếp một câu chuyện. tiếng mẹ Lan ngọt ngào nói với chị Mi: nhà ông Trần ấy à giàu có lắm, của cải ăn mấy đời không hết. con trai ông ấy lại đẹp trai nhất vùng. còn mà về đó chắc chắn ấy, sẽ nhàn tấm thân. tiếng của chị Mi phản bác: không đẹp trai cái nỗi gì con nghe nói thằng con ông ấy bị bệnh khùng điên đấy mẹ con xinh đẹp thế này mà về đấy sống với một thằng khùng à con không chịu đâu nhưng mà nhà mình đang thiếu tiền con lại đang được họ để mắt tới nếu họ cưới được con về thì cho gia đình mình một số tiền lớn con có biết không con không chịu đâu tại sao mẹ không gả quách con vi đi nó mà về đó nó được đổi đời ngay lúc đấy nó giàu hơn mẹ con mình Thế còn không nghĩ đến chuyện đó à? Ôi giời, mẹ cứ lo xa. Nó lấy thằng khùng về, chỉ là trên danh nghĩa thôi. Con nghe người ta đồn, họ cưới dâu về, chủ yếu phục vụ cho nhà đấy. Con không muốn làm người ở cho nhà người ta đâu. Thế ý của con là con Vi thay con đi lấy chồng. Nghe đến đó tôi chỉ biết cười khổ, tự thương xót cho cái thân mình. Tại sao mà bạc phận quá, đến cái chuyện đại sự cưới xin mà phải qua tay người khác như mớ rau bán ngoài chợ nhưng mà làm sao tôi có thể từ chối mẹ lan đã quyết định như vậy rồi bà mà muốn làm điều gì tôi không ưng ý cũng bị bà đánh cho nát xương con vi đâu rồi con vi đâu vào đây mẹ bảo tiếng bà gọi tôi khiến cho tôi hoàng hồn đứng bật dậy đôi tay run cầm cập vội vàng đưa lên vén đi mái tóc đang rối bù Tôi đi vào khép nép cúi đầu Dạ mẹ gọi con Vì đi à con ngồi xuống đây Nghe mẹ dặn Thầy bà quá đỗi khác lạ Tôi có chút trần chừ Còn chị My thấy tôi bước vào Chỉ liếc tôi một cái Sau đó ngúng ngoài bước đi Còn lại tôi và bà Lan Tôi chỉ biết đứng im lặng nhìn bà Chỉ khi bà lớn giọng bảo tôi ngồi xuống Tôi mới lật đật kéo ghế Năm nay con 16 tuổi rồi, có đúng không Vi? Dạ vâng, con 16 rồi ạ. À? Mấy đứa trong làng 14, 15, người ta đi lấy chồng sinh con cả rồi. Hay là mẹ gả con nhé. Tôi nghe như vậy liền im lặng, cảm giác ngột ngạt đến mức hai bàn tay cứ bấu chặt vào nhau. Tôi biết, nếu như tôi từ chối, chắc chắn mẹ Lan sẽ thay đổi thái độ và đánh cho tôi một trận thừa sống thiếu chết. Nên với tôi có từ chối hay đồng ý cũng chả có gì quan trọng khi mà mẹ lan đã quyết định hết tất cả vậy là con đồng ý rồi có đúng không mẹ nói con nghe con về đấy là phước ba đời của con mẹ là mẹ thương con mẹ mới gả con cho người ta để con được an nhàn cái tấm thân mà thôi một lúc nữa người ta sang thư chuyện con vào trong tắm rửa thay đồ cho tươm tất đi dạ vâng Tôi bước vào trong Tâm trạng chẳng vui một chút nào Nhưng vẫn đành phải nghe theo lời của bà Tắm rửa sạch sẽ Mặc bộ bà ba Sau đó ngồi trong phòng và chờ đợi Đến giờ trưa Tôi nghe có tiếng người bên ngoài nói chuyện Rồi mẹ Lan và họ nói nhiều lắm Nhưng tôi chẳng nghe trọn vẹn được câu nào Chỉ đại khái Là nói về thủ tục cưới xin Và số tiền mâm cỗ Sau một lúc Thì có tiếng mẹ Lan gọi vọng vào trong Vi ơi, ra đây, chào bà mối đi con. Tôi bước ra khỏi phòng, trong tâm trạng cực kỳ hồi hộp. Khi ra tới ngoài nhà trước, tôi nhìn thấy mẹ và một bà tầm cỡ như mẹ Lan. Bà ấy mập mạp lắm, nhưng da rẻ vô cùng mịn màng, mặc một bộ váy dài nhìn sang trọng. Đi cùng bà là hai người bưng mâm quả đứng bên cạnh. Nhìn thấy tôi, bà mối liền nở một nụ cười tươi như hoa, rồi kéo tay tôi lại. Bà niềm nở, Cây giọng nó ngọt như mía lùi Ôi mợ hai nhà họ Trần đây à Sao mà xinh gái thế này Tôi hơi mím môi cúi đầu chào bà mối Chào bà Không cần phải giữ lễ Cô mà về nhà ông Trần đi thì, à, thì tôi lại phải gọi cô là mợ Dạ thưa bà Con không dám Nói xong bà ấy quay sang mẹ Lan Tôi là tôi ưng con bé Về nhà ông bà Trần chắc chắn cũng ưng bụng Thôi thì hôm nay tôi đại diện nhà trai sang đây gửi cho bà 50 triệu tiền cỗ bàn và hai mâm trà rượu. Sáng mùng 9 tháng sau, gia đình ông Trần sang rước dâu về. Giấy nợ hôm đó sẽ được xé bỏ. Bà có đồng ý không? Bà Lan nghe xong mặt mày tươi sói, gật đầu liên tục. Đồng ý, đồng ý chứ bà. Cảm ơn bà nhé. Về nhà ông Trần ấy, bà cứ nói ông ấy sang tháng, cứ sang đây con gái tôi chuẩn bị cho nó đầy đủ họ chỉ cần sang đây rước dâu về thôi thế tôi về mà bà kiểm tra tiền đi rồi sau đó bà mối quay sang nhìn tôi thân thiện nói tôi về nha mợ dạ bà về ạ à? họ rời đi mẹ lan mắt sáng rực chỉ chú tâm đến cọc tiền xanh đỏ trên bàn chứ mẹ đâu có thèm nhìn sang tôi chỉ có tôi ngay từ giây phút này trái tim như chết lặng, khi mà xã hội bây giờ đồng tiền còn cao hơn tình nghĩa. Nhìn đống tiền trên bàn, tôi ứa nước mắt. Vậy là tôi phải chuẩn bị đi lấy chồng thay cho chị Hai sao? Mùng 9 tháng sau. Xoay qua xoay lại, thâm thoát đã đến ngày rước dâu. Vốn dĩ tôi không mặn mà với cái đám cưới này, nhưng dù sao cũng là ngày quan trọng trong cuộc đời của tôi, nên tôi cũng rất là ngóng trông. Cứ nghĩ nhà ông Trần này Giàu có, sang nhất vùng Thì đám cưới cũng tổ chức thật to Nhưng không Trái với những gì tôi nghĩ Ngay buổi sáng đón dâu Mẹ lệ chả chuẩn bị gì cho tôi Sáng ra mới tờ mờ 5 giờ sáng Bà đập cửa phòng rầm rầm Khi tôi ra mở cửa Bà liền ném vào cho tôi một bộ áo dài cũ kỹ Sau đó nói lớn với tôi Mày mặc vào đi 8 giờ Người ta sang đón đấy Tôi cầm chiếc áo trên tay Lúc này đây tuổi phận đến nước nở Mặc dù tính tôi rất mạnh mẽ Bao nhiêu thâm trầm từ nhỏ đến lớn Rất là ít lần tôi rơi nước mắt Nhưng tại sao lần này Tôi không thể ngăn được nước mắt Hai hàng lệ nóng trên mí mắt cứ rơi xuống Người ta đi lấy chồng Có cha có mẹ đưa tiễn Còn tôi chẳng có một người thân Ngay cả người bấy lâu nay tôi tôn trọng Tôi gọi một tiếng mẹ Bà ta chẳng buồn liến lưu tôi dù là một giây một phút. Nghĩ vậy thôi, nhưng rồi tôi cũng ngôi ngoai, gạt nước mắt, tôi mặc chiếc áo dài và chờ nhà người ta đến đón mình. Cho đến khi bên nhà trai sang, chỉ có mỗi bà mối và một người lái xe. Tôi chẳng buồn thắc mắc, bởi vì tôi vốn thấy bên gia đình mình còn không ai tôn trọng mình, thì tôi cần chi, tôi mong cầu chi nhà bên đó cái giày phút xé tờ giấy nợ Tôi bước lên xe hoa Mẹ Lan phải nói là chẳng thèm nhìn đến tôi một lần Bà chỉ chăm chăm nhìn tờ giấy nợ Xé thành nhiều mảnh Thả tự do rơi xuống đất Mà cười đến độ tít cả mắt Còn chị Mi, Chị nhìn tôi mỉa mai nhếch môi cười Nói với tôi mấy lời Này Mày qua bên đấy Dáng sống cho tốt nhá Bao giờ rảnh rỗi Tao với mẹ sang thăm mày và sang thăm cái thằng chồng khùng của mày. Tôi ngồi trên xe nghe chị nói như vậy. Biết chị không mặn mà gì với tôi. Tôi cũng giả vờ và trả lời chị. Không cần đâu ạ. À. Em chắc chắn là sống tốt. Mình đâu có thân thiết gì đâu. Chị cũng không cần phải đến thăm em. Mày không cần thì thôi. Đỡ tốn công tao. Cảm ơn chị. Em không cần đâu ạ. À. Khi xe dừng lại nhà ông Trần, không khí cũng chẳng khác nhà tôi là mấy. Khi tôi bước vào theo bà mối, tôi còn nghe phong phanh mấy người làm đứng nói xì xào rằng: "Bà chủ không chấp nhận cưới tôi cho con trai của bà. Mọi chuyện là do ông Trần quyết định. Vừa lại ông bà mấy hôm nay đi chùa trên núi chưa về nên không tiện làm lễ cưới." Trước ánh mắt tò mò của mọi người, tôi rất bình thản, bàn chân vẫn vững Lúc này tôi không có chút lung lay nào Cứ bước thẳng theo bà mối Cho đến khi bà mối Đứng trước cửa một căn phòng Được dán một chữ đỏ Bằng chữ tàu Tôi đoán đó là chữ hỉ Thì bà liền quay sang nói với tôi Đây là phòng của cậu hai Mở vào trong với cậu đi Bỗng dầm Bà mối chưa nói hết lời Thì trong phòng có một vật gì đó ném mạnh vào cánh cửa Khiến cho tôi giật mình Tiếp theo bên trong có tiếng nam nhân hét lớn. Chúng mày đi hết cho tao. Đi đi. Nghe tiếng hét phát ra từ bên trong căn phòng, mặt bà mối lúc này xanh lè xanh lét, sau đó bà chạy đi. Tôi bị giật mình nên cũng đứng hồn mà chôn chân tại chỗ. Tôi tôi không có nhát nên tôi không bỏ chạy. Phía sau bất ngờ có người khều vai tôi. Tôi dùng mình quay lại. Người trước mặt độ tầm 40 tuổi nhưng đầu tóc rối bù giống như một bà điên bà ta nhìn tôi cười khăng khặc sau đó chỉ trỏ cô vào đi cô vào với cậu đi cậu ở một mình tội cậu lắm tôi giật lùi mấy bước hoảng hốt Sẽ một tí nữa thôi thì ngã xuống đất tay của tôi lúc này phải vịn vào cái ghế mới đứng vững lúc này nghe giọng nói trong phòng tuy có bất ngờ nhưng mà tôi không sợ nhưng mà khi nhìn người đàn bà này gương mặt quỷ dị y như trong chuyện kinh dị vậy khiến cho tôi không khỏi sợ hãi tôi nhìn bà ta rất lâu tim vẫn còn đập rất mạnh trong lồng ngực mãi một lúc khi cảm thấy mình dần bình tâm lại tôi mới nhíu mày nhìn bà sau đó mạnh dạn run run cất giọng hỏi bà bà là ai tôi là bà ta chưa nói hết câu thì đám người phía sau chạy tới rồi la hét Bà cả, bà chạy đi đâu thế ạ? À? Bà quay lại dùm bọn con với. Thấy có người đuổi theo, bà ta liền co giò và chạy thẳng. Tôi nhìn theo bóng dáng của bà hao gầy với bộ đồ bà ba màu đen rách nát đầy khó hiểu. Không biết bà ta là ai nhỉ? Cái gia đình này tại sao lại kỳ quái như vậy? Ý nhưng mà sao đám người kia lại gọi bà ấy là bà cả? Chẳng phải là ông Trần chỉ có một vợ hay sao? hay là có ẩn tình gì trong này dù trong đầu vẫn còn đang lăn tăn nhưng tôi đành gạt chuyện bà điên đó sang một bên hít một hơi thật dài đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa ra tôi tò mò muốn xem thử chồng của tôi là người như thế nào ngó mắt nhìn vào trong phòng cảm giác thật yên tĩnh không gian toàn màu vàng nhạt chiếc rèm cửa cũng màu vàng và đặc biệt ở bên góc phải của căn phòng có một người đang ngồi im lặng, xoay bóng lưng về phía của tôi. Tôi chậm rãi bước nhẹ chân vào trong, bất ngờ dẫm phải vật gì đó. Tôi nhìn xuống là cái bình hoa bị vỡ. Là do khi nãy người trong đây trọi vào cửa. Tôi khom xuống nhặt lên tay của mình. Khi ngước mặt lên, đã trông thấy người đó đứng đối diện với tôi. Tôi ngây người. Bàn tay siết chặt lấy mảnh vỡ của cái bình. Đối diện với tôi là một người đàn ông diện mạo rất đẹp trai đôi mày rậm đặc biệt là làn da rất trắng duy chỉ có đôi mắt vô cùng lạnh lùng thấy anh ta nhìn mình đăm đăm tôi ngại ngùng mở lời tôi 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 mới được gà đến làm vợ của anh tôi có tưởng rằng anh ta phản ứng rất mạnh nhưng không đột nhiên anh ta phá lên cười cái nụ cười y hệt cái bà điên khi nãy đôi mắt trong thoáng chốc hiện lên một tia ngây dài gì? Vợ tôi? Cô là vợ của tôi? Nói đoạn anh ta vô tư nắm lấy tay tôi Sau đó vứt mảnh thủy tinh vỡ vào một góc Rồi kéo tôi Bước nhanh vào phòng Còn không quên đá cánh cửa lại Tôi bước vào phòng theo anh ta Trong đầu của tôi không khỏi thầm nghĩ Chị Mì nói đúng Anh ta bị điên Bị điên thật rồi Đi vào đến giường Anh ta buông tay tôi ra chỉ vào đống đồ chơi trên giường hai mắt nhìn tôi híp lại gương mặt đẹp trai bây giờ nhìn sao mà quá đỗi đáng yêu vợ chơi chơi với tôi đi tôi chơi một mình tôi buồn lắm tôi đứng như trời chồng trước cảnh tượng này nhưng mà bàn tay vừa bị anh ta nắm tại sao lại có cảm giác ấm áp khiến trái tim của tôi đập thật mạnh tôi bối rối nhìn anh ta không nói nên lời không nghe tôi trả lời mặt anh ta lập tức phụng phịu vợ ghét tôi à không muốn chơi với tôi à vợ là người xấu ờ không không có vậy sao vợ không chơi chơi đi vui lắm tôi tôi anh ta lập tức kéo tôi ngồi xuống giường gương mặt hơi lúng túng tôi tròn mắt nhìn anh ta vội vàng buông tay tôi ra khoanh tay ngồi im giống như đang giận dỗi tôi nhìn buồn cười lắm Tôi cúi mặt xuống, đưa tay cầm lấy một món đồ chơi ở trên giường. Anh suốt ngày ở trong căn phòng này à? Anh ta gật đầu, tôi mỉm cười và hỏi tiếp. Anh tên là gì? Tên Phong. Anh biết tên tôi chưa? Phong lắc đầu. Tôi tên là Vi, từ nay Vi là vợ, anh là chồng. Hai chúng ta cùng chơi đồ hàng với nhau nhé tôi nói xong anh ta liền tỏ ra rất vui vỗ tay lên mấy cái bôm bốp sau đó chỉ vào mặt tôi vợ vợ sau đó phong vui vẻ chơi đồ hàng như một đứa con nít vậy tôi nhìn theo anh ta một dòng trạng thái vui vẻ hiện lên trong ánh mắt của tôi đây là chồng của tôi sao đẹp trai nhà giàu nhất cái làng an phú này chỉ có cái tính anh hơi ngốc nhưng ngốc đáng yêu chứ không phải là cộc cằn Tôi chỉ là một con nhỏ nhà nghèo Ba mẹ lại chẳng còn Từ bé đến lớn luôn là một người thua thiệt Lại chả có ai thương Đem so ra tôi về làm vợ của cậu Với tôi Không thiệt thòi gì hết Phòng trời một lúc Liền nhìn chăm chăm sau ngoài cửa Tôi chẳng hiểu anh đang nghĩ gì Nên cũng im lặng nhìn theo Cái cánh cửa đó vẫn đóng im lìm Đâu có lạ lẫm gì chứ Thế mà tự dưng anh ta đâm ra cáu Cái mặt câu có khác thường sau đó gắt gỏng ném tất cả đồ chơi. Tôi thấy lạ, liền níu tay của Phong. Anh Phong, anh làm gì vậy? Phong nhằn mặt nhìn cánh tay đang bị tôi nắm chặt. Anh rút ra, sau đó xoa lấy bụng của mình. Không muốn chơi nữa, tôi đói rồi. Tôi nghệt mặt ra trước lời anh nói. Bởi vì tôi mới về đây, chả biết nhà này ăn uống giờ giấc thế nào. Nhưng rồi tôi cũng lựa lời nói với Phong. Anh ngồi đây nhé Dọn đống đồ chơi lại Tôi đi ra ngoài kia Tôi hỏi mọi người có cơm chưa Rồi tôi đem vào đây cho anh ăn Phòng lắc đầu liên tục Không dọn Có con sen dọn rồi ừ, Sen là ai Sen là giúp việc ở đây Phòng vừa nói đến đó Thì bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa Sau đó cánh cửa mở ra rất tự nhiên Tôi cầu mày nhìn ra Tôi bắt gặp một cô gái tầm bằng tuổi tôi bước vào. Còn Phong vỗ tay bôm bốp, như kiểu rất mừng rỡ. Sen, Sen đó. À thì ra Sen mà anh ta nhắc đến là cô gái này. Cô ta nhìn kỹ cũng rất đẹp, nét nào ra nét đấy, gương mặt tròn đầy, dáng người thon thả. Tuy chẳng trang điểm, chẳng quần áo lụa là, nhưng lại khiến người đối diện không khỏi rời mắt. Nói chung cô ấy đẹp, chắc ngang ngửa với nhan sắc của tôi nhưng mà tôi cảm thấy rất lạ tại sao cô ta lại bước vào đây đúng lúc như vậy lạ thật sen bước vào liền cúi đầu với tôi sau đó nhìn qua phong cơm chín rồi con dọn cho cậu ăn nhé phong gật đầu cười rất tươi bàn tay xoa xoa lấy bụng giống như một đứa trẻ con ừm tôi đói rồi dạ vậy cậu đợi con một chút con đem cơm vào rồi cô ta quay đi Đi được mấy bước liền khựng lại Tôi khó hiểu nhìn cô ấy Cô ấy ngồi xuống tiện tay dọn dẹp luôn đống đồ chơi của Phong Vừa mới quăng xuống đất Sau đó ngước nhìn tôi Mợ hai sau này chú ý à Cậu hai có làm rơi đồ Thì mợ phải dọn ngay Tôi nhíu mày Tỏ ra không hài lòng một chút nào Vì cô ấy dù sao cũng là người ở Còn tôi là mợ hai của nhà này Thế mà nghe giọng cô ấy nói kìa Giống như đang ra lệnh cho tôi vậy sao mợ phải dọn chứ? chẳng phải cậu hai nói thường ngày là sen dọn dẹp cho cậu sao? sen lúc này nhìn tôi đầy bất ngờ. nhưng mà cậu đã cưới mợ về, thì mợ phải có trách nhiệm với cậu chứ à? mợ ấy chỉ có trách nhiệm làm vợ, còn việc dọn dẹp như thế này, mợ không có nghĩa vụ đó. mợ vậy con chờ ông bà về, còn mách với ông bà. được, mợ sẽ chờ. Con sen nghe xong có vẻ rất bực mình về tôi. Nó ngúng ngoài bò ra ngoài. Lúc nhìn theo nó, nó còn bĩu môi. Chắc nó thấy tôi mới về nên định ăn hiếp tôi. Nhưng nó lầm rồi. Bản tính của tôi chỉ nhịn điều đáng để tôi nhịn thôi. Chứ ai mà muốn bắt nạt tôi thì còn lâu tôi mới im. Sau khi con sen ra khỏi phòng, tôi mới quay lại nhìn phòng. Vô tình bắt gặp anh ta cũng đang nhìn tôi với ánh mắt lạ lắm. Nhưng khi nhìn thấy tôi, anh ta lại giả vờ quay nhanh ra chỗ khác, sau đó lại cười ngây ngốc. Thật sự tôi cảm thấy anh ta rất lạ. Một lúc sau thì con sen quay lại, trên tay nó bưng một mâm thức ăn. Lần này nó chả thèm nhìn tôi nữa, chỉ đi tới, đặt mâm thức ăn lên bàn, sau đó nói với Phong. Cậu ơi, cậu ăn đi, hôm nay con có chương món cá mà cậu thích nhất này. Con cẩn thận lắm rồi, con gỡ hết xương cho cậu rồi đấy. Cậu ăn đi, ăn xong cậu gọi con vào dọn nhé phòng cười hớn hở gật đầu nói với con sen sen nấu ăn là ngon nhất con sen mỉm cười e thẹn khi được phong khen tôi thấy mặt nó ửng đỏ lên sau đó bước ra ngoài đi ngang qua tôi nó còn liếc mắt với tôi tôi đoán rằng nó có tình ý với phong tự dưng nghĩ vậy trong lòng tôi lại có cảm giác khó chịu vô thức cái bụng của tôi cũng kêu lên ọt ẹt hình như tôi cũng đói rồi từ sáng đến giờ đã ăn cái gì vào bụng đâu liếc nhìn sang bên đó phong ngồi ăn ngon lành tự nhiên tôi thấy tủi thân quá ở nhà mẹ lan hay cho tôi nhịn đói còn có khi còn chả có gì mà ăn ăn toàn đồ thừa hôm nay qua đây cứ nghĩ rằng thoát được cảnh đó rồi ai ngờ bây giờ cảnh cũ lại lập lại mặt tôi lúc này sụ xuống đưa tay ôm lấy bụng mình thấy trên bàn có ly nước Tôi đưa lên uống Vừa uống xong thì bên kia Tôi nghe tiếng của Phong gọi Này Ăn không Tôi nhìn anh Anh đưa muỗng cơm về phía của tôi Chớp chớp mì mắt Giọng của Phong nhỏ dần Ăn không Tôi đút cho vợ ăn Tôi mím môi Tự dưng sống mũi cay xè Biết là Phong ngốc Anh muốn nói gì thì anh nói Nhưng không hề phủ nhận rằng Câu nói vừa rồi của anh giống như một lời quan tâm mà từ bé đến giờ đã có ai quan tâm tôi như vậy đâu vô thức hai mắt của tôi cay xè và nhòe dần đi tôi nhìn anh nhìn mâm cơm chỉ đủ một phần tôi lắc đầu từ chối anh ăn đi tôi không ăn đâu không lại đây ăn cùng đi tôi không ăn mà anh cứ ăn đi phòng nghe tôi trả lời xong anh không nói gì nữa tự nhiên đứng phất dậy rồi đi lại gần chỗ tôi trên tay vẫn nắm chặt lấy chiếc muỗng đầy áp cơm tôi ngồi im nhìn anh chẳng biết anh muốn gì thì thật bất ngờ anh ngồi xuống cạnh tôi đưa tay bóp miệng của tôi sau đó đưa cơm vào miệng của tôi và cười ngây ngốc ăn đi ngon lắm vô miệng rồi kia nào nuốt đi tôi nuốt muỗng cơm mà muốn nghẹn cổ họng còn phong anh ta cứ cười hề hề chồng phát bực tôi giận quá nên ngoảnh mặt chẳng thèm nói chuyện đến phòng nữa này vợ qua đây ăn cơm vợ vợ ơi vừa gọi phong vừa kéo vai của tôi tôi quay lại lườm anh ta phong chắc biết lỗi nên mới sụ mặt xuống tôi thấy như vậy liền nén cơn giận nói với phong sau này anh không được làm vậy với tôi không được ép tôi chuyện gì khi mà tôi không muốn Ánh mắt của Phong chớp chớp nhìn tôi Dù đang gật cái đầu Nhưng mà miệng vẫn tùm tìm Tôi tức quá chẳng nói nên lời Bất ngờ bàn tay của Phong đưa lên Rồi áp vào mặt tôi Tôi điếng người Tôi chố mắt nhìn Phong Cảm giác này vô cùng gần gũi Và khiến cho tôi khó thở Nó giống như hình ảnh mấy năm về trước Tôi nhìn thấy ba Với mẹ Lan cũng như thế này Lúc đó là ba chuẩn bị hôn mẹ Nghĩ đến cảnh đó mà tôi đỏ bừng Tôi nhắm mắt lại Rồi tưởng tượng trong đầu cái khung cảnh đó Thế mà Phong chỉ chạm vào da thịt Ngay miệng của tôi Sau đó cười ngoặt nghẽo Vợ dính cơm trên miệng đây này Lêu lêu lớn rồi Mà giống như con mèo Tôi choàng mở mắt ra nhìn Phong Tâm tư bị nụ cười của anh gõ mạnh một cái đau điếng Tôi điên rồi Tự nhiên tưởng tượng làm gì cái cảnh đấy Khi mà chồng tôi Là một người điên cơ mà Cả ngày hôm ấy tôi chỉ ở trong phòng cùng với Phong Anh ta bên cạnh cứ liên thuyên Làm đủ thứ trò Còn tôi thì im lặng Lâu lâu trả lời mấy câu vu vơ Đến tối tôi vào phòng tắm Thay bộ áo dài ra Rồi mặc bộ bà ba, ba vào người Vừa ra ngồi trước gương chải tóc Liền thấy con sen bước vào Tự nhiên cảm giác nó tự tiện làm sao ấy Phòng của tôi nó muốn ra muốn vào Tùy tiện như vậy Lần này nó còn không thèm ngõ cửa Thay vậy tôi bực quá Tôi lên tiếng Sen, tại sao vào phòng mà không gõ cửa? Nó trả lời tôi tỉnh bơ. Trước giờ con vào phòng của cậu vẫn như vậy, cậu vẫn cho phép con vào. Nếu con không vào, thì ai hầu hạ và tắm cho cậu ạ? À? Tôi nghe nó nói như vậy có chút bất ngờ. Nhìn sang Phong đang ngồi ngay cửa sổ, chọc bụi hoa xấu hổ. Tôi thấy Phong có hơi nhíu mày khi nghe con Sen nói, nhưng chưa đầy một giây sau, anh ta trở lại trạng thái bình thường tôi tưởng tượng trong đầu nếu như con sen mà tắm cho phong chẳng biết nó đã nhìn thấy những gì của anh chỉ cần nghĩ như vậy thôi mà tôi đã nóng cả mặt nhưng bây giờ cậu có vợ rồi nên cô không cần phải làm những việc này nhưng con sen chưa nói xong thì phong đã đứng cạnh nó anh ta níu tay nó ánh mắt hướng về phía tôi tỏ ra sợ sệt cái giọng trầm ấm dễ thương của anh ta tại sao bây giờ nghe ghét ơi là ghét vợ hung dữ, vợ đi ra ngoài đi, sen tắm cho tôi được rồi, tôi không cần vợ. Tôi nghe xong liền trợn mắt thật to nhìn Phong, còn con sen cũng nhìn Phong kiểu bất ngờ. Tức khắc, biết Phong đứng về phe của nó, nên nó đắc ý lắm. Nó nhìn tôi và lớn giọng. Dạ mợ, mợ nghe cậu nói chưa? Cậu chỉ muốn sen tắm cho cậu thôi. Tôi đâu thể nào thua nó được, nên cũng liền lên tông giọng ngay từ trước đến nay mày tắm cho cậu là kệ mày bây giờ cậu là chồng của tao mày để tao tắm ơ hay mợ ngang ngược nhỉ mợ không thấy là cậu bảo con tắm cho cậu à mày mới là đứa ngang ngược mợ ấy mày đang đứng cãi tay đôi với nó tôi mệt quá lại thêm bực tức liền cúi xuống gỡ đôi guốc đang mang trong chân tôi chỉ về phía của nó mày ngon mày nói thêm đi tao lại tát cho mày không còn cái răng bây giờ Trần đời tao chưa thấy con nào Mà vô duyên như mày Chồng người ta Mà mày lại còn dành tắm dùm á Nó thấy tôi trời nó Nó liền nép luôn vào người của Phong Sau đó phụng phỉu Còn Phong ngốc ơi là ngốc Vợ mình không bênh Lại đi bênh vực một con sen Vợ hung dữ kia Không cho vợ đánh sen Vợ đánh sen Tôi báo công an bắt vợ Tôi đang bực con sen Nghe Phong bênh vực nó tôi lại muốn tức chào cuống họng. Tôi chỉ chiếc quốc về phía anh ta, sau đó gằn giọng. Bây giờ anh cho nó tắm hay là để tôi tắm cho anh? Anh mà cho nó tắm, thì tôi về, tôi không làm vợ của anh nữa. Lúc đó dù ông Trần về, cũng không làm gì được tôi. Vậy vợ tắm, vợ tắm cho tôi à? Ừ. Lúc này Phong liền đầy con sen ra, coi như anh ta cũng biết điều. Phong đẩy nó một hơi ra khỏi phòng, khiến cho con sen chỉ biết ngỡ ngàng, không thốt lên được tiếng. Sen đi ra ngoài đi, kiếm gì cho tôi ăn, tôi đói rồi. Còn sen liếc tôi hậm hực, nghe Phong nói, nó còn cố ý níu lấy tay của anh. Cậu, cậu hết thương con rồi à? Cậu hùa với mợ, bắt nạt con à? Còn sen lúc này khóc thút thít trước mặt Phong. Tôi nghĩ chắc anh ta lại mè nheo theo nó. Vậy mà không phải, anh ta rút tay khỏi tay của nó sau đó trả lời tỉnh bơ Tôi có bao giờ thương sen đâu Tôi phá lên cười ha hà Nhìn cái mặt con sen bị Phong làm cho quê một cục Mà tôi hà dã vô cùng Chẳng cần biết Phong khùng thật Hay là khùng giỡn Nhưng mà lần này Phong không làm tôi thất vọng Con sen lúc này bị quê Đi một hơi ra bên ngoài Cánh cửa đóng lại cái rầm Phong quay vào Tôi còn chưa kịp tắt nụ cười khoái chí đã bị phòng lôi tuột vào phòng tắm anh ngây ngô nói với tôi vợ tắm đi vợ tắm cho tôi đi nụ cười trên môi của tôi tắt ngấm lúc nãy tại con sen nó chọc tức tôi nên tôi nói như vậy cho hà lòng hà dạ chứ tắm cho anh ta tôi làm sao có thể chứ uhm, anh tự tắm không được à không biết tắm thì lấy nước này xong rồi dội vào người lúc nào thấy mát thì bước ra mặc đồ vào tôi vừa nói vậy là phong liền bù lu bù loa lên vợ lừa tôi vợ nói vợ tắm cho tôi cơ mà vợ không tắm cho tôi tôi đi bảo con sen tắm tắm với nó tôi vui lắm phong lúc này định bước ra ngoài ngay lập tức tôi níu tay của anh lại tức đến độ muốn xì cả khói tôi thở ra một hơi rất dài rồi cố gắng nhẹ nhàng nói với phong Thôi được rồi, được rồi, tắm thì tắm. Cậu cởi quần áo ra đi. Vợ cởi đi, tôi không biết cởi. Thường ngày... Anh im đi. Anh mà nói thường ngày con sen nó cởi quần áo cho anh. Tôi bóp cổ anh đấy. ấy vậy mà Phong liền gật đầu còn cười với tôi. Hai tay cứ vỗ mồm bốp mấy cái, rồi lại nhảy cẫng lên. Đúng rồi, thường ngày con sen cởi đồ cho tôi. Hôm nay có vợ vui ơi là vui. Tôi lườm Phong một phát, Muốn đánh cho anh ta đến chết mất Chưa thấy ai mà vô tư như Phong Còn con sen kia Nó không biết xấu hổ là cái gì nữa Tôi bất lực trước Phong Đúng hơn là bực lắm Nhưng không làm gì được Cục tức nó đang mắc ngang cổ tôi rồi Đưa tay mở mấy cái nút áo của Phong Khuôn ngực vạm vỡ xuất hiện trước mắt của tôi Khiến cho tôi điêu đứng cả tâm hồn Đôi mắt của tôi dán chặt lấy bộ ngực ấy chẳng rời Rồi vô thức Còn áp bàn tay của mình lên đó Chết rồi, tôi điên mất rồi. Làm sao mà tôi lại dạn dữ thế này? Nhưng mà nghĩ lại, Phong khùng, Phong có biết gì đâu mà lo. Nhưng lạ lắm. Bàn tay của tôi mới chạm vào da thịt đó, liền cảm nhận được sức nóng từ trong cơ thể của Phong lan tỏa vào kẽ tay của tôi. Tôi bất ngờ ngượng ngùng rụt tay lại. Tôi lèn lén ngước lên nhìn Phong, chỉ thấy anh ta vẫn ngây ngô, nhìn đông nhìn tây rồi tự cười. Tôi thở phào, Cởi áo xong, tiếp đến bàn tay của tôi lần mò xuống biên dưới, chạm vào cái lưng quần của Phong, làm cho tôi điếng cả người. Một cảm giác nóng phừng phừng, dâng lên đến đỉnh đầu. Lần đầu tiên trong đời tôi làm việc này, xấu hổ lắm. Thường tôi xem phim mấy cảnh này, toàn là nam chính chủ động. Ấy vậy mà ngoài đời thực, lại éo le thế này ư. Đang suy nghĩ mông lung trong đầu, bàn tay của tôi thì cứng đơ, Bất ngờ Phong lại mè nheo lên tiếng. Vợ chả biết tắm gì, vợ vụng về lắm, gọi sen vào đây đi. Tôi nghe anh ta nói như vậy, liền chấn tĩnh lại tinh thần, thờ một cái, tôi bĩu môi nhìn Phong. Anh cũng biết đòi hỏi quá nhỉ. Sen tắm sướng hơn vợ. Nó tắm cho anh thế nào? Cởi đồ tôi ra, sen cho xà bông vào, sen tắm cho tôi từ trên xuống dưới. Nói cho vợ nghe, Sen tắm xong, tôi thơm tho lắm. Phòng nói rất tự nhiên như chẳng có chuyện gì, còn tôi vừa nghe vừa tưởng tượng, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vậy mà con sen nó lại làm được. Xem ra con nhỏ này cũng hay đấy, tuy là con ở nhưng lại dám tụt quần cậu chủ. Xem ra con này không tầm thường chút nào. Tôi phải đề phòng nó mới được. Trên bả vai của tôi có một bàn tay khều khều, phòng lại lên tiếng vợ có biết tắm không hay để tôi gọi con sen anh đứng im đi tôi tắm cho anh tôi cấm anh không được gọi cho con sen đúng là vợ hùng dữ tôi nhắm tịt mắt lại hai tay run dày kéo cái quần của phong xuống run rồi thế nào mà cái quần chưa kéo được bàn tay của tôi đã vô tình chạm vào một vật cưng cứng tôi vội vàng rút tay ra một luồng điện chạy dọc cả sống lưng lạnh toát cả người của tôi cứng đơ hình như cái đó cái đó là cái của phong tim của tôi lúc này đập mạnh như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực xấu hổ chết đi được mãi một lúc tôi mới dám mở mắt ra sau đó ngẩng mặt lên nhìn phong gương mặt của phong đang vô cùng nghiêm túc nhưng trong đôi mắt rào hoạt kia nhìn tôi tràn đầy ý cười thấy tôi nhìn lên phong nhanh lắm chuyển sang trạng thái ngây ngô tiếp tục nói vợ tắm đi tôi nhìn phong nhíu mày hình như anh ta không bị khùng nghĩ vậy tôi liền tức giận lớn giọng hỏi anh không bị khùng có đúng không phong nhìn tôi chằm chằm ý cười trên gương mặt càng thêm đậm đôi môi mỏng hồng hào vẫn giữ nguyên nụ cười cợt nhã phong cất giọng tôi có nói với vợ là tôi bị khùng sao tôi há miệng nhìn phong đầy ngạc nhiên cả người đứng được ra đúng là tôi có nghi ngờ nhưng nếu như phong không thừa nhận chắc chắn tôi không thể nào nhận ra bởi vì công nhận phong giả khùng cũng hay lắm cái giọng cười cái mặt lúc nào cũng ngây ngô tại sao mà phong có thể giả vờ từ ngày này qua ngày khác hay như vậy chứ nhưng tại sao anh ta phải giả khùng tôi nhìn phong đầy tò mò chẳng biết sự tình bên trong là cái gì giờ tôi hiểu ra vấn đề rồi biết phong không bị khùng nãy giờ lại còn đang cố tình chọc tức tôi phút chốc tôi đỏ mặt tôi đưa tay đánh bục vào người của anh ta tôi uất ức lên tiếng vậy tại sao anh giả vờ bị khủng chứ lại còn anh anh trời đất ơi xấu hổ quá tôi tức tốc chạy ra ngoài cũng tiện tay đóng luôn cái cửa phòng tắm lại bỏ mặc phong đứng trong đó ngồi trên giường tôi không thể nào kìm nén được cơn tức giận đang bốc hỏa trong người của tôi phong à không cậu hai nhà này đúng thật là quá đáng chẳng ai bì cho được mãi một lúc lâu sau bên trong tiếng nước chảy đã tắt tôi nghe tiếng mở cửa tôi vội vàng lên nằm xuống và chùm chăn lại giả vờ như mình ngủ có tiếng bước chân đi tới tim của tôi đập loạn cả lên chẳng biết phong đang làm gì tự nhiên bước chân im lặng lại cả không gian trong phòng cũng lặng khiến cho tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng và rồi một lúc lâu bên nệm lún xuống phong nằm cạnh tôi tôi nghe giọng ai đó vừa trầm vừa ấm nói bên tai của mình hôm nay cô vợ được ngủ chung với vợ vui quá tôi lật mạnh chăn ra tròn mắt nhìn phong và nói ai cho anh nằm chung với tôi N anh anh không giả khùng giả điên với tôi đi à nghe anh nói tôi nổi hết da gà rồi tôi đang nói chuyện bình thường có cô mới không bình thường đấy Vợ chồng không ngủ chung Thì ngủ như thế nào hả thím Tôi bĩu môi và đáp lại Vợ chồng trên danh nghĩa tôi Tôi không yêu thương gì Đừng có mà chung giường với tôi Phòng nhớn mày Nhìn tôi cười nói Vậy bây giờ mình yêu nhau đi Rồi mình ngủ chung nhé Vợ nhá Nghe Phòng nói như vậy Mà óc của tôi dựng hết cả lên Thấy anh ta giả tạo làm sao ấy Bởi vì vậy Tôi liền giảng thẳng chân ra Và đạp cho Phong một cái rất đau Tôi gắt gỏng Ai mà yêu anh Anh đi chỗ khác đi Phong ngồi bật dậy nhớn mày nhìn tôi Đây là phòng của tôi Cô đang nằm trên giường của tôi đấy Ai đuổi ai còn chưa biết đâu Được Vậy tôi nằm dưới đất Không cần cái giường của anh Nói rồi tôi nhanh chóng cầm theo cây gối Rồi phóng luôn xuống giường Ngó nhìn xuống nền nhà trong phòng lại chẳng có một chiếc chiếu Chiếc chăn nào thừa Đêm nay tôi mà nằm dưới đất thật Chắc là sáng ra tôi bị ốm mất Nghĩ trong đầu như vậy Nên tôi hơi chần chờ Cũng mày liếc qua bên kia Thấy có một chiếc ghế dài Tôi liền đi tới đặt mình nằm xuống Sau đó tôi quay lại Cuối cùng cũng du được mình Bình yên trong giấc ngủ say Sáng hôm sau tiếng gà gáy liên tục Khiến cho tôi khó chịu Nhèo mắt nhìn ra bên ngoài Bây giờ trời đang còn tối Tôi chờ mình Cơ thể mệt mỏi dã rời Do nằm ghế không quen Nhưng mà ánh mắt của tôi khựng lại Khi trên người của mình Đang có một chiếc chăn Ngó qua bên kia Phong đang nằm Hai mắt nhắm nghiền Cơ bụng nhấp nhô hơi thở đều đều Vô thức đôi môi của tôi cong lên Nở ra một nụ cười Bàn tay kéo nhẹ chiếc chăn lên Một cảm giác ấm áp bao phủ lấy thân mình Xem ra Phong coi như cũng đáng mặt đàn ông Tiếp theo đó tôi lại chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi giật mình ngồi bật dậy, ngó sang bên kia giường. Phòng đang còn ngủ, nên tôi liền nhanh chân, sỏ đôi dép vào, bước ra mở cửa. Bên ngoài là một người phụ nữ ăn mặc rất lạ. Người này hình như hôm qua tôi về đây, tôi chưa có dịp được nhìn thấy. Bà thấy tôi, ánh mắt sắc bén nhìn từ trên xuống dưới, cau mày không biết chào hỏi ai sao hay là mợ bị câm tôi nhìn bà ta cũng có hơi chút sợ hãi nên cúi đầu chào hỏi ngay chào bà biết tôi là ai trong nhà này không mà chào với hỏi như thế dạ dạ con không biết bà là tôi là vú nuôi của bà hai nhà này bà hai rất là coi trọng tôi đó mợ tôi nghe như vậy liền thờ mạnh cái vẻ khép nép nãy giờ cũng biến mất thay vào đó tôi ngừng mặt lên cao Tôi tưởng bà ta là vợ ba vợ bốn gì của ông Trần Thì tôi còn sợ Chứ chỉ là vú của bà hai Thì cũng coi như người ở trong nhà này Mắc gì tôi phải sợ bà ta Má hai coi trọng bà Bởi vì bà là vú của má Chứ bà có phải là vú của tôi đâu Mợ trong nhà này Cũng được coi là quản gia rồi đó mợ Mợ ra ngoài kia mà xem Nắng đã hất lên tới đầu rồi Mợ chưa chịu dậy Như vậy có coi được không Tôi nghe bà ta nói như vậy Như đang muốn cho tôi nghe rằng Bà ta rất có quyền trong ngôi nhà này Tôi cười khẩy Thật ra tôi không phải là một đứa ngông cuồng Đánh đá hay là hung dữ Mà chẳng biết nghe và sợ lời ai Nhưng với tôi Sợ là phải đúng người Còn ấy Giữ là đúng người cần giữ Cuộc đời tôi từ khi bước ra khỏi nhà mẹ Lan Tôi đã thề rằng Không bao giờ để ai Có thể ước hiếp được tôi vũ này vũ nói đủ chưa xong rồi để tôi nói cho vũ nghe thời này rồi không phải là thời xưa mà quản xa với chẳng không quản hôm qua tôi về đây tôi để ý rồi mọi người trong nhà này đều là người làm cả ai cũng làm việc như nhau nên vũ cũng đừng có cái khái niệm phân biệt như vậy thời nào mình tính thời đó vũ ơi còn vũ muốn nói về vai vế thì tôi nói cho vũ nghe vũ gọi tôi một tiếng mở Xem như là Vũ nhỏ hơn tôi một bậc. Nên ấy, cũng không cần phải mắc mớ gì. Tôi phải nghe lời của Vũ. Bà ta nghe tôi nói xong. Gương mặt thay đổi liên tục. Lúc đỏ lúc trắng. Nhìn mắc cười lắm. Bà ta tức giận. Đến mức gần xanh nồi đầy trên chán. Và lên tiếng nói với tôi. Cô được lắm. Để coi trưa nay bà hai về. Bà hai xử cô như thế nào. Tôi có làm gì sai đâu. Mà má hai lại xử tôi. À mà tôi nhắc nhở cho Vũ nhớ. Má hai về, Vũ có kể lại thì kể cho rõ ràng. Vũ mà thêm mắm dặm muối, tôi không để yên cho Vũ đâu. Mợ, mợ dám... Bà ta không nói gì với tôi được nữa, nên liền hậm hực mang cục tức nuốt chưa trôi mà quay lưng đi. Tôi cũng nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó bước vào trong phòng, định thay bộ đồ xong ra ngoài xem có việc gì không để phụ giúp mọi người. Thì bất ngờ khi tôi quay lại, Phong đã đứng đằng sau tôi từ khi nào? Cái gương mặt đẹp trai trắng trẻo ấy đang mở to mắt nhìn tôi, khiến cho tôi điếng người. Cô bị khủng à? Cô làm sao? Có anh mới khủng ấy, mới sáng sớm đứng như thế này, làm cho tôi muốn bị rơi tim ra ngoài. Thấy tôi đẹp trai quá nên cô rơi tim à? Đúng là khủng. Xem ra cô cũng thú vị đấy. Thú vị chuyện gì? Thì cách cô đấu khẩu với bà Vũ Tôi thích rồi đấy Phụ nữ mà yếu đuối Tôi nhàm chán vô cùng Tính cô như vậy Xem ra rất hợp với tôi Tôi đỏ mặt bối rối Khi nghe Phong nói từ đó Chẳng biết từ thích anh ta nói theo nghĩa gì Nhưng đối với một đứa con gái mới lớn như tôi Thì từ đấy gây hiểu lầm nghiêm trọng lắm Mặc dù là tôi chưa có thích Phong Bởi vì Phong lắm mồm Lại hay đôi co với tôi Nhưng ở cùng với một người con trai Đẹp trai nam tính như thế này Còn tim của tôi có chút khó thở Vội vàng bước vào trong phòng tắm Tôi chả trả lời Phong nữa Bởi vì tôi không muốn mới sáng ra Đã đùi cỏ với hắn Chuyện tôi giả khùng Tôi mong cô Giữ bí mật cho tôi Lúc này tôi không quan tâm Trả lời ngay Yên tâm đi Tôi ít nhiều cũng hiểu chuyện này là của ai Cảm ơn cô khi tôi bước ra ngoài, trước nhà đã nhìn thấy mọi người làm việc rất rôm rả. Người thì tưới cây, người thì làm cỏ. Mấy người thấy tôi liền gật đầu, gọi tôi một tiếng mợ hai. Tôi cũng lịch sự cúi đầu chào lại. Sau đó họ tiếp tục công việc. Nhìn phía trước xong, tôi lại nhìn phía sau. Có người chè cùi, có người nấu cơm. Tôi đứng nhìn mọi người mà chẳng biết phải phụ ai. Tôi ra phía trước hay là ra phía sau làm đây? Tôi vốn dĩ rất ít tiếp xúc với người lạ, nên tôi không thuộc tiếp người sống hòa đồng. Mà công nhận hôm nay để ý kỹ, nhà của ông Trần này to ơi là to, từ ngoài cổng vào trong nhà chính, cả ngàn mét chứ chả đùa. Rồi còn cái khuôn viên to đùng, xung quanh trồng rất nhiều loại hoa hồng, đang vào mùa ra hoa. Đứng ở đây nhìn thôi mà tôi đã choáng ngợp, quả thật mọi người nói nhà ông Trần xây dựng rất đẹp, lại giàu có nhất vùng. Tôi đã nghe như vậy, nhưng chưa hình dung được, nó lại đẹp đến như thế này. Hôm nay tôi tận mắt nhìn thấy, tôi đã được chiêm ngưỡng rồi. Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Đang đứng chần chờ nhìn mọi vật, thì vô tình ánh mắt của tôi hướng thẳng về phía xa xa. Ở đó cũng có một gian nhà. Tôi choáng thật sự. Công nhận là ông Trần xây nhà nhiều thật, nhưng ngôi nhà này hơi cũ. Chẳng biết có ai ở hay không. Hay nơi đó chỉ là kho chứa đồ, mà cái gian nhà này lại rất xa dãy nhà bên đây. Thật là lạ với lại cảnh vật ở đó cũng hữu tình có ao hồ có cây cao buồng chuối cuồng chân bất giác tôi đi tới định muốn tò mò tham quan xung quanh nhưng tôi thật không ngờ khi tôi vừa đi đến thì bên trong tôi thấy con sen đang thập thò đi từ bên trong ra ánh mắt của nó ngó nghiêng xung quanh trên tay của nó đang cầm một cái chén nhỏ trong đó đựng gì thì tôi chưa biết vội vàng tôi nép sang một góc để tránh mặt con sen cũng may nơi đây có bụi chuối to nên tôi trốn vào vừa hai con sen chẳng thể nào phát hiện ra tôi con sen bước ra ngoài ngó nghiêng ngó dọc sau đó đi thẳng cho đến khi nó đi khuất bóng tôi mới chậm rãi bước ra ngó về căn nhà cũ kỹ kia tâm của tôi vô thức dấy lên một cảm giác nơi đó chẳng bình yên nhưng mà tôi chẳng đi nữa cũng chẳng hiểu vì sao ý định lúc nãy muốn tới đó tham quan bây giờ đã bị dập tắt chẳng có chút luyến lưu tôi quay bước trở lại nhà lớn bên ngoài nắng to đến đỉnh đầu bên trong nhà mọi người tất bật dọn chén cơm hầu như trong nhà chỉ còn mấy người làm ở lại chủ thì đi mất nên mọi người xem ra khá thoải mái và dữ dằn họ vừa ngồi xuống bàn định cầm chén đũa lên ăn thì lúc này tôi vừa vào đến mọi người cũng gọi tôi một tiếng mợ hai mợ hai ơi lại đây ngồi ăn với chúng tôi luôn Bên cạnh có một cô bé Trông nhỏ hơn tôi mấy tuổi Cũng cất lời Mợ hai ơi Lại ngồi ăn cạnh con này mợ Cũng là bên cạnh Nhưng lần này tôi nghe gõ đũa xuống bàn một cái bộp Tôi giật mình Mấy lời vừa thốt ra liền nghẹn lại Khi thấy bà vú nhìn mấy người kia Quắc mắt Bọn mày có im đi không Bọn mày làm gì có quyền ngồi ăn với mợ hai Đồ ăn ngon Tôi chừa phần mợ rồi bọn mày cứ ăn đi không mượn bọn mày phải lanh chanh. Trời đất ơi không ngờ bà vú hôm nay lại tốt với tôi như vậy tôi nhìn một lượt trên bàn món nào cũng ngon nào là cá rô chiên giòn rau muống xào tỏi canh chua cá bông lau còn có cả đĩa cả pháo mấy món này là món ruột của tôi chỉ cần nhìn thôi mà tôi chảy cả nước miếng định bụng ngồi ăn chung với mọi người luôn nhưng nghe bà vú nói như vậy Mọi người lại ái ngại nhìn tôi và lặng lẽ ăn. Tôi sợ ngồi chung với mọi người, lại khổ với vú, nên tôi chỉ biết đứng đó, ngó cho đỡ thèm. Nhưng cũng không thất vọng gì nhiều, khi mà trong giây lát, bà vú đã nhìn tôi. Bỏ lên phòng đi, cơm mỡ tôi dành phần rồi, để tôi sai con sen, nó đem lên phòng cho mỡ. Cảm ơn vú. Tôi nhanh chân bước lên phòng, trong lòng lúc này tự nhiên vơi bớt đi cái phần ác cảm với bà Vú Bởi vì tôi chắc mầm Mọi người ăn toàn đồ ngon Thì bà Vú cũng chừa phần cho tôi ngon hơn Chắc chắn bà ấy cũng tử tế lắm Tôi còn nghĩ rằng Bà Vú này tuy bên ngoài miệng lưỡi đanh đá Nhưng bên trong lại ngọt ngào ấm áp Vậy nên tôi cứ tung tăng mà đi trước Khóe miệng lúc này Lại hiện lên một nụ cười cong cong Bất chợt tầm mắt của tôi tối lại Bước chân của tôi cũng khựng lại Khi mà lúc này đây tôi trông thấy con sen từ phòng của cậu phong đi ra nó thấy tôi còn cười mìm mìm rồi đưa tay rột rè cải lại cúc áo vừa bị đứt cái cảnh này sao mà giống nó đi rồi tôi bần thần cả người trong đầu tôi hình dung toàn là những hình ảnh đen tối tôi càng cố lắc đầu xua đi thì hình ảnh lại càng đậm nét hơn sao mà tôi khó chịu thế này bởi vì tôi thích phong mà khó chịu thì không phải rồi nhưng tìm một điều gì đó để thích hợp hơn, tôi không tìm được, nên tôi đành mượn cớ rằng mình đang ghét con sen nên mới cảm thấy khó chịu như vậy. Đưa tay đẩy mạnh cửa phòng, lại còn trông thấy Phong vừa trong phòng tám bước ra, chưa kịp mặc cả áo, tôi cảm tưởng suy nghĩ vừa rồi của mình là đúng, nên liền mang gương mặt ủ rột đi thẳng lên giường, ngồi xoay lưng, sau lớp bài lụa lạnh lùng về phía của Phong. Cùng lúc này bên ngoài con sen lại bước vào, nó nhìn phong đắm đuối, đôi mắt còn lả lơi, mấy hàng mi rung động. Tôi thấy cảnh đó trong lòng tự dưng dấy lên một cơn khó chịu. Tôi hử một tiếng. Con sen quay lại nhìn tôi. Nó liếc ngang thở khắt ra một hơi, rồi nhẹ nhàng đặt mâm cơm lên bàn. Đây là phần cơm của mỡ, mỡ ăn đi à? Tôi nhách môi trả lời. Nãy giờ ăn cơm chó, bị nghẹn rồi. Nó nhìn và khó hiểu. Cơm, cơm chó là gì? Mợ đừng nói mợ dành ăn với mấy con chó ngoài cổng nhá. Cần gì phải ra đấy, ở trong đây cũng có hai con rồi. Nghe đến đây con sen dường như hiểu ý của tôi nói cái gì, nên nó liền nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn tôi. Ý của mợ nói, tôi và cậu hai là hai con chó ấy à? Mợ, mợ quá đáng thế. Cái đó là mày nói, chứ không phải là tao nói ý mợ thẳng thừng như vậy còn gì cậu, cậu xem kìa mở hai mắng cậu tôi không nhìn Phong nên không biết biểu hiện của anh ta thế nào chỉ thoáng nghe sau đó là giọng nói ngây ngô và giọng cười khờ khạch cậu cũng thích chó lắm hôm nào Sen làm chó cho cậu chơi đi cậu cậu quá đáng thật đấy còn Sen tức giận lắm tôi thấy mặt của nó đò ngầu còn tôi sau khi nghe Phong nói như vậy thì khuôn miệng không khỏi bật cười, nở một nụ cười khoái chí. Còn sen liếc nhìn tôi hậm hực, sau đó bước nhanh ra ngoài và đóng cửa lại. Tôi còn nghe phía sau, phòng gọi với theo ỉ ơi mấy tiếng, sau đó mới chịu im. Lúc này dưới bụng của tôi cũng reo lên ọt ọt, báo hiệu cơn đói đang đến. Tôi chả thèm quan tâm xem Phong làm gì, liền vội vàng mở cái lồng bàn ra, nhìn xuống phần thức ăn của mình. Tôi trố mắt lên nhìn. Cái gì vậy? trong mâm chỉ có một chút cơm, cơm thì lại bị khét và một khúc cá kho thật nhỏ, chỉ còn chút lại một ít xương. vậy là sao? chả phải lúc nãy phòng đằng sau đi tới thấy thái độ của tôi khi nhìn vào mâm cơm, anh ta cười rồi nói với tôi có gì đâu mà cô ngạc nhiên thế? ở trong ngôi nhà này, cô càng hy vọng thì càng thất vọng nhiều thôi. tôi ngước mắt nhìn phong. Bàn tay của tôi run rẩy, Đặt lồng bàn xuống Sau đó uất ức lên tiếng Nhưng mà tôi nhìn thấy Khi nãy ngoài kia Họ ăn thức ăn rất ngon Có phải thế này đâu Giống thế này có đúng không Phòng đi tới bên bàn Bừng mâm thức ăn của anh ta lại Tôi nhìn vào đó và gật đầu lia lịa. Đúng rồi Họ ăn thế này Tại sao của tôi lại thế này Không được Tôi phải ra đó hỏi cho ra nhẽ mới được tôi toàn đứng dậy thì phong đã vươn tay kéo tay tôi lại anh cau mày nói cô mới về đây cô đừng gây chuyện mấy chuyện còn con này cô bỏ qua đi là ông trần muốn cưới tôi cho anh chứ phải là tôi tự theo về đây đâu tại sao họ đối xử với tôi như thế anh xem đi cơm đã khét rồi lại còn khét đỏ còn khúc cá này anh coi có giống cho người ăn không vậy bây giờ cô muốn họ xem trọng cô cho cô ăn ngon mặc đẹp sao tôi không cần với cao như vậy chỉ cần đối xử với tôi tốt với tôi một chút thôi anh thấy đấy từ hôm qua đến giờ tôi mới về đây một chút thôi mà tôi gặp đủ chuyện rồi cô muốn sống tốt ở nhà này cô phải chờ đợi một thời gian bao giờ vai diễn khủng điên này của tôi hạ màn lúc đó tôi hứa tôi sẽ đối xử với cô thật tốt mà chẳng cần ai phải làm điều đó cho cô anh tôi lặng người một dòng nước ấm vô tình luồn lách vào tận tim gan tôi nhìn phong nhìn ánh mắt và gương mặt đang rất nghiêm túc của phong anh hứa rằng anh đối xử tốt với tôi ư có thật sự là phong vừa nói hay là tôi đang nghe nhầm thấy tôi im lặng phong mỉm cười nụ cười lúc này vô cùng ấm áp anh đẩy phần cơm của anh qua cho tôi Phần cơm của tôi hơi nhiều. Chắc tôi ăn không hết đâu. Cô ăn với tôi nhé. Có được không? Tôi, tôi ăn nhiều lắm. Cô cứ việc ăn đi. Cô no thì tôi cũng no mà. Vậy tôi không khách sáo đâu. Anh cũng ăn đi. Bữa cơm đó đối với phòng như thế nào tôi chẳng rõ. Nhưng đối với tôi, nó là bữa cơm vui vẻ. Thật sự dù đang rất ghét mũ vú già và con sen, nhưng tôi cũng không khỏi cảm kích khi nhận được cách đối xử rất tốt của Phong. Giữa một biển người ghét mình, chỉ cần một người lo lắng cho mình, đôi khi là những điều nhỏ nhoi thôi, nhưng đó lại là cả một chân tình không gì có thể so sánh được. Tôi ra ngoài phụ mọi người làm cỏ, bởi vì ở trong phòng mãi cũng ngột ngạt. Với lại chiều nay Phong có hẹn với bác sĩ để khám bệnh, nên anh ta được con sen đưa đi rồi Tôi ở mãi trong phòng cũng buồn chân Vậy là đi ra ngoài sân Được làm quen với nhiều người tôi biết thêm được dì lành và con bé linh vừa nhổ cỏ dì lành vừa nói chuyện với tôi mợ hai đúng là vừa đẹp người lại vừa giỏi xem mợ làm cỏ thế này tôi phục mợ lắm cứ làm nhanh than thoát vậy tôi được khen nên càng khoái chí nhưng cũng rất từ tốn trả lời có đâu gì mấy chuyện này là chuyện bình thường ai chả làm được bên cạnh bé linh cũng quay qua cạnh tôi nó nhìn tôi sau đó nhỏ tiếng. Mợ hai nói vậy, chứ con thấy có người mấy đời chịu đụng xuống, bụi cỏ giống như mợ đâu. Em nói ai? Thì con sen đấy mợ, từ ngày nó về đây, cứ đồng đa đồng đành. Nó ỉ nó được bà hai cưng chiều, rồi nó chả coi ai ra gì. Cả bà vú, mợ có biết không? À, vậy sao? Dạ vâng, mợ ở đây lâu ngày, mợ sẽ biết mọi chuyện thôi. Thật ra không cần đợi gì lành và bé Linh nói Vừa mới về nhà này Tôi cũng đoán ra rằng bà Vũ và con Sen Không đơn giản tí nào Cùng phận người ở với nhau Nhưng họ chẳng vất vả như những người khác Chắc chắn có người chống lưng Mà bà Hai theo lời con Linh vừa nói Bà đấy đúng là có tiếng thật Bà ta thế nào mà nâng đỡ cho con Sen Và cả bà Vũ như vậy Có phải bà Hai đó Là má chồng của tôi Hay là người khác tôi chưa được nhìn thấy bà bao giờ. đang suy nghĩ mông lung, thì bên ngoài cổng tôi nghe có tiếng xe hơi chạy vào, mọi người lại thêm phần nhốn nháo, cả Dì Lành và Con Linh lật đật phủi tay đứng lên sau đó chạy ra ngoài. tôi ngơ ngác nhìn theo không hiểu chuyện gì, thì bên tai của tôi loáng thoáng có tiếng người nói: ông hai bà hai về rồi, bọn mày đâu? ra đây đỡ bà hai vào nhà. Bà hai về ư Tôi nghiệm lại trong đầu Bà hai này có phải là người mà mọi người vừa nhắc không Là người mà đứng phía sau hậu thuẫn cho con sen và bà vú Cuối cùng tôi cũng được gặp bà rồi Nhưng mà Bà hai này với cái bà cả điên khùng Mà hôm qua tôi gặp Ai mới là mẹ chồng thực sự của tôi Tôi nhẹ nhàng giòn rén bước ra ngoài cùng với mọi người Vừa kịp lúc cánh cửa xe mở ra Ông Trần bước ra trước Ông Trần thì tôi từng gặp mặt nhiều lần rồi Nên chẳng còn xa lạ gì Gặp ông tôi cúi đầu Cả mấy người kia cũng rằm rắp cúi theo ấy vậy mà ông chỉ liếc nhìn tôi thoáng qua Sau đó lớn giọng gọi Con sen đâu? Vũ Huệ đâu rồi? Ra đỡ bà hai Tôi hơi ngước lên nhìn Chẳng hiểu bà hai bị cái gì Mà ông Trần bảo mọi người ra đỡ bà Phía sau bà Vũ cùng với dì lành và con Linh gấp gáp chạy lên ngay chỗ chiếc xe rồi sau đó mở cửa ra. Tôi cũng tò mò nhìn theo, rồi thoáng bất ngờ. Khi mà người trong chiếc xe bước ra, bà hai mà mọi người hay nhắc, tại sao lại còn trẻ như vậy? Bà ta chắc độ lớn hơn tôi có vài tuổi thôi. Vậy là bà này không phải là mẹ ruột của cậu Phong. Vậy còn cái bà điên kia? Tôi vừa suy nghĩ vừa nóng cả ruột, chẳng nhẽ nào... Tôi đứng thử người ra suy nghĩ Thấy mọi người đỡ bà hai bước vào Cả ông Trần cũng đi theo bà hai Ánh mắt ông nhìn kiểu bà lo lắng Và tình cảm lắm Họ cứ xoay vòng bên cạnh bà hai Như thế nếu lỡ họ không để mắt đến bà hai Thì bà ấy sẽ vỡ tan Giống như bong bóng xà phòng Mọi người vào trong cả rồi Tôi cũng bĩu môi một cái Sau đó bước vào phòng của mình Ngó nghiêng nhìn cái đồng hồ 6 giờ tối rồi Mà con sen và phong vẫn chưa về Không biết Họ đã đi đâu Phòng không biết đã khám bệnh xong chưa nhỉ À mà nhắc mới nhớ Phòng có bệnh gì đâu Mà tại sao lại đi khám chứ Tôi không hiểu cho lắm Đang suy nghĩ mồng lùng Tự dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa Tôi tưởng Phong về Liền lật đật chạy ra đón Nhưng không ngờ cánh cửa vừa bật ra Trước mặt tôi là cái bà hai Mà tôi vừa thấy Lúc này bà ta đi chung với bà vú Thấy tôi, bà vú lớn giọng nói. Mày có biết đây là ai không? Mà mày đứng ngay ra đó. Dạ, con chào bà hai. Một bàn tay nằm ngón dáng thẳng vào mặt tôi, khiến cho tôi lào đảo. Bà vú và bà hai đó nhanh chóng bước vào phòng của tôi và sau đó đóng luôn cánh cửa lại. Tôi sau giây phút bàng hoàng, liền ngước lên. Một tay ôm lấy một bên má của mình, nhìn bà hai lên tiếng. Bà, tại sao bà đánh con? Bà Hai thong dong ngồi xuống chiếc ghế, liếc mắt nhìn tôi. Mày vào nhà này đã là lỗi của mày rồi. Vậy mà tao nghe nói hôm qua đến nay tao không có ở nhà, mày đã không coi ai ra gì. Ngay cả người của tao, mày cũng không để nang chứ gì. Còn có làm cái gì đâu ạ? À? Bà chưa nghe đầu đuôi gì, bà phán tội con rồi. Đâu phải tự nhiên mà con không xem họ ra gì. Tại sao bà không nghĩ rằng họ đối xử với con ra làm sao ạ à? bà ta đập mạnh tay xuống bàn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống mày đúng là lèo mép vú huệ đâu đánh vào miệng nó cho tao bà vú nghe gọi liền hăm hè lao đến tôi nhưng tôi đâu có dễ để cho người ta tự nhiên đánh tôi bà vú vừa xông lên tôi đã cầm chặt cái ghế rồi cầm lên hăm dọa bà ta bà có ngon ấy bà lao vào đây. Từ đó tới giờ, bà biết chiếc ghế bay nó như thế nào chưa? Bà Vũ thấy tôi đang cầm chặt chiếc ghế thì liền khựng chân lại, mặt bà ta tái xanh tái mét, ngó qua bà hai. "Đó, còn thấy con quỷ này chưa? Nó hung dữ lắm. Còn coi nó, có coi con ra gì đâu." Nghe vậy bà hai còn tức giận hơn, tôi thấy ánh mắt bà ta trừng lên thật to nhìn tôi hai bàn tay của tôi nắm chặt lại bên kia bà vú lại cầm chiếc quạt quạt vào người của bà hai thôi thôi con cứ bình tĩnh tức giận ấy là hại đến cơ thể huống hồ con đang có thai con này con phải cho nó ăn roi đi nó mới sợ không cần đâu vú đánh nó anh hào lại bắt phạt chúng ta vú tránh ra đi để con nói chuyện với nó bà vú nép sang một bên Cùng lúc bà hai đứng dậy đi thẳng đến chỗ tôi Tôi thấy vậy cũng từ từ hạ chiếc ghế xuống Thật tình là nắm chiếc ghế này Tay của tôi cũng mỏi lắm rồi Với lại tôi mới nghe bà hai Nói rằng là có thai Nhìn mặt bà ta lại chẳng phải là người nhân hậu Lỡ may bà ta cố tình làm điều gì quất tất Sau đó đổ tội cho tôi Lúc đấy tôi có nhảy xuống sông Cũng không sửa được nỗi oan này Thế nên phòng bệnh hơn chữa bệnh Bà hai càng bước tới tôi càng thụt lùi Mãi cho đến khi bà ta cách tôi có mấy bước chân Thì lưng của tôi lúc này Cũng dựa hẳn vào bức tường sau lưng Sao? Mày không lui nữa đi uhm, Tựa lưng vào đây chắc chắn rồi Thế nên tôi không sợ ngã Xem ra mồm mép của mày cũng mau lắm Tao nói cho mày biết Ở trong ngôi nhà này Mày nên biết trên biết dưới Biết ngó trước ngó sau Mày phải nhìn sắc mặt của tao mà sống Đừng có lanh chanh mà thiệt cái thân của mày. Tôi nghe bà hai nói dứt câu liền dùng cả mình. Cái giọng của bà nghe chanh chua lắm. Lại còn thái độ. Lúc này ánh mắt như dao. Trông bà ta giữ dằn vô cùng. Nhưng mà bà ấy giữ với ai thì tôi không biết. Chứ bà mà giữ với tôi thì tôi chẳng sợ bà. Vẫn như cây câu mà tôi khắc sâu trong lòng. Giữ với người cần giữ. Thế nên trong lúc này tôi không hề nao núng. Liền bật lại ngay. Bà hai nói thì con xin nghe. Nhưng mà trong nhà này, con thấy đâu phải mình bà hai là người lớn. Trên bà còn có ông Trần Hào và cả bà cả. Bà chỉ là bà hai thôi, còn là phận dâu. Ai dạy sao thì con nghe như vậy? Chứ sao bà hai lại chỉ dạy cho con nghe mỗi mình bà? Rồi khi ông có việc ông gọi con, con không nghe, con lại đắc tội với ông à? Vậy mày có biết cái người nắm quyền nhà này là ai không hả? Cái thứ không biết thân biết phận như mày. Mày vào cái nhà này đã là một sai lầm của mày rồi. Vậy theo bà hai, con phải biết thân biết phận như thế nào ạ? Nghe lời bà là biết thân biết phận sao? Con nhớ con được hỏi cưới về đây làm mợ hai cái nhà này, chứ đâu phải là về đây làm người ở đâu ạ? Bà hai bị tôi chọc tức đến độ cả người run lên, gương mặt thì đen kịt như bầu trời sắp nổi lên trận rồng bão vừa hay tay của bà giơ lên cao, chắc là định đánh tôi. Thì từ phía ngoài tôi nghe tiếng của Phong nói chuyện rôm rả. Tức khắc, tôi với tay mở mạnh cánh cửa phòng ra. Bây giờ dù Phong đang đóng vai khùng điên, nhưng chắc chắn anh không làm gì bà ta được ngay lúc này, nhưng có mặt anh ở đây, tôi cảm thấy cực kỳ yên tâm. Phong đi vào cùng với con sen, cánh tay bà hai lúc này cũng buông xuống. Bà ta thấy Phong thì cau mày nhìn. Còn Phong thì cười hề hề. Sau đó ôm chầm lấy khuôn mặt, Phong tỏ ra ngây ngốc, vừa cười vừa nói: "Vợ ơi, chồng về rồi, vợ có cái gì ăn không cho chồng ăn với?" Tôi nhìn Phong, nhìn xuống bàn tay rắn chắc đang ôm lấy mình, tự dưng tôi cực kỳ xúc động. Từ lúc nãy đến giờ đấu khẩu với bà hai, tuy tôi mạnh miệng là vậy, nhưng mà trong thâm tâm của tôi yếu đuối rất nhiều. Vòng tay này bây giờ vừa kịp lúc đối với tôi chính là sự quan tâm tôi ngẩng mặt nhìn phong đôi mắt tôi tự nhiên ngấn nước nhìn khuôn mặt đối diện lòng tôi nghẹn ngào mợ có để chừa phần cơm bên kia cho chồng để vợ đi hâm nóng lại cho chồng ăn nhé phong vẫn ôm chặt tôi lắc đầu lia lịa, làm bộ nhõm nhẽo không cho vợ đi đâu hết đi lại đây ăn chung với chồng nhá nhà vợ bà hai con sen và bà vú đứng hình nhìn chúng tôi đầy ganh ghét rồi họ chẳng nói chẳng rằng dắt nhau đi nhanh ra ngoài đi ngang qua tôi bà hai còn phóng tia mắt như dao nhìn tôi đầy cảnh cáo còn con sen thì khỏi phải nói trên mặt nó có một chữ ghen to đùng nổi lên khi họ rời đi rồi phong mới đưa chân đá cánh cửa và đóng lại tay của phong vẫn ôm chặt lấy tôi gương mặt bây giờ rất nghiêm túc ánh mắt nhìn thẳng Cả hơi thở ấm nóng phà vào vành tai của tôi Tôi bất động ngay giây phút này Trái tim trong lồng ngực của tôi bây giờ đang đập rất mạnh Rồi phòng nhẹ nhàng giơ tay của anh lên Áp vào bên mặt của tôi Bị đánh có đau không? Chỉ một từ đau của anh Mà mọi cảm xúc đang kìm nén trong lòng tôi liền vỡ òa Tôi mạnh mẽ thế nào tôi chẳng nhớ Chỉ là giờ đây Hai mắt của tôi đã ướt đẫm Cổ họng của tôi nghẹn lại chẳng thể nào thốt ra được chỉ im lặng nhìn phong uất ức gật đầu thay cho câu trả lời cảm nhận trong lồng ngực của phong đập mạnh rồi anh nén lại vòng tay của anh càng siết chặt lấy tôi anh nhìn tôi đem cả tấm chân tình đặt lên câu nói cô về đây là một thiệt thòi nhưng yên tâm đã là vợ của tôi rồi tôi hứa không để ai ăn hiếp cô đâu Tôi nhìn Phong sâu nặng Không nói nên lời Cũng bất ngờ khi anh nói ra câu đó Bởi vì tôi không nghĩ rằng Sẽ có lúc tôi nhận được câu nói Đủ sâu đủ ấm áp đến như vậy Câu nói này suốt mười mấy năm qua Chưa một lần tôi được nghe ai nói Cái chân tình trong câu nói đó Đối với tôi nó ngọt ngào làm sao Phút chốc tâm tư tôi vỡ òa Nước mắt rơi xuống Phòng nhìn tôi lập tức trên khuôn miệng Nở ra một nụ cười thật đẹp Anh hỏi tôi sao lại khóc cảm động à biết phòng đang chiều nhưng tôi vẫn quyết ép sát đầu mình vào ngực của anh thổn thức không ngừng tay của phòng lại một lần nữa sờ vào mặt của tôi anh lau đi hai hàng nước mắt của tôi vừa rơi xuống sau đó vén mấy sợi tóc vừa rơi ra vào bên vành tai của tôi tiếp tục nói với tôi nín đi khóc lần này thôi từ ngày mai phải thật kiên cường nhé ngọc mi ngọc mi phòng vừa gọi tôi là ngọc mi tôi ngạc nhiên ngước lên đôi mắt còn đang ướt sũng nhưng mà nhìn anh đầy kinh ngạc tôi run run hỏi lại anh anh vừa gọi tôi là gì thì cô là ngọc mi tôi gọi sai sao lần này thì nghe rõ tên phòng gọi tôi chỉ biết đứng thử người ngọc mi là tên của chị tôi cơ mà tại sao anh lại gọi như vậy hay là anh không phân biệt được tôi và chị my nhưng mà chẳng phải từ ngày hôm qua khi bước chân vào đây tôi có nói với phong tên của tôi là vi rồi cơ mà tại sao hôm nay anh lại hỏi tôi như vậy tôi nghĩ rằng có sự nhầm lẫn gì ở đây tôi hỏi ngay lại phong tại sao anh lại gọi tôi là ngọc my chẳng phải hôm qua tôi tôi còn chưa nói hết câu Phong nhìn tôi cười nửa miệng Rồi đưa tay lên Xuyệt khẽ một cái Ý rằng bảo tôi im lặng Sau đó khi tôi đứng bất động ngơ ngác nhìn Phong Anh liền ghé sát vào tay của tôi nói nhỏ Tôi biết cô tên là Vi Nhưng từ nay Cứ sử dụng tên Ngọc My đi Sẽ có lợi Chứ không có hại cho cô đâu Nhưng Không nhưng nhị gì hết Nghe lời tôi Phong làm bộ ra mặt nghiêm túc còn trừng mắt nhìn tôi Làm tôi cũng đành nghe lời mà im lặng Tôi bĩu môi rõ dài nhìn Phong Và sau đó chẳng nói thêm gì Mãi cho đến khi bên ngoài phòng Tôi nghe tiếng la hét ỏm tỏi Ánh sáng rực trời Tôi nhìn ra ngoài lắng nghe Tiếng mọi người xì xào bàn tán Mọi người ơi Bà cả lại lên cơn co giật rồi Mọi người báo cho ông biết đi Mọi người ơi Nghe câu đó chẳng riêng mình tôi ngay cả Phong lúc này cũng nhòm dậy Anh ra mở cửa sổ Hè hé mắt lo lắng nhìn ra ngoài Tôi cũng tò mò Hướng ánh mắt nhìn theo Phía sau căn nhà lụp sụp kia Mọi người xôn xao hẳn lên Còn tôi thấy có cả ông Trần ở đó Quay sang Tôi nói với Phong Tôi đi ra ngoài đấy Anh có đi cùng không? Nhưng Phong lại níu tay tôi lại Đừng đi tôi ngạc nhiên nhìn phong nhìn bàn tay của anh đang nắm chặt tay của tôi đầy khó hiểu cảm nhận hình như phong có điều gì đó khó nói kiểu như tâm tư đang rất nặng lòng lo lắng vì bà cả nhưng lại chẳng thốt được nên lời nhưng mà khoan bà cả ư ừ, bà cả có đúng là mẹ của phong không nghĩ đến đây tôi liền lập tức lên tiếng hỏi bà cả là mẹ của anh có đúng không tầm mắt của phong lúc này chợt khựng lại anh nhìn thẳng vào mắt tôi Nặng nề kìm nén cảm xúc của mình Sau đó gật đầu Vốn đã đoán được điều đó Tôi chẳng mấy bất ngờ Tôi rút tay ra khỏi bàn tay của Phong Tôi bức xúc nói Thế tại sao anh không cho tôi đi Chẳng nhẽ mẹ anh gặp nguy hiểm Anh lại trơ mắt ra Để nhìn bà ấy chết sao Lần này hai mắt của Phong long lên sòng sọc Bàn tay của anh nắm chặt thành quyền Đấm mạnh vào tường khó khăn lắm phòng mới nói thành lời bà ấy là mẹ của tôi nhưng chính bà ấy lại muốn giết tôi bây giờ bà ta có chuyện gì cũng là đáng đời bà ta tôi đứng hình trợn tròn mắt nhìn phong không thể nào tiếp thu ngay được lời phong vừa nói bà cả là mẹ ruột của phong tôi có thể tin được nhưng mẹ lại đi giết con tôi không thể nào không thể nào tin cái chuyện hoang đường như thế này được Bên cạnh phòng liền đi tới bên chiếc giường và ngồi xuống. Tôi thấy phòng lộ rõ trên khuôn mặt sự bất lực. Ngó xuống bàn tay của anh đầy máu. Tôi hốt hoảng bước tới, cầm tay của anh lên, nhìn vào mấy vết chảy xước trên tay. Tay của anh chảy máu rồi đấy. Anh không thấy đau à? Không, vết thương này có là cái gì chứ? Nhưng mà đau lắm. Anh ngồi yên, tôi ra ngoài hỏi xem trong nhà có sẵn bông băng và thuốc rửa không nhé? Không cần. Sao thế? Bất ngờ phòng níu tay tôi, bảo tôi ngồi xuống giường bên cạnh anh. Sau đó ánh mắt của anh nhìn xa xa một một khoảng không vô định. Anh nói với tôi. Thả để tôi đau vết thương này. Còn hơn là chịu đựng vết đau trong lòng. Và bao nhiêu năm qua, không thể nào chữa trị được. Rốt cuộc là mọi chuyện như thế nào? Anh có thể tâm sự với tôi được không? Tôi vô thức mở lời hỏi Phong câu đó Nhưng khi hỏi xong rồi Tôi lại nghĩ rằng chắc là Phong không trả lời đâu Vì ít ai tự dưng Mà khui ra câu chuyện cuộc đời mình Cho một người xa lạ mới gặp như tôi Nhưng tôi thật không ngờ Vừa hỏi xong câu đó Phong cũng thuận tình nói với tôi Tôi chỉ biết năm tôi lên năm tuổi Mẹ tôi nhẫn tâm đẩy tôi Từ trên núi ngã xuống để giết chết tôi nhưng may sao chú bảy tài xế lái xe cho gia đình đã cứu sống tôi và đưa tôi trở về đây từ khi tôi tỉnh lại tôi bị mất đi trí nhớ lúc nào cũng trong trạng thái ngơ ngơ như một thằng khùng mười ba năm nay tôi nhớ ra mọi chuyện nhưng bởi vì muốn biết lý do tại sao mẹ tôi lại muốn giết tôi nên tôi đành phải giả vờ điên khùng tiếp đến tận ngày hôm nay nghe phòng kể đến đó ánh mắt của anh đỏ ngầu hiện rõ sự tức giận cùng cực nhưng đâu đó trong ánh mắt là nỗi đau tột cùng mà chẳng có ai để san sẻ tôi cứ tưởng tôi là người thiệt thòi tôi là người đáng thương bởi vì tôi không cha không mẹ còn nhận sự hắt hồi từ gì ghẻ nhưng khi nghe phong kể hoàn cảnh của mình tôi lại thấy thiệt thòi cho bản thân của tôi hình như chưa là gì so với nỗi đau mà phong chịu đựng tôi quay mặt nhìn thẳng vào phong cảm nhận khi anh kể xong cả cơ thể của anh lúc này cũng run rẩy như đang kiềm chế sự ớt hận của mình vô thức tôi thấy thương anh đáng lẽ được sinh ra trong ngôi nhà cao cửa rộng thế này đẹp trai ngời ngợi thế này cuộc sống của anh phải rất sung sướng và được mọi người khanh tị ấy vậy mà nhưng mà theo lời của phong kể tôi lại thấy có điều gì đó uẩn khúc trong chuyện này bởi vì phong là người trong cuộc năm đó Phong mới 5 tuổi, chắc chắn sự việc mà anh biết cũng nghe kể lại từ người khác, chứ không tài nào mà Phong nhớ được. Với lại nếu như bà cả hại anh, tại sao bà lại bị điên? Với một người đứng ở ngoài cuộc và không bị hận thù che lấp lý trí, tôi tin rằng bà cả có điều gì đó khó nói. Bà không thể nào nhẫn tâm giết đi đứa con của chính mình. Đưa bàn tay của mình, tôi hạ xuống đặt lên bàn tay của Phong dùng chính sự ấm áp của mình tôi muốn phong bình tâm lại sau đó tôi nhẹ giọng nói với anh anh cứ bình tĩnh rồi cho tôi hỏi tiếp nhé câu hỏi đi tại sao bà cả lại muốn giết anh tôi không thể nghĩ ra lý do để cho bà làm như vậy lần này phong lại bật ra một nụ cười lạnh ánh mắt của anh nhìn ra hướng cửa sổ nơi mà có thể nhìn thấy gian nhà cũ kỹ bên kia anh từ từ nhắm hẳn mắt lại, chắc đang suy nghĩ về những ký ức năm xưa. Rồi sau đó anh mở lời với tôi, trong câu nói ấy chứa đầy sự đau thương. Là bà ta nghe lời của thầy bói, họ bảo tôi khác tuổi với bà, sau này tôi lớn lên, gia đình bà sẽ tan nát, chồng bà sẽ cưới người khác. Bà nghe như vậy, vì muốn bảo vệ tổ ấm của mình, bà đã muốn giết chết tôi để trừ đi hậu quả vậy tại sao bà ấy lại bị điên là do là do bà hai hại lần này thì tôi đã không khỏi bàng hoàng bởi vì tôi không nghĩ cái gia đình này lại lộn xộn và đầy bí ẩn đến như vậy tôi thở dài nhìn phong rồi lại nhìn lại mình nỗi sợ dâng lên trong lòng khi mà thế giới của người giàu lại đầy mưu mô đến như vậy cả con ruột mà còn dám giết thì tôi thua rồi tôi bột miệng và nói người thân một nhà mà còn đấu đá hại lẫn nhau như thế thì với một người ngoài như tôi chắc là tôi không thể nào sống yên ổn qua cái mùa trăng này quá phòng nghe tôi nói chợt anh nhướn mày lên nhìn tôi và bật cười sao thế cô mà cũng sợ chết à có ai chết mà không sợ đâu anh nghĩ xem tôi xinh đẹp thế này tuổi đời lại còn bé nếu mà chết sớm có phải là phí của giỏi lắm không dù sao phải để cho tôi có chồng, tôi sinh con nối dõi, lúc đó thì chết mới đúng chứ. thì tính ra cô cũng có chồng rồi, chỉ thiếu một bước nữa thôi. vậy bây giờ mình tiến hành thêm một bước nhé. N này, ý của anh là gì? tôi nghe phòng hỏi liền khó hiểu nhìn anh ta, tự nhiên giờ phút này thấy phòng vô cùng nham hiểm. thì cô vừa nói rằng cô muốn có chồng, cô muốn sinh con xong thì cô mới chết được tính ra tôi là chồng của cô bây giờ sinh con ấy hai đứa chúng ta cùng phối hợp có đúng không phong vừa nói vừa trưng ra bàn mặt nham hiểm nhìn tôi vừa nhích lại gần tôi tự dưng tôi cảm thấy sợ nhìn mặt phong lúc này sao mà gian tà thế nên khi mà phong áp sát cả mặt của anh vào mặt tôi tôi vội vàng đẩy mạnh anh ta ra tôi nhảy xuống giường đứng cách xa phong một khoảng tôi nhìn phong đưa tay thủ thế này này anh định lợi dụng thời cơ đấy à anh có ngon đấy anh đụng vào người tôi thử xem tôi lột ra anh ra bây giờ có chết đấy tôi cũng không thèm ấy ấy với anh phòng bật cười giòn tan ngửa mặt lên và trêu tôi ấy ấy là ấy gì lúc này tôi mím môi đỏ mặt miệng thì lắp bắp tôi sao tôi không biết ấy là gì à không giải thích được chứ gì vậy tôi thực hành cho cô hiểu nhé nhanh chóng phòng đứng bật dậy anh với tay kéo nhẹ khiến cho tôi bất ngờ tôi ngả luôn vào vòng tay của anh đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rồn rập tiếng con sen vang lên mợ hai ơi ông gọi mợ hai lên nhà có việc cần mợ mợ hai mợ hai ơi tôi nghe gọi cũng vô cùng bất ngờ bởi vì chẳng biết ông Trần gọi tôi có chuyện gì, vội vàng, Phong cũng buông tôi ra, sau đó anh ngồi xuống giường. Tôi nhìn Phong, hỏi ý kiến của Phong. Anh gật đầu nhẹ, ý bảo tôi cứ đi đi xem có chuyện gì. Bên ngoài tiếng con sen vẫn không ngừng gọi. Mợ hai, mợ có lỗ tai không vậy? Tôi đứng hình. Không thể nào con sen nó lại nói chuyện kiểu đó với tôi. Tao nghe rồi. Cái miệng mày như cái loa như thế Ai mà không nghe Mày có chịu im không Không định để cho cậu ngủ à Cậu ngủ rồi sao mợ Vậy thì mợ ra đây Đi theo con Nhanh lên Tiếng con sen lúc này nhỏ dần Khi mà nghe tôi nhắc đến tên Phong Lần này thì tôi chắc chắn là nó có tình cảm với Phong rồi Bởi vì nếu không có tình cảm Thì chắc chắn con sen Nó không lưu tâm vào những câu chuyện nhỏ nhặt của Phong Bực dọc Tôi hét lớn Tao biết rồi Nói rồi tôi liền bước tới, mở cánh cửa phòng và đi ra. Đập vào mắt của tôi là khuôn mặt khó ưa của con sen. Vừa thấy tôi ra, nó liền ngó vào khe cửa, nhìn vào trong phòng của tôi. Chắc là để nhìn phong đi mà. Nhưng mà mắt của nó đâu có nhanh hơn tay của tôi chứ. Tôi đóng dầm cánh cửa lại, con sen giật mình bối rối thu tầm mắt về. Tôi khoái chí hất mặt hỏi nó. Nhìn cái gì ở trong đó? con sen nhìn tôi đáp thẳng thừng chả có chút ái ngại nhìn cậu phong <laughs> mày có sở thích nhìn lén chồng của người khác như vậy à bây giờ là chồng của mợ nhưng trước đó là của con người ta quan trọng cách người ở hiện tại Chứ quá khứ ít người nhớ đến lắm mày khôn hồn ấy mày đừng có mà nhòm ngó đến đồ của người khác nhất là đồ của tao tôi nhìn nó thách thức sau đó bước đi thẳng bò lại con sen tức tối nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn. Sau đó nó đi sau lưng của tôi, tôi còn nghe nó đập cửa phòng tôi rầm rầm, rồi sau đó mếu máu mấy câu đằng sau. Cậu Phong, cậu ra đây, cậu xem kìa, vợ cậu mắng con, cậu Phong ơi. Tôi nhếch mép cười, không nghĩ rằng con sen nó thủ đoạn, nhưng đầu óc của nó lại không có trí khôn như vậy. Phong hiện giờ đang đóng vai một kẻ ngốc, thì nó bảo Phong bênh nó phong bênh bằng cách nào với lại sau mấy lần đối diện giữa phong và con sen tôi chắc chắn phong không có tình ý gì với nó nhẹ nhàng tôi bước đi tiếp thỏa mãn cơn đắc ý vừa rồi thì bây giờ đây khi mà gần đến gian nhà chính tôi lại cảm thấy lo lắng trong lòng bởi vì tôi không biết ông trần gọi tôi đến để làm gì bước chân vào trong ánh đèn rực sáng tôi thấy mọi người đang có mặt đầy đủ ngồi ở bộ salon bằng loại gỗ màu đỏ quý giá được chạm khắc tinh tế hình con rồng uốn lượn chính là ông trần hào bà hai và vũ huệ khi tôi bước vào ông trần lập tức đặt tách trà xuống bàn nhìn ông tuy đứng tuổi nhưng còn phong độ lắm còn bên cạnh bà hai và bà vũ huệ nhìn thấy tôi ánh mắt tỏ ra không có chút thiện cảm nào tim của tôi lúc này đập hơi mạnh bước đến gần mọi người tôi khoanh tay cúi đầu nhẹ giọng chào hỏi Dạ Con chào ba, con chào má Ba với má cho gọi con ạ à? Ông Trần nhìn tôi gật đầu ừ một tiếng Sau đó nói với tôi Con lại ghế ngồi xuống đi Ba có việc phải dạy con Dạ con xin phép Tôi từ từ ngước mắt lên Cái không gian im lặng đến mức ngột ngạt Khiến cho tôi chẳng dễ chịu chút nào Bàn chân bước nhanh lại cái ghế Tôi ngồi xuống Lần đầu tiên đặt chân vào nơi này Cảm nhận của tôi là nó chẳng ấm áp một chút nào, có thể nói là rất lạnh. Mặc dù thời tiết bây giờ đang là mùa hè oi bức, thế mà khi bước chân vào đây, cả người của tôi liên tục bị ớn lạnh. Thấy tôi ngồi ngay ngắn, ông Trần lập tức mở lời. Hôm qua con về đây, do ta với má con có việc bận nên không ở nhà được. Bây giờ con nói ba nghe, con về đây có thấy thoải mái hay không? tôi nhìn ông trần nhìn nét mặt ông nghiêm khắc nhưng lời nói lại vô cùng nhẹ nhàng và hiền từ trong khoảnh khắc tôi thấy nhẹ nhõm trong lòng không còn áp lực và sợ định lên tiếng trả lời nhưng vừa mở miệng thì bên kia bà hai đã lên tiếng trước tôi con dâu mình nó thoải mái lắm anh ơi đến em ấy nó còn chả treo được nó có sợ ai đâu chứ ông trần đập mạnh tay xuống bàn liếc mắt nhìn bà hai khó chịu Em có thôi đi không? Tôi đang hỏi con dâu cơ mà. Bà hai giật này mình nhìn ông Trần, cái miệng phút chốc méo sạch. Thì có sao em nói thế? Làm gì mà anh mắng em? Con dâu của anh nó không có hiền đâu. Lúc chiều nó còn trả treo với em không ngớt một từ. Nhưng tôi chưa hỏi em. Là người lớn trong nhà, nhưng phép tắc em không có. Em còn dạy được ai? Ông Trần nhìn bà hai khó chịu ra mặt làm cho tôi hà dạ vô cùng. Đúng là người ta nói không sai, ông Trần giàu có nhưng lại chẳng khinh người, với lại ông ăn nói rất đàng hoàng, việc nào ra việc đó. Nên từ xưa tới giờ, trong cái làng An Phú này, ai ai cũng kính trọng ông. Bất giác trong lòng tôi cảm thấy nề trọng ông vô cùng. Bà hai lúc này ụ mặt và khóc, bàn tay còn già vờ, áp xuống bụng mình, vừa khóc vừa dấm dứt nói. Bởi, cái số em nó khổ lắm nên chồng chả có thương em mẹ con mình nên dọn đi thì hơn con ơi sống ở đây à để cho họ ức hiếp mình bà vú bên cạnh thấy bà hai như vậy liền lên tiếng vuốt ve và an ủi sau đó nhìn về phía ông trần nhẹ giọng nói mợ hai đang mang thai nên khó ở cậu thông cảm cho mợ à ông trần nghe bà vú lên tiếng thì liền dịu giọng ngay thôi vú dìu em ấy về phòng nghỉ ngơi ở đây để tôi nói chuyện với con dạ thưa cậu nói đoạn bà vú liền kéo bà hai đứng lên bà hai nhìn ông vùng vằng nhưng không dám cãi lời như vậy cứ hậm hực đi theo bà vú về phòng đi ngang qua tôi bà ấy còn liếc cho tôi một ánh nhìn ấy nhưng mà tự dưng sau vụ bà hai hôm nay tôi lại để ý đến bà vú Lúc bà Vũ nói chuyện với ông Trần, hai người đó nhìn nhau với ánh mắt lạ lắm. Nhưng ánh mắt đó là có ý gì? Hiện tại tôi chưa thể nào lý giải được. Họ đi rồi, giữa căn phòng lớn chỉ còn tôi và ông Trần. Sau tiếng thở dài nặng lòng, một lúc sau ông nhìn tôi và lên tiếng. Con trả lời câu hỏi của ta đi. Nghe tôi đây, tay của tôi hơi siết chặt, tay còn lại dưới bàn nắm chặt nhớ lại hôm qua về đây đúng là chẳng dễ dàng gì mới chưa đấy hai ngày tôi phải đấu khẩu liên tục với con sen và bà vú chưa hết lại còn bị phong hành đến mức xoay như trong chóng nhưng mà mấy chuyện đó nếu như nói ra với ông ấy, cũng chả giải quyết được gì thế nên tôi im lặng và không nói dạ con về đây con cảm thấy thoải mái ạ à? hôm qua bà với má không có ở nhà nên con chưa thể nào ra mắt được con xin lỗi ông trần lập tức đưa tay ngắt ngang lời nói của tôi không sao là do ba có việc không trách con được con về đây hôm qua nên chắc cũng biết thằng phong nó như thế nào rồi bởi vì nó bị bệnh như vậy nên ta không thể nào tổ chức lễ cưới chu toàn cho bọn con được mong con hiểu nỗi lòng của ta con cứ về sống với thằng phong cho chọn đạo đúng là ông trần biết cách đối nhân xử thế dù tôi vốn là một kẻ được gả về đây để chờ nợ nhưng ông chẳng một chút coi thường còn nói chuyện với tôi rất tôn trọng có một người ba chồng thế này đối với tôi chắc là kiếp trước tôi đã tu mấy kiếp nên kiếp này mới được đầu thai làm con dâu của ông tôi cúi đầu nhẹ giọng nói với ông con cảm ơn ba đã thương tình phận con thấp hèn con chẳng mong đòi hỏi gì nhiều chỉ mong gia đình mình thương tình mà kêu mang con hả? À? Đúng là ta không nhìn nhầm người. Thôi, muộn rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ vâng, ba cũng nghỉ ngơi sớm. Con chào ba à? Tôi định bước ra ngoài và đi về phòng, thì bên cạnh phía sau có người vén chiếc màn, bước từ trong đi ra. Tôi nghe tiếng bước chân liền khựng lại, rồi quay sang nhìn. Ông bác sĩ vẫn còn mặc chiếc áo blue trắng trên người, đang trao đổi với ông Trần. Dạ thưa ông, bà cả đã qua cơn nguy kịch. Cũng may gia đình phát hiện kịp. Nhưng mà sau khi thăm khám, tôi phát hiện ra hình như bà có sử dụng thuốc trị an thần trong chén thuốc thường ngày. Bởi vì liều lượng khá nhiều nên khiến cho bà bị sốc thuốc và chứng mất trí nhớ của bà ngày càng nặng hơn khi sử dụng cái chất đó. Ông Trần cao đôi mày, nét mặt lo lắng sau đó hiện lên một tia giận dữ lập tức hỏi lại ngay thuốc của bà ấy hàng tháng là do ông kê toa tại sao trong thuốc lại có thuốc an thần chuyện này ông nói rõ ràng cho tôi nghe xem nào ờ chuyện này thưa ông để tôi đem toa thuốc về tôi nghiên cứu lại bởi vì thực đơn thuốc tôi cho bà uống hàng ngày không hề có thành phần của thuốc an thần ông trần phủi tay nét mặt lúc này còn tức giận lắm thôi được ông về đi ngày mai tôi muốn nghe câu trả lời thỏa đáng nếu là do ông sai thì quán thuốc của ông không cần phải mở cửa vâng tôi về ngay ông bác sĩ bước thẳng ra ngoài tôi cũng vội vàng bước theo bỏ lại sau lưng là ông trần đang gấp gáp đi vội vào trong buồng từ nãy đến giờ nghe toàn bộ câu chuyện của họ trao đổi nó khiến cho tôi không khỏi bàng hoàng đúng là tôi cũng quên mất Lúc nãy nghe mọi người xôn xao về bà cả bị co giật, sau đó ông Trần cho gọi tôi nên tôi không để tâm đến. Bây giờ ông bác sĩ nói tôi mới nhớ ra. Đứng bên ngoài dựa lưng vào cây cột, tôi giả vờ suy nghĩ trong đầu mấy lời ông bác sĩ vừa nói. Thì ra là trong thuốc của bà cả sử dụng có thuốc an thần. Theo tôi biết, thuốc an thần nếu sử dụng thời gian dài, chắc chắn sẽ bị mất luôn trí nhớ, chứ đừng nói là dùng quá liều, còn có thể bị sốc hoặc dẫn đến hôn mê ảnh hưởng đến tính mạng mà bà cả bị điên chắc chắn bà không thể nào biết về những loại thuốc rồi với lại bà luôn ở trong ngôi nhà này chả có đi đâu làm sao mà có thuốc trong tay mà uống nghĩ đến đó tim của tôi lại đập mạnh trong đầu của tôi phút chốc lập tức lóe lên một suy luận chắc chắn có người lén bỏ thêm thuốc vào trong đơn thuốc hàng ngày của bà cả vậy mục đích của họ là gì tôi đoán là muốn bà mãi mãi không thể nào nhớ được hoặc là muốn bà từng ngày ngấm thuốc và chết dần chết mòn. Nhưng mà ai là người hại bà tôi lại chưa thể nào suy nghĩ ra. Nghĩ đến đó tự dưng tôi dùng cả mình đâu đó sau lưng lại có thêm một cơn gió lùa đến khiến cho tôi lạnh bốt. Nhanh chân, co giò tôi chạy thẳng một mạch về phòng. Quá sợ hãi. Căn nhà này đúng thật là sợ hãi. Thay tôi trở về phòng trong tình trạng mặt mày tái mét, lại thở hồn hển Phòng liền ngồi bật dậy, cẩn thận đi tới khóa chặt cửa phòng, đứng đối diện với tôi. Có chuyện gì thế? Tôi... tôi vừa nghe được một câu chuyện rất quan trọng. Chuyện gì? Bình tĩnh nào. Xem kìa, mồ hôi chảy ướt hết cả mặt rồi. Nói rồi Phong liền với tay rút cái khăn ở trên đầu giường, cẩn thận Dậm giọt mồ hôi trên mặt cho tôi Hành động này của anh bất giác khiến cho tôi thật sự ấm lòng Tay của anh nhẹ nhàng duy truyền cái khăn mặt Cứ như thế Anh đang sợ tôi đau Đúng là tư duy của Phong rất khác người Nếu là như người khác Họ sẽ gấp gáp hỏi tôi là có chuyện gì Sau đó bắt tôi kể rành mạch mọi chuyện cho họ nghe Còn Phong Anh như thế không quan tâm mọi chuyện mà tôi nói Anh chỉ quan tâm đến tôi mà thôi Bất giác lúc này tôi nhìn Phong ngượng ngùng Cả khuôn mặt của mình đỏ bừng bừng lên nhấc mí mắt Phong khượng tay lại Anh lại nhìn tôi Lúc bốn mắt chạm nhau Tôi trông Phong đẹp trai hơn bao giờ hết Từ ánh mắt lạnh lùng Đôi mày rậm Vầng chán cao Sống mũi thẳng tắp Lại còn có cả hai má lúm đồng tiền Quả thật ông trời Rất yêu ái cho Phong Và càng nhìn Phong thế này Tôi lại càng cảm thấy anh đẹp trai Nổi bật hơn hẳn Những chàng trai trong làng càng đối diện với Phong càng khiến cho tôi bị suy mê anh không lối thoát Phong nhìn tôi hắng giọng Mê tôi à? Tôi mà mê anh cái gì? Anh mơ đi Vậy sao lại nhìn tôi? Như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy Ừ thì khi nãy anh hỏi tôi câu gì nhỉ? Tôi, tôi quên mất rồi Tôi giả vờ gãi đầu Sau đó đánh trống làng sang câu hỏi kia của Phong Không ngờ Phong lại nhìn tôi cười gian manh sau đó đưa tay lên gõ nhẹ một cái lên đầu của tôi phong lại tự tin và nói đã là vợ chồng rồi mà còn ngại cái gì vợ mê chồng có cái gì sai đâu mà tại sao không dám trả lời tôi nhìn phong không khỏi đỏ mặt không nghĩ anh ta lại không chịu buông tha cho tôi nên không chần chừ tôi gật đầu sau đó mạnh dạn nói ừ thì tôi mê rồi đấy có làm sao có thằng chồng nào mà không cho vợ mình mê đâu. Sao anh ngộ vậy? Đôi lúc ấy, đâu cần cứ phải hỏi lên một câu thẳng thắn như thế. Đúng là... Cần hỏi chứ. Vậy là cô thừa nhận. Cô mê tôi, có đúng không? Anh này... Tôi quay mặt sang một bên, chẳng thèm nhìn vào mặt của Phong nữa. Thật không nghĩ rằng anh ta lại gài tôi như vậy. Đàn ông gì mà, đúng là quá đáng. Bên kia chắc Phong cũng đoán tôi giận, nên không đầy một phút sau, trên vai của tôi có một người khều mấy cái giọng của phong ngọt ngào giận à này ngọc vi thôi mà đừng có giận nữa mà tôi vẫn nhất quyết im lặng mặc tình phong cứ luyên thuyên bên tai của tôi cho xin lỗi đi mà tôi chọc cô có một tí thôi làm gì mà cô giận tôi thế tôi không giận anh ai mà dám giận cậu hai nhà họ trần cơ chứ Phong thấy tôi quay lại trả lời với mình liền giả vờ níu lấy tay tôi và mè nheo cái giọng ngô nghê khờ khạch của anh ta vẫn giống như anh ta đang bị khùng vậy Thôi mà vợ vợ đừng có giận cho chồng xin lỗi đi mà Tôi mím môi cười khi thấy điệu bộ này của Phong thật sự là muốn giận cũng không thể nào giận được Xin lỗi thật không? Thật mà Vậy thì tha lỗi đấy Đoạn Phong nghiêm túc hẳn Vậy lúc nãy cô định nói chuyện gì với tôi? Chuyện nghiêm trọng ấy. Chuyện gì? Tôi có nói chuyện gì à? Không đùa. Nào có chuyện gì? Nói cho tôi nghe đi. Tôi không đùa. Anh lạ thật đấy. Thôi được. Tôi không thèm hỏi cô nữa. Nói xong Phong liền nằm xuống giường và giả vờ nhắm mắt ngủ. Lúc này thật tình tự nhiên tôi lúng túng. Ban đầu tôi chỉ định chiêu Phong tí thôi. Chứ thật ra nếu mà tôi không nói với Phong... Thì biết nói với ai trong ngôi nhà này chứ Vừa lại những thắc mắc trong lòng tôi Tôi chỉ có thể nhờ Phong lý giải nó Trần trừ một lúc Ngó nhìn sang thấy Phong nằm yên Mắt nhắm nghiền Hơi thở thì đều đều Tôi muốn kéo anh ta dậy Nhưng mà lại ngại ngùng quá Cứ vậy tôi ngồi yên Để nhìn Phong đầy nam dài Mãi một lúc sau trong lòng không vơi được sự khó chịu Tôi liền đánh bảo Đưa tay gọi Phong dậy Dù biết anh ta đang chỉ là già vờ thôi này, anh, anh dậy đi. Phòng dụi dụi đôi mắt, sau đó nhăn mặt nhìn tôi, Già vờ ngáy ngủ. Cô làm cái trò gì thế? Biết là mấy giờ rồi không? Mới có 10 giờ đêm mà, đang còn sớm mà. Cô không ngủ ấy, thì để yên cho tôi ngủ. Vậy thì anh ngủ đi. Định kể cho anh nghe một câu chuyện về bà cả, nhưng anh không nghe thì thôi. Tôi nói xong, liền len lén liếc sang, xem thái độ của Phong như thế nào. Thì đúng như tôi dự đoán Vừa nhắc đến bà cả Thái độ của Phong khác ngay Nhất là đôi mắt trở nên sáng lắm Phong ngồi bật dậy Sau đó nhìn tôi Trong giọng nói có cả tiếng thở lớn Bà cả ư Bà cả có chuyện gì ừ, Tôi tưởng có người không muốn nghe Cô nói đi Tôi nghe đây Thầy Phong trong phút chốc Lộ rõ sự khó chịu Nên tôi có Hơi sợ một chút tôi chẳng dám chọc phong nữa tôi liền trả lời ngay thì bà cả bị sốc thuốc chuyện đó tôi biết rồi nói tiếp phần sau đi anh quan tâm bà cả có đúng không tôi nhìn xoáy sâu vào cặp mắt của phong rồi vô thức buột miệng hỏi câu đó ấy vậy mà phong lại phản bác tôi ngay không tôi chỉ hỏi cho biết thôi anh đừng có nói dối anh quan tâm ấy thì anh nhận đi cô anh không thừa nhận tôi không nói đâu thôi được rồi tôi thừa nhận được chưa cô nói cho tôi nghe đi ông trần mời bác sĩ đến khám cho bà cả cuối cùng kết luận do trong phần thuốc hàng ngày của bà có chứa thuốc an thần bà cả uống nhiều nên bị ngộ độc đấy thế có điều tra được ai làm hay không bà ấy chắc chắn không thể nào tự hại mình rồi chưa ông bác sĩ đem toa thuốc về để điều tra rồi ngày mai sẽ trả lời mà anh có nghĩ ra là ai làm chưa phòng im lặng cau mày một lúc bên dưới hai bàn tay của anh trong phút chốc đã nắm chặt lấy nhau sau đó anh nghiến răng đầy tức giận và khẳng định chính là bà ta là ai bà vú cả đêm đó trôi qua sớm mai lại đến Lúc gà vừa gáy, bên ngoài còn đầy xương, tôi đã giật mình thức dậy. Nhìn trên giường thấy Vong vẫn còn nằm ngủ, nên tôi len lén nhẹ nhàng và ngồi dậy. Đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay một bộ đồ khác. Đi ra ngoài gấp chiếc nệm và chiếc gối lại ngay ngắn. Để gọn một góc, tôi mới giòn rén mở cửa phòng, bước nhẹ ra ngoài. Nói là tôi dậy sớm, chứ thật ra gì lành và bé Linh, còn thức dậy sớm hơn cả tôi. Khi tôi xuống bếp, đã nhìn thấy bé linh đun ấm nước còn gì lành thì quét dọn nhà cửa chồng thấy tôi bé linh vẫy tay gọi mợ hai mợ lại đây con nói cho mợ nghe cái này có chuyện gì mà gọi mợ thế lúc tối ông gọi mợ có việc gì thế ạ à? ông gọi mợ hỏi mợ vài chuyện ấy mà con làm sao chuyện gì thế vậy mà con cứ tưởng ông hỏi mợ vụ bà cả bị sốc thuốc Tôi nghi hoặc nhìn con Linh. Sao em lại hỏi mợ chuyện đó? Con bé liền thật thà nói với tôi. Thì lúc tối bà cả bị sốc thuốc bất tỉnh, mọi người nghe đồn bà bị ngộ độc thuốc nên nghe bảo ông gọi mợ, làm con cứ tưởng. Thì ra là như vậy, ý bé Linh chắc là lo tưởng ông nghi ngờ tôi nên nó hỏi tôi đi mà. Thoáng chốc tôi bật cười, trả lời cho nó yên tâm. Ông gọi mợ trước, sau đó gọi bác sĩ đến khám cho bà Với lại mợ mới về Biết cái gì đâu Mà ông nghi ngờ chứ Vậy hả mợ Thế mà con với dì lành cứ lo cho mợ Thôi mợ lên nhà đi Ở đây hít khói không tốt đâu à Không sao đâu Mợ có phải là tiểu thư con nhà quyền quý đâu Mà sợ mấy việc này Này có chuyện gì cho mợ làm cùng với Thế thì Mợ rửa dùm con cái bình trà Và mấy cái tách ở bên kia rồi treo lên, cho nó ráo nước. Tí con pha trà cho ông ạ. À? Ừ, ừ, để mợ làm cho. Ở trong bếp, tôi phụ mấy việc lặt vặt cùng con Linh. Cho đến khi trời sáng hẳn, thấy Phong tung tăng chạy xuống bếp, tôi mới ngừng tay lại. Sau đó tôi lên tiếng hỏi. Anh đi xuống đây, làm gì thế? Còn Linh thấy Phong thì cúi đầu. Phong nhìn nó cười cười. Sau đó vẫn cứ giả vờ khùng khùng nói với tôi vợ lên phòng không có vợ không ngủ được tôi nhớn mày định trà treo lại với phong nhưng chợt nhớ ra rằng anh ta đang còn già vờ khùng điên nên tôi nhìn xuống với lại nhìn phong vừa nháy mắt ra hiệu với tôi đoán chắc rằng anh có chuyện gì đó cần nói nên tôi liền rửa tay và nói với bé linh em làm công việc đi nhé mợ đưa cậu lên phòng dạ vâng ạ à. sau khi tôi đi theo phong về phòng còn cách xa khoảng 10 bước chân Thì Phong lên tiếng Con sen đang trong phòng Tôi khựng chân lại Khó hiểu hỏi Phong Thì sao chứ Chắc nó tìm anh thôi Vậy bảo tôi về phòng làm gì Nó theo lệnh bà hai Gom nệm và gối mền đi giặt Thì anh cứ để cho nó giặt Tôi nói xong liền hoe ngoài, ngoài bước đi tiếp Bởi vì không nghĩ rằng Phong lại làm quá mọi chuyện lên như vậy Tôi thấy rõ ràng con sen có tình ý với Phong thì nó kiếm chuyện vào phòng tìm Phong là quá bình thường. Ấy vậy mà Phong giống như cháy nhà vậy. Ý họ là để kiểm tra cô. Tôi hốt hoảng, hoang mang trước câu nói đó của Phong, định bụng hỏi anh lấy do thì đúng lúc phát hiện ra mình đang đứng trước cửa phòng. Lời định nói cũng chui tuột xuống cổ họng, ngó nhìn vào thấy con sen đang định gỡ tấm vỏ bọc của chiếc nệm tôi ra dù chưa hiểu rõ họ đang muốn làm gì nhưng theo ý của phong tôi đoán chắc chẳng có gì tốt đẹp thế nên tôi liền nhanh chân bước vào rồi nhìn con sen hắng giọng tôi hỏi nó um, này này làm cái gì thế con sen thấy tôi liền khựng tay lại nó nhìn tôi chả có chút gì sợ sệt con theo lệnh của bà hai gom đồ của mọi người đi giặt tôi đi tới gỡ nhẹ tay của nó ra khỏi tấm nệm mày hỏi ý của tao chưa mà mày vào đây bình thường con vẫn làm như thế mà hình như là tao cảnh cáo mày rồi có đúng không sen phòng của tao khi nào tao cho phép mày thì mày mới được vào mày hiểu chưa ở đâu ra cái thói muốn làm gì thì làm sen nó nghe tôi nói như vậy liền cười nửa miệng nhưng đây là lệnh của bà hai với lại với lại làm sao mày nói đi với lại là do bà hay muốn xem Là mợ còn hay là mợ mất Lần này tôi đứng hình thật sự Bà hai nhà này đúng là lắm chuyện Nhưng mà nếu bà ta điều tra chuyện đó Thì toi rồi Tôi với Phong hai ngày nay có làm ăn gì đâu Mà kiểm tra còn hay mất chứ Trong phút chốc tôi không biết phải làm thế nào Để ngăn con sen lại Thì bên ngoài bất ngờ Phong chạy sộc vào Anh khóc òa lên rồi nằm lăn xuống nệm trong sự ngỡ ngàng của cả tôi và con sen. Cùng lúc này, Phong hét lớn. Đau quá, đau quá, sợ quá. Nhìn xuống bàn tay của phòng bị chảy một đường, máu từ đó chảy ra. Phòng liên tục chùi tay xuống tấm nệm, khiến cho tấm nệm dính đầy máu đỏ. Tôi và con sen trông thấy một màn như vậy, cả hai liền chạy đến, lính quính hỏi phong. Anh bị làm sao thế này? Cậu ơi, cậu bị gì vậy? phong giả vờ sợ sệt nhưng lại nháy mắt với tôi rồi lập tức ôm chầm lấy tôi và khóc toáng lên vợ ơi đau quá đau quá tôi bị anh ôm bất ngờ nên cả người cứng đơ còn con sen đứng bên cạnh cứ nhìn phong đầy lo lắng nhìn xuống bàn tay của phong còn đang xịn máu tôi nhanh chóng lên tiếng bảo với nó mày ra ngoài tìm cái gì đó để vào đây băng vết thương cho cậu Giờ phút này hiếm hoi lắm Con sen nó không trả treo với tôi nữa Mà ngay lập tức gật đầu và chạy ra bên ngoài Lúc thấy con sen chạy đi Phòng lập tức trở lại trạng thái bình thường Tôi đang cầm lấy tay của anh xem xét vết thương Thì bất chợt Phòng lên tiếng Là tôi tự làm mình bị thương Tại sao thế Anh không biết đau à Phòng mỉm cười Đưa tay lên cốc đầu tôi một cái Và tình bơ trả lời tôi bình thường cô thông minh lắm tại sao hôm nay khờ vậy con sen nó nói đến thế mà cô không đoán ra bà hay muốn kiểm tra xem tôi và cô đã xảy ra chuyện đó chưa chứ từ trước đến nay công việc dọn phòng với giặt rũ là do gì lành và con linh nó làm con sen có bao giờ đụng đến đâu hôm nay bà sai nó làm cái việc này chứng tỏ có vấn đề bà ta gian xảo lắm chứ không bình thường đâu chuyện tôi bị khùng đến hôm nay cũng là một nghi ngờ đối với bà ta cô hiểu chứ tôi ngây người ra chưa kịp tiếp thu lời của phong nói nên tôi lắc đầu bên cạnh phong nhìn tôi thở dài sau đó kiên nhẫn nói với tôi giời à, có vậy mà cô không hiểu đơn giản nhà họ trần này nếu muốn ra sản lọt cả một tay của đứa con trong bụng của mình thì bà hai phải biết chắc chắn tôi có vô dụng thật hay không hiểu chưa hả cô nương Tôi lúc này đã hiểu và gật đầu. Phòng nói như thế, có ngu, tôi mới không hiểu. Vậy anh tự làm anh bị thương cũng là muốn. Tôi muốn thử xem, chiếc nệm này có thể điều tra được chuyện gì. Thật là bái phục sư huynh. Mãi cho đến khi con sen quay lại, trên tay của nó cầm chặt túi vải y tế thì vết thương trên tay phòng không còn chảy máu nữa. Nhìn vết thương ấy, Tự dưng tôi có cảm giác hơi sót Phòng gàn dạ thật Nếu đổi ngược lại là tôi Chắc chắn chả bao giờ tôi dám cầm dao Để tự rạch tay của mình Phòng thấy con sen bước vào Vẻ mặt của anh nhanh chóng giả vờ điên khùng Sau đó run run cầm lấy tay của mình Nhăn nhó nói với nó Đau quá sen ơi Sen ơi cứu cậu đi sen Nét mặt con sen thấp thoáng tia lo lắng Tôi cảm nhận tình cảm của nó dành cho Phong rất sâu nặng Nên khi thấy Phong bị thương Nó xoắn xít cả lên Nhìn điệu bộ khi nó chạy đi lấy thuốc về đây Cả cơ thể Vã đầy mồ hôi Hơi thở thì hồng hộc Cũng đủ biết nó thương Phong như thế nào ấy vậy mà bao nhiêu năm ở đây Tấm chân tình của con sen Tại sao Phong không động lòng Lạ thật Nghe Phong làm nũng gọi tên mình Con sen nhanh chóng chạy đến Nó gạt luôn tay tôi ra Cậu ơi, cậu có sao không? Để con xem vết thương cho cậu nhé." Phòng đưa cánh tay đang bị chảy máu về phía con sen rồi tiếp tục mẻ nheo với nó. "Sen ơi, cậu đau ở đây này. Dạ, cậu ngoan, cậu ngồi yên đi để con xem cho." Tôi thấy mình hơi thừa thải nên hơi buồn, lặng lặng bỏ đi ngay, ngắm nhìn chậu hoa xấu hổ trong phòng, với tên gọi mỹ miều là hoa trinh nữ rồi đưa nhẹ tay sờ vào mấy chiếc lá để cho nó híp lại. Lâu lâu lại len lén, liếc mắt nhìn sang bên kia. Con sen nó tỉ mỉ và cẩn thận, vừa sờ vết thương cho Phong rồi lại khéo léo băng lại. Nhìn nó thuần thục như vậy, tự nhiên tôi khó chịu trong lòng. Nhất là nó vừa băng lại vừa quan sát xem là sắc mặt của Phong có biến đổi hay không. Rồi thì sợ Phong đau, nó còn khom mặt xuống, thổi thổi vào tay của Phong càng nhìn nó làm như vậy sắc mặt của tôi càng đen kịt rời sụ mặt luôn chẳng hiểu tôi bị gì nữa nhưng mà khi nhìn thấy con sen băng bó vết thương cho phong tôi lại ước rằng người làm việc đó là tôi chứ không phải là nó trong lúc con sen lo chăm chú làm cho mình thì phong lại hướng ánh mắt nhìn chằm chằm sang tôi đôi môi mỏng cứ thấp thoáng tràn ngập ý cười giống như đang chiêu ngươi tôi vậy chỉ đó ngoại trừ trên đôi mắt của anh là nhìn tôi một cách sâu đậm nếu phụ nữ cần ánh mắt dịu dàng long lanh quyến rũ đến nao lòng thì ánh mắt của phong lúc này lại tỏa ra vẻ nam tính và khi thế ngất trời đôi khi thoạt nhìn cứ tưởng phong hay cả giỡn và chẳng quan tâm đến ai nhưng thực ra ẩn chứa bao nhiêu tình cảm nồng ấm liếc mắt về phía tôi sau đó phong giả vờ cười hề hề như chả có chuyện gì anh không từ chối cũng không tỏ thái độ gì với con sen mà lúc này lại thoải mái mặc tình con sen muốn làm gì thì làm. Phong chẳng quan tâm. Thứ duy nhất Phong chú ý là nhìn về chỗ tôi đang đứng. Tôi bên này bị Phong nhìn đến mức ngượng ngùng, chẳng biết phải làm cái gì. Hai tay hai chân thừa thải cứ đứng được ra đó mà nhìn anh. Không gian vì vậy trở nên vô cùng im lặng. Sen ơi, sen xong chưa? Rồi đi gom vỏ nệm đi giặt đi, con sen lúc này luyến tiếc rời mắt khỏi phong nó nhìn sang tôi khó chịu sau đó nhìn xuống tấm nệm giường trông có vẻ như kiểu tấm nệm dính máu thế này thì làm sao mà kiểm tra xem tôi và phong có xảy ra chuyện gì hay chưa rồi nó chẳng thèm ngó tới luôn nó chần chờ tôi hơi nhếch môi bước lên mấy bước và hỏi nó này sao chưa đi thì đi phải từ từ chứ có cái gì mà mợ hối quá vậy Thế mày nghĩ đây là phòng của mày à Mày không đi Hay là mày muốn đợi tao đuổi đi mày mới chịu Không cần mợ đuổi Tôi tự đi Trả lời tôi xong Là nó cũng nhanh chân bước ra ngoài Tôi thấy nó đi ra tay không Liền gọi với theo Này này Mày không đem đồ đi giặt à sen Không Để đó cho con Linh nó giặt Bây giờ con có việc khác rồi Tôi biểu môi con nhỏ này đúng là cháo trở chắc nó định bụng kiểm tra xong nếu tôi và phong chưa có gì chắc chắn nó lại đâm trọt cho tôi bị chửi đây mà trong vụ này nếu đúng như phong nói thì bà hai và nó ai cũng được lợi nên nó mới hăng hái như vậy giờ đây thấy mọi việc không được suôn sẻ nên nó mới đổ việc qua cho con bé linh vẫn lại là câu nói trong đầu tôi con sen này xem ra không tầm thường một chút nào Phong nhìn sang thấy tôi cau có nghĩ ngợi, sau đó anh lên tiếng. "Cô thấy tôi đoán đúng không?" Ừ Nó cũng muốn kiểm tra xem anh còn trinh hay là anh mất rồi đấy." "Cô đang ghen đi à?" "Mắc mớ gì tôi phải ghen?" "Nhưng mà ngày nào cũng tắm cho nhau, chắc gì hai người không tò te?" "Cô nghĩ cái gì vậy? Cô đang nghĩ thật á?" "Thì chẳng phải anh là người nói chuyện đó cho tôi biết à?" nam nữ suốt ngày tắm cùng nhau hai người có gì hay không có trời mới biết phòng nghe tôi nói xong anh lúc này lắc đầu và nói với tôi cô cái gì cũng giỏi giỏi nhất là suy đoán nhưng mà lần này cô đoán sai rồi ý của anh là gì tự cô hiểu đi không thèm hơn thua với phòng nữa tôi liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài mặt trời bây giờ đã lên cao nên những tia nắng cũng rọi xuống sân khá nóng ra đến sân tôi mới đứng lại thở dài một cái cho tâm trạng mình bớt căng thẳng nghĩ về phong tâm trạng của tôi tự nhiên rối bời bởi vì tôi thật sự chẳng biết mình đối với phong là như thế nào đồng cảm ghét hay là thương tôi chẳng rõ chỉ biết là từ khi bước chân vào ngôi nhà này hình như tôi mặc định là tôi phải dựa vào phong để sống càng ngày càng ở gần phong tôi lại càng muốn biết rõ về cuộc sống của anh cả chuyện của anh và con sen tôi lại càng muốn biết rõ vậy nên nhiều lúc tôi chẳng biết tôi bị làm sao cứ nhìn phong thân với con sen tôi lại khó chịu nên thành ra tâm tính của tôi cũng khác thường lúc thì nắng lúc thì mưa chẳng thể nào kìm nén được ngó thấy dì lành đang cầm cây chổi quét sân tôi liền đi tới và nói với dì dì ơi dì vào trong làm việc đi để đây con quét cho ạ à? thôi mợ vào trong đi Tôi quét được rồi Ngoài này nắng lắm Con ở trong phòng mãi cũng buồn lắm Dì cho con phụ gì với Dạ vâng Thế thì tôi không nói được mợ Nhưng mà chuyện này là bổn phận của tôi Ông mà nhìn thấy mợ làm việc Là ông lại la mắng tôi Tôi với dì lành lúc này rằng co qua lại Mà cũng bực gì thật Nói mãi mà chẳng chịu nghe Cho đến khi thấy dì cứng nhắc quá Tôi mới buông luôn cây chổi cho dì định bụng ra sau bếp xem bé linh có việc gì làm không thì bất ngờ phía sau lưng của tôi tiếng bà hai quát lớn nó muốn làm thì gì cứ để cho nó làm mắc cái gì mà cản nó tôi quay lại bà hai và bà vú đứng sau lưng tôi từ khi nào sáng của bà ỏng nghèo thân hình gầy gò chỉ có cái bụng là hơi nhô ra cả hai bà nhìn thấy tôi chẳng có chút thiện cảm gì tôi cũng chả ư họ gì nên chỉ cúi đầu chào mà không nói câu gì còn gì lành thoáng thấy bà hai thì run rẩy miệng lắp bắp dạ thưa bà mấy việc này bọn tôi làm được rồi không dám làm phiền mợ hai bà hai ngắt ngang một tay chống ngang hông một tay giành lấy cây trổi sau đó ném qua cho tôi phiền cái gì mà phiền ở trong nhà này có ăn ấy, phải có làm không có nuôi mấy cái thứ lười biếng gì cứ để đấy cho con dâu của tôi nó tập làm quen Đúng rồi đấy Chị lành cứ để cho mợ hai nó làm Cho quen tay đi Cây trồi với lực mạnh Ném của bà hai Liền đập vào tay của tôi đau điếng Một vết đỏ nổi lên Tôi tức run người Liếc mắt nhìn về phía bà hai và bà vú Kẻ tung người hứng Trong lòng giấy lên sự bực bội Định lên tiếng trả treo với bà Thì vô tình tôi liếc thấy trong bụng bà hai Có mảnh vải trắng lòi ra Thầy lạ Nên ánh mắt của tôi cứ chừng chừng dán chặt vào chỗ đó bà hai thấy tôi nhìn bà nhất là cứ nhìn vào bụng của mình bà liền chột dạ còn bà vú thì nhìn theo tôi tỏ vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng bà ấy bước lên phía trước che chắn cho bà hai rồi sau đó trừng mắt nạt nộ tôi này mợ hai tại sao lại nhìn bà hai như vậy định hại bà hai có đúng không tôi nói cho mợ biết bà hai đang mang thai có làm sao ông sẽ giết mợ Tôi nghe bà Vũ nói liền bật cười. Nhìn sắc mặt trắng bệch của bà hai lúc này, tôi càng hồ nghi. Nhưng chưa chắc chắn, tôi không nói gì hết. Chỉ nhìn bà Vũ thẳng thừng và đáp lời. Con thấy bà hai đẹp nên con nhìn thôi. Có cái gì mà Vũ nói nặng lời với con thế ạ? À? Hay là Vũ cũng đang muốn bà hai gặp chuyện mà Vũ không dám nói. Nên Vũ nói là kéo con vào, sau rồi lại đổ tội cho con. N này này, mợ, mợ đừng có mà nói bậy sau đó bà ta quay sang nói với bà hai mợ à đừng có nghe nó nói linh tinh nó nói bậy tôi không bao giờ có ý đó bà hai đang tái mặt lại nghe tôi và bà vú xiên xỏ qua lại chẳng nói chẳng rằng mang gương mặt tức giận liền vùng vàng bỏ đi một hơi bà vú lúc này cũng chạy theo sau bà hai đi rồi dì lành liền vội vàng đi tới cạnh tôi Dì nhìn xuống tay của tôi Lò lắng hỏi Tay của mợ bị chảy xước rồi Đi xuống bếp Tôi lấy dầu tôi thoa cho nhá không đau lắm Nghe dì lành nói bên cạnh Tôi vội vàng thu tầm mắt đang theo dõi bà hai về Trong đầu cứ dấy lên một suy nghĩ nghi hoặc Nhưng chưa được chắc chắn Câu trả lời chính xác là gì Tôi quay sang nhìn dì lành Dạ không sao đâu gì Thôi dì vào trong làm việc đi để đây con quét cho Dì lành biết không nói lại được tôi Nên đành tặc lưỡi đồng ý Sau đó đi thẳng vào sau nhà Tôi cầm chổi quét sột soạt từng ngõ ngách trong sân Chỗ nào có lá cây và rác Tôi đều gom lại Sau đó đổ vào sọt rác Vừa làm vừa suy nghĩ về chuyện của bà hai Cái miếng vải trắng lòi ra trong bụng bà ấy thật là khó hiểu Lại còn chẳng dám lên tiếng Khi mà tôi và Vũ Huệ nói về cái thai Chẳng nhẽ bà hai Vừa nghĩ đến đó Thì bên ngoài loáng thoáng Tôi nghe được tiếng xe máy chạy vào Gạt chuyện bà hai sang một bên Tôi lật đật chạy ra ngoài mở cổng Ông bác sĩ thấy tôi thì gật đầu nhẹ Sau đó bước xuống Dẫn xe đi vào Tôi lại tiếp tục quét nốt khúc sân còn lại Gom rác đổ vào cái sọt lớn Cho đến khi tôi xong việc Đem cất cây chổi Cũng là lúc con sen chạy tới Nó đứng giữa sân cất tiếng thật lớn Khiến cho tất cả mọi người đều vội vàng bỏ việc mà chạy ra. Mọi người đâu rồi? Tất cả có mặt đông đủ, lên nhà lớn ông có việc cần hỏi. Mọi người nghe rõ chưa? Tất cả mọi người nhanh chóng đi lên nhà, theo lời gọi của con sen, trong đó có cả tôi. Đứng tại dàn nhà lớn, bầu không khí lúc này căng thẳng vô cùng, mọi người ai nấy đều lo sợ, bởi vì không biết có việc gì mà ông Trần cho gọi gấp, chẳng có ai dám ngẩng mặt lên chị coi tôi là len lén ngước nhìn nét mặt của ông trần lúc này khó chịu vô cùng thấy vậy tôi cũng hơi sợ nên cúi gằm mặt xuống chẳng dám lén nhìn lên một lúc sau đó bầu không khí cuối cùng cũng được phá tan khi mà ông trần cất giọng gọi tôi ngọc my nghe tên ngọc my theo phản xạ tôi liền quay mặt sang ngoài cửa rồi quan sát tìm kiếm chị my cứ tưởng rằng là chị My sang đây Nhưng khi trông thấy ngoài cửa im lìm trống vắng Tôi liền ngơ ngác quay vào Dạ Ba gọi con Thằng Phong đó đang ở trong phòng có đúng không? Dạ vâng ạ à, Anh Phong trong phòng Ba có việc gì dạy bảo ạ à? à không Bà thôi đi Gọi nó ra đây Cũng chả giúp được gì Rồi ông hướng mắt về phía chúng tôi Lần này ông lớn giọng hỏi trong nhà này, ai là người phụ trách sắc thuốc cho bà cả uống? Tất cả mọi người đều im lặng nhìn sang con sen. Tôi đoán chắc là nó, và đúng là nó lên tiếng. Dạ thưa ông, là con à? Tại sao trong thuốc của bà cả lại có cổ bình vôi hả sen? Con sen nghe hỏi như vậy liền tái mặt. Nó nhanh miệng trả lời. Dạ thưa ông, thuốc của bà bình thường thế nào? còn sắc theo đó, con về đây 5 năm rồi bao nhiêu năm con sắc cho bà, có chuyện gì xảy ra đâu ạ? À? Ông Trần nghe nó giải thích như vậy, liền tỏ ý không hài lòng, đập mạnh tay xuống bàn. Cái tách trà trên bàn lúc này cũng rơi xuống, theo từng động tác mà tay ông rớt xuống đất để tan tành. đám người bọn tôi trông thấy cảnh đó không khỏi lo sợ, nên sắc mặt của ai cũng tái xanh đi. Sau đó ông lớn giọng, quay sang hỏi ông bác sĩ kia. Ông nói cho bọn họ biết nguyên nhân chén thuốc của nhà tôi vì sao lại bị có độc. Bên cạnh ông bác sĩ nhanh chóng mở lời trả lời câu hỏi của ông Trần. Theo như kết quả tôi kiểm tra ra được thì trong chén thuốc của bà cả có chứa một lượng nhỏ bột được nghiền ra từ củ bình vôi. Loại cây này bình thường có tác dụng giúp an thần và ngủ sâu giấc, nhưng nếu dùng không theo liều lượng và kết hợp sai thuốc sẽ dẫn đến cho bệnh nhân bị ngộ độc, nguy hiểm hơn là có thể gây hôn mê sâu và dẫn đến tử vong. Cũng may bà cả được phát hiện sớm nên tính mạng còn giữ được. Thưa ông. Nghe ông bác sĩ trình bày, tôi không khỏi hốt hoảng. Cái nhà này không lẽ lại có nhiều người có nhiều âm mưu đến như vậy? Lại còn biết công dụng của củ bình vôi mà để vào thuốc của bà cả. Đúng là thầm độc. Cây bình vôi ở gần nhà tôi nhiều lắm. Bình thường tôi nghe bảo sắc củ của nó uống sẽ trị được chứng mất ngủ nhưng nói về lạm dụng nó để hai người Thì tôi chưa nghe bao giờ Người hại bà cả Biết tác hại của cây bình vôi Thì đúng là cao tay Nhưng mà người hại bà cả là ai chứ Tôi lén nhìn sắc mặt của từng người Bà hai đang ngồi cạnh ông Cái tay ngoe ngoẩy cầm quạt liên tục Ánh mắt lẫn sắc mặt bình thản Như chẳng hề tỏ ra sợ hãi gì Còn bà Vũ đang ngồi cạnh bà hai Vẫn rất bình thường Chỉ có đôi lúc Hơi liếc nhìn sang ông với ánh mắt mong mỏi điều gì đó hai người này nhìn sơ qua tôi không thể nào phát hiện ra điều gì bất thường còn con sen lúc này nó chỉ cúi gầm mặt kể cả những người khác trong nhà cũng chẳng phát hiện ra ai là người đáng nghi bởi vì giờ đây nỗi sợ hãi trên khuôn mặt của mọi người đã hiện rõ lên ngay cả tôi cũng vậy dù biết là mình không có làm điều gian ác nhưng mà trong lòng lúc này cũng không tránh khỏi sự bất an sau khi nghe ông bác sĩ trả lời, tiếp tục là cơn mưa thịnh nộ từ phía của ông Trần. Nói đi, trong nhà này, ai là người lén lút hại bà cả? Và tại sao lại làm như thế? Bà ấy đã làm gì các người chứ? Tôi thấy được sự giận dữ, xen lẫn đau khổ và lo lắng cho bà cả của ông Trần. Ông vừa nói với đôi mắt nheo lại ửng đỏ. Chắc là ông thương bà lắm, nên khi bà gặp chuyện, ông mới phản ứng như vậy. Ngồi bên cạnh thấy ông đưa tay dụi lên mắt Nhưng muốn che đi dòng cảm xúc Bà hai liền đưa tay vuốt vé ông Lên tiếng khuyên nhủ Anh đừng có giận Bác sĩ nói anh bị tim Hạn chế kích động Bây giờ muốn biết ai là thủ phạm Thì điều tra ra ngày hôm qua Ai đem thuốc cho chị cả uống Là chúng ta biết ngay thôi Ông Trần sau khi nghe bà hai nói như vậy Liền gật đầu Nét mặt đầy nếp nhăn của ông Phút chốc liền dịu lại Ông thở dài mấy hơi, sau đó nhìn sang ông bác sĩ. Bà cả uống phải liều thuốc đó. Lâu chưa? Dạ thưa ông, theo như tôi kiểm tra, thì đây là lần đầu bà ấy uống vì cơ thể chưa quen với thuốc lạ nên dẫn đến bị sốc thuốc. Nghe vậy ông Trần liền hướng tầm mắt nghi ngờ nhìn về phía chúng tôi. Một lần nữa ông gặng hỏi. Ngày hôm qua, ai là người sắc thuốc và đem thuốc đến cho bà cả uống? mọi người run rẩy hướng ánh mắt về con sen tôi cũng bất ngờ nhớ lại cái khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy nó bưng chén thuốc từ gian nhà kia lén lút đi ra mạnh dạn đoán là nó tôi liền im lắng nhưng tôi nghĩ rằng con sen chắc là không có gan làm như vậy đâu chắc chắn có người đứng sau sai nó làm việc này tiếp tục tôi nhìn con sen theo dõi sự việc xem nó trả lời như thế nào vô tình khi tôi nhìn nó đúng lúc nó quay lại nhìn về phía tôi khóe miệng của nó nhếch lên thái độ của nó vô tình khiến cho tôi bất an con sen quay lại nhìn ông trần lần này thái độ của nó hơi khác không phải kiểu sợ hãi mà rất tự tin dạ thưa ông hôm qua là con mang thuốc cho bà nhưng con sen ngập ngừng khiến cho tất thầy mọi ánh nhìn đều đổ xô về phía nó rất tò mò nhưng mà cái gì? Sao mày không nói đi? Giọng của bà hai thè thé vang lên. Con sen nghe hỏi liền đào mắt nhìn về phía bà Vũ Huệ. Rồi trong tích tắc, nó quay phát lại, chỉ tay về phía của tôi. Giọng nói của nó chắc nịch. Dạ thưa bà, dạ thưa ông. Hôm qua con đem thuốc cho bà cả xong, thì con đi ra như mọi ngày. Nhưng bất ngờ là con nhìn thấy mợ hai thập thò, nấp sau bụi chuối gần gian phòng của bà cả. Con thấy mợ Nhưng mà mợ nấp ở đó Nên con không lên tiếng chào hỏi Trùng hợp bà cả lại bị sốc thuốc Dạ thưa ông Mấy năm qua con chăm sóc cho bà Đâu có chuyện gì xảy ra Tại sao trùng hợp hôm qua con trông thấy mợ ở đó Thì bà cả lại gặp nguy hiểm ạ à? Ông ơi Ông đừng có nghi ngờ con Mà tội nghiệp cho con Tôi đứng hình chố mắt nhìn con sen Tôi không sợ chuyện bà cả bị hại đồ xuống đầu của tôi bởi vì tôi ngay thẳng tôi có làm đâu nhưng thật lòng tôi kinh hãi con sen tôi không nghĩ rằng nó lại đổ tội cho tôi một cách rành giọt như vậy đúng là tôi quá xem thường nó rồi cứ nghĩ hôm đó tôi nấp trong bụi chuối để tránh mặt nó thì nó sẽ không thấy tôi nhưng không nó nhìn thấy tôi nhưng lại làm ra vẻ như chả biết gì nhưng mà hôm đó tôi cũng đâu có biết trong ngôi nhà đó là nơi ở của bà cả chứ tại sao nó lại lật mặt và đổ tội cho tôi như thế này. Cả gian nhà bao phủ sự im lặng, khiến mọi người yên ả một cách lạ thường. Tôi còn đang dối bời đối diện trước ánh nhìn nghi ngờ của ông Trần. Ông ấy đang đợi câu trả lời của tôi. Thì bên kia có một thằng đứng lên. Nó là người cắt tỉa cây cảnh trong vườn. Tôi thấy nó rất quen mặt, nhưng chưa kịp nhớ tên. Nó ngập ngừng lên tiếng. Dạ thưa ông, trong chuyện này con chẳng rõ ai là người hại bà nhưng con có thể làm chứng ngày hôm qua theo như lời sen nói con có trông thấy mở hai đi về phía gian phòng của bà cả ông trần nghe xong quát lớn ngọc mi con giải thích như thế nào đây tình hình trong phút chốc căng thẳng tôi nhìn thằng đó không khỏi ngỡ ngàng rồi nhìn quanh cả nhà một lượt ai cũng nhìn tôi rất tò mò còn có cả sự hả hê rồi đến lúc đó là căm phẫn tức giận duy chỉ có bé linh là nó đồng cảm đứng ra nói hộ cho tôi dạ thưa ông con tin mợ hai không có hại bà đâu ạ à? mày im đi trong nhà này chưa tới lượt mày lên tiếng con linh sợ hãi lập tức cúi gầm mặt nước mắt của nó chảy dài tôi biết nó thương tôi nên mới làm như vậy tôi ngậm ngùi nhẹ giọng nói với nó cảm ơn em chuyện của mợ em đừng có xen vào nó lầm lỗi gật đầu trông tội lắm tôi thở dài lấy hết can đảm ngước lên đối diện với ông trần dạ thứ ba con chẳng hiểu tại sao con sen nó lại đổ thừa cho con đúng là ngay lúc con sen nó từ phòng má cả đi ra con có đứng nhìn nó tò mò nhưng mà lúc ấy con có biết nó làm gì đâu ạ à? Với lại con chưa từng gặp má cả lần nào Thì làm sao con Tôi chưa nói hết câu Thì từ phía trước trên bàn Lại được ông Trần đập tay một cái Thái độ ông quay ngoắt Ánh mắt cầm phẫn tức giận nhìn về phía tôi Chuyện thực hư ra sao còn chưa rõ Nhưng con nói con không biết má cả là ai Thì con nói dối rồi Ta cho con một cơ hội để con nhận lỗi Nói đi Con có làm hại má cả hay không? tôi nhìn ông ước đến phát khóc hôm qua khi nói chuyện với ông tôi cứ tưởng rằng ông là người tốt rất biết chuyện và hiểu ý người thế mà bây giờ chưa gì ông đã áp đặt mọi tội lỗi vào cho tôi không thèm điều tra rõ ngọn ngành cái nhà này từ trên xuống dưới đúng là ép người quá đáng tôi mới về đây có biết cái gì đâu mà hại ai chứ tôi ngẩng đầu thật cao và nói rõ ràng mạch ba không tin con thì con cũng chịu còn chuyện má cả bị hại Con không có liên quan Đến mặt má cả là ai Con còn chưa nhìn rõ Con chả có oán thủ Làm sao con hại ạ à? Nghe tôi nói câu này Bà vũ nhanh chóng đứng bật dậy Bà ta nhếch môi cười nửa miệng Lạnh lùng nói với tôi Mợ nói mợ không hại bà cả Thì tôi chưa phân biệt được đúng sai Trắng đen ra sao Nhưng mợ nói mợ không biết bà cả là ai Là mợ nói điêu Mợ là con gái bà Lan lúc bà lan mượn nợ thì mợ cũng lớn rồi mấy lần tôi với bà cả tới nhà mợ đòi tiền rõ ràng mợ có giáp mặt với bà <laughs> làm sao mà mợ không biết bà là ai bà cả lúc đó trông thấy mợ bà còn nói rằng đợi mợ lớn lên sẽ đến cưới mợ cho cậu phong bây giờ mợ lớn tuy bà cả mất trí nhưng mà ông trần đây cũng nhớ lời xưa bà cả nói chính ông cho người sang rước mợ về đây cho cậu cũng chính ông xé giấy nợ cho mẹ mợ thế mà mợ nói rằng mợ không biết bà cả là ai tôi càng nghe bà vú nói càng không khỏi bàng hoàng mẹ lan mượn tiền má cả khi nào và tôi gặp má cả khi nào chứ bà vú có nhớ lộn ai không còn nữa theo tôi biết bà huệ này là vú của bà hai tại sao bà lại nói trước đó bà theo bà cả mọi chuyện là như thế nào tại sao càng ngày lại càng rắc rối thế này Tôi mở chân đôi mắt nhìn bà Vú Càng nghe càng không khỏi bất ngờ Cho đến khi giọng nói đều đều của bà ngưng lại Bờ môi của tôi mới run run Tôi định mở lời Thì bà ta nói rằng Mọi chuyện đã quá rõ ràng Không cần phải nói thêm gì nữa Ngọc My này Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi Cô còn gì để nói không Ta không ngờ Chỉ vì một lời hứa của bà cả năm xưa Mà hôm nay cô hại bà ta thê thảm như vậy. Nếu biết trước là rước cô về sẽ làm loạn cái nhà này thì dù không làm trọn nguyện vọng của bà thì nhà ta không bao giờ cảm thấy có lỗi với bà như hiện nay. Cô có biết bà ta bây giờ đang nằm thoi thóp bên trong vì cô không? Cô có biết dù bà cả có khủng điên thế nào bà ta cũng là má chồng của cô? Cô mi bây giờ cô bảo tôi xử lý cô như thế nào đây? Hai hốc mắt của tôi bỗng dưng cay xè từng câu từng chữ trách mắng của ông Trần cứ ghim sâu vào lòng tôi đến tứa máu. Tôi có biết gì đâu, cái gì mà hứa gà, rồi cái gì mà nợ tiền. Mọi chuyện là như thế nào? Tại sao bà Vú rồi cả ông đều lấy chuyện đó ra để nói, giống như đang kể ơn nghĩa và trách móc tôi? Nhìn ông Trần nét mặt vô cùng cương nghị, tôi từng nghĩ ông là người rất chính trực, quang minh chính đại, chuyện nào ra chuyện đó, ấy vậy mà bây giờ chẳng hiểu tại sao Ông lại vô cùng hồ đồ Đảo mắt một vòng Chỉ có mỗi bé Linh và dì lành Là nhìn tôi thương xót Còn lại những ánh mắt kia là vô cảm Là hả hê Tự dưng tôi thấy mình chơi vơi lạc lõng vô cùng Từ nhỏ đến lớn cho dù cực khổ Cho dù thiệt thòi Bị ăn đòn vô cớ từ mẹ Lan rất nhiều lần Nhưng chưa bao giờ tôi rơi vào tình huống như ngày hôm nay Tôi cảm thấy mình oan ức cùng cực nhưng lại không thể nói thành lời bất giác hai hàng nước mắt của tôi rơi xuống tôi nghẹn giọng hướng về ông trần và giải thích mọi chuyện từ nãy tới giờ ba nói con không hiểu nhưng con có thể thề với trời với đất rằng con không hại má cả nếu con có hại má con ra đường con sẽ bị xe tông chết tôi nói đến như vậy thề độc đến như vậy nhưng ông vẫn không hài lòng Thế cô nghĩ cô là ai? Cô thể mà tôi tin cô à? Mọi chuyện rành rành như thế này, cô có chối cũng không được. Nên không cần phải nói nhiều. Hôm nay, tôi không thể nào tha thứ cho cô được. Tôi mím môi thật chặt, cầm phẫn nhìn ngôi nhà này. Bao nhiêu ớt ức trong lòng càng bùng phát, nhưng chẳng thể nào nói tiếp. Tôi chỉ có thể lặng lẽ âm thầm, gạt đi giọt nước mắt đang rơi xuống. Mãi một lúc sau, khi tâm của mình tỉnh lại, Tôi ngẩng đầu lên Nhìn trực diện vào ông Trần Sau đó lên tiếng Dạ thưa bà Mọi chuyện ba đã điều tra rõ ràng chưa ạ Con đã từng nghe tiếng của bà Đã từng rất ngưỡng mộ ba Nhưng giờ đây cách hành xử của ba Thật sự là khiến cho con thất vọng Ông Trần nghe tôi nói Bàn tay của ông không tự chủ được mà run rẩy Cho đến khi nghe tôi nói hết lời Đôi lông mày của ông nhíu chặt Ông chừng mắt nhìn tôi Tôi không nghĩ Cô là người có tâm địa xấu xa như vậy Lại còn mất dậy và hỗn hào Con sen đâu Vả vào miệng nói cho tao Tôi bất ngờ tột đổ Không nghĩ rằng Ông lại hành xử một cách vô lý như vậy Tôi không thể nào chấp nhận được Ba Luật pháp nào Cho ba hành hạ người khác tại gia đình Bà có biết tự ý đánh người Là phải chịu tội hay không Quốc có quốc pháp Già có gia quỷ Phàm là người nhà nếu như làm sai Thì trong nhà phải xử lý trước Rồi ông quay qua con sen Ông quát lớn Còn mày Mày không mau nghe lời của ông à Hay là mày cũng muốn bị đánh Con sen rằm rắp nghe lời Vốn dĩ nó chả ưa tôi Nên khi nghe ông Trần sai việc Nó hả hê lắm Trong phút chốc Nghiệt ngã đổ xuống đầu một đứa con gái mới lớn Nỗi hàm oan này Không thể nào giải bày từng cái tát ráng xuống mà tôi đau điếng tôi cảm nhận hình như có bao nhiêu sức lực là con sen nó dồn hết vào tay của nó nên chỉ mới mấy cái tát thôi khuôn mặt của tôi lúc này đã sưng húp lên rồi tôi đau lắm nhưng mà tôi không khóc tôi cố gắng cắn răng kiềm chế cơn tức giận đang sôi sục cho đến khi ông trần bảo con sen dừng tay tôi tựa hồ như khuôn mặt của mình chẳng còn cảm giác nó tê dại đi trên khóe miệng lúc này một mùi tanh ập đến cái vị mặn mặn của máu thấm từ trong miệng của tôi ngồi trước mặt ông trần tiếp tục nhìn tôi lên tiếng cô đã biết lỗi của mình chưa con không có lỗi cô ông trần tức giận không nói nên lời lúc này bà hai mới khép được khuôn miệng của cái sự hả hê khi nhìn tôi bị đánh bà quay sang chìa bàn tay trắng muốt áp lên ngay ngực của ông vừa nói vừa vuốt ve thôi anh anh đừng có giận mà hại thân dạy dỗ như vậy là đủ rồi thôi bảo mọi người giải tán đi anh ạ à. rồi bà hai quay sang nói với chúng tôi bọn mày đi ra đi chuyện bà cả tới đây là kết thúc còn vợ thằng phong nó có lỗi thì nhận lỗi mau xin lỗi ba mày đi tôi lắc đầu phản bác trước câu nói của bà hai con không có lỗi nên con không nhận. Sẵn đây còn nói luôn cho bà và mọi người biết, nếu như mọi người tin con thì ngày nào con còn làm mợ hai ngôi nhà này, chuyện má cả bị hại con nhất định sẽ điều tra ra người đã hại má. Trước sự quả quyết của tôi, ông Trần im lặng một lúc lâu sau đó thở dài, tâm tình có vẻ không tốt cho lắm. Bà Hai nghe tôi nói hết câu thì như muốn phát điên. Bà ta nhìn qua ông định mở miệng dục ông phạt tôi tiếp. Nhưng đột nhiên, ông đưa tay ra hiệu bảo bà, bà im lặng, nên dù tức tối, bà ta cũng chả dám trái lời của ông. Còn bà vố với con sen thì khuôn mặt nhìn lạ lắm, như kiểu không thể nào ưa tôi được. Nhưng trước mặt ông Trần không dám hó hé, nên chỉ đứng đó chờ lệnh của ông. Bất ngờ ông Trần lên cơn mệt, ông ấy không nói gì nữa, chỉ khoác tay ra hiệu cho mọi người lui đi. Bà hai bên cạnh cùng ông bác sĩ bà Vũ và con Sen vội vã nhanh chóng đưa ông Trần vào phòng. Mọi chuyện tạm gác lại. Sau khi ra khỏi cửa, dì lành với bé Linh chạy đến đỡ tôi. Họ liên tục hỏi han. Mợ ơi, mợ có đau không ạ? Sao mợ dại thế? Trước mặt ông mà mợ cứ trả lời như vậy. Bị ông đánh cho là đúng rồi. Thôi, con đưa mợ về phòng nghỉ ngơi họ nói họ hỏi bên tai tôi nhiều lắm nhưng mà tôi chỉ cười nhạt hỏi họ một câu mọi người có tin tôi không bé linh lập tức nhìn tôi và gật đầu còn tin mợ tôi mỉm cười nhìn nó chỉ cần một câu nói như vậy thôi cũng đủ làm lòng tôi ấm áp nhưng mà khi quay sang nhìn gì lành tôi chỉ nhận được sự im lặng và thờ dài của dì cuối cùng lòng tôi lại nặng nề thêm về đến phòng tôi mở cửa bước vào Phòng đang ngồi cạnh cửa sổ Nghe tiếng động anh vội vàng quay ra Khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại thế này Anh liền bước tới Chẳng suốt sáng hỏi tôi nguồn cơn của sự việc Anh liền giúp tôi đóng chặt cánh cửa phòng Nhẹ nhàng kéo tay bảo tôi ngồi xuống Anh ngồi xuống bên cạnh Anh đưa tay lên sờ nhẹ vào mặt của tôi Hơi nhíu mày Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm lên khuôn mặt của tôi đầy lo lắng có đau không bao nhiêu ất ức của tôi vì câu hỏi này của anh liền tuôn trào tôi vô tư gục đầu vào lòng của anh mà khóc ngon lành khóc đến độ tấm áo sơ mi ngay, ngay ngực của anh ướt sũng bao nhiêu sự tình oan trái tôi vừa khóc vừa kể lại hết cho phong nghe cho đến khi câu chuyện kết thúc tôi cảm nhận lồng ngực của phong run rẩy một tay anh xoa đầu tôi một tay anh bóp chặt thành nắm đấm Nhưng Phong chẳng nói gì Tôi chỉ nghe anh thở dài Vòng tay của anh vô thức trong phút chốc Đã ôm chặt lấy tôi So với việc bị đánh Thì cái ôm của Phong lúc này Như một liều thuốc giảm đau hữu hiệu Tôi không phản kháng Cứ như vậy rút sâu vào lòng anh Như thể muốn được anh che chở Ổn chưa? Nghe Phong hỏi tôi liền ngước lên Bắt gặp ánh nhìn của anh đang nhìn tôi đầy lo lắng Tôi gật đầu Anh đưa tay lau nhẹ vệt nước mắt trên má của tôi Hay là cô trốn đi Tôi trố mắt ngạc nhiên trước lời đề nghị của Phong Đó cũng là một cách hay Bây giờ tôi chẳng còn ai thân thuộc Nếu như tôi trốn đi một nơi xa Chả có ai có thể làm gì được tôi Tôi có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới Ví dụ như tôi lên thành phố nơi đó lối sống họ văn minh hiện đại chẳng còn ý nghĩ cổ hủ và lạc hậu như làng của tôi chắc chắn tôi sẽ có một cuộc đời thật tốt nhưng khi cảm nhận cơn đau trên mặt mình truyền đến nhớ những cách đối xử ác tâm của mọi người trong gia đình này như mấy cái tát của con sen lừa hận lúc này nó phừng phừng cháy trong lòng của tôi tôi lắc đầu nhìn phong không tôi không đi đâu cả tại sao vẫn muốn làm mỡ hai nhà này sao không phải nhưng tôi lỡ lên lưng cọp rồi bao giờ thuần phục được nó hoặc là giết được nó tôi mới leo xuống cô không sợ chưa bắt được cọp nó đã quật chết cô sao tôi mà chết thì cam đoan nó cũng không còn một sợi lông nói đoạn tự nhiên nhớ ra một câu chuyện tôi liền lập tức hỏi phong à đúng rồi anh cho tôi hỏi Vũ Huệ là người như thế nào Bà ta vào đây từ bao giờ Phòng nghe tôi hỏi liền đứng bật dậy Rồi đi tới cái tủ bằng gỗ trước mặt Tôi nheo mắt nhìn theo tò mò Chẳng biết là Phong định làm gì Tại sao không trả lời câu hỏi của tôi Mãi một lúc sau Thấy anh mở tủ Mòi ra trong đống quần áo Một tấm ảnh đã cũ Anh quay lại đưa cho tôi Anh trầm giọng, đáy mắt cơ hồ Như đang gợn sóng Cô nhìn xem Cô đoán được hai người này là ai không? Tôi cầm lấy tấm ảnh Nhanh chóng đặt tầm mắt mình xuống Hình ảnh mờ nhạt Trong đó là hai người phụ nữ trẻ Một người mặc bộ đầm kín cổ Tóc bối cao Trên cổ đeo sợi dây ngọc trai Trông rất quyền quý và sang trọng Còn một người còn lại ăn mặc rất bình thường Tóc cột thấp Tay cầm theo cái túi sách Đoán không lầm Họ là chủ tớ Nhưng mà nhìn mãi tôi chẳng nhìn ra họ là ai. tôi ngập ngừng nhìn phong. tôi không nhìn ra nhưng đoán được họ là chủ và tớ. bà này là chủ còn người kia là tớ. có đúng không? tôi chỉ tay vào người phụ nữ sang trọng và nói. phòng nghe xong gật đầu. gương mặt của anh phút chốc đượm buồn đầy tâm tư. sau đó anh trả lời. Trọng hình là má cả và Vũ Huệ. Mặt tôi vẫn dán chặt xuống tấm hình, ngắm thật kỹ dung nhan hai người trong ảnh. Sau khi nghe phòng nói tôi cũng bất ngờ. Nhưng khi nhìn kỹ thêm một lần nữa, tôi thấy hai người trong ảnh giống bà cả và Vũ Huệ thật. Tấm ảnh này xưa rồi, lúc đấy họ còn khá trẻ. Vẻ đẹp ngày đó đúng là ở cái làng này không ai bì được. Nhất là bà cả, dáng người mảnh mai, gương mặt cao sang quyền quý. Vũ Huệ cũng không kém, tuy là phận tôi tớ ăn mặc đơn giản chẳng cầu kỳ nhưng nét đẹp trên người bà toát ra rất sắc sảo nhất là đôi mày cong vút hàng mi dài và rậm đôi mắt to tròn sáng như sao khiến cho người đối diện nếu nhìn bà một lần chắc chắn là ấn tượng với bà mãi nhìn kỹ và so sánh hình ảnh ngày trước và bây giờ của vũ huệ thì gương mặt của bà không thay đổi nhiều vẫn rất đẹp chỉ có điều theo thời gian thân hình của bà màu mỡ nhiều hơn một chút. Nhìn thấy tâm tình tôi lắng động, cứ mãi ngắm nhìn bức ảnh. Phòng đưa tay lên sờ vào mặt của tôi. Cảm giác đau lại truyền đến, khiến cho tôi giật mình, mà buông lơi tầm mắt ra khỏi tấm ảnh. Chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Phong, càng lúc càng nhận được câu hỏi và cả ánh mắt của anh đang dành cho tôi. Cái mặt của cô sưng húp lên rồi kìa tôi ái ngại đưa tay lên nhẹ nhàng gạt tay của phong ra sau đó sờ tay lên da mặt của mình đúng là bên má đã sưng húp lên rồi và còn rất đau thật không ngờ con xen nó ác như vậy nó ra tay chẳng có chút thương tình chắc là nó ghét tôi lắm tất cả là tại anh tại sao lại tại tôi tôi có liên quan gì giữa cô và nó bởi vì nó thương anh thấy anh cưới tôi về nên nó ghét tôi À quên nhỉ Cô nhắc tôi mới nhớ Là mình có vợ rồi đấy Phòng nhìn tôi trả lời một câu đầy á muội Khiến cho tôi phút chốc ngượng đến đỏ mặt Nhưng nhớ đến mấy cái tát của con sen Ruột gan của tôi lại sôi lên sùng sục Tôi lắp bắp nói với Phong Trong ấm ức Xen lẫn trách móc Bàng tiếng là vợ của anh Nhưng có được cái gì đâu Xui cho tôi Mợ hai nhà họ Trần có miếng chứ không có tiếng. Mới về được ba ngày, đã te tua như thế này rồi. Phòng thấy tôi thổn thức kể lề, chẳng những không an ủi tôi, còn quay ra bật cười. Dưới cánh môi hồng kia, lộ ra hàm răng trắng đều như bắp. Một lần nữa bắt gặp khoảnh khắc mà Phong cười, tự nhiên trái tim của tôi lụi đi. Thật lòng mà khen, Phong đẹp trai lắm, nhất là cánh mũi cao thẳng, giống như đang đánh khối, khiến cho người đối diện khi nhìn vào không khỏi rời mắt. Này, nhìn gì mà nhiều thế? Uhm, có đâu, có nhìn đâu. Thế bây giờ muốn có tiếng và có miếng luôn có đúng không? Anh nói như vậy là sao? Tôi ngước nhìn Phong đầy khó hiểu, chẳng biết là Phong đang nghĩ gì, thì bất ngờ Phong trồm người sang, đặt lên môi của tôi một nụ hôn. Tôi đứng hình trước hoàn cảnh này, tôi chố mắt thật to nhìn Phong khuôn miệng bị anh nuốt trọn, chẳng thể nào thốt thành lời. Khoảnh khắc gần gũi thế này, tôi nghe tiếng tim của tôi và trái tim của anh đập cực mạnh. Phút chốc mùi hương từ cơ thể của anh tỏa ra dịu nhẹ, len lỏi vào trong cánh mũi của tôi, khiến cho tôi cứ hít hà mãi. Vô tình, tôi quên luôn cái hành động cưỡng đoạt nụ hôn của Phong đang diễn ra trực tiếp với chính mình. Lưỡi của Phong nhanh chóng càn quét trong khoang miệng của tôi. Dưới sự chủ động này của anh, toàn thân của tôi trở nên đưa cứng môi của tôi tê dại theo từng hòa nhập của anh ngoài trời hôm nay nắng to gai gắt bên trong phòng cũng chả thua kém cái ánh nắng đang hừng hực ngoài kia một màn thật nóng bỏng mắt chạm mắt môi chạm môi hai cơ thể muốn hòa vào nhau làm một thế này tôi chẳng phát hiện ra một chút ý tứ gì trong mắt của phong là anh đang ngại ngùng hoặc là đang có nhu cầu ham muốn đối phương chỉ thấy như anh muốn khẳng định điều gì đó Nhưng mà không nói ra Chỉ dùng hành động đáp trả Để thuận theo hoàn cảnh Còn tôi Tôi chả có gì ngoài biểu cảm xấu hổ và ngại ngùng Đang lâng lâng trong đầu Nụ hôn đầu đời của tôi Đã mất đi trong phút chốc Phòng hồn tôi thật lâu Sau đó mới rứt ra Đưa tay lau đi nước bọt còn dính trên miệng Anh nhìn tôi nhiễm nhiên nói bây giờ là có tiếng và có miếng rồi đấy mặt của tôi lúc này đỏ như gấc đôi môi của tôi vô thức run rẩy tôi tôi chưa hiểu lắm anh dám hôn tôi à nụ hôn đầu đời của tôi tôi quay mặt sang né tránh phòng rồi đưa tay ôm lấy mặt mình cảm giác xấu hổ dâng đến đỉnh đầu phòng bên cạnh lúc này nhanh chóng với tay kéo tôi vào lòng của anh vì quá bất ngờ không kịp tránh né tôi đã bị phòng ôm trọn không để tôi kịp phản kháng ngay tức khắc trên đỉnh đầu của tôi một âm thanh ngọt ngào vang lên dù sao bây giờ cô cũng được gả vào đây làm vợ của tôi tôi thì cũng chưa yêu ai trai anh hùng gặp gái thuyền quyên cả hai nguyện ý có cái gì sai đâu chứ tôi nghe phòng nói câu đó sự ngại ngùng nãy giờ tan biến đi đâu mất tự nhiên không kiềm được khôn miệng vô thức bật cười ngon lành nghe câu này của anh tự dưng tôi nhớ đến trong những câu chuyện kể về trung quốc viết có cái câu như thế này nhưng mà gái thuyền quyên anh so sánh với tôi tạm gọi là ổn dù sao tôi cũng sinh gái còn anh anh ví là anh hùng á còn khuya tôi đang nghiêm túc đấy cô lại nghĩ đó là trò đùa sao không khí trong phòng lúc này ngột ngạt Phong ngồi cạnh im lặng Chẳng thèm đếm xỉa tới tôi Chợt nhận ra hình như là tôi xử lý tình huống này Hơi vô duyên Tôi chỉ đùa tí thôi Tôi không nghĩ rằng Phong lại giận tôi như vậy Hơi bối rối Nên nụ cười của tôi trở nên căng cứng Sau đó tắt lịm đi Tôi nhanh chóng nghĩ cách làm lành Vì không nỡ nhìn thấy Phong giận Tôi chủ động nắm lấy cánh tay của Phong Ý tôi không phải là chọc anh đâu Mà là cái câu ấu trai tài gái sắc ấy Anh phải nói cho nó hợp tình chứ Anh ví von tôi thấy không hợp Ngày xưa nghe kể Câu nói đó bắt nguồn từ bên Trung Quốc Xưa kia cũng có một nữ nhân tên Thuyền Quyên Nàng đẹp người đẹp nết Công dung ngôn hạnh đầy đủ Nhưng tiếc là tình duyên nàng lận đận Tôi thì tôi không muốn như thế Tôi chỉ cần đời tôi an yên Sau này có người thương Người ta cũng thật lòng thương tôi Thế thôi Vốn dĩ là tôi muốn nịnh Để Phong không giận tôi nữa thôi Nhưng không ngờ trong câu nói Lại vô tình nói ra luôn nỗi lòng của mình Nên khi nghe xong Phong liền nhìn tôi nghiêm mặt hỏi Cô nói thật lòng đi à Ừ tôi nói thật Nghe tiếng tôi nỉ non Trần tình Có vẻ như tâm trạng của Phong có phần giãn ra Lần này anh vô tư đưa tay chạm vào ngang vai của tôi. Tôi cũng vô tư nép luôn vào lòng của anh. Phòng nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi, chạm vào mái tóc của tôi. Anh vén nhẹ vào một bên tai. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt của tôi. Không nói trước được chuyện sau này, chỉ cần một ngày còn bên cạnh tôi, tôi hứa từ giờ trở đi, tôi sẽ từng bước đòi lại công bằng cho em. Phòng ngừng lại giây lát, có vẻ như anh hơi lưỡng lự điều gì đó nhưng rồi lại hít sâu một hơi đầy anh nói tiếp vào tai tôi còn nếu sau này có lỡ thương em tôi hứa tôi sẽ thương em thật lòng tôi đứng hình trái tim trong lồng ngực chợt đậm mạnh từng nhịp rung động tôi nhìn thẳng xoáy sâu vào trong ánh mắt của phong tôi tự hỏi lời hứa này có phải từ miệng phong vừa thốt ra tôi có nghe nhầm hay không Chữ em Phong vừa gọi tôi Tôi mơ hồ tiếp nhận cách gọi đó Tuy có chút không quen Nhưng lại cảm thấy nó ngọt ngào Khiến cho tôi không thể nào không mùi lòng cho được Viết đau trên mặt Hình như vì mấy lời này của Phong Đã được xoa dịu Tôi thấy tim mình Sau thời gian ngủ đông Đã bắt đầu được sưởi ấm trở lại Lúc này tôi không biết phải nói gì Đến cả hít thở thôi Tôi còn không dám thở mạnh còn mấy chuyện tình cảm cá nhân thế này Đúng là tôi chịu thua Tôi ngại ngùng lắm Với lại cảm xúc đang vỡ hòa trước câu nói vừa rồi Tôi chưa biết phải ứng biến tình huống Làm sao cho phù hợp Nên tôi đành im lặng Và rúc sâu vào lồng ngực của Phong Phong thấy tôi không cự tuyệt Anh lại càng siết chặt vòng tay ôm lấy tôi Chẳng nói gì nhiều Bởi vì cái ôm này đối với tôi mà nói Nó không còn lạ lẫm Bởi vì tôi đã được Phong ôm rất nhiều lần trước chỉ là phút giây này, chứng minh mối quan hệ của tôi và Phong đã nhích lại gần nhau thêm một chút. Rồi trong khoảnh khắc đầy chân tình ấy, chúng tôi có dịp tâm sự cùng nhau. Tôi cởi mở hơn, không còn e dè với Phong nữa. Những câu hỏi thắc mắc trong giây lát, tôi được Phong trả lời tất cả. Và sau cùng, tôi lại biết thêm một chuyện khá bất ngờ từ Phong. Chuyện là khi tôi hỏi rốt cuộc giữa má cả và bà Vũ Huệ Có quan hệ như thế nào Thì tôi nhận được một câu trả lời vô cùng sốc Phòng kể lại rằng Trước đó Vũ Huệ là người ở của gia đình anh Quan trọng hơn bà Vũ có được sự tin tưởng từ bà cả Nên từ quan hệ chủ tớ Bà Vũ và bà cả trở thành mối quan hệ chị em thân thiết Bà cả đi đâu làm gì Cũng cho bà Vũ đi theo Thật đến mức việc to việc nhỏ Bà cũng kể cho bà Vũ nghe hết nhưng chẳng hiểu nguyên nhân gì đến hôm nay phong chưa tìm ra được đó chính là tự nhiên đùng một ngày bà cả trở mặt chẳng nêu ra lý do gì bà cả một mực đuổi bà vú ra khỏi nhà cho đến khi phong bị tai nạn bà cả phát bệnh điên thì bà hai được ông trần cưới về lúc bà hai về bất ngờ mang theo bà huệ với danh nghĩa là vú nuôi của bà hai nói chung phong nói rằng mọi chuyện rắc rối và dài dòng lắm chính tôi cũng chưa hiểu ngọn nguồn nên chỉ tóm tắt được tầm đó thôi cậu phong ơi đến giờ ăn trưa rồi sao hôm nay cậu lại khóa cửa không cho sen vào thế này cậu phong cậu phong ơi không gian trong phòng trong tích tắc bị tiếng gọi lanh lành của con sen làm cho khoái động tôi và phong bất ngờ đồng loạt cùng nhau hướng mắt nhìn ra cửa ngượng ngùng nhanh chóng buông nhau ra tôi đứng bật dậy rời khỏi giường còn phong thì nằm luôn xuống giường kéo chăn đắp ngang người nhắm mắt ra vờ ngủ vội vàng buộc lại mái tóc đang rối bù gương mặt của tôi lúc này trở về gương mặt bình ổn nhất chầm chậm đi ra mở cửa cho sen thấy con sen đang đứng ở đó dưới cái nắng mặt trời hắt vào khiến cái mặt hách dịch của nó nhìn tôi mà thấy ghét nhưng cũng sợ phải đấu mỏ với nó tiếp nên tôi dám kiềm chế phần con nông nổi trong người tôi lại Chưa nhớ tới cái vụ nó tát tôi Cái mặt còn sưng xỉa như thế này Thì càng nhìn nó tôi càng hận Càng muốn tát cho nó mấy cái vào mặt Nhưng mà thôi Tôi chẳng phải là loại tiểu nhân như nó Mà đi cắn càn Nên tôi cố gắng phớt lờ Xem như chưa có chuyện gì Nó lên tiếng hỏi tôi Cậu Phong đâu? Có việc gì? Tôi đến thay băng cho cậu Tôi bất ngờ cụp mắt, nhìn thấy cái túi ni lông mà nó đang cầm. Trong đó có thuốc rửa và vải y tế. Trong phút chốc tôi thừa người ra, trong đầu chợt nhớ chuyện tay của Phong lúc sáng bị thương. Tôi vỡ lẽ và thầm nhận định rằng chỉ có con sen là quan tâm đến Phong nhất. Còn tôi, tôi ở cùng phòng với Phong, tiếp xúc với Phong nhiều hơn nó. ấy vậy mà tôi lại vô tâm đến mức quên mất cả việc anh bị thương ở tay. Con sen nó lách qua người tôi, đi thẳng vào bên trong phòng. Cậu ơi, cậu đưa tay đây, con thay băng, con xem vết thương cho cậu. Tôi nhìn xem Phong như thế nào, có từ chối nó không? Nhưng thật không ngờ, Phong chìa tay ra trước mặt nó, nét mặt ngờ ngạch hẳn đi, lại còn cười với nó, tỏ ra rất là thân với nó vậy. Này này, xem xem cho cậu đi. Dạ vâng thưa cậu tôi nghe hai người họ nói chuyện liền cảm thấy khó chịu trong người biết là phong đang giả vờ khùng điên nhưng cái kiểu khùng này tôi cảm thấy không thể nào chấp nhận được phong biết tôi ghét con sen vậy mà ngay trước mặt tôi anh còn làm ra cái kiểu đong đưa giống như muốn đả kích tôi vậy con sen tự nhiên ngồi xuống nó lấy trong túi ni lông ra một chai thuốc rửa chắc là nó mới mua ngoài tiệm về còn con mắt cứ dán chặt vào phong cường mặt còn ửng hồng e thẹn kiểu như nắng hạn gặp mưa rào nên vườn cây của nó tươi tỉnh lại. Càng nhìn cảnh đó tôi càng bực. Tôi vô tình liếc nhìn sang Phong. Thấy Phong đang cố tình hướng mắt về phía tôi, nhách môi cười chăm chọc. Như vậy lại càng khiến cho tôi ghét. Tôi định bụng là đi ra ngoài. Mặc kệ Phong và con sen muốn làm cái gì thì làm. Thế nhưng mà ngay khi thấy con sen định đưa tay lên, nó cầm lấy tay của Phong, thì tôi bất ngờ phản ứng. Ấy, khoan phòng nghe tôi lên tiếng đôi môi của anh liền thấp thoáng mỉm cười còn con sen kêu bất ngờ vô thức rụt tay về khi chưa chạm vào tay của phong nó quay lại nhìn tôi khó chịu mợ hai mợ còn muốn gì trong tích tắc tôi đi nhanh tới cạnh nó rồi giành lấy túi của nó đang cầm về tay của mình trong sự ngỡ ngàng của nó tôi ngập ngừng hắng giọng mày đi ra ngoài đi chuyện này để tao làm mợ mợ vừa làm cái gì thế mợ đưa cho con việc chăm sóc cậu này là của con làm với lại mợ không thấy là cậu mới bảo con làm cho cậu à mợ vô lý vừa vừa thôi chứ mợ thích làm cho cậu ngay từ đầu thế tại sao mợ không làm đi đợi người khác rồi sau đó nhảy vào nghe nó nói kìa tôi tức quá sao thế con nói đúng nên mợ không trả lời được con chứ gì nó bắt đầu bắt bẻ tôi cái mặt của nó hả hê chứ kìa sau đó liền giơ tay về phía tôi mợ đưa cái túi đó cho con nhanh lên xin lỗi mợ chứ cho con nói ra quan điểm một xíu là ở nhà này ngoài ông và bà hai ra con không sợ ai đâu mợ thì con lại càng không sợ nên tốt nhất ấy mợ đừng có nhiều lời với con tôi cố gắng hít một hơi chấn an cơn điên của tôi lại Thật sự chả thể nào nhịn được nó Tôi muốn đập nó ghê gớm Nhưng mà cuối cùng tôi cố gắng nhịn Tôi chỉ nhẹ nhàng Hỏi lại nó mấy câu Sen này Ai chống lưng cho mày Mà mày lại cao ngạo như vậy chứ Mày ngon ý, Mày không sợ ai Thì mày bước ra đây Rồi mày nói với tao Còn cậu Phong là chồng của tao Tao không cho mày đụng vào cậu Mày thích ý. Mày cứ bướng Mày lao vào thử đi rồi tao sẽ mách lại với ông để xem mày giải thích như thế nào con sen nghe tôi nhắc đến ông thì liền khựng lại nét mặt của nó hơi tái đi mấy phần còn tôi khi thấy thái độ của nó thay đổi trong lòng cũng khỏe ra thật sự con này phải cứng với nó thì nó mới biết sợ cũng may là nó còn biết sợ ông trần con sen tức khắc ấm ức nhìn sang phong định cầu cứu cậu phong chắc nó nghĩ phong sẽ bênh nó ai ngờ lần này phong lên tiếng bảo với nó sen sen ra ngoài luộc cho cậu hai quả trứng đừng có đập vỏ đấy cậu lấy trứng cậu chọi mợ hai cho bỏ cái tật mợ mắng sen đi tôi nghe xong không khỏi trao đảo cái mặt đàng cạo lại càng lúc càng đen thui còn con sen thì khoái chí gật đầu lia lịa dạ dạ cậu cậu con đi không quên đi ngang tôi nó còn cố tình đụng mạnh vào vai của tôi, cười khinh bỉ. Đến khi con Sen đi ra, tôi mới trừng mắt lên nhìn Phong, thấy anh nhún vai cười, tôi lại càng hận anh. Anh cái gì? Anh đang giúp em đuổi con Sen đi cơ mà. Nhưng mà tôi đâu có cần, anh dùng cách này, giống như là anh đang cầm nguyên một cục gạch, anh phang vào mặt tôi Nào, đừng có giận. Là ai đòi giúp anh thay băng vết thương hả? À? Anh đuổi con sen đi cho em cơ mà. Sao bây giờ? Định giả vờ giận rồi lật lọng à? Hả? Tôi hậm hực thật sự. Nhưng nhìn thấy cánh tay của Phong đưa ra. Thấy tấm vải y tế trên tay của anh bị bẩn. Còn cả vết máu khô đang thấm trên đó. Nên tâm tình của tôi phút chốc lại hơi dịu lại. Nhưng cũng còn bực lắm. Tôi đi xuống ngồi cạnh Phong. Vùng vàng khó chịu không ép buộc không làm ấy thì gọi con sen nó làm giúp cho thôi được rồi tôi đang làm đây này anh không thấy à ờ à, thấy ai đó miễn cưỡng quá nên cũng ngại sợ làm phiền người ta ước gì có con sen ở đây con sen là chắc là tự nguyện hơn người ta nhiều vậy thì anh đi tìm sen đi để sen nó phục vụ cho anh rồi anh lấy sen sao lấy sen á Lấy sen làm gì? Ừ, thì lấy sen, đi hãm trà mà uống cho ngon. Phong càng nói tôi càng bực, máu trong người tôi cứ phừng phừng, nên tôi không thèm để ý tới bản mặt của anh ta nữa. ấy vậy mà Phong bên cạnh thấy thái độ của tôi như thế, anh lại phá lên cười. Em đang giận tôi đi à? Thôi, cô nương này, chỉ là đùa một tí thôi mà. Tôi liếc xéo Phong, sau đó nguyết dài, một mực im lặng không hé môi nửa lời. Sau cùng, Phong cũng đành xuống nước, sợ tôi giận, Phong cứ lải nhải bên tai của tôi, giả sức năn nỉ. Trong cảnh này thấy Phong buồn cười lắm, lần đầu thấy anh nói nhiều thật là nhiều, rằng anh đang đùa, anh xin lỗi, anh không có ý gì với con sen cả. Cái mặt tôi bên ngoài đang căng như dây đàn, nhưng thật ra trong lòng tôi đang hả hê lắm, tôi cũng định cười mấy lần rồi, nhưng đang cố dặn lòng, phải gồng thêm một chút nữa nhưng cuối cùng tôi không thể nào không bật cười trước sự kiên nhẫn của phong ấy cười rồi nhá cười đâu mà cười kìa anh vừa mới nhìn thấy em cười không có tôi quay sang giả vờ né mặt phong không ngờ anh lại cương quyết đưa hai tay áp vào hai bên mặt của tôi ép tôi quay lại nhưng do phong chạm mạnh cái mặt tôi còn đau lúc này theo phản xạ tôi hất mạnh tay của phong ra ôm lấy mặt của mình. Đau! Anh làm gì thế à? Tôi bực dọc lớn tiếng với Phong, sau đó ôm mặt nhăn nhó. Đúng lúc này Phong cũng rụt tay lại, nhanh chóng cầm lấy một bên bàn tay của mình. Trông tức khắc, tôi thấy chán của anh nhíu lại, dường như anh cũng đang chịu đựng cơn đau hay gì đó. Tôi trột dạ, cảm giác khuôn mặt mình hết đau luôn, hình như tôi vừa vô tình làm trúng chỗ tay của anh bị đau. Nên dường như Phong đau nhiều lắm Trên chán chưa đầy một phút Đã dịn đầy mồ hôi Anh... anh không sao chứ Ừ tôi không sao Vậy sao mặt mũi của anh nhăn nhó thế Anh mở tay Tôi xem nào Tôi vừa nói vừa kéo tay anh ra Tôi điếng người khi mà mắt mình nhìn thấy Giữa bàn tay của anh vết thương đang thấm đầy máu Anh bị chảy máu rồi đây này Tôi xin lỗi Tôi không cố ý anh không sao đâu, không đau. Dù sao, em ở đây rồi. Em giữ vết thương cho anh luôn nhé. Em xin lỗi mà, em thật sự xin lỗi. Tôi từ từ mở hết miếng băng trên tay của anh ra. Vết thương khá dài, sâu, lại là vùng da thịt bị đông máu. Nên lúc này, máu đã chảy ra rất nhiều. Tôi rừng rừng nước mắt, vừa rửa tay cho anh vừa khóc, vừa len lén quan sát xem anh có đau hay không ngồi bên cạnh tôi lau vết thương cho anh anh chỉ nhìn tôi như vậy tôi không biết anh có đau nhiều không nhưng tôi không thấy anh có phản ứng gì anh đưa bàn tay còn lại sờ vào mặt của tôi nhẹ nhàng lau đi khóe mắt đang ướt anh không sao đâu em yên tâm chưa thấy ai tự mình làm bị thương như anh đâu làm cái gì mà làm nặng thế này khi nào mới lành chứ bị thương thì phải thật chứ không làm thật thì khi diễn dễ bị phát hiện lắm tiếp tục đi anh không đau đâu với lại em đừng khóc em nín đi nghe anh dỗ dành thủ thì cổ họng của tôi nghẹn lại tôi không trả lời anh nữa gật đầu và tiếp tục công việc vừa băng tay cho phòng xong thì bên ngoài con sen cũng vừa lúc bước vào phòng tôi lập tức cố gắng hít sâu cho gương mặt mình tươi tắn nhất rồi giả vờ Kiểu mình đang dọn dẹp phòng vậy Còn Phong lúc này cũng giả vờ Trở lại gương mặt ngờ nghịch Của vai diễn bệnh điên của anh Con sen đi vào tung tăng vui vẻ lắm Nó chẳng thèm nhìn thấy tôi một giây nào Liền lao đến Ngồi xuống cạnh Phong Cậu ơi Con luộc xong cho cậu rồi này Nó đưa cái tay cầm cái rổ nhỏ Trong đó đựng hai quả trứng gà Đang bốc khói nghi ngút Chắc nó định bụng Phong trọi vào mặt tôi thật nên háo hức ngồi hóng kết quả. Nhưng không ngờ Phong chỉ cười rồi ngọt nhạt bảo nó đi ra ngoài. Lần này thì sen trong hồ cũng đành héo lá. Nó sượng mặt, mờ to mắt lên, nhìn chân chân vào Phong. Cuối cùng nó hậm hực, ấm ức, không dám cự lại với Phong. Đành dậm chân đành đạch, sau đó bước ra ngoài. Còn sen đi rồi, trả lại căn phòng một cảm giác thật dễ chịu. Lúc này tôi mới cong môi lên cười khoái chí dù không biết dụng ý của Phong như thế nào Như kiểu như lúc nãy còn sen Nó đắc ý lắm Làm cho tôi tức quá Nên bây giờ tôi có cảm giác Chiến thắng trong lòng Phong bên cạnh nhìn tôi cười Anh chỉ mỉm cười Và lắc đầu Sau đó bất ngờ Chia ra hai quả trứng gà cho tôi Nụ cười trên môi của tôi lập tức tắt ngấm Tôi nhíu mày không khỏi nghi ngờ Với hành động này của anh Chưa kịp để anh lên tiếng Tôi đã cướp lời anh định đập trứng vào mặt của tôi đi à? Phong nhớn mày nhìn tôi, lên tiếng châm chọc. Em nghĩ như vậy thật á? Thật là em nghĩ anh như vậy á? Tôi dù hơi mơ hồ dụng ý của Phong, nhưng cũng đành lập tức gật đầu để xác nhận. Lời nói của tôi lúc này không biết là có đúng hay không. Đương nhiên, nếu không ấy, anh đưa cho tôi làm gì? Mà nói trước nhá, tôi cảnh cáo anh đấy. Anh mà đập trứng gà vào mặt tôi, thì kiểu gì tôi cũng đập nát mặt của anh. Lần này trước sự nghi ngờ của tôi, Phong không nhịn được mà phụt cười thành tiếng, rồi đưa tay véo nhẹ mũi của tôi. Bớt suy diễn lung tung đi cô nương, nại cầm lấy, lăn lên mặt đi, cho bớt sưng. Nhanh đi trứng còn nóng, lăn cho hiệu quả, lát nó nguội không còn hiệu quả đâu. Tôi chớp chớp mắt ngạc nhiên. vậy không phải là anh như lúc nãy anh nói với sen à câu hỏi của tôi không được trả lời ngay lập tức bởi vì phong chỉ thở dài một hơi rồi cầm luôn quả trứng tay của anh di chuyển cẩn thận lăn nhẹ từng vòng trên mặt của tôi vừa lăn anh vừa nói chỉ có em ngốc mới tin lời anh nói với con sen thôi tuy tầm em tốt nhưng tính của em bốc đồng chỉ giỏi được cái miệng nên cuối cùng ấy chỉ nhận thiệt thòi về bản thân mình nghe anh sau này nếu muốn rõ tường tận mọi việc về một ai đó em phải tập sống chậm lại chịu lắng nghe xem việc nào đúng việc nào sai và trong câu chuyện họ nói ám chỉ điều gì rồi sau đó em mới lên tiếng lúc đấy em sẽ nhận thấy mình là người cực kỳ thông minh em hiểu chưa tôi ngồi đó cắn môi im lặng nghe phong nói từng câu từng chữ của anh cứ như vậy thấm vào trong trí óc của tôi một cách kỳ lạ thấm thật sự kiểu như trí óc của mình đang được tiếp thu một điều bổ ích mới chứ không phải là do tôi thích phong nên anh nói gì tôi cũng nghe càng gần phong tôi càng phát hiện ra anh rất là sâu sắc về mọi mặt và rất hiểu người khác dù có nhiều lúc anh hay nói đùa và châm chọc tôi khiến tôi bị bẽ mặt nhưng lúc nói chuyện anh lại vô cùng nghiêm túc vì vậy khi phong nói hết câu tôi vô cùng thấy mình xấu hổ trước anh ừm em hiểu rồi phòng đưa tay nâng mặt tôi lên anh giữ chặt quả trứng sau đó nhẹ nhàng lan lên mặt của tôi anh nhìn tôi nở một nụ cười lỗ hai lúm đồng tiền thật sâu anh nói đúng khuyết điểm nên em xấu hổ à ừ nhưng mà chính cái khuyết điểm đó lại khiến cho anh thích em em nghĩ sao anh anh thích em á à? Tôi kiểu như bất ngờ quá Không biết đối đáp Lại ra sao Nên tôi vô thức bột miệng Thốt ra câu hỏi đó Mà hỏi xong tự thấy cười Chính mình luôn Thiệt lòng trong tình huống này Nếu mà xem trong mấy bộ phim về tình cảm xã hội Thì nữ chính đang kiểu khoái nam chính rồi Đáng lẽ ra phải hiểu điệu thục nữ Chỉ mỉm cười e ấp ngượng ngùng mới đúng chứ Còn đằng này Tại sao cái miệng của tôi Nó lại đi xa như vậy Thế là trong tức khắc Sau cái phát ngôn đó Tôi đưa tay lên Bịt miệng của mình không kịp Còn Phong sau khi nhận được câu trả lời Anh thở dài Đành buông quả trứng gà Đặt vào rổ và lắc đầu nói Cái tính của em kìa Mãi không chịu bỏ được Cứ sồn sồn lên Tại Tại anh làm cho tôi bất ngờ Có cần bất ngờ quá Rồi tỏ thái độ như vậy không Tôi... Bất ngờ không để tôi phải khó xử Phong liền khom sát mặt anh vào mặt tôi Cả hơi thở Cũng thở cùng một lượt với tôi Anh thì thầm nói nhỏ Ừ Thích rồi Vậy có thích lại không Tôi mím môi nhìn Phong không thốt nên lời Hai mắt mở chân Nhiệt độ cơ thể càng nóng oxy đưa lên đường thở cũng không còn kịp nữa rồi Tại sao Phòng có thể nói thẳng như vậy chứ? Quả này có được gọi là màn tỏ tình không? Mà tại sao con tim của tôi nó nhảy nhót liên tục thế này? Mới gặp có ba ngày thôi, làm sao mà có thể chứ? Nhanh chóng trong đầu tôi liên tục phủ nhận câu nói rằng Phong thích tôi. Cho dù trước đó anh từng nhiều lần hứa rằng anh bảo vệ tôi, tôi mềm lòng rung động trước anh, nhưng tôi chưa từng đặt niềm tin nhiều. Bảo vệ không có nghĩa đó là tình yêu, mình không nên mong đợi và đặt niềm tin vào trước sau gì cũng phải quay đầu lại để nhìn xa sự thật để sau này không phải nói câu hối tiếc anh thích em rồi em có thích lại anh không Sau khi Phong nói ra câu đó tôi im lặng, anh cũng im lặng, duy chỉ có hai ánh mắt là cứ nhìn thẳng vào nhau. Tôi im lặng bởi vì ngại, vì bất ngờ, vì không biết nói gì trong lúc này để trả lời Phong nên tôi ngượng ngùng và bối rối. Còn Phong nhìn tôi biểu tình lại rất khác, ánh mắt của anh kiên định chờ đợi câu trả lời của tôi. Không gian chậm chậm trôi qua trong sự ngột ngạt, tôi lúng túng mãi, vẫn thấy im lặng không phải là cách tốt, nên cuối cùng tôi đẩy nhẹ Phong ra. "Nhưng anh nói rồi đấy, tôi có khuyết điểm, tính tôi hay bốc đồng, không hiểu biết nhiều, nên làm chuyện gì cũng không được tốt, nên chuyện anh thích tôi" anh anh bắt tôi trả lời làm sao đây em có tin vào câu nói thích một người không cần lý do không ví dụ giống như cái câu mà ngày xưa người ta hay gọi là tình yêu xét đánh đấy tôi đã yêu ai bao giờ đâu mà tôi biết xét đánh chúng hai cô chứ anh anh nói chuyện kỳ cục thật sự là chưa yêu ai thật sự vậy từ ngày về đây gặp anh đến hôm nay có bao giờ em ở gần anh mà tim của em đập mạnh chưa Phòng hỏi câu này Biểu cảm trên mặt như thể đang muốn rất nghe tôi nói tiếp Bởi vì vậy Mắt của anh trực tiếp Dán chặt vào mắt của tôi Mà thề là câu hỏi này Gần như khiến cho tôi cứng họng Không thể nào trả lời được Bởi vì đúng là ở cạnh Phong Đôi lúc con tim của tôi đập loạn nhịp Nào trả lời đi Phòng đắc ý lắm Cứ dồn ép tôi bắt tôi trả lời cho bằng được nên cuối cùng tôi đành miễn cưỡng chống chế trả lời cho vừa bụng của ai kia ừ ừ thì cũng có mà đây là hiện tượng bình thường của cơ thể khi tiếp xúc với người lạ liên quan gì đến thích hay là không thích trước câu trả lời của tôi phong lúc này bật miệng lên cười em đúng là lươn lẹo nói về độ lươn lẹo thì tôi không qua được anh đâu tóm lại em với anh là đồng loại nào ngồi im đi còn một quả trứng, anh lăn nốt cho hết nhé. Nói xong phòng trở lại trạng thái nghiêm túc nhất. Anh cầm lấy quả trứng gà còn lại, tiếp tục lăn lên mặt tôi. Vừa lăn trứng, anh vừa tiếp tục nói với tôi. Ngày mai em xem trong nhà mình ai đi chợ. Em nhờ họ ghé tiệm thuốc đông y ấy, ở ngoài đường. Hình như của bác sĩ Diệp. Mua thuốc tàn máu bầm về mà uống nhé. Cái mặt như thế này ngày mai thế nào cũng bầm đen cho mà xem ở đây có tiệm thuốc lớn rồi công nhận mình dần dần đổi mới rồi nhỉ không như ở làng tôi qua làng anh có cách là bao đâu mà khác biệt quá chừng toàn là đồng ruộng với mấy người dân sống bằng nghề đánh bắt cá mỗi lần muốn mua thuốc hay mua cái gì phải đi tận lên trạm thuốc hoặc là nặng quá phải chuyển qua bệnh viện chứ không có hiệu thuốc nào gần nhà Đi xa tới mức đi cả ngày Mới về Sợ ở bên chỗ em hẻo lánh Kinh tế chưa phát triển thôi Này nhớ là anh dặn chưa Tôi nhớ rồi Cảm ơn anh Phòng làm chứng cho tôi xong Thì trên mặt tôi dần có cảm giác êm ái Nó không còn sưng nhiều nữa Cả chiều hôm ấy Phòng ở trong phòng Còn tôi thì có lúc cũng bước ra ngoài Lúc con sen đem cơm vào nó nói ông gọi tôi ra ngồi ăn cơm chung Thiệt tình lúc ở bàn ăn Ngồi đối diện với bọn họ Nhìn thấy ánh mắt hả hê của bà Vú và bà Hai Khi nhìn thấy mặt của tôi sưng vù Mà tôi tức lắm Mấy món ăn trên bàn bày ra rất nhiều Vậy mà tôi chẳng còn thấy vừa miệng Ăn cơm xong tôi xuống phía sau Phụ dọn dẹp Và trò chuyện tâm sự với bé Linh Và dì lành Rồi đến chiều đến tối Khi mọi việc trong nhà xong xuôi tôi mới quay trở về phòng ngủ. Một đêm lại trôi qua, bình minh lại đến, tôi mở mắt thức dậy trong ủy oài, ngồi bật dậy, lại xếp mền gối vào một góc, nhìn lên giường thấy Phong đang nằm đó. Gương mặt của anh nhắm nghiền mắt đối diện với tôi. Bật giác lúc này tôi lại thích ngắm anh, cứ ngắm anh mãi, cái cảm giác ở cùng với một người lạ, không tệ, nếu như họ đối xử với mình tốt. Nên mỗi ngày trôi qua, khi giận mình thức dậy, vẫn thấy người ấy, cảm giác đúng thật là bình yên. Bất ngờ phòng mở mắt ra, phát hiện tôi đang nhìn anh, lập tức anh mở lời trêu chọc. "Cả tối em không ngủ, em nằm đấy để lén nhìn anh à?" Tôi vội vàng thu tầm mắt về và bĩu môi. "Có đâu, chỉ là vô tình thôi. Nhắc cho ai nhớ, mới sáng sớm đừng có kiếm chuyện với tôi." Phòng lại cười, sau đó vươn vai ngồi dậy. Mắt của anh hướng ra ngoài cửa sổ, sau đó lại không quên nhắc nhở tôi. Trời sáng rồi đấy, bình thường dì lành đi chợ sớm lắm. Em mau dậy, ra đi với dì đi. Nghe Phòng nhắc tôi mới nhớ, liền gấp gáp đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ khác rồi bước ra. Tiện thể cũng lấy thêm cái nón đội lên đầu, che cho bớt nắng, vừa lại cho mọi người không ai nhìn thấy khuôn mặt của tôi. Bước ra sân gặp ngay dì lành đang quét sân Tôi vội vàng đi tới và hỏi dì Dì ơi Hôm nay dì có đi chợ không ạ à? Có chứ mợ Tôi quét sân xong là đi Có việc gì không ạ à? Dạ Tại con muốn đi theo dì Con ra chợ mua chút đồ ạ à? Thế mợ đợi tôi một tí Tôi quét cái sân xong tôi với mợ cùng đi Mà Mợ xin ông chưa Dạ dì cứ làm đi còn nói trước cho dì biết mà đợi con đi cùng Bây giờ con lên xin ba một tiếng à Mợ xin ông đi Rồi tôi dẫn mợ đi chợ cho biết Tôi gật đầu sau đó bước lên nhà trước Cũng may là đúng theo lời của Phong Ông Trần dậy sớm lắm Đang ngồi uống trà một mình Lúc đó trong lòng tôi cũng rất sợ Sợ xin ông không cho đi Nhưng thật không ngờ Ông lại gật đầu đồng ý cái rụp Còn dặn tôi ra chợ tham quan cho biết đó đây Tôi mừng quính vội vàng cảm ơn ông sau đó chờ ra Thông báo cho dì lành biết tin Tôi và dì lành bắt đầu đi chợ Dì lành xách theo cái giỏ Còn tôi thì không mang theo gì hết Bởi vì tôi cũng xác định Chẳng mua gì ngoài việc mua thuốc Từ ngày về đây Hôm nay mới được bước ra đường Nên công nhận thoải mái vô cùng Mới sáng sớm không khí mát mẻ Tôi và dì lành bước đi trên con đường lộ đá Ở đây người ta có điều kiện hơn bên nhà tôi Nên họ xây nhà nhiều lắm lại rất khang trang. À mà họ còn có cả xe máy. Lâu lâu lại có hai ba chiếc xe chạy qua mặt của tôi. Dì lành ơi, ở đây họ giàu nhỉ. Bên nhà con ấy, trong làng không ai có xe máy cả. Ừ, hồi ở quê tôi cũng không có đâu. Lúc tôi sang đây làm ở nhà ông, thay họ giàu tôi cũng ngạc nhiên giống như mợ. Tại quê mình nghèo nên không mua nổi. Chứ trên này xe máy họ đi đầy trong này đường nhỏ Thì mợ thấy vậy thôi Chứ ra đến chợ Xe qua lại nhiều lắm Vậy à gì Thế thì tính ra dân trên này Họ sướng thật đấy Dạ mợ Thời xưa cũng có xe máy rồi Nhưng tại nghèo ít ai có tiền lắm Họ không dám mua Bây giờ điều kiện họ có Mấy công xưởng xuống đây đầu tư Người ta có việc làm có thu nhập Chẳng hạn như nhà mình Ông cũng có một xưởng to lắm mợ à? ba chồng con có xưởng cơ à. Vậy ở trong đó làm việc gì hả gì? Có cái gì mà mợ ngạc nhiên? Ông ấy có xưởng gỗ cũng ở gần đây. Ngày xưa ông giàu vì ba mẹ ông là địa chủ, bây giờ ông giàu là nhờ của cải của các cụ. Với lại ông cũng biết đầu tư làm ăn nên càng ngày càng giàu. Đúng là gì lành làm tôi đi đến ngạc nhiên này, đến ngạc nhiên khác, bởi vì từ trước đến nay trong suy nghĩ của tôi Tôi chỉ nghĩ là ông Trần có nhiều tiền, ông ấy cho vay nên mới giàu có. Không ngờ hôm nay tôi còn biết ông còn là một ông chủ có công việc làm ăn lớn. Câu chuyện vẫn tiếp diễn cho đến khi tôi và dì lành ra đến gần chợ. Phía trước mặt người ta buôn bán đông đúc lắm. Nào là quần áo giày dép, hàng quán khiến cho tôi mê tít. Cứ như vậy tôi nhanh chân chạy tới đó để ngắm nhìn cho thỏa mắt. Thì bất ngờ trong lúc này tôi vô tình bắt gặp một người rất quen. Tôi khựng chân lại, tôi cố nhau mắt nhìn thật kỹ, thì nhận ra đó chính là bà Vú. Bà ta bước từ trong tiệm thuốc bước ra, trên tay cầm cái túi đen vội vàng nhét sâu vào túi áo, sau đó bước thẳng ra chợ. Vì tôi và dì lành đi ở sau, còn hơi cách xa tiệm thuốc nên bà Vú không nhìn thấy. Ngước lên trên nhìn bảng hiệu thuốc đông y thầy Diệp, tôi liền sực nhớ ra lời phong dặn lúc sáng. Xem tí là tôi quên mất, xoay qua nhìn Dì Lành vẫn đang tranh thủ bước đi về phía chợ, tôi liền lên tiếng gọi gì: dì. dì Lành ơi, dạ, có việc gì thế mợ? Gần tới chợ rồi. Dạ, con định ghé mua thuốc. Dì lại chợ mua đồ. Khi nào Dì về, Dì ghé qua đây. Con mua xong, con đợi Dì về. Mợ mua đi, tôi đợi mợ mua xong rồi tôi ra chợ luôn. Dạ thôi, Dì cứ đi vào chợ đi. Con mỏi chân quá. Con vào mua xong rồi Con ngồi đây con đợi gì À thì Thế tôi đi trước đây Mà mỡ có tiền trong túi không Tôi đưa cho mỡ này Bất chợt tôi đưa tay chạm vào túi quần Mấy tờ tiền lúc sáng Phong đưa cho tôi Đều đang nằm gọn trong đây Tôi mỉm cười sau đó lắc đầu từ chối Dạ con có tiền rồi Dì cứ vào trong chợ đi à? Vậy tôi đi đây Mỡ nhớ ngồi đây chờ tôi cùng về đấy sau đó dì Lành quay vào chờ, tôi cũng liền đi thẳng tới cái tiệm thuốc của thầy Diệp. Người đang đứng nơi quầy thuốc khiến cho tầm mắt của tôi sững lại. Ông ấy khi nhìn thấy tôi có phần ngỡ ngàng, không ai xa lạ, chính là người bác sĩ mà hôm qua ở trong nhà của ông Trần đây mà. Lúc ấy tôi cứ tưởng ông ta là bác sĩ phụ trách ở trong bệnh viện, giờ gặp nơi này mới biết, hóa ra ông ấy chỉ là thầy thuốc chuyên trị bên thuốc đông y mà thôi. Tôi chần chừ trong đầu bất chợt có dòng suy nghĩ Phòng bảo tôi đến đây Có phải chỉ đơn giản anh lo cho tôi Bảo tôi mua thuốc hay không Hay là còn có việc gì khác sâu xa hơn Mà Phong không tiện nói ra Nhìn thấy tôi đang đứng tần ngần Ông thầy thuốc này Liền lên tiếng hỏi ngay Dạ mợ hai Mợ hai muốn mua gì Ờ Sao ông biết tôi Ông ta nhìn tôi bất giác khóe miệng mỉm cười hôm qua tôi có gặp mợ ở bên nhà tuy già rồi nhưng mà trí nhớ của tôi tốt lắm thưa mợ tôi gật đầu ban đầu tôi khi gặp ông ta tôi cứ nghĩ rằng phong quen biết ông ta nên mới dụng ý gọi tôi tới đây nhưng khi nghe câu trả lời tôi thấy rất hợp lý nên đành bỏ qua cái suy luận vừa rồi tôi tiến lại gần quầy thuốc lịch sự lên tiếng thầy bán cho tôi thuốc thoa ngoài da hay là thuốc uống cũng được. Miễn sao tôi trị khỏi vết bầm trên mặt của tôi. Dạ vâng, mọi ngồi xuống đây, đợi tôi một chút. Tôi gật đầu bước sang dãy ghế bên cạnh và ngồi chờ. Sẵn tiện cũng đào mắt quan sát khắp tiệm thuốc này. Chợt nhớ ra khi nãy gặp bà Vú, cũng từ trong đây bước ra. Chẳng biết bà ấy mua gì, lại có chút tò mò. Biết là nếu hỏi, chưa chắc ông ta trả lời. Nhưng tôi vẫn đánh liều, hỏi thử xem sao. Thầy ơi thầy cho tôi hỏi với Khi nãy Vũ Huệ vào trong tiệm Mua cái gì vậy thầy À Vũ ấy đến tiệm Lấy thêm ít thuốc cho bà cả Với lại mấy thang thuốc dưỡng thai Cho bà hai Vậy à Có chuyện gì không mở Dạ không Tại lúc nãy tôi thấy Vũ Huệ đi ra từ trong đây Nên tôi hỏi vậy thôi Tôi trả lời cho qua Nhưng thật chất trong lòng lại có chút nghi ngờ vì lúc nãy chỉ thấy Vũ Huệ cầm một gói đen rất nhỏ đi ra Sau đó cất nhanh vào túi Chứ không phải như lời nói dối của ông ta Rằng là Vũ đến đây lấy mấy thang thuốc Biết vậy thôi Nhưng tôi không hỏi gì nữa Rõ ràng ông ta cũng không trả lời thật cho tôi Một lúc sau ông thầy cũng lấy cho tôi thuốc Tôi bước tới quầy nhận Trên đó là một chai thuốc nhỏ Màu đỏ sẫm Ông ta dặn tôi đem về Một ngày thoa thường xuyên vài lần Với lại mấy hộp thuốc Dạng viên uống hai lần sáng và tối trong ngày tôi lấy thuốc hỏi giá tiền và trả tiền cho ông ta toàn định bước ra ngoài tìm chỗ ngồi để chờ gì lành ông ta bất ngờ lên tiếng hỏi tôi mợ hai dạ vâng thầy gọi tôi mợ đợi tôi một tí tôi khó hiểu không biết ông ta muốn làm gì nhưng vẫn đứng đó nhìn chỉ thấy ông ta rút ra từ trong cuốn sổ một tờ giấy nhỏ viết vài ba dòng chữ lên đó rồi cẩn thận xếp lại thật bé đưa cho tôi ông ấy dặn dò tôi thật kỹ mợ đem về đưa tận tay cho cậu phong giúp tôi cầm tờ giấy trong tay tôi nhìn ông ấy với ánh mắt nghi hoặc đúng là suy nghĩ của tôi không sai phong bảo tôi đến đây chắc chắn là có chuyện mà nhưng chuyện gì thì tôi không biết cũng không muốn dài dòng tôi tò mò cũng không hỏi thêm gì nữa tôi chỉ gật đầu và trả lời thôi vâng thầy cứ yên tâm tôi sẽ đưa tận tay cho anh ấy ra khỏi tiệm thuốc tôi định tìm chỗ nào đó ngồi đợi gì lành nhưng khi nhìn trước mặt khung cảnh nhộn nhịp tôi lại không kiềm chế được sự háo hức của mình tôi vô thức bước chân vào trong đó khu này chợ lớn lắm bán đủ thứ tôi vừa đi vừa tha hồ ngắm nghía xung quanh cái nào cũng đẹp cái nào cũng ham có cả nguyên một khoảng trống lớn Họ treo rất nhiều quần áo kiểu mới Có cả đồ nam và đồ nữ Mẫu mã cũng rất hiện đại hơn rất nhiều Nhìn lạ lẫm nhưng không kém phần đẹp mắt Mà hầu như Theo từ nãy tới giờ Tôi quan sát Trên đây mọi người sống khá hiện đại Họ còn mặc đầm rất nhiều Hoặc là đồ bộ kiểu nguyên một màu Tuy nhiên cũng có một số người Họ mặc kiểu bà ba dân dã Nhưng là loại vải lụa Chứ không còn là loại vải thô Giống như là những bộ tôi đang mặc tự nhiên nhìn xong rồi so sánh tôi buồn lắm kiểu mình hơi lạc lõng nhưng biết làm sao đây tôi muốn mua tôi muốn mặc giống họ cũng đâu có được quan trọng muốn thay đổi mọi thứ cần nhất vẫn là có tiền định bước đi sang bên khác xem họ buôn bán mặt hàng gì tôi cũng sẵn tiện đi tìm gì lành luôn thì bất ngờ có một bàn tay đánh mạnh vào lưng tôi tôi giận mình quay lại cùng lúc đó tôi nhìn thấy chị my đứng đằng sau tôi ơ ờ, con vi mày đi đâu đây tôi nhìn chị một lúc cũng hơi bất ngờ vội vàng trả lời ngay em ra chợ theo gì giúp việc mua ít đồ còn chị chị đi đâu lên trên này thế người giúp việc của mày đâu sao mày lại đứng đây một mình chắc là gì ấy đi quanh đây mua thịt cá sao chị lên đây em hỏi sao chị không trả lời thì tao lên đây mua quần áo mày biết rồi đấy Làng mình người ta có buôn quần áo đâu. Bao năm mặc đi mặc lại mấy bộ đồ nhà quê thế này. Nhìn mà phát chán. Nói đoạn chị mi nhìn tôi từ trên xuống dưới. Sau đó cũng cười một phát khinh bỉ. Nghe nói mày làm dâu nhà ông Trần Hào. Gia đình giàu nứt đố đổ vách. Thế mà... Mày chưa cột sửa được cái chất phèn trong người của mày sao? Tôi hiểu ý của chị My Đang muốn chê bai tôi Bởi vì nhìn sơ thôi hôm nay chị ăn mà con ghẻ lắm hơn đứt tôi rồi... Không hiểu sao... Mấy mấy ngày trôi qua... Mà chị lại khác rõ ràng như vậy... Hôm nay còn bắt trước người ta mặc đầm... Trần mang quốc cao... Để trả lời lại câu nói hàm ý khinh người của chị... Tôi mỉm cười và nói... Người giàu người nghèo... Cách nhau một tấm áo... Đâu có thể phân biệt được chị... Mà chị lại đi mỉa mai em... Biết đâu mặc quần áo đẹp... Nhưng bên trong túi lại rỗng chả có một đồng... Còn người ăn mặc bình thường giản dị nhưng mà trong túi họ lại có tiền em hỏi chị nhé chị muốn chọn bên nào nghe tôi nói như vậy chị mi liền lân la ghé sát vào tai của tôi chị nói nhỏ lần này giọng nói của chị có vẻ ngọt ngào xen lẫn có ý điều tra vậy ý là mày bây giờ mày nói mày có tiền à vào đấy làm dâu sướng lắm à chị thấy em như vậy chị tự đoán đi em chỉ nói thế thôi Chị Mì lúc này tỏ thái độ. Chị níu chặt tay của tôi, sau đó gạng hỏi. Ý của mày là gì? Tao không hiểu. Thì... À mà thôi, em đi tìm gì giúp việc đây? Chị ở đó mà mua đồ đi. Chưa rồi, em còn tranh thủ về nhà với chồng em chứ. Sợ chị Mì gầy khó dễ nên tôi nhanh chân chuồn đi. Cũng may là chị ấy không đuổi theo. Chứ không ấy cũng mệt người. Từ khi tôi xác định ra khỏi ngôi nhà đó tôi cũng muốn quên đi mẹ con nhà họ nên không còn muốn dây dưa gì nữa. Đi đến hàng rau quả cũng gặp dì lành. Dì hỏi tôi mua được thuốc chưa? Tôi trả lời mua xong rồi. Ngó xuống cái giỏ nhựa đầy ắp thịt cá. Tôi hỏi dì còn mua cái gì nữa không? Thì dì nói rằng còn mua vài ký trái cây là xong. Sau đó tôi phụ dì cầm túi trái cây còn dì lành thì cầm giỏ. Hai dì cháu lại lội bộ trở về nhà. Lúc sáng đi sớm nên không mệt. Bây giờ về nắng lên nóng bức Vội lại đi cả một đoạn đường dài thấm mệt Tôi đổ cả mồ hôi Chỉ ước mau mau về đến nhà Lấy nước rửa mặt cho mát mẻ Thế nhưng vừa bước chân về đến cổng Thì bất ngờ Gặp ngay bà hai đang đứng ngay cổng Nói chuyện gì đó với con sen Nhìn thấy tôi với dì lành Bà hai tỏ ngay thái độ Bà lớn giọng Mới sáng Đi đâu về đấy Dì lành nghe hỏi liền cúi đầu và đáp Dạ thưa bà Tôi đi chợ về Bà hai liếc sang tôi Thay tôi không trả lời Bà liền vẫy tay bảo dì lành đi vào trước Còn mỗi mình tôi ở lại Bà liền sờ giọng bắt bẻ tôi Thế còn con Con đi đâu Sao hỏi mà không trả lời Tôi nhìn bà hai và con sen Biết thế nào tí nữa họ cũng kiếm chuyện Nên tôi thờ dài trong lòng Thật tình không muốn đối diện với họ chút nào Nhưng mà càng nhìn bà hai tôi lại càng cảm thấy khó chịu Bà hai đâu có lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi Nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ Ta đây là người lớn Một tiếng gọi tôi là con Không biết bà ta có ngượng miệng không Dạ thưa bà Con đi theo gì lành ra chợ Mua thuốc uống à Thuốc gì Bệnh tật gì mà cần uống thuốc Nhà này chết chủ rồi hay sao Bà không biết xin phép ai Dạ thưa bà Sao bà biết con không xin phép à Ừ thì Bà hai định lên tiếng bắt bẻ tôi Nhưng đúng lúc này Đằng sau ông Trần đi đến Không biết ông định đi đâu mà quần áo chỉnh tề lắm Ông chắp hai tay đằng sau Đi tới nghiêm mặt Lên tiếng trả lời bà hai Em mong cái gia đình này chết chủ lắm à Mới sáng sớm có cần bắt bẻ con dâu như thế không Ông Trần nói ra câu đó, tự nhiên tôi có chút ấm lòng. Bởi vì dù sao ông cũng còn coi tôi là con dâu. Chưa như hôm qua, thấy ông đối xử với tôi nặng lời quá, lại còn cho người đánh tôi. Nói thật tôi chạnh lòng, có ác cảm với ông. Nhưng mà thôi chuyện nào ra chuyện đó, tôi thấy ông thì nhanh chóng cúi đầu. Dạ con chào ba. Ông Trần nhìn tôi gật đầu, quay lại thấy ông, con sen cũng lập tức cúi đầu chào. Nãy giờ nó chưa lên tiếng gì Nên không chút lo sợ Chỉ có bà hai thấy ông là lập tức biến sắc Mấy lời định bắt bẻ tôi Cũng trôi tuột xuống cổ họng Sắc mặt cũng rõ ràng thay đổi Bà đi cạnh ông Ôn nhu nhỏ giọng giải thích Anh à Anh cứ trách nhầm em Tại em thấy Ngọc mi Nó vừa từ bên ngoài về Chẳng biết đi đâu có việc gì Nên em hỏi thôi Thế mà nó có trả lời em đâu Em giận em mới trách nó chứ em nào dám nói gì anh anh lại bắt lỗi em nặng lời thế tôi nghe bà hai giải thích không khỏi bực mình vốn mới sáng không muốn đôi co với bà nhưng bà ta lại cứ kiếm chuyện lại còn đặt điều nên tôi liền mở lời nói cho ông rõ còn con có nói là con đi chợ với dì lành mà bà hai cứ bắt lỗi con là tại sao con không xin phép con dù nghèo chứ con đâu phải là loại không biết trước biết sau Đâu phải là... ỉ mợ hai nhà này... Muốn làm cái gì thì làm... Không coi ai ra gì đâu ạ. À? Bà hai nghe tôi trả lời... Càng tỏ thái độ gành ghét... Cái mặt đỏ bừng lên... Quay sang... Bà vùng vàng nói với ông... Đây đây... Anh thấy chưa? Con dâu của anh đấy... Nó trả lời... Như là móc họng em... Anh thấy chưa? Nhìn bà hai tôi không khỏi tức cười... Đúng là... Cái câu gì tôi vừa trả lời cũng có ý móc mỉa bà thật mà hình như ông trần cũng không khó để nhận ra nên ông quát mắt nhìn sang tôi tỏ ý răn đe tôi còn tôi chỉ biết cúi đầu và nghe lời khẩu hình miệng của tôi lúc này cũng nhanh chóng khép chặt bên kia ông trầm mặt nghiêm khắc nói với bà hai thôi thôi mới sáng cứ nói qua nói lại còn ra cái thể thống gì em đó nó mới về thật sự có lỗi thì phải phạt nó còn nó không biết mình làm sai ở đâu Thì phải dạy nó Sao em cứ sồn sồn lên Bạn này Anh định ra xưởng có chút chuyện Em có muốn đi cùng không Dạ có chứ Sẵn ghé chợ Anh mua cho em vài sức vải nhá Em thấy người ta đăng nhập về Cái loại vải mới lắm Đẹp lắm Ông Trần lúc này gật đầu cái rụp Nhìn bà âu yếm Chỉ giỏi mấy việc đó thôi Em vào trong chuẩn bị đi Ra xe cậu Hải chuẩn bị rồi. Anh đợi em một tí nhé, em vào rồi em ra ngay. Bà Hải nhanh chóng bước vào bên trong, con sen lúc này cũng lùi bước theo bà. Ở ngoài đây chỉ còn có mỗi tôi và ông Trần. Ông liền hắng giọng, lên tiếng dạy bảo tôi. Còn con, sau này má hai có nói gì? Con cứ nhịn một tí cho em nhà im cửa. Má bây giờ còn trẻ nên hiếu thắng. Ba không muốn dâu con trong nhà này cứ kiểu ngang hàng với má như vậy. Nhà này sống là phải biết quy tắc. Còn có nghe ba dặn dò chưa? Dạ, con hiểu rồi ạ. À. Con xin lỗi ba, về sau con không như vậy nữa. Con biết như vậy là tốt. À mà ba có chuyện này muốn nói với con. Tôi thấy ông nói có vẻ là chuyện quan trọng nên cũng nhanh chóng trả lời. Dạ, ba có việc gì, ba cứ dạy con à Ông Trần lắng lại tâm tư Trong đáy mắt mang theo cả muộn phiền Ông nhìn tôi như thể Muốn gửi gắm nỗi lòng Đang mong mỏi của ông Vợ thằng Phong Chắc con cũng biết Không đơn thuần ta cưới con về Thôi để ta nói luôn một phần Là do nguyện vọng của mẹ thằng Phong Với một phần của ba Bây giờ cũng lớn tuổi rồi Còn nên tranh thủ với thằng Phong Tìm cho ba má Một đứa cháu nối dõi tông đường ba uh, con nhưng mà anh Phong anh ấy bị khùng làm sao mà con với anh ấy thật ra chuyện Phong không bị khùng thì có mình tôi biết thôi nhưng lời đề nghị này đến quá bất ngờ cứ nghĩ rằng ông ấy buồn vì vụ Phong bị khùng Phong không thể nào có con nên ông mới nói với tôi kiểu như muốn tôi coi đó là trách nhiệm của mình mà cố gắng thế nên tôi mới lấp liếm bằng cách Nói lý do phong bị khùng để ông ấy khó rồi không đặt nặng trách nhiệm lên tôi. Thế nhưng khi nghe câu trả lời của tôi, ông lại bật cười rất chi là thoải mái, sau đó nheo nheo đôi mắt màu hạt dẻ của mình, nhìn tôi khẳng định một câu chắc nịch. Nó bị khùng, nhưng mà ba tin chuyện đó, nó có thể làm được. Vấn đề này khó hay là không khó, quan trọng là nằm ở con, là con có muốn hay không mà thôi. Ba nói vậy, chắc là con hiểu chứ? ông trần nói với tôi xong bà hai lúc này cũng bước ra hai người họ bước lên xe và rời đi tôi cũng vội vàng bước nhanh vào trong phòng vừa đi vừa suy nghĩ đến lời nói của ông cái vấn đề không phải là chuyện sinh con mà ông vừa nói vấn đề tôi nghĩ nãy giờ là câu cuối cùng ông trần nói với tôi tôi cảm nhận ông trần là người không hề đơn giản một cái đầu lạnh chủ một phân xưởng lớn chắc chắn ông đủ thông minh để nhận ra mối quan hệ giữa tôi và phong là gì cả chuyện phòng bị khùng. Ông đã phát hiện hay chưa? Đó cũng là một câu hỏi khó. Mang một bụng tâm trạng bước vào nhà, đến căn phòng quen thuộc. Tôi tự nhiên đưa tay lên vặn chốt, mở cửa phòng bước ra, đã thấy trước mặt mình là bóng hình quen thuộc. Phòng ngồi lặng lẽ ngay cạnh cửa sổ, ánh mắt của anh trầm buồn, dán chặt vào chậu cây xấu hổ, đặt ngay góc tường. Tôi đặt nhẹ tay, đóng cánh cửa lại, đi thật nhẹ đến gần phong, nhìn vào bông hoa mới nở nơi ánh mắt đang nhìn chăm chú của Phong. Cây này ra hoa đẹp thật đấy. Cánh hoa nhỏ xíu màu hồng phấn, thêm chút mỏng manh, càng nhìn lại càng say mê. Nhưng lại chẳng dám chạm vào, bởi vì sợ nó giật mình, rồi lại thu mình lại. Em có biết tại sao anh lại đặt cây hoa này ở đây không? Mà không phải là loại cây khác. Bởi vì anh thích cô đúng không? phòng ngày xong cười buồn lắc đầu ánh mắt mơ hồ nhìn ra phía xa xăm bởi vì loài hoa này mang tên mẹ của anh vì cách sống của nó hao hao giống tính cách của anh ngày trước lúc nào cũng sợ người khác hại mình nên không dám phản kháng cứ phải giúp đầu giả vờ mình là một người ngu si bây giờ anh khác rồi anh đặt cây xấu hổ này ở đây để nhắc nhở cho anh nhớ lại mình của ngày trước nhu nhược như thế nào anh sẵn lòng không được như thế không để ai coi thường đến sự hiện diện của mình tôi đứng im lặng nghe rõ từng lời phong nói tôi cảm nhận được tâm tư của anh sâu lắng và có nhiều nỗi thống khổ trong đó nhưng thật sự là tôi chưa hiểu rõ ý của anh nhẹ nhàng kéo chiếc ghế lại ngồi xuống bên cạnh phong tôi duỗi tay chạm nhẹ vào chiếc lá nó vẫn như mỗi lần lúc này liền khép mình lại cũng giống như một người đang sống mà bị coi thường, người ta sẽ dần co mình lại và lầm lũi sống khép kín hơn. Tôi hiểu nôm na câu nói của Phong, bởi vì muốn Phong mở lòng hơn, muốn biết rõ thực hư mọi chuyện, tôi đã không ngần ngại bắt đầu lên tiếng hỏi Phong. Từ khi về đây, có lần anh nói sơ qua cho tôi hiểu, câu chuyện mà anh đang gặp phải, có phải vì thế mà nó ảnh hưởng đến thẩm trí của anh không? Tôi đoán vậy Không phải là tôi nhiều chuyện đâu Nhưng có những chuyện tôi thắc mắc Mà tôi không thể nào hiểu được Nếu có thể Anh nói rõ cho tôi nghe có được không Phòng nhìn tôi gật đầu Thay cho sự đồng ý Tôi thấy vậy thoáng nhẹ cả lòng Chỉ sợ Phong chưa tin tôi và anh từ chối Còn anh cho phép Thì tôi không việc gì phải im lặng Nhanh chóng tôi tiếp tục lên tiếng thắc mắc số một của tôi là từ vụ bà cả trước anh nói bà hai hại mẹ anh nhưng sau vụ thuốc anh lại nói rằng là do vũ huệ làm mọi chuyện tôi thấy rất dối anh giải thích cho tôi nghe đi bất giác phòng đột nhiên thở dài gương mặt thêm phần u sầu khi nghe câu nói của tôi anh tựa lưng vào thành ghế sau đó anh kể cho tôi nghe sau vụ tai nạn tôi trở về nhà tôi hôn mê mấy tháng trời mới tỉnh dậy và bắt đầu tôi bị mất đi trí nhớ mẹ tôi vì ám ảnh chuyện sai trái nên bà trầm cảm luôn một thời gian dài thời gian đó ba thuê người về chăm sóc cho tôi đó chính là bà hai ngọc phụng khoan đã lúc này phong định kể tiếp nhưng nghe tôi ngăn cản lại anh liền ngưng lại rồi di chuyển ánh mắt nhìn sang tôi chắc phong đang thắc mắc không hiểu vì sao tôi lại có thái độ như vậy trong đầu của tôi lúc này quay cuồng Nghe Phong kể đến vụ bà hai thật sự tôi không khỏi kinh ngạc. Bà hai tên là Ngọc Phụng, bà ấy lớn hơn tôi vài tuổi, vậy chắc chắn bằng tuổi của Phong. Và bà ấy từng được thuê vào đây để chăm sóc cho Phong ư. Có chuyện như thế sao? Nhưng mà nếu là thật thì chẳng nhẽ. Tim của tôi đập thình thịch. Sau khi cái giả thiết đó đang nhen nhóm trong đầu mình đối diện với Phong, tôi nồn nóng muốn làm rõ sự thật. Ngọc Phụng chăm sóc cho anh Vậy hai người... Chắc là phòng hiểu ý của tôi Nên khi tôi hỏi câu vừa rồi Tôi lên tiếng Nhưng bị nghẹn giọng ở câu cuối Phòng ngày lập tức thẳng thừng gật đầu Lời nói của anh có chút nặng nề Ừ Em hiểu đúng một phần Thế còn phần còn lại thì sao Anh hiểu tôi đang nghĩ gì sao Ngọc Phụng Sau thời gian tiếp xúc với anh Cô ấy nảy sinh tình cảm với anh rồi trực tiếp thổ lộ cho anh nghe nhưng lúc đó anh bị mất trí nhớ nên anh không tự chủ được anh nói rằng anh chỉ có cảm giác cô ấy là người thân của mình sau này anh dần nhớ ra mọi chuyện anh thấy ngọc phụng chăm sóc mình nhiệt tình lại ân cần anh dần cần cảm mến ban đầu anh có định sẽ thích cô ấy nhưng sau tìm hiểu dần biết được cô ấy không phải là người tốt kiểu người cô ấy có dã tâm rất lớn anh đã né tránh cô ấy ra phòng ngừng lại Tôi thấy anh thở mạnh Hai bàn tay phút chốc bấu chặt vào nhau Ánh mắt đỏ ngầu Tựa hồ như cơn giận dữ đang muốn bùng phát Ngồi bên cạnh đang thắc mắc không hiểu chuyện gì Nhưng tôi cũng không khỏi sợ hãi Trước thái độ này của anh Cơn ghen ngầm đối với bà hai này Liền sập tắt luôn Thế nên thay vì tò mò hối thuốc phong Tôi chỉ ngồi im lặng Bởi vì tôi sợ mình lỡ miệng Có khi lại bị phong mắng cho một phút trôi qua cuối cùng sự im lặng ấy cũng được tiếp diễn phòng hướng đôi mắt đỏ cùng cánh tay rắn chắc chỉ thẳng về phía căn phòng bên ngoài anh cười lạnh nụ cười dành cho trò đời bạc bẽo khàn cả giọng anh kể tiếp với tôi em có biết không trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra cả việc trái với luân thường đạo lý đúng là chuyện gì đến cũng không thể nào tránh khỏi và một đêm mưa Nơi căn phòng đó Có một cảnh hoàn lạc dâm ô hiện ra trước mắt của anh Cùng với tiếng mưa rơi nặng hạt Tiếng gió thổi rít qua khung cửa Tiếng côn trùng kêu rền vang vọng trong đêm Cũng là lúc Anh nghe được tiếng riêng rỉ của hai kẻ khát tình Anh run cả người Anh nắm lấy cánh cửa mà bàn tay anh cứ bóp thật chặt Bóp đến nỗi bàn tay bị thủng một lớp da Sớm máu Nhưng nó không đau bằng nỗi nhục Lúc này anh cảm thấy ghê tởm Khi hình ảnh của ba anh và Ngọc Phụng Trần chuồng như nhậu quấn lấy nhau Cứ rằng xé trong đầu của anh Lúc đó anh sợ hãi anh tê liệt cả thân người Anh muốn chạy vào giết chết hai con người đê tiện đó Giết chết luôn cả người ba mà anh từng cho là bóng lớn cao cả Che chở cuộc đời của anh Nhưng rồi bản thân anh lại không dám Anh đã hèn nhát Anh đã quay đi anh đã bỏ chạy khỏi nơi đó. Anh trở lại phòng, ôm sầu trong lòng, cùng với sự phản bội của cô gái mang tên Ngọc Phụng, khiến trái tim của anh như ngừng đập. Đứa trẻ mới lớn, anh bị sốc tâm lý một thời gian dài. Sau đó anh quay về với vai diễn một thằng khùng, một thằng chẳng còn biết gì về những người xung quanh, cho dù họ có tâm địa xấu xa. Nhưng chuyện xấu không thể nào giấu giếm được. Mẹ anh phát hiện Bà gào ẩm lên oán trách ba anh Bà không giữ được bình tĩnh Nên cũng bị sốc và phát điên Gia đình dối ren đảo lộn Và cuối cùng Ngọc Phụng từ một người giúp việc Chờ mình ngoạn mục đường đường chính chính Bước lên làm bà hai của nhà họ Trần Thì ra mọi chuyện là như vậy Hèn gì từ ngày bước chân vào nhà này Nhìn bà hai tôi càng nghi ngờ nhiều hơn Tôi cứ thắc mắc tại sao nhìn ông Trần đứng tuổi như vậy mà bà hai vợ ông lại còn rất trẻ đáng cả tuổi con cháu của mình là do bà hai muốn một bước lên mây nên bà ta chọn đi đường tắt con người tại sao lòng dạ lại thâm hiểm như vậy chứ mọi chuyện dần dần rõ ràng càng sợ hãi ngôi nhà này tôi lại càng cảm thấy thương phong nhiều vô hạn đúng cây cầu người giàu cũng khóc cứ tưởng họ giàu họ có tiền cuộc sống nhàn hạ sung sướng nhưng không Người giàu đôi khi nước mắt của họ Còn rơi nhiều hơn Những người nghèo khổ như tôi Người nghèo khóc vì cuộc sống vất vả Bởi vì chữ tiền Còn người giàu họ khóc Là khi họ bất lực Bởi vì tiền Đôi khi chả giải quyết được chuyện Mà họ cần giải quyết Tôi lại thở dài Lần đầu tiên ở bên cạnh Phong Tôi có cảm giác mình là một người may mắn Lặng lẽ nhìn anh Tôi nhận ra nỗi cô đơn đang vây lấy người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Ánh mắt của anh thâm trầm, nụ cười dường như đã tuyệt vọng. Tuy còn khá nhiều thắc mắc định hỏi, nhưng cứ nhìn Phong thế này. Tôi không biết phải hỏi như thế nào, bởi vì tôi sợ mình đang khơi lại vết thương của anh. Rụt rẻ đưa bàn tay, đặt lên bàn tay của anh. Tôi quan tâm và hỏi. Anh ổn chứ? Phòng cụp mắt xuống nhìn bàn tay của tôi đang chạm vào tay của anh anh lúc này chờ ngược bàn tay của mình đan xen từng kẽ ngón tay sau đó nhìn tôi gật đầu nhẹ giọng nói anh cứ nghĩ suốt cuộc đời này anh không bao giờ ổn nhưng từ khi có em về đây cuộc sống của anh lại thay đổi <laughs> anh nói như thế em có làm gì giúp được anh đâu đúng là em không làm gì nhưng em có thể thay đổi cuộc sống của anh trở nên thú vị hơn Ừ, em chưa hiểu lắm. Rồi sẽ có một ngày em sẽ hiểu. Không gian bỗng chốc im lặng, mà sau câu nói đó tôi và Phong cả hai không nói thêm câu nào nữa. Cả hai đứa cứ ngồi yên, ánh mắt mông lung nhìn về khoảng không phía trước, có nắng có gió, mỗi người mang theo một suy nghĩ, chẳng ai biết được đối phương đang nghĩ gì, chỉ có duy nhất bàn tay là nắm chặt lấy nhau, không rời. Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa và âm thanh quen thuộc từ giọng nói của con sen vang lên. "Cậu ơi, cậu mở cửa đi, con mang cơm vào cho cậu." "Mợ Hai ơi, mợ ra ngoài ăn cơm, tới giờ cơm trưa rồi." Tôi vào phòng thu tầm mắt về, cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười, sau đó lặng lẽ rút tay nhau ra. Lần nào cũng vậy, con sen đến thật là đúng lúc. Tôi đứng lên kéo cái ghế xê ra một chút, định mở cửa cho con sen bước vào. Nhưng bước đường mấy bước ra đến cửa. Tôi chợt nhớ ra một chuyện, ngay lập tức đưa tay vào túi, lấy tờ giấy được xếp nhỏ cẩn thận mà lúc sáng thầy Diệp đưa cho tôi. Tôi quay lại đứng trước mặt của Phong. Tôi nói nhỏ nhẹ. Nãy giờ em quên mất, thầy Diệp nhờ em gửi cái này cho anh. Phong vội vàng cầm lấy tờ giấy tôi đưa. Anh không mở ra xem liền mà chỉ cất nhanh vào túi. Đá mắt nhìn ra hướng cửa, sau đó ghé sát vào tai của tôi. Anh cũng thì thầm và nói nhỏ. Em mở cửa ra, sau đó ra ngoài ăn cơm cùng với mọi người. Sẵn giúp anh một chuyện, điều tra xem thuốc của bà cả, bà vú đang để ở đâu nhé. Anh... anh muốn điều tra chuyện gì? Em có thể lén đem một thang thuốc về đây giúp anh không? Dạ vâng, em biết rồi. Tôi đi tới mở cửa, thấy con sen đứng đó từ bên ngoài, hai tay của nó đang cầm mâm cơm. Tôi im lặng bước ra không thèm nhìn nó. Ấy vậy mà đã nghe nó gọi tên của tôi. "Mợ Hai, có chuyện gì?" Mợ đem vào cho cậu ăn giúp con, con ra ngoài có tí việc à. Tôi nhận mâm cơm sau đó ngẩn người, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nhìn thấy nó chạy vội vàng đi. Thôi thì kệ nó. Nó không xiên sỏ mình là mừng lắm rồi Tôi quay vào Đặt mâm cơm xuống bàn Nhìn Phong rồi nói Anh ăn cơm đi Còn sen nó bảo có việc Nó không vào đâu Em đi ra ngoài đây Phong bất ngờ lên tiếng gọi tôi Vi này Dạ Ăn cùng đi Tự nhiên tôi muốn có cảm giác Được ăn cơm cùng với người mình thương Tôi nghe xong ngẩn người cảm xúc lúc này tự dưng khó tả lời phong vừa nói tựa như một dòng nước mát bao phủ lấy trái tim của tôi tôi mím môi nhìn phong rồi nhìn xuống bàn phần cơm lúc này còn nghi ngút khói tự dưng tôi rơi nước mắt hình như lâu lắm rồi tôi chưa được ngồi ăn cơm cùng với những người mình yêu thương bất giác nhìn thẳng vào đôi mắt mong chờ của phong tôi nghẹn ngào đồng ý phong vui lắm nhanh chóng chạy ra tới cửa phòng đóng lại bởi vì sợ mọi người bên ngoài phát hiện ra. Rồi anh và tôi cùng ngồi xuống bàn, phòng dịu dàng với tay sang, lau đi hai hàng nước mắt của tôi đang rơi xuống. Tôi một lần nữa rung động vì anh. Đến lúc ăn mới phát hiện ra chỉ có một cái chén và một đôi đũa, tôi và anh nhìn nhau cười chờ. Tôi thấy vậy vội vàng nói với Phong. "Thôi, anh ăn đi. Em ngồi đây chờ anh ăn xong, rồi em ra ngoài ăn cùng với mọi người." hay là anh đút cho em ăn nhé tôi biết là phong nói thật nhưng nghe xong tôi lại cảm thấy ngại ngùng vội vàng đứng lên không thèm anh ăn đi em đi ra ngoài đây tôi e thẹn lắm trả lời vội vàng rồi nhanh chóng bước ra ngoài bởi vì tôi sợ rằng phong sẽ phát hiện hai má của tôi đang đỏ ửng lên bước xuống phòng ăn với cái bụng đang đói bất ngờ tôi nghe và chứng kiến một màn khẩu chiến giữa Vũ Huệ và Con Linh. Mày thì biết cái gì mà nói? Tao bảo rồi, để đó cho tao làm." Tôi hết hồn đứng im tại chỗ, khi nhìn thấy Vũ Huệ hung hăng ném ánh mắt khó chịu về phía Con Linh. Nghe Vũ Huệ mắng mỏ, nó sợ hãi lắm, cái mặt thì tái mét, đôi đũa trên tay của nó vô thức rơi xuống nền gạch, nó méo máu và giống như sắp khóc vậy. Nhưng mà ông dặn dò con như vậy, làm sao con dám làm sai lời ạ? À? Mày lại con dám cãi tao? Mày có tin là tao đánh mày không? Lúc này Vũ Huệ dữ dằn lắm, hai mắt trừng lên, chỉ thẳng chiếc đũa về phía con Linh hăm dọa. Con bé lúc này run cầm cập, hai mắt đỏ hoe, đang định tuôn trào nước mắt. Dì Lành bên cạnh cũng sợ Vũ Huệ nên không dám lên tiếng, chỉ ngồi cạnh khuyên nhủ con Linh, đừng có cãi, cứ nhịn đi cho êm chuyện tôi thấy tội con linh và tôi bất bình trước cách hành xử của vũ huệ dù chưa biết giữa họ có chuyện gì ai sai ai đúng nhưng kiểu bà Vũ hách dịch này tôi không ưa rồi có chuyện gì mà mọi người ồn ào thế ạ à? tôi bước nhanh đi đến và hỏi thăm con linh thấy tôi nó nấc lên mấy tiếng sống như kiểu oan ức lắm còn vũ huệ nhìn tôi là tại nó hỗn hào nên tôi dạy nó thôi. Thưa mợ hai, tôi không nghĩ rằng bé Linh nó dám cãi Vũ đâu, chắc chắn có chuyện gì đó, nó không thể nào nghe lời Vũ được nên nó mới hành động như vậy. Nói rồi tôi quay sang nhìn Linh và hỏi. Mợ nói có đúng không Linh? Có chuyện gì? Em kể cho mợ nghe xem nào. Linh đưa tay gạt ngang giọt nước mắt, nó run rẩy định mở lời thì bên kia bà Vũ bĩu môi nhìn về phía của tôi với ánh mắt khinh bỉ mợ thì biết cái gì mà hỏi chứ chuyện trong nhà này tôi nghĩ rằng chưa đến lượt mợ được phép xen vào đâu vậy thì theo vú trong nhà này vú là người có quyền sao tôi nhanh chóng đáp trả lại bà vú thật tình càng lúc bà ta càng ngông cuồng nên tôi phải làm ra chuyện này mới được mợ mợ hỏi như thế là ý gì ý mợ là tôi không được dạy dỗ con linh à tôi không có ý đó chỉ muốn biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào thôi nếu con linh sai vú dạy dỗ nó không thành vấn đề đằng này vú là người lớn chưa gì thấy vú là mắng nhiếc nó và bảo nó sai rồi là sai ở đâu sai cái gì mợ Mà... lúc này bà vú tức lắm không thể nào chửi được tôi nữa liền đập mạnh cái chén xuống mặt bàn sau đó bà đứng dậy tiện chân đá cái ghế vàng ra chỗ khác và rời đi tôi thở phào thật sự là tôi không muốn đôi co nhiều với các loại người lúc nào cũng coi là mình đúng quay sang con linh tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó em đến đi bà ấy đi rồi em bình tĩnh kể cho mợ nghe xem nào có chuyện gì chuyện lần trước thuốc của bà cả do vũ huệ sắc và chị sen là người lo việc ăn uống cho bà cả và cậu phong mấy năm qua đều như vậy nhưng không hiểu sao từ hôm bà cả bị sốc thuốc ông bảo con thay vú huệ và chị sen chăm sóc cho bà cả ông dạy thế nào con nghe như vậy thêm mà bà ấy không chịu vú bảo con là việc chăm sóc bà cả vú làm quen rồi sở con chăm bà vú không yên tâm rồi vú dành cả việc nấu thuốc con ngăn mà vú không chịu mọi việc tiếp theo thế nào mợ cũng nhìn thấy rồi ạ à. mợ ơi còn con có làm sai đâu mợ Còn Linh khi nãy nó đã nín khóc rồi Bây giờ kể xong Lại thút thít khóc tiếp Nhìn nó thấy tội Nhưng cái kiểu đụng chuyện chỉ biết khóc như nó Tôi không thích cho lắm Tôi nhẹ nhàng luồn tay ra sau lưng Vỗ nó mấy cái ngầm an ủi Bên cạnh gì lành Bỗng dưng nhìn sang tôi lên tiếng Hình như có chuyện gì đó Rất là bất bình Mợ hai mới về Chưa hiểu hết mọi người trong nhà này đâu Thật ra ngoài ông Trần, bà cả Thục Trinh đang bị bệnh và cậu Phong ra, thì ba người còn lại, họ quá đáng lắm, lúc nào cũng bắt bẻ, hả hiếp chúng tôi. Nhiều lúc họ vô lý mắng nhiếc tôi, tôi ức lắm, tôi muốn trốn khỏi nhà này mấy lần. Nhưng tôi nghĩ lại, bà mẹ tôi tuổi già, đang nghèo túng, gia đình còn chưa trả hết nợ cho ông Trần, nên tôi mới cố gắng ở lại đây. Hẹn hai năm nữa hết thời hạn, lúc đó tôi ra đi liền tôi chả có gì phải tuối tiếc nuối lúc tôi mới về họ đầy đọa còn nhiều hơn con linh bây giờ tội con bé ngoan hiền mà cứ bị chửi mãi dì lành nói bao nhiêu thì trong đáy mắt của dì lại càng hiện lên tia căm phẫn bấy nhiêu chắc là ngày trước dì bị họ hà hiếp nhiều lắm tội cho dì tội cho con linh nhưng tôi chẳng biết phải làm sao để giúp họ bởi vì chính tôi lúc này cũng chưa thể nói là tự bảo vệ được chính mình thì làm sao, tôi dám đứng ra bênh vực cho ai chứ. Thế nên tôi chỉ đành biết lỡ lời mà an ủi họ trước. "Dì và Linh cứ yên tâm đi, đừng nghĩ nhiều về họ, từ nay con sẽ đứng về phe hai người. Dù sức của con chưa chắc chống lại được họ, nhưng mà con sẽ cố gắng không để cho họ ăn hiếp hai người. Thôi, ăn cơm đi." Con cũng đói bụng rồi Bữa cơm trưa diễn ra trong không khí chả mấy vui vẻ Khẩu vị cũng vì vậy mà chẳng cảm thấy ngon Nhưng vì đang đói Nên tôi đành cố dáng mà nuốt vào trong bụng Ăn xong tôi đi phụ con Linh rửa chén Còn gì lành thì ra phía sau phơi quần áo Bà Vũ và con Sen cũng biến mất Không thấy lai vãng Vừa xếp chén lên kệ ngay ngắn Rồi nhớ ra ngay câu chuyện phong sạn lúc nãy nên tôi liền quay sang nhìn con Linh Tôi ngập ngừng sò hỏi nó Thế thuốc của bà cả Em đang cất Hay là Phú Huệ cất Dạ ông giao lại cho em Tổng cộng còn 8 thang Em cất trong tủ bếp Có chuyện gì sao mợ Không có gì Tại mợ hỏi cho biết thôi À mà ấm thuốc của bà Em đang nấu Vũ Huệ đã đụng tay vào chưa Dạ chưa mợ mỗi mình con tận tay lấy thuốc ra và cho vào ấm thôi vậy em làm đi đừng có buồn mọi chuyện mà bà vú đối xử với em nhé em cứ mặc kệ đi đừng để trong lòng mợ tin ông trời có mắt không bao giờ để cho kẻ gian dối lộng quyền mãi đâu dạ vâng em hiểu à mợ ơi mợ nên cẩn thận với họ đấy mợ biết rồi đến chiều hôm ấy ông trần và bà hai về đến con sen về trước họ tầm nửa tiếng Tôi không biết cả buổi trưa nó đi đâu có việc gì Nhưng chuyện của nó tôi không liên quan đến tôi Nên tôi chẳng bận tâm Bởi vì trong nhà này Mỗi lúc họ đi vắng Tôi còn mừng Bởi vì tôi đỡ gặp rắc rối Nhìn bà hai ỏng ẻo đi vào Một tay chống ngay eo Một tay nắm lấy tay của ông Trần Vừa đi họ vừa cười vừa trao đổi chuyện gì đó Đang ngồi làm cỏ với con Linh Nhìn cảnh đó bất giác tôi lại nhớ lời Phong kể Tự nhiên tôi chỉ biết thở dài Ngồi bên cạnh Nghe ông về Con Linh lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn Khi thấy hai người vào trong nhà Nó mới quay lại Sau đó vừa làm cỏ vừa nói chuyện với tôi Bà hai đẹp thật đấy Bà mợ cũng đẹp Em khen như thế Không sợ bà hai mắng cho à Mợ đẹp thì con khen thôi Có gì đâu mà mắng con Mợ của con không những đẹp mà còn giỏi Mợ còn tốt bụng Mợ còn ra đây Làm cỏ giúp con Mợ vì rỗi tay Nên kiếm việc làm Tiện thể vận động cơ thể luôn Không nhớ bà hai từng nói Mợ trong nhà này Mợ phải làm mới được ăn hay sao Nên nịnh mợ trả được cái gì đâu Con khen thật Con không có định mợ đâu À mợ này Bà hai có thai 3 tháng rồi đấy không biết em bé trong bụng là trai hay gái mợ nhỏ con linh hỏi câu này tôi không biết trả lời với nó ra sao bởi vì tôi làm gì mà dám hỏi đến bà hai đâu mà biết mà nhờ con linh nói tôi mới chợt nhớ ra có lần tôi nhìn thấy trong bụng bà hai lộ ra một tấm vải màu trắng bất giác nghi ngờ trong tôi trỗi dậy tôi liền hỏi con linh bà hai mới có thai lần đầu hả linh tôi hỏi câu đó là bởi vì Tôi nghe phòng nói bà hai lén phén với ông Trần đến nay đã mấy năm rồi nhưng trong nhà lại chẳng thấy có đứa con nít nào nên tôi tò mò hỏi xem sao. Ngay lập tức con Linh lắc đầu nhìn tôi nó trả lời rành mạch lắm. Mấy năm trước bà hai mang thai một lần rồi mở nhưng mà bị sẩy thai lâu lắm rồi. Lần này bà hai mang thai lại nên ông cưng bà lắm. Câu trả lời này cũng không làm cho tôi bất ngờ nhưng cũng chẳng tiện hỏi thêm. Bởi vậy tôi im lặng. Sau đó cùng con Linh làm cỏ, đến khi trời sụp tối, tôi và nó mới nghỉ tay bước vào trong nhà. Bữa tối diễn ra cả nhà quay quần bên bàn ăn, đù mặt tất cả mọi người. Lúc ăn có ngồi chung với ông, nên bữa ăn diễn ra trong không khí rất vui vẻ. Chỉ có tôi là hơi buồn vì chả có Phong. Bởi vì họ nghĩ rằng Phong vẫn là một thằng điên nên không cho anh ta ra ngoài. Ăn uống tắm rửa xong xuôi, tôi trở về phòng, cũng tầm 10 giờ đêm. Ngõ nhìn Phong đang nằm quay mặt vào tường. Tôi cứ tưởng rằng anh ngủ, nên nhẹ nhàng đi vào, ngồi trước gương, lấy thuốc vừa sáng mua. Sau đó tôi sức lên mặt, vỗ vỗ mấy cái cho thấm thuốc. Sau đó đứng lên đi lại góc phòng, ôm mền gối, định trải xuống nền nhà, ngủ như mọi khi. Thì bất ngờ Phong lên tiếng. Lên đây, anh nhờ tí việc ờ anh có chuyện gì anh chưa ngủ à tự nhiên làm em giật cả mình em tháo băng ra giúp anh với sao anh không tự mở đi tay bên này anh không thuận tôi đành ngồi lên giường sau đó từ từ mở tấm vải y tế trên lòng bàn tay của anh ra vết thương khép miệng rồi nên không còn chảy máu nữa xong xuôi tôi lên tiếng em làm xong rồi Thôi, bây giờ khuya rồi, anh ngủ đi. Em đi ngủ đây." Nói xong tôi vội vàng bước xuống giường, nhưng mà Phong đã với tay, cầm lấy bàn tay của tôi. Tôi quay lại sững người nhìn Phong, không biết nói gì. Bất ngờ Phong kéo nhẹ tôi, sau đó tôi ngã luôn vào lòng của anh, áp tay chạm lấy gương mặt của tôi. Dưới ánh sáng vàng dịu nhẹ của chiếc đèn ngủ, trong gương mặt của Phong lúc này cực kỳ quyến rũ, khiến cho tôi không khỏi rời được tầm mắt tôi quên mất luôn cả việc phải phản kháng lại em ngủ trên giường đi mấy đêm nay em ngủ dưới đất rồi cả đêm anh không nhắm mắt được anh anh vừa nói gì thế anh bảo em nằm đây ngủ đi còn anh anh ngủ ở đâu anh nằm cạnh em anh đang đùa em đấy à phòng lắc đầu nhanh tay kéo tôi vào lòng anh thêm một lần nữa rồi vòng tay ôm chặt lấy cả cơ thể của tôi hơi thở của anh ấm nồng mấp máy khuôn miệng nói với tôi anh không đùa đâu bắt đầu từ ngày hôm nay anh không cho phép em ngủ riêng nữa phòng không cho tôi cơ hội từ chối anh nhanh chóng vật tôi nằm xuống giường một tay của anh kê lên chiếc gối dưới đầu cho tôi nằm một tay chủ động vòng sang người tôi ôm chặt lấy tôi tim của tôi đập mạnh Cảm xúc lúc này rất hỗn loạn, bởi vì tôi không nghĩ rằng hôm nay Phong lại hành động như thế này. Thành ra tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Tỉ hỉ đôi mắt, tôi ngẩng đầu lên nhìn Phong, thấy mắt của anh đã nhắm nghiền, không có một hành động nào tiếp theo, thành ra tôi cảm thấy yên dạ trong lòng. Vô thức mấy ngón tay của tôi chạm nhẹ lên cánh tay của Phong đang ôm mình. Cảm giác trong người cứ dần dần thế này, Tôi không biết phải diễn tả ra sao cho hợp lý, chỉ là lúc này tôi cũng không muốn rời khỏi anh. Tôi cứ nằm im như vậy, mặc tình cho anh ôm mình mà không có một chút ý nghĩ là phản kháng lại anh. Tôi cứ nằm im như vậy, không cựa quậy không nhúc nhích. Cạnh bên phòng dường như đã yên giấc ngủ say, hơi thở cứ đều đều nhẹ nhẹ vang lên bên tai tôi. Ngắm nhìn khuôn mặt khôi ngô trắng trẻo của Phong, điểm nhấn nổi bật là đôi lông mày rậm cứ khiến cho tôi say mê mà ngắm nhìn mãi thôi công nhận phòng rất dễ để ngủ ngon giấc vừa nằm xuống anh đã ngủ say mất rồi Và người tê cứng chắc là do không chờ mình được với lại nằm mãi một tư thế thời gian nó dài nên người lúc này đã đưa luôn cảm giác cổ họng lúc này đang khát nước nên tôi đành nhẹ nhàng chờ mình cầm tay của phong đặt sang một bên sau đó ngồi dậy. Dù hành động của tôi rất khẽ, nhưng vô tình đánh thức luôn giấc ngủ của Phong. Em không ngủ được sao? Dạ vâng, em chưa quen với việc ngủ cạnh người khác. Em làm anh thức giấc à? Không, nãy giờ anh cũng chưa ngủ. Gì? Em thấy anh nằm im re rồi mà, em cứ tưởng... Anh sợ em ngại, nên nằm yên cho em ngủ đấy. Ai ngờ em cũng giống như anh, Em định đi đâu đấy? Nghe phòng hỏi tôi mới chợt nhớ ra, mình định làm gì, liền nhanh chóng trả lời anh. Em định ra ngoài uống nước. Vậy em đi uống nước đi, rồi vào ngủ nhá, khuya rồi đấy. Anh cứ ngủ trước đi, lát em vào sau. Tôi với tay lấy chiếc áo khoác, sau đó mở cửa đi xuống bếp. Vì trời đã khuya rồi, mọi người lúc này ngủ say, ngoài hành lang chỉ mở mỗi bóng đèn nhỏ nên ánh nhìn của tôi bị hạn chế. Bước đi cũng khó khăn hơn bởi vì tôi không nhìn rõ mọi vật. Cuối cùng cũng xuống được tới phòng bếp. Tôi mò mẫm đi đến cái bình nước lọc, định vặn nước ra uống, sau đó trở về phòng. Nhưng bất ngờ bên tai của tôi, nghe được một âm thanh rất lạ. Tôi đứng hình, tay chân run rẩy cố nín thở, vảnh tai lên nghe lại một lần nữa. Kẹt kẹt. Trong đêm khuya, tiếng kèn kẹt, kẹt vang lên nghe mà rợn cả óc, sống lưng của tôi lạnh toát, mồ hôi trên người nhanh chóng túa ra ướt đẫm. Tôi đã từng nghe qua những câu chuyện ma mà mọi người hay đồn thổi và kể lại. Dù không biết ma có tồn tại thật hay không, nhưng những câu chuyện ấy cứ ám ảnh đối với tôi. Ngay lúc này cũng vậy, giữa bốn bề im lặng, cái âm thanh quỷ dị đó lại vang lên. Nỗi sợ hãi trong tôi mỗi lúc càng nhiều, đôi chân mềm nhũn muốn chạy nhưng không chạy được. Tôi dùng mình Tim đập liên tục Như muốn văng ra khỏi lồng ngực Nhưng trong miệng lúc này Hai hàm răng cũng va vào nhau Đến cả hơi thở Cũng không dám thở mạnh Tôi nghĩ rằng Chắc chắn là tôi đã gặp ma rồi Nên tôi nhắm tịt luôn hai con mắt Trong miệng liên tục niệm Phật để chấn an Cũng như theo quan niệm dân gian niệm Phật để ma quỷ Không đụng chạm được đến mình Và sau đó nhanh chân chuồn đi Thế mà tôi vừa đi, tôi vừa lấy lại tinh thần được một chút, sẵn sàng ba chân bốn cẳng để chạy đi khỏi cái phòng bếp này. Thì bất ngờ bên tai của tôi, tôi nghe được tiếng xìn xào, cũng còn run rẩy lắm. Nhưng tôi cảm nhận được đó là tiếng người nói chuyện, nên tôi bình tĩnh, cố gắng nán lại. Tiếng lầm bầm của bà Vú cất lên, tôi nghe rõ là tiếng của bà ấy. Cái con này, cất cũng kỹ thật, để xem ngày mai mày làm sao Mà ăn nói với mọi người Cái tội cãi tào. Thì mày phải nhận hậu quả Tôi nhẹ nhàng bước chân đi đến gần hơn Rồi cố gắng căng mắt ra nhìn Phía cái tủ bếp Bóng của bà vú mờ mờ một màu đen thui Rồi tiếp theo đó là tiếng sột soạt rất nhỏ vang lên Tôi thấy bà mở từng thang thuốc trong tủ Sau đó đưa tay vào trong áo Lấy ra một thứ gì đó Bà ấy rắc từng tí vào mấy thang thuốc, sau đó lại gói lại cẩn thận, cất vào chỗ cũ. Âm thanh kèn kẹt một lần nữa lại phát ra. Lúc này tôi mới biết là do tiếng động của cánh cửa tủ kia. Sau đó bà Vú lèn đi nhanh trong bóng tối. Chắc là bà ta đang đắc ý lắm. Còn tôi, tôi thờ dài, trên miệng vô thức, nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Tôi có nghe qua con Linh nói rằng nó cất thuốc của bà cả trong tủ bếp Vậy khi nãy bà Vũ làm như vậy, chắc chắn là muốn hại bà Cà rồi. Cả cái lần mà bà Cà bị sốc thuốc cũng do chính bà Vũ làm. Ôi mẹ ơi, phát hiện ra chuyện này tôi không khỏi dùng mình, không thể nghĩ được trên đời này lại có cái loại người nham hiểm, thầm độc bày ra cái chuyện thất đức như Vũ Huệ. Nếu lỡ bà Cà mà chết thì trong chuyện này bà ta được lợi ích gì chứ? Tại sao bà ta lại nhẫn tâm như vậy? Cái lý do tôi không làm sao mà nghĩ ra được. Tôi bước nhẹ lại cái tủ, run run đưa tay mở ra. Không biết phải làm thế nào bây giờ, bởi vì lúc này tâm trí của tôi dối bời. Cuối cùng tôi đành lén ăn cắp một thang thuốc, giấu nhẹm vào trong áo, rồi chạy thẳng một mạch về phòng. Bởi vì đứng trần chờ nơi này, suy nghĩ mất thời gian rất nhiều, không chừng có người phát hiện ra. Thì ngược lại, tôi là người vô tội, sẽ phải trở thành người có tội và không thể nào minh oan. Mở cửa phòng bước nhanh vào sau đó khóa chặt lại. Tôi đi tới ngồi phịch xuống giường. Có cảm giác mình đã an toàn. Tôi mới thở mạnh ra. Vì từ nãy đến giờ tôi còn sợ lắm. Sợ không may chạy nửa đường thì gặp bà vú quay trở lại. Thì chết giờ. Phòng nhìn thấy thái độ của tôi khác thường. Anh liền với tay bật cái đèn lên. Cả gian phòng sáng trưng. Tôi hơi chói mắt nên nhèo mắt lại phong nhìn tôi cau mày đưa tay nâng khôn mặt của tôi lên giọng của anh nghiêm túc có chuyện gì thế em kể cho anh nghe xem nào em đi xuống phòng bếp em định uống nước thì thì vô tình tôi vừa thở vừa kể lại mọi chuyện tôi chứng kiến cho phong nghe cả việc tôi lén đem thang thuốc về khi phong cầm lấy thang thuốc anh liền mở vội ra sau đó chăm chú nhìn mãi một lúc sau Phong không trả lời Chỉ thấy anh đưa ngón tay chấm xuống mấy cái bột nhiễn màu vàng Nằm ở dưới tờ giấy báo Xen lẫn bên trên là mấy loại thuốc Được chặt nhỏ gói cùng Tôi theo dõi nãy giờ Không hiểu đó là gì Nên buột miệng hỏi anh Cái đó là thứ gì về anh? Là bột của củ bình vôi Tôi trố mắt Trong lòng không khỏi ngạc nhiên Khi mà nghe nhắc đến loại cây này Cũng vì nó mà lần trước tôi bị ông Trần ra lệnh cho con sen tát tôi. Sao anh lại biết? Và anh khẳng định, đây là bột của cây đó. Biết đâu là thuốc gì đó rồi sao? Này, em xem đi. Có phải nó rất giống hay không? Tôi cầm lấy từ tay của Phong, sau đó mở tờ giấy ra. Không khỏi ngạc nhiên, khi mà lúc này dưới mắt tôi có một ít bột màu vàng sẫm, giống y như cái bột. Phong lấy ra từ trong thang thuốc, Tôi đã lén trộm về và tôi đọc trọn vẹn mấy dòng chữ nhỏ trên tờ giấy. Anh và ông thầy Diệp cấu kết cùng nhau, có đúng không? Phòng thấy tôi nghi ngờ liền lên tiếng thừa nhận. Thầy Diệp chính là người mà bà cả tin tưởng nhất, bởi vậy nên ông ấy không để người nào hại bà ấy, chính xác là ông ấy cũng đang mong anh và em tìm ra người có âm mưu hại người trong gia đình này. Tôi nghe xong không khỏi bàng hoàng và trong đầu bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực về bà vú, thật không thể ngờ, bà ta lại đang tâm muốn hại bà cả. Tôi lo lắng nhìn Phong. Bây giờ anh tính thế nào? Làm sao để tố cáo bà vú đây? Không thể được đâu. Em không thể nào để cho bà ta lộng hành mãi thế này được. Anh cũng chưa biết phải làm thế nào. Vậy ngày mai bé Linh lại sắc thuốc cho bà cả thì bà cả uống vào sẽ ra sao đi anh chúng ta chỉ còn có một cách thôi cách gì anh nói đi phòng thấy tôi có vẻ nôn nóng nên gương mặt của anh liền giãn ra sau đó anh cười tươi và chấn an tôi anh căn dặn tôi ngày mai em ra khỏi phòng em đừng khóa cửa lại như thường ngày cứ mở cửa ra coi như em là vô ý ấy. bây giờ anh chưa thể nào ra mặt được nhưng không thể nào để em một mình đối phó với họ chỉ còn cách là tự tay hủy hết mấy thang thuốc đó thôi ừ, em không hiểu cho lắm cứ nói mọi chuyện cho ông trần nghe có phải là tốt hơn sao anh còn những chuyện khác là rắc rối nên bây giờ chưa đến lúc em nghe lời anh mọi chuyện cứ để anh lo anh không muốn em bị đánh oan như lần trước đâu anh xót lắm phòng thủ thì nói để cho mình tôi nghe rõ sau đó từng ngón tay thon dài của anh Chủ động chạm vào gương mặt của tôi Trong khoảnh khắc mặt kề mặt Môi kề môi Tôi bối rối vô cùng Nhắm nghiền hai mắt để né tránh phong Còn anh anh mỉm cười nhìn tôi chiều mến Ánh sáng của đèn điện chợt vụt tắt Nhường chỗ cho bóng tối bao trùm Phong đưa một tay nhẹ nhàng nâng cầm của tôi lên Tức thì đôi môi của anh Chạm vào đôi môi của tôi Anh mút nhẹ mấy cái chiêu đùa bên ngoài Rồi nhanh chóng ngông cuồng nuốt trọn tấn công vào tận sâu bên trong khoang miệng. Chỉ trong vòng mấy giây đầu tiên đón nhận nụ hôn bất thình lình này của Phong, cả người của tôi bất động, chống ngực đập thình thịch, mắt mở ra nhìn Phong chân chân. Phong trông thấy biểu hiện của tôi. Trong màn đêm, đáy mắt của anh tràn ngập ý cười. Anh với tay bật công tắc đèn ngủ lên. Ánh sáng tuy hơi lu mờ, nhưng đủ nhìn thấy mọi việc. Rồi anh luồn tay, vòng ra sau, giữ chặt lấy cổ của tôi, tiếp tục nụ hôn còn đang sang dở. Phòng nhẹ nhàng chuyển động đôi môi của anh, một nhẹ rồi đến mạnh, sau đó ngấu nghiến lấy cánh môi mỏng manh của tôi. Tôi bị phòng làm cho kích thích, đại não của tôi tê liệt tạm thời, đến cả thở, tôi cũng không thở mạnh được. Muốn phản kháng nhưng không còn chút sức lực, chỉ có khuôn miệng là bị phong cưỡng chế. Xấu hổ phát ra những âm thanh ư ư rên rỉ, khơi lên dục vọng đang được Phong cố gắng kìm nén. Anh thở mạnh, cả người của anh nóng lên, anh kỳ chặt lấy tôi, hôn dọc hôn ngang đủ kiểu. Hết tấn công cuồng nhiệt, lại đến nhấp nháp, mút nhẹ bên ngoài, cho đến khi cả hai không còn chút sức lực. Tôi bị hôn đến thở cũng không thở được, anh mới chịu rời khỏi đôi môi của tôi, trong sự luyến tiếc. Lần sau, anh có hôn em, hôn nhẹ nhàng một tí chứ, sừng hết cả môi của em rồi. Có lần sau nữa sao? Vậy chúng ta tiếp tục nhá. Thôi thôi thôi, khuya rồi, anh tha cho em đi. Anh mà dám tấn công em, em không ngủ chung với anh nữa đâu. Mới có hôn thôi, mà tại sao em phản ứng ghê thế? Biết trước thế này, có phải anh lấy luôn Ngọc mi có phải hơn không? Tôi bất ngờ nhìn Phong khó hiểu. Khi nghe anh nói ra câu đó tại sao anh lại nhắc đến chị ngọc mi chứ chuyện này là thế nào nhanh chóng tôi níu tay của phong và hỏi gấp là sao ý của anh nói trước khi em về đây anh đã biết trước mọi chuyện rồi à là anh bày trò ra đấy anh kể cho em nghe xem nào mọi chuyện là thế nào tôi nồn nóng vô cùng lay tay năn nỉ phong ban đầu anh nhất quyết không nói nhưng thấy tôi làm mặt giận cuối cùng cũng tặc lưỡi đồng ý. Phòng chậm rãi lên tiếng. Hôm trước Vũ Huệ có kể cho em nghe mọi chuyện rồi, có đúng không? Tôi im lặng, nghe phòng hỏi, cô nhớ lại xem Vũ Huệ đã kể gì cho tôi nghe. Ừm. Uhm, kể gì ạ? À? Hôm bà anh hỏi vụ thuốc của bà cả, ấy. Vũ có kể em nghe là trước mẹ Lan mượn tiền của bà cả. Rồi bà thấy cả Ngọc My là chị hai của em Bà cả hài lòng Muốn chị hai sau này về làm dâu của bà Mãi sau này mẹ Lan không thể nào trả hết nợ Với lại chị Ngọc My đã lớn Nên ông Trần mới cho người sang hỏi cưới chị Ngọc My Theo lời của bà cả Và xóa nợ cho mẹ Lan Em nghe Vũ kể thế thôi Nhưng mà Đang kể tự nhiên nhớ lại chuyện mẹ Lan Chị Ngọc My bắt ép cả về đây Thay cho chị Ngọc My mà đâu phải là lấy em đâu. Lúc bà mối đến nhà, chị Ngọc Mi không chịu lấy anh. Chị ấy, chị ấy nói anh bị khùng. Rồi chị và mẹ Lan bày cách tống em về đây thay cho chị ý. Nói dứt lời cũng là lúc một giọt nước mắt trên mi của tôi rơi xuống. Tôi không phải khóc vì hối hận lấy phong, bởi vì dù sao ở bên cạnh anh, tôi hiểu được sự tử tế của anh. Tôi khóc, tại vì tôi nhớ lại chuyện cũ tôi cảm thấy chạnh lòng mà thôi. Lần nào cũng vậy, khi mà Phong nhìn thấy tôi khóc, không cần hỏi tôi khóc vì chuyện gì, điều đầu tiên anh làm là đưa tay, lau nước mắt cho tôi. Sao lại khóc? Bị ép lấy anh, em tùy thân à? Tôi lắc đầu phủ nhận trong buồn bã. Không có, tại em đang nghĩ đây là duyên nợ của chị Ngọc My. Bây giờ bà cả bị mất chi nhớ, bà ấy không nhận ra em. Lỡ sau này bà cả nhớ lại Bà biết em không phải là người bà ưng làm con dâu Chắc là bà buồn lắm Vừa lại biết đâu khi anh kết thúc vài cậu hai khủng này Anh quay lại một cậu hai đẹp trai thành đạt Nắm trong tay gia sản khủng của nhà họ Trần Đến lúc đó biết bao nhiêu cô gái Giàu sang quyền quý Muốn gả cho anh Anh sẽ quên em đi Cuối cùng vai diễn của em cũng kết thúc Em ra đi như một người xa lạ Lúc ấy anh và mọi người khi vô tình nhớ đến em chỉ nhớ rằng em là một cuộc mua bán và chẳng có ai luyến tiếc một món hàng đã hết hạn sử dụng như em em đã nghĩ đến mức đó sao thì dù sao chắc chắn nó xảy ra nên lo xa cũng không thừa và em có nghĩ đến một ngày nếu như em thương anh thì sẽ ra sao không gương mặt tôi vì câu hỏi của phong bất chợt buồn lại Tôi ngước mắt Nhìn anh Ngậm ngùi lên tiếng Thì lúc đó Khi mà ra đi Trái tim của em sẽ tan nát Em sẽ buồn Hai mắt em sẽ sưng lên Nhưng mà Chỉ một tí thôi Chỉ một tí thôi sao Thế chẳng nhẽ anh muốn em gào khóc Em vật vãn điếu kéo anh van xin anh à Không có Em chỉ hơi yếu đuối thôi Chứ không bao giờ Em đánh mất lòng tự trọng Của chính mình Phong bật cười, bất ngờ cốc đầu tôi một cái rất đau. Anh bị khùng à? Tự dưng lại đánh em. Tôi ôm lấy đầu, đau thật nên quát lại Phong, bởi vì phản ứng nhanh nên tôi quên luôn đã khuya lắm rồi. Bởi vậy mà Phong vội vàng đưa tay bịt chặt lên miệng của tôi. Anh nhỏ giọng nói. Khuya rồi, em la lớn thế, không sợ mọi người phát hiện à? Ai bảo anh, anh dám cốc đầu em, anh không biết đau à? cho em bớt ngốc đi ai nói cái gì cũng tin nhưng mà chắc là lời nói của anh có giá trị chứ anh chưa bao giờ gạt em thì thì chưa nhưng bây giờ chưa gạt ai mà biết sau này anh có gạt em không đời mà chuyện gì mà không xảy ra được chứ tôi cố gắng cãi lại với phong trong sự dịu dàng nhất có thể thấy tôi ngang bướng sự bất lực trên gương mặt của phong lộ ra thấy rõ anh lắc đầu sau đó thở dài em mới hỏi mà em suy diễn như thế anh sợ em lắm rồi đấy từ quá khứ sang hiện tại sau đó em nghĩ đến cả tương lai nhìn em vô tư thế này anh không nghĩ rằng em đa sầu đa cảm đến mức đó đâu em cứ sống mãi thế này thì em ấy tự nhận đau khổ về mình trước chứ không cần đợi đến người khác hại em đâu câu nói đó của phong như đang trách móc tôi không làm tôi giận anh bởi vì anh nói đúng càng khiến cho tôi suy nghĩ và buồn hơn. Là tại anh hỏi, nên em muốn trả lời thật lòng thôi. Thường anh em không sợ, chỉ sợ mình hy vọng quá nhiều. Tôi quay mặt sang hướng khác, bởi vì không muốn Phong nhìn thấy tôi yếu đuối. Thời gian tiếp xúc với nhau không dài, nhưng hình như tôi đã nặng lòng với Phong. Thế nên với những câu hỏi đánh thẳng vào tâm lý mà Phong đặt ra cho tôi, tôi đã không dối lòng được. Tôi thật lòng nói ra những gì trong lòng mình đang nghĩ. Khỏe mắt nặng chịu bờ mi cay xè, dòng lệ nóng tuôn trào, lăn dài xuống hai bờ má. Tôi nghẹn ngào nói. Em... em chỉ sợ. Em yêu anh. Phòng lúc này cúi xuống, đặt lên đỉnh đầu của tôi một nụ hôn, giọng nói trầm ấm của anh cất lên. Nếu có một ngày như vậy, em mà rời đi, Người nắm tay nếu em quay trở lại Chính là anh đây Tôi quay lại ngỡ ngàng nhìn Phong Anh chỉ cười Nụ cười ngọt ngào đến mức Khiến con tim của tôi tan chảy Khẽ đưa tay vén gọn mấy sợi tóc Đang rơi xuống mặt của tôi Đặt lên trán của tôi một nụ hôn Ngày em bước chân về nhà này Anh đã mặc định Vợ của anh chính là Ngọc Vi Chứ không phải là Ngọc My Em có biết vì sao không? Em không biết mọi chuyện dối lắm. Anh giải thích cho em nghe đi. Thật ra chuyện năm xưa bà cả hứa hẹn thế nào? Anh không rõ. Anh chỉ biết chú Bảy là chú tài xế đã cứu mạng anh lúc đó ở gần bên nhà em. Hình như khi ba em còn sống hai người họ là bạn thân của nhau. Giờ thì chú Bảy chuyển chỗ rồi. Chắc em không nhớ. Mấy năm trở lại đây khi nhớ lại được mọi chuyện bà cũng muốn tìm hiểu kỹ chuyện xưa cho rõ ràng. Anh có trốn mọi người đi tìm chú một lần, hy vọng là sẽ tường tận thực hư chuyện năm xưa. Ấy vậy mà khi đến nơi, anh thất vọng khi nghe mọi người xung quanh nói rằng vợ chồng chú bảy đã chuyển đi nơi khác. Anh thất thều, mang một bụng chán trường trở về, thì vô tình anh nhìn thấy bên cạnh nhà chú bảy, bên nhà kia có một cô gái gầy gò, mặc bộ đồ rất cũ nhưng nước da lại trắng trẻo, gương mặt trong sáng đang bị phạt quỳ, kê bên là một cô bé đang chửi mắng cô ấy. Ấy vậy mà cô gái ấy không khóc, gan dạ lắm, mặt cứ trơ trơ ra. Anh thấy vậy có chút hứng thú, nên anh đứng lại nhìn cô ấy. Cũng may người đàn bà kia chửi bới một hồi, sau đó cũng thôi, không đánh roi nào, sau đó bước vào nhà. Lạ một điều, là khi họ đi rồi thì cô gái ấy mới bật khóc. Phòng đang nói đột nhiên ngừng lại, anh bất ngờ hỏi tôi: Em có biết cô gái đó là ai không? Dòng ký ức xưa như cuốn phim quay chậm, tôi càng thêm nặng lòng làm sao. Tôi nhớ chứ, nhớ cái cảnh tượng tôi bị mẹ lan trời mắng trong một lần thấy mẹ đi đánh bài, tôi liền tiếng can ngăn mẹ, thì mẹ và chị My chửi tôi xối xả. Lúc đó tôi ước lắm, nhưng tôi lì đòn, tôi không khóc. Cũng may hôm đó mẹ Lan không đánh tôi Chắc là bà Đánh bài ăn Nhớ lại chuyện xưa Cùng với câu nói của Phong vừa hỏi Tôi ngập tràn nỗi xót xa Ánh mắt nhìn Phong đầy kích động Ngập ngừng lên tiếng trả lời Ý, ý của anh nói Đứa con gái đó là em Có đúng không? Ừ, bởi vì ấn tượng Nên sau khi trở về nhà Trong đầu của anh luôn hiện ra hình ảnh của em anh bị ám ảnh á không là ấn tượng chứ không phải là ám ảnh rồi gần đây nghe ba định hỏi vợ cho anh bởi vì anh đang già khùng nên anh không được ý kiến gì lúc đó anh chán lắm hầu như là không muốn nghe theo nhưng sau nhờ con sen nó nhiều chuyện nó cho anh xem trước hình người mà anh sắp cưới anh bất ngờ khi nhận ra người trong hình là cô gái mà đứng hùa theo người đàn bà kia chửi em rồi con sen còn kể anh nghe cái lý do vì sao anh phải lấy cô gái tên ngọc my anh nắm được thông tin anh âm thầm cho người điều tra anh biết ngọc my bản tính khó gần lại ngang bướng còn thêm đang có bạn trai anh lập tức cho người tung tin anh bị khùng ra ngoài để xem cô ngọc my kia phản ứng thế nào bởi vì thực ra chuyện anh bị khùng bà anh giấu kín lắm tuyệt nhiên cấm không cho ai nói hoặc đồn ra ngoài lúc quyết định việc đó anh chỉ nắm chắc 50% thôi. Nhưng may sao mọi chuyện lại chót lọt theo ý của anh. Ngày em bước chân về đây, gặp được em, cảm xúc của anh khó tả lắm. Và cũng đồng thời tin đồn anh bị khùng lan ra, sườn làm ăn của gia đình anh gặp rắc rối. Hôm cơi ba không có ở nhà đâu, bởi vì ba lo đi giải quyết công chuyện. Bây giờ em hiểu rồi chứ? Ừ, em hiểu rồi. Nó giống như cái mê cung nhưng ngày sau kết thúc nó cũng có đường ra. Làm mừng lắm rồi anh ạ. À. Bất ngờ nhớ lại câu hỏi khi nãy Phong hỏi tôi, trong đầu của tôi lập tức lóe lên một ý, khóe miệng vô thức cong lên nhìn Phong, sau đó tôi nghi hoặc nói nhỏ. Vậy là anh thương em trước có đúng không? Vậy là em không sợ anh bỏ em rồi. Phong nhìn tôi, thấy tôi tươi tắn và cười đùa. Anh không nói không rằng Chỉ cong môi và cười khẩy Em dám chiêu anh đi à Em nói không sợ anh bỏ em Có đúng không Đúng Ai bảo tự khai là ấn tượng với em trước làm gì Rồi lại còn bày mưu Để chị mi Chị ấy không lấy anh <laughs> Để xem sau này em bỏ anh Anh sẽ thế nào Chắc là khóc nhiều lắm nhỏ ấy vậy mà tôi đang đắc ý bao nhiêu Thì lập tức bị nụ cười khẩy của Phong dập tắt đang hoài nghi có dự cảm không lành nhưng chưa đoán được phong định làm gì thì phong liền một phát ép sát người anh vào người của tôi đầy nhẹ tôi nằm xuống giường anh nằm luôn trên tôi cúi mặt xuống anh nhìn tôi nở ra một nụ cười đều giả giữa miệng phát ra những lời không có chút đứng đắn nghe em dọa mà anh cảm thấy không yên tâm chút nào nên thôi anh đầu tư trước vậy và để đảm bảo quyền lợi đôi bên em chịu khó cho anh rót vốn vào nhé đến lúc sinh lời thì mình cùng chia em chịu không nào biểu cảm sau khi phong thốt ra câu đó là ba phần nói đùa bầy phần nói thật nên tôi cũng phân vân chẳng biết phải trả lời anh ra sao nên cứ im lặng nhìn phong ngọc vi dạ em nghe sao thế sao lại suy tư như vậy nếu như em chưa sẵn sàng thì thôi cho anh xin lỗi nhé anh nghĩ mình hơi tùy tiện phong dứt lời cũng là lúc anh định nhòm dậy rời khỏi người tôi hành động này của anh tự dưng tôi có cảm giác mất mát với lại không khí đang vui tôi lại có cái thái độ như vậy chắc là phong buồn tôi không nỡ nên tôi đã rút hết can đảm của mình với tay níu giữ anh lại phong sững người ánh mắt của anh dán chặt lấy bàn tay của tôi anh nhíu đôi mày sau đó tỏ ý ngạc nhiên ý em thế này là sao đây Ừm ý em là anh anh không cần phải xin lỗi em em ra sao em thế nào sao lại ấp úng lúc này tôi đỏ mặt khi không biết phải nói sao với phong để cho anh hiểu được lòng của mình đang nghĩ gì tôi cứ ấp úng mãi không nói thành câu ý tôi là tôi cũng muốn thừa nhận với phong là tôi bị anh làm cho tôi thích anh mất rồi. Không cần anh phải tốn công tốn sức nói nhiều như vậy. Nhưng bởi vì tôi ngại, nên lời nói bị mắc ngang nơi cổ họng không thể nào thốt ra được. Cái kiểu mà tình trong như đã mặt ngoài còn e. Đang bối rối chẳng biết phải xử lý ra sao khi nhìn thấy Phong cũng đang chờ đợi câu trả lời của mình. Thì bất ngờ tôi nhớ lại có lần ông Trần cũng đề nghị với tôi chuyện muốn tôi và Phong sớm sinh con. Ánh mắt của tôi lập tức sáng lên Và cuối cùng Thì tôi đã tìm được Lý do hợp lý Để trả lời Phong Không cần mình phải chủ động Chỉ là do mình bị ép Thở phào nhẹ nhõm Tôi mừng thầm trong bụng Nhưng lại không dám cười Thật ra hôm trước Ba anh cũng đề cập Và bắt em chịu trách nhiệm Chuyện em phải sinh cháu cho ông Nên anh không cần phải xin lỗi em Vì hành động vừa rồi Do em còn ngại em chưa chuẩn bị tinh thần nhưng nếu mà anh muốn ấy anh cứ việc tôi trả lời à ơi như kiểu em không thích anh nhưng anh muốn thì em chiều bởi vì thế nói dứt lời tôi ngượng chín cả mặt lúc này tôi nhắm tít mắt lại rồi im bặt bởi vì sợ phong nhìn thấu tâm tư của tôi không biết phong đang nghĩ gì mà anh cũng im lặng không trả lời tôi Lúc này không gian phút chốc trở nên ngột ngạt Một lúc sau đó tôi trột dạ Lén lén mở mắt ra xem thử Phong đang nghĩ gì Nhưng vừa mở mắt Đã bắt gặp được ánh mắt của Phong đang nhìn tôi chiều mến Bất ngờ Phong cúi xuống Không nói không rằng Anh hôn lên môi tôi một cái Rồi xoay người nằm xuống giường Gác tay lên chán Hai mắt của anh nhắm nghiền Thở dài một tiếng Thôi em ngủ đi Khuya rồi đấy hành động này của phong khiến tôi không thể nào hiểu được nên trong lòng còn lam tan lắm định mở miệng ra hỏi anh là anh đang nghĩ gì nhưng thấy phong nằm im tôi không dám hỏi nữa nhìn lên đồng hồ bây giờ đã hơn 2 giờ sáng cơn buồn ngủ ập đến tôi vội xoay người quay lưng với phong hôm nay được nằm trên giường có chăn ấm đệm êm nên đôi mắt vừa lim dim tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu một ngày mới, tôi nặng nề mở mắt ra, nhìn thấy bên ngoài còn hơi tối nên không muốn dậy sớm làm gì, định bụng là ngủ thêm một tí nữa rồi dậy. Nhưng vừa định nhắm mắt lại thì vô tình tôi thấy Phong từ trong phòng tắm bước ra. Cả người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Nước từ trên vòm ngực vẫn còn đọng lại, chưa kịp lau khô. Nhìn dáng vẻ của Phong lúc này vô cùng quyến rũ, tự dưng tôi tỉnh cả ngủ. Hai mắt cứ dán chặt lấy cơ thể của anh. Sau đó phóng bước tới, ngồi xuống cạnh giường, anh cầm lấy khăn lau tóc. Dù nhìn phong ngay trước mắt cuốn hút thật, nhưng mới sáng ra tự dưng anh tắm sớm như thế này, tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Mới vừa sáng ra, anh đã tắm. Anh không thấy lạnh à? Do nóng trong người nên không ngủ được. Mà sao em dậy sớm thế? Lúc trước ở nhà em cũng dậy sớm, nên em quen rồi nhưng do thấy ở đây mọi người dậy hơi trễ em đang định nằm nán thêm một chút à mà tự dưng anh nóng sao thế em lạnh em phải đắp chăn cơ mà đâu đâu em sờ xem nào hay là anh bị sốt rồi tôi vừa nói vừa đưa tay chạm ngay vào trán của phong anh định né nhưng không kịp cảm giác bên ngoài da thịt anh hơi lạnh nhưng chưa đầy một giây đã nóng bừng gương mặt của anh đỏ gay gắt tôi bất chợt lo lắng tôi cứ tưởng rằng là anh bị sốt thật ôi anh sốt rồi này anh đi khám bác sĩ đi anh không sao đâu không có bệnh gì đâu có cả người của anh nóng lắm coi kìa cái mặt thì đỏ hết lên rồi thôi anh nằm yên ở đây không em đi tìm bác sĩ cho anh nhé hay em gọi thầy diệp nhé nói đoạn tôi định đứng dậy nhưng chưa kịp đi thì phong đã kéo tôi sau đó anh đưa tay xoay mặt của tôi đối diện với anh Thở mạnh một hơi Anh không bị sốt Chỉ là nằm cạnh em Nên anh bị nóng trong người Tôi nghe phòng nói như vậy Nhưng cũng chưa hiểu cho lắm Với hơi thở Phong lúc này phà vào mặt của tôi nóng lắm Nên tôi thật thà trả lời Nhưng mà Nóng nhiều như thế này Chắc chắn là anh bị sốt rồi Nếu như anh không uống thuốc Anh sẽ bị nặng thêm không cần uống thuốc đâu Chỉ cần thế này thôi Tôi ngờ ngác không hiểu Phong đang muốn nói gì Thì lập tức anh cúi xuống Đôi môi của anh phủ lên Bao trọn lấy cánh môi của tôi Tôi định đẩy Phong ra Nhưng không làm sao mà cựa quậy được Khi mà Phong lúc này giữ chặt lấy cánh tay của tôi Em nằm yên đi Và thả lòng ra Là tại em khiêu khích Nên tôi mới không kiềm chế được Nhưng Em vừa mới ngủ dậy Em đã kịp đánh răng đâu Kệ Anh cũng chưa đánh răng Để xem Ai có hơi thở Thơm tho hơn Cái anh này Tôi thấy Phong cười Chỉ biết thở dài Cuối cùng cũng hiểu Cơn sốt của anh Bắt đầu từ đâu mà ra Nên mặc dù ngại ngùng lắm Tôi đành nhắm mắt buông lơi Không phản kháng gì Và tôi hiểu Tôi và Phong Đang dần bước qua Một giới hạn khác Không chỉ dừng lại ở nụ hôn. Lúc này Phong đưa tay chạm vào gương mặt của tôi, nơi vết thương bên mặt bị con sen đánh trở nên bầm tím lại. Ánh mắt của anh đau lòng, xót xa. Em có còn đau không? Em hết đau rồi, chỉ còn bầm một tí. Cố gắng thoa thuốc, chắc hai ba hôm là hết anh ạ. Phòng cô nén nỗi lòng, bàn tay của anh xoa nhẹ lên mặt của tôi. Trước kia nhìn thấy gia đình mình lộn xộn Bà ngoại tình Mẹ nhẫn tâm giết con Tuổi hờn trong cay đắng Dẫn đến điên loạn Anh đã từng nghĩ Không bao giờ anh đặt tình cảm vào một người khác Bởi vì anh sợ bản thân mình Sẽ đi theo vết xe đổ của ba Nhưng từ khi gặp em Chứng kiến những lúc em quật cường Những lúc giọt nước mắt của em rơi xuống Anh có cảm giác Anh đã yêu em lúc nào chẳng hay anh không muốn mình chỉ là kẻ đứng bên ngoài Bình thản nhìn dòng đời xô đẩy Mà anh muốn mình Là một trụ cột Vững chắc Để bảo vệ được người mình thương Ngọc Vi này Em cố gắng chờ anh nhé Không bao lâu nữa thôi Những ấm ức ngày hôm nay em chịu đựng Anh sẽ bắt họ Trả lại cho em gấp 10 lần Tôi nhìn Phong Tôi tin những lời nói này của anh là thật lòng Nên đôi mắt của tôi bắt đầu đỏ hoe và vỡ òa cảm xúc những giọt nước mắt mong manh rơi xuống lăn dài trên hai gò má của tôi em tin anh bao lâu cũng được miễn anh hứa bảo vệ em thì em sẽ chờ phong mỉm cười không nói gì thêm anh hôn lên những giọt nước mắt của tôi đầy trân trọng dần dần trườn xuống môi anh đi qua đến đâu tôi chân người đón nhận đến đó đôi tay vụng về vòng lên ôm lấy cổ của phong sau đó anh không dừng lại anh kéo luôn cúc áo của tôi hai bầu ngực trắng hồng vừa đủ lớn ẻ ấp lúc này lộ ra phơi bày trước tầm mắt của phong đầu óc của tôi quay cuồng cả người của tôi lúc này cũng nóng gian theo từng động tác của phong tôi níu chặt ga giường khóe miệng của tôi cong lên phát ra âm thanh rên rỉ cảm thấy bao nhiêu cái điều mà anh làm cho tôi vẫn chưa đủ thỏa mãn sự ham muốn bàn tay của phong lúc này cũng trườn xuống và khám phá tất tần tật từng ngõ ngách nơi cơ thể của tôi anh chạm đến đâu tôi ưỡn người đến đó nhiệt độ cơ thể vốn đã nóng lúc này lại càng thêm nóng hơn mồ hôi của hai người tuôn xa ướt đẫm phong nhìn tôi âu yếm tiếp tục trao đi sự chân thành khi cảm nhận được sự tiếp nhận của mình bị vướng víu Phòng bất ngờ ngồi xồm dậy Chiếc khăn tắm quấn ngang hồng của anh tuột xuống Không dừng ở đó Anh tiếp tục dứt khoát Lột sạch sẽ quần áo trên người của tôi ra Anh nằm xuống Hai cơ thể trần chuồng không mảnh vải Che chắn Và hòa quyện vào nhau Một màn cảnh xuân hiện ra trước mắt Làm lay động lòng người Khi cơn kích tình trôi qua Phong gục luôn trên vai của tôi Hai mắt của anh nhắm nghiền Hơi thở ngắt quáng Tôi thở phào, đưa tay xoa nhẹ trên lưng của anh, lau đi những giọt mồ hôi. Phòng nằm một lúc thì gà bắt đầu gáy rộ hơn, nhìn những tia sáng bắt đầu xuyên qua khe cửa. Tôi đưa mắt ngắm nhìn, cảm thấy lòng mình, sao mà bình yên đến lạ. Bất ngờ bên ngoài, tiếng con sen lại lanh lành cất lên. Mợ hai ơi, mợ hai ngủ dậy chưa? Tôi hốt hoảng thu tầm mắt, sau đó nhìn xuống cơ thể đang trần chuồng, lúng túng đến mức không biết phải xử lý ra sao. Bên ngoài con sen không nghe tôi trả lời, nó liền đập cửa. phòng chắc cũng nghe thấy, anh vội vàng mở mắt ra, rồi lập tức xoay người, đem sự cao ngạo đang nằm im ở bên trong tôi ra ngoài. Anh cầu mày nhìn ra ngoài cửa khó chịu. Ngay lúc này đây, giọng của Phong thay đổi. Có việc gì mà ôm sùm thế sen? Trời đã sáng đâu, cậu còn chưa ngủ cơ mà. Dạ con xin lỗi cậu Mợ hai đâu ạ? À? Nếu có mợ hai Cậu nói Dùm con Là con má Nhắn mợ hai Về làm dỗ cho ba của mợ Nói rồi chưa kịp để phòng trả lời Con sen tức tốc rời đi Còn kèm theo giọng nói mang hơi gió Nhắn nhủ với Phong rằng Hôm nay con ra chợ với bà hai có việc chưa con về Con chơi với cậu Cho đến khi không còn nghe tiếng con sen nữa Tôi mới ló đầu gión rén Bước ra ngoài Sau đó mặc quần áo vào Lúc này tôi mở to mắt Nhìn xuống tấm ga chảy giường màu trắng Ở giữa lúc này đang dính một vệt máu đỏ tươi Và được phong xếp gọn gàng Tôi ngại ngùng thật sự Liền bước chân đi tới Tay tôi cầm chặt lấy tấm ga trong sự ngạc nhiên của Phong Mặt của tôi thoáng đỏ Đôi môi hồng Nhẹ giọng lên tiếng Anh cứ để đấy cho em Em đem đi giặt cho Việc này không phải nhiệm vụ của em đâu Tí em ra ngoài Em gọi con Linh Mang đi giặt nhé Nói đoạn thấy tôi vẫn còn chần chừ Anh liền lên tiếng nói tiếp À mà này Con sen nó nói Bên nhà em gọi em về ăn rỗ đấy Dạ vâng em biết rồi Vậy em ra ngoài Xin phép ông Trần em về nhà Trả lời xong Tôi liền nhấc chân đi Tự nhiên trong lòng cũng trùn xuống Bất ngờ Phong đưa tay Níu tay tôi lại Anh dặn dò tôi Em nhớ xin ba Cho anh theo với à, Anh đi theo á Ừ Liệu có được không Em cứ xin đi Nhất định sẽ được mà Tôi thở dài một hơi Sau đó bước ra khỏi phòng Trong lòng một bụng nặng nề Vì chẳng biết ông Trần có dễ dàng Cho tôi về hay không nói gì đến việc xin cho phong đi cùng tôi bước chân ra khỏi cửa không quên lời phong dặn tôi đi thẳng cánh cửa lúc này vẫn giữ nguyên vị trí là mở toang ra tôi vừa bước chân ra tới sân đã nhìn thấy ông trần đứng đó một tay ông cầm điếu xì gà đang nghi ngút khói còn một tay ông nâng niu bẽ cong một nhành hoa tôi chậm rãi bước tới cối đầu hồi hộp xón xén lên tiếng Dạ thưa ba Ờ ừ. Vợ thằng Phong đấy hả à? Dạ con thưa ba Lúc sáng bên nhà Có gọi con về ăn dỗ Thế con định khi nào về Dạ con xin phép ba Cho con về ăn dỗ ba con một hôm Chiều con lại về đây Ừ Con coi thu xếp rồi về đi Có cái gì mà xin với trả phép ừ. Dạ dạ nhưng mà Ba Có chuyện gì nói đi xem nào dạ con định xin ba cho con đưa anh phong sang bên đó với con con thấy anh phong suốt ngày ở nhà con sợ anh ấy buồn nên nếu như ba thấy không được thì thôi à tôi nói xong thì im lặng chẳng dám ngừng mặt lên nhìn trong lồng ngực trái tim cứ đập thình thịch mãi bởi vì tôi sợ ông trần nổi giận sau đó ông sẽ mắng tôi nhưng bất ngờ ông trần im lặng thở dài mấy bận, sau đó mới lên tiếng. Con đứng thẳng, ngẩng mặt lên bình thường đi. Ta có la mắng gì con đâu mà con cứ khum núm như vậy. Dạ vâng. Nghe ông Trần nói như vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm và đứng thật thẳng lưng, sau đó nhìn đối diện với ông, tôi nghe ông nói tiếp. Bà chỉ sợ thằng Phong nó ra ngoài nó gặp nguy hiểm cho cả con và cho cả nó nhưng mà thôi cũng được con dẫn nó đi theo ba cho cậu hải với thằng tèo đi theo hai đứa tôi nghe vậy định từ chối bởi vì sợ làm phiền đến mọi người nhưng suy nghĩ lại thấy dù sao đi xe và có thêm người cũng an tâm hơn nên cuối cùng tôi cảm ơn ông trần rồi tiến vào trong đang định xuống nhà để tìm bé linh nhờ con bé mang tấm ga đi giặt thì đột nhiên ở phía đó tôi nghe có tiếng động mạnh Tiếng đó chính là tiếng la hét thất thanh cùng với tiếng ồn ào cất lên. Trời đất ạ, à, Phỏng hết cả chân tôi rồi. Chết tôi rồi trời ạ. À. Đổ bể hết thế này. Đổ bể hết mọi thứ rồi. Cậu hai, cậu hai làm gì thế này? Cậu hai ơi, cậu có làm sao không? Tôi nghe xong hơi hoàng, trong đầu chợt giấy lên nỗi bất an khi nghe tiếng la của Vũ Huệ, tiếng khóc của con sen và tiếng của dì Lành vang lên cả tiếng gọi cậu hai lành lót tôi biết phong đang ở đó tôi biết là chắc mọi chuyện anh làm là có nguyên nhân nhưng tôi không khỏi chột dạ chạy nhanh xuống bếp cảnh tượng trước mắt khiến tôi chùn chân đứng lại tầm mắt mở to hết cỡ không thể tin được phong đứng đó cười vui vẻ lại còn vỗ tay khoái chí như là mình vừa làm được một việc tốt còn mặt của bà vũ hệ đen kịt tức giận chừng mắt nhìn phong bé Linh với dì lành thì mặt mày xanh như tàu lá. Người thì nhặt mấy đồ vật, bị vỡ. Người thì đứng cạnh trong trường phong. Giây phút kinh hoàng. Lúc này Vũ Huệ nhảy đồng. Trường mắt nhìn phong và nói lớn. Cậu bị khủng. Thì cậu ở trong phòng cho người ta nhờ. Khủng mà cứ chạy lung tung thế này. Cậu định hại người à? Đúng là mới sáng ra. Nhìn mặt thằng khủng như cậu. Là xui xẻo rồi. Nhìn biểu cảm của bà Vú lúc này rất chi là khó chịu, cùng với sự tức giận vô cùng hướng về phía của Phong. Bé Linh nghe Vú mắng cậu, đôi mắt của nó đỏ hoe, nhưng còn bé cứng miệng lắm. Tôi thấy nó không kiêng dè, lấy hết dũng khí ra và nói thẳng với Vú Huệ. Vũ, sao Vú nặng lời thế? Cậu bị bệnh, cậu lỡ tay, thì cứ để đấy con dọn dẹp. Dù gì cậu có khủng có điên Cậu cũng là cậu chủ của nhà này Bởi vì dù Vũ có lớn tuổi Nhưng mà Vũ chỉ là người ở trong nhà này thôi Vũ mắng Vũ chửi cậu như vậy Vũ không sợ ông nghe được Ông đuổi Vũ đi à Mày thì biết cái chó gì mà mày nói Mày có tin Tao cho mày ăn tát không Mày bênh nó Nhưng mà mày nhìn đi Thuốc của bà cả Bị nó làm hư hỏng hết rồi Mày nghĩ ông Trần có để yên cho nó hay không Thuốc hỏng thì mua lại là được Còn nghĩ ông cũng không khó khăn gì Cái con này Mày, mày dám cãi tao à? Bà Vũ thẳng tay, vứt hủ mật ong xuống đất, rồi đứng thẳng dậy, giơ tay lên định đánh con Linh. Trong cảnh tượng này tôi lập tức đi tới, giữ tay Vũ Huệ lại. Tôi cau mày, nhìn Vũ và gằn giọng nói. Vũ, Vũ định làm cái gì? Á à, à, mợ hai đi à? Mợ xuống cũng đúng lúc lắm. Mợ coi thằng chồng của mợ đi. Nó phá hoại kia kìa. Tại sao không trông nó? mà để nó chạy rông rông ra ngoài. Trong lòng tôi cực kỳ khó chịu khi nghe những lời bà ta nói. Nhưng lúc này cố gắng tỏ ra bình thản. Anh Phong, anh ấy phá gì? Đây, mợ xem đi. Xem cái trò thằng Phong nó làm kia kìa. Bà Vũ vừa nói vừa chỉ tay về phía cái tủ. Bị ngã sập, nằm chơ chơ xuống nền nhà cho tôi xem. Cùng lúc đó Phong chạy đến. Anh vòng hai tay ôm chầm lấy tôi. Anh nói với giọng rất vui vẻ. Vợ ơi, anh cho vợ xem cái này này. Phong vừa nói vừa buông đôi tay tôi ra, rồi đưa một tay đang nắm chặt lên. Tôi ngẩn người ngạc nhiên khi nhìn Phong, không biết anh đang bày trò gì. Rồi tất cả mọi người cũng đều đồ dồn ánh mắt nhìn vào bàn tay của Phong. Tôi thấy Phong nháy mắt với tôi, sau đó từ từ anh mở tay ra. Trong lòng bàn tay của anh lúc này là một nắm thuốc, trộn lẫn trong đó. Có cả bột củ bình bình Vôi. Vũ Huệ nhìn thấy liền sừng người. Tôi thấy mặt bấy tái đi. Cùng lúc từ phía sau có tiếng bước chân người vào, cùng với giọng nói uy nghiêm của ông Trần vang lên. Mới sáng ra, mọi người làm cái gì mà ôm um sùm cả nhà lên vậy? Tôi cứ nghĩ bà vú sẽ lanh lành cái miệng mà mách ông. Nhưng mà không, bà tự nhiên im bặt, không nói không rằng. Khuôn mặt cứ trầm tư nhìn mãi vào lòng bàn tay của Phong. Tôi đoán chắc Bà biết thứ phong đang cầm là gì Nên bà ta dù có gan lớn đến mấy Cũng không dám manh động Nhìn lại phòng Tự nhiên tôi thấy mắc cười Nhưng lại không dám mở miệng Chỉ cong cong môi lên nhìn anh Trong lòng thầm nghĩ Đúng là Phong biết cách để hại người Không cần nói hay chửi Chỉ cần hành động thôi Là bà vú kia Hết dám hé răng nửa lời Còn Linh thấy ông Trần đi vào Liền cúi đầu trước ông Nó run rẩy thưa chuyện dạ thưa ông không có gì đâu ạ à. do cậu hai không cẩn thận làm vỡ cái tủ nên mấy thang thuốc bị rơi ra ngoài để con dọn dẹp rồi con ra chợ bốc thuốc lại cho bà cả ừ cái thằng này mày đúng là ăn hại nghe ông trần nói như vậy tôi nhận ra trong đôi mắt màu hồ phách của anh nhanh chóng cụp xuống giống như anh đang rất buồn nhưng anh không nói gì gương mặt không một chút biến đổi cứ bình thản liên tục múa tay múa chân như chả có chuyện gì xảy ra bất giác trong lòng tôi lúc này cảm thấy xót xa thay cho anh anh phong không có lỗi đâu ạ à. lỗi là do con lúc sáng vì nghe bên nhà gọi về con ra ngoài mà quên đóng cửa nên anh phong mới chạy ra ngoài con xin lỗi ba để con phụ bé linh và dì lành dọn dẹp chỗ này thôi thôi con cứ để đấy cho bọn nó dọn con tranh thủ về bên nhà đi, không trễ bây giờ. À, mà sẵn ấy, con đưa thằng Phong nó đi theo. Nó ở nhà, không có con với con sen, không biết còn phá đến cỡ nào. Xe, ba dặn cầu hải, chuẩn bị cho con rồi. Con mau đi đi. Dạ vâng, con cảm ơn ba. Trên đường đi về nhà, nắng lắm, nhưng mà cũng vừa giỏi đến đỉnh đầu thôi. Vì đường vào nhà chỉ toàn là ruộng, xe lớn không chạy vào được nên anh Hải tài xế phải đậu xe ngay ngã ba đường để tôi và Phong quốc bộ vào trong lúc này chỉ còn có tôi và Phong tôi mới đánh tiếng hỏi anh chuyện lúc sáng anh làm như thế chính là lúc tối anh bảo em ra ngoài đừng đóng cửa phòng có đúng không Em nghĩ đúng rồi đấy. Em thấy thế nào? Có sợ không? Vừa xuống, nhìn thấy bãi chiến trường là em biết do anh làm rồi công nhận, anh lợi hại thật đấy. Xe mấy gói thuốc tứ tung luôn, không còn gói nào y nguyên. À, mà lúc anh nắm thuốc trong tay, em thấy mặt bà vú kia không cắt ra được một giọt máu. Bởi vì do bà ta có tật nên giật mình thôi. Sau lần này chắc chắn bà ta không dại gì mà cho thuốc bậy vào đâu. Sao anh biết chứ? Anh tin là như vậy. Vì bột bình vôi rất hiếm và đắt, với túi tiền của bà ta, chắc chắn không có khả năng để mua tiếp đâu. Tôi im lặng sau câu nói của Phong và rồi tiếp tục bước đi. Vừa đi trong đầu vừa suy nghĩ đến chuyện lúc sáng. Bởi thế nên vô tình, tôi bước hụt một chân. Cả cơ thể lúc này lập tức trao đảo. Tôi hốt hoảng nhìn xuống. Tim của tôi đập thình thịch hoảng loạn bởi vì mình sắp ngã luôn xuống cái mương ruộng. Nhưng may mắn vừa kịp lúc, Phong bên cạnh đã kéo tôi. Khi cảm nhận mình đang được Phong ôm, úp mặt vào trong lồng ngực vững chãi của anh. Tôi mới vững vàng tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Đang bâng khuâng, nghe tiếng đôi tim cùng nhịp đập. Cùng lúc ấy bất ngờ đằng sau, tiếng của chị mi Lành lót vang lên. Úi giời ơi! Giữa đường thế này mà ôm ấp đàn ông. Mày bị làm sao thế hả Vi? Tao gọi mày về lo cúng dỗ cho ba mày. Chứ đâu gọi mày về đây để mày lén lút tình tứ với dai. Mày có tin tao đồn ra bên ngoài là nhà ông trần đem mày ra sông ném mày xuống sông chết đuối không nghe câu nói đó tôi giật mình quay lại thấy chị my đang mặc một chiếc đầm kín cổ tóc xõa dài buông xuống hai bên trần mang guốc cao không phải như chị nghĩ đâu chị hai à chị chị nghe em nói chị Mì với đôi mắt xào hoạt nhìn thẳng về chỗ tôi gương mặt phủ đầy phấn với đôi môi đỏ chót nhếch về tôi trao cho tôi một nụ cười khinh miệt. Không phải như tao nghĩ á. Tê, tao đâu có bị đuôi. Tao đâu có bị khùng như thằng chồng của mày. Mà để cho mày qua mặt. Chính mắt tao nhìn thấy mày ôm ấp chai giữa đường. Mà cái miệng của mày kìa còn lanh lành mà cãi lại tao. Nói cho tao nghe, thằng này là thằng nào? Tôi bất lực thở dài ngao ngán nhìn chị mi Còn chị mi khi thấy tôi chưa trả lời, lập tức đi tới, đưa mắt nhìn phong một lượt từ trên xuống dưới sau đó bất ngờ chị đưa tay kéo mạnh tôi đứng sát ngay cạnh chị này ai đây chị chị hỏi ai tao hỏi cái người đi cùng mày anh đó tên gì bao nhiêu tuổi con nhà giàu hay nghèo sao tương tá lại đẹp trai thế chị my nói rất nhiều nó đến mức lỗ tai của tôi lùng bùng nên tôi chỉ nghe được câu mất câu còn đại khái tôi chỉ nghe Chị hỏi Phong là ai Anh ta Là chồng của em Tên là Phong Cậu hai nhà họ Trần Đã được chưa chị Tôi nhấn mạnh chữ cậu hai nhà họ Trần Để cho chị My không còn trao hỏi tôi nữa Ngày lập tức nghe xong Chị My há hốc mồm Biểu cảm trên gương mặt lúc này tràn đầy sự ngạc nhiên Tay của chị nhanh chóng đẩy mạnh tôi ra Tôi chơi với Cũng may tôi lấy được điểm tựa Là gốc cây ở bên đường nên tựa lưng vào đó Chị My lúc này Điều bộ thân thoát Lả lơi đến gần cạnh phong Tôi nghe thấp thoáng Chị Mi ngọt ngào cất giọng lả lơi lắm Lâu này nghe danh cậu hai nhà ông Trần Khôi ngô tuấn tú Nét đẹp trai phong độ nhất vùng Chả có ai bì kịp Em nghe vậy đó Nhưng lại chưa tận mắt nhìn thấy cậu Hôm nay được gặp Đúng là cậu đẹp trai thật Nhưng mà sau họ nói cậu bị khủng nhỉ? nhìn ngón tay của chị My cong cong chạm vào chiếc áo sơ mi trắng trên người của anh, cùng với cử chỉ ánh mắt không đứng đắn, chào về anh như thế, tự nhiên tôi cực kỳ khó chịu. cộng thêm cái mặt đang bị nắng hắt vào, càng khiến cho tôi nhăn nhăn, bàn đỏ ửng cả lên. nhưng mà tôi vẫn cố gắng im lặng, không nói lời nào, bởi vì tôi nghĩ rằng Phong đang giả khùng, chắc chắn anh không trả lời lại chị mi đâu nhưng vầng chán của tôi vừa mới giãn ra được một chút thì nghe câu trả lời rất bình thản của phong dành cho chị mi phong nhìn chị mi anh lùi một bước tránh cho chị mi chạm vào cơ thể của mình một mặt bình tĩnh đôi môi lúc này cong lên cất giọng trầm ấm cảm ơn chị đã quá khen à mà nhắc mới nhớ nhờ mọi người đồn đoán việc tôi bị khùng nên tôi biết thêm một việc đó là vị hôn thê của tôi đã từ chối một cách phũ phàng có đúng không chị ngọc my gương mặt của phong lúc này cực kỳ nghiêm túc lại pha thêm một chút lạnh lùng nên nét mặt của anh càng thêm si mê người khác khiến cho tôi nhìn anh càng thẫn thờ quên luôn cái biểu cảm đang sốc của mình khi mà nghe phong trả lời lại chị my cái câu nói đó tôi thật sự không hiểu tại sao phong lại chọn lúc này để nói với chị Mi chứ. Anh không sợ chị Mi sẽ đồn ẩm lên cho tất cả mọi người biết rằng anh không bị khùng sao? phòng đang toàn tính điều gì? Tôi thật sự không thể nào hiểu được. Từng câu từng chữ Phong trả lời đều rất rành mạch và tròn vành rõ chữ. Thế nên sau khi anh nói, thì sắc mặt của chị Mi đã tái đi. Chị nhìn Phong run rẩy, nhưng khi mở miệng trả lời, chị lại đặt ra một câu hỏi dành cho anh. Trông có vẻ rất tự tin. Vậy là anh thương em Nên anh mới oán giận em Đến ngày hôm nay Có phải không Em xin lỗi Do trước đó em bồng bột Em ngu si Em mới tin người ta nói Anh Phong này Nghe em Anh với Ngọc Vi cũng vừa mới cưới Hai người chưa chắc đã làm gì có đúng không Em tính thế này Bây giờ em sang bên nhà anh Em thưa chuyện với ba mẹ Chuyện Ngọc Vi là giả Em mới là con dâu thật Chắc chắn ba mẹ sẽ đồng ý cho em và anh cưới nhau Hoặc em là vợ cả Còn vì nó làm vợ lẽ Hoặc là người ở trong nhà anh cũng được Anh Phong Em tính như vậy Có hợp lý không Chị My lúc này có vẻ rất sốt sáng Hai tay của chị níu giữ tay của Phong khuôn miệng Liên tục cong lên một nụ cười Khoái chí lắm Còn tôi tôi đứng bên này Nghe những lời chị My nói Và thái độ rất ư là bình thản của Phong Tôi vô cùng sững sờ Hai mắt u buồn Đôi mi lúc này sụp xuống Tấm lưng tựa hẳn vào gốc cây Rừng rừng nghẹn ngào như muốn khóc Một hai giọt nước mắt vô thức lăn dài Tôi vội vàng đưa tay lên gạt ngang rồi quay đi Hướng ánh mắt nhìn ra xa Hai bên mảnh ruộng lúc này Đang trổ những bông lúa Vàng ươm Để cho Phong không nhìn thấy Tôi đang vô cùng đau lòng ấy vậy mà trong giây lát Tự nhiên có một vòng tay kéo tôi Người được mùi nước hoa quen thuộc Lẫn mùi cơ thể nam tính của Phong Tôi lập tức ngước nhìn chân chân vào anh Dòng cảm xúc bỗng dưng vỡ òa Bởi vì một chữ thương Đang nghẹn ngào dâng lên trong lòng Không làm sao bộc lộ ra được Phong nâng cảm của tôi lên Anh cúi xuống hôn nhẹ lên giọt nước mắt của tôi Bằng tất cả sự chân thành Và ngọt ngào nhất Sau đó anh quay lại nhìn chị My Đôi tay của anh vẫn tuyệt nhiên ôm lấy tôi. Hôm nay em đưa vợ em về lo dỗ cho ba. Phiền chị tránh đường cho vợ chồng em bước vào nhà. Phòng nói như tạt nguyên gáo nước lạnh, dội thẳng vào mặt của chị Mi. Phũ phàng từ chối lời đề nghị vừa rồi của chị. Anh kéo tay tôi lách qua người chị Mi, rồi đi thẳng bỏ chị ở phía sau. Khi mà đi qua chị Mi một khúc, tôi lập tức đứng lại bởi vì bên cạnh tôi nghe phòng thỏ thẻ lên tiếng em này em về nhà trước đi ơ ừ, còn anh anh định đi đâu anh có chút việc à mà lúc sáng bà có cho thằng tèo đem mấy cặp gà cặp vịt mấy cân thịt cùng qua rồi bây giờ thằng tèo nó còn ở đó em về chắc bà ta không dám gây khó dễ gì cho em đâu nhưng anh đi đâu chứ anh đi một mình có nguy hiểm không hay là em đi cùng anh nhé Xong rồi mình quay về nhà cũng được Anh đi xung quanh đây hỏi xem Tin tức của chú Bảy Xong rồi anh quay lại Em yên tâm Em cứ vào nhà trước đi Lát anh quay lại nhé Đến trưa anh còn có việc Lúc đó em không muốn anh Cũng bắt buộc em phải đi theo Nào ngoan em vào trong đi Phòng đã nói đến vậy Nên cuối cùng tôi cũng đành phụng phiệu Gật đầu đồng ý nghe theo lời của anh Hai đứa tiếp tục đi cùng Cho đến đầu đường anh và tôi mỗi người một nơi Phòng đi bên phải Còn tôi rẽ trái Bước vào trong sân nhà Thoáng nhìn thấy tôi về Bên trong có một người chạy ra Vì mới ngoài nắng bước vào Nên mắt tôi hơi chói Tôi chưa nhận ra được đó là ai Cho đến khi đôi mắt thích nghi được với ánh sáng Tôi giật mình khi thấy người con trai trước mặt Nhìn rất là quen Tôi ngờ ngợ trong lòng Chẳng nhẽ nó là thằng Tèo cái thằng mà hôm trước Nó đồng phe với con sen xác nhận là tôi Có đi ra từ căn nhà của bà cả Làm cho ông Trần Đánh tôi đây mà Nhận ra chính xác là nó Tôi lập tức biểu hiện ghét nó ra mặt ấy vậy mà trái với thái độ của tôi Nó lại hồ hởi nói chuyện với tôi Nhưng giữa tôi và nó Chẳng có mối thù nào Nó đứng trước mặt tôi Tự nhiên xoắn tay áo Trên bàn tay còn dính đầy lông gà lông vịt Gương mặt của nó mừng rỡ Bắt chuyện với tôi Mợ hai, mợ qua rồi à? Con làm mấy con gà con vịt cũng gần xong. Mợ coi, mợ vào mổ ruột giúp cho con với. Sáng giờ, có mỗi cậu làm à? Mẹ tôi và chị hai, không phụ cậu sao? Thằng Tèo ngay lập tức lắc đầu và trả lời câu hỏi của tôi. Không mợ, sáng ông bảo con đưa đồ qua đây. Con vừa qua thì bác gái lên tiếng, bảo con làm giúp, bởi vì bác bận tiếp khách. Chị kia thì vừa đi chợ mua trái cây. Mà thôi, con làm cũng được, cũng gần xong rồi. Mợ, mợ xuống phụ con một tí. Nghe thằng Tèo nói, tôi chỉ gật đầu sau đó nhanh chân, đi ra sau nhà với nó. Vừa đi vừa nghẹn nghẹn, đến mức uất ức. Tôi nhớ từ khi cha tôi mất, ruộng đất để lại bao nhiêu, thì mẹ Lan bán lấy tiền hết bấy nhiêu. Vậy mà năm nào đến ngày dỗ cha, mẹ Lan chưa bao giờ lo lắng chuyện gì Lúc nào mẹ cũng đẩy sang cho tôi Và hôm nay cũng vậy Khi tôi đã thay con gái của mẹ đi lấy chồng Đổi lại cho mẹ biết bao nhiêu là tiền Nhưng đến ngày rỗ của cha Mẹ Lan chẳng hề làm tròn một lần Cho trọn vẹn tình nghĩa Mấy tiếng đồng hồ trôi qua Cũng may nhờ có thằng Tèo Phụ Mà mâm cơm cúng cũng được tươm tất đầy đủ Nên từ việc áp cảm Mà thằng Tèo gây ra cho tôi Tôi cũng dần dần bỏ qua và có thiện cảm với nó. Nấu cúng xong xuôi, ở nhà sau lúc này, thằng Tèo lo dọn tô, dọn đĩa để gắp thức ăn lên. Tôi liền bước ra nhà trước, định lau dọn bàn thờ cho sạch sẽ, sau đó mới bưng thức ăn lên cúng sau. Ai ngờ khi tôi vừa bước đến vách ngăn cửa buồng, thì chân của tôi đã khựng lại. Khi nghe tiếng của chị My dãy nãy gắt gao khước từ người đàn bà, lạ mặt, có tướng mập mạp đang ngồi bên cạnh mẹ Lan. Xin lỗi bác, hôm nay đã làm phiền bác sang đây, nhưng mà bây giờ bác cho con từ chối lời hứa hôn với anh Minh. Con suy nghĩ kỹ rồi. Tuy là gia đình bác cũng coi như có củ ăn củ để, nhưng mà con thấy bác cưới con về, bác với anh Minh không nuôi nổi con đâu. Nên cho con từ chối nhé. Sẵn dịp, con mời bác ở lại ăn cơm với gia đình, rồi sau đó hãy về. Còn nếu bác muốn về liền thì con cũng không giữ cả. Sau khi chị My nói ra câu nói đó, phút chốc hai bàn tay của tôi siết chặt. Lúc này, tôi ngạc nhiên và tò mò, nên cố gắng nếp mình vào sâu thêm một chút để cho họ không phát hiện ra mình. Và tiếp theo là kèm theo một bàn tay in hẳn lên má của chị My từ người đàn bà lạ mặt kia. Còn mẹ Lan lúc này đập tay xuống bàn cái rầm, giọng của mẹ chan chát tức giận chỉ tay về phía người đàn bà đó Này chị kia Tại sao chị dám đánh con gái của tôi Không những đánh Tôi phải tẩn cho nó một trận Vì cái tội láo tuét Tôi là người lớn Làm ăn ở đây có máu mặt Chứ không phải là trẻ con Mà nó muốn nói cái gì thì nói Không phải hôm nay nó muốn lấy chồng Là ngày mai nó không muốn Gia đình chúng tôi không phải là hạn thép diêu như các người Ăn nói Sống ấy là phải đàng hoàng nghe chưa? Này chị kia, chị nên nhớ, con của chị nó quỷ lệ, nó lách theo con gái của tôi. Nên con gái của tôi thấy tội, nó xót, nó mới đồng ý. Thế mà bây giờ, mày đấy, con của tôi nó thông minh, nó nhận ra bộ mặt giả chân của chị. Nên nó từ chối là đúng rồi. Tôi nghĩ chắc là chị cũng biết nhục. Sao lại còn ở đây mà ra giọng như thế? Thế chị tưởng rằng con gái của chị nó đàng hoàng lắm sao? Tôi nói cho chị nghe. Con trai của tôi, chơi con chị hoa bướm gì cũng nát bét hết rồi. Chị nhìn xem, nó dập tơi tả từ bên trong ra bên ngoài. Bây giờ con tôi mà không cưới, chắc là chả có ma nào. Nó thèm rước con gái của chị đâu. Hai người đàn bà đối chọi nhau bằng ánh mắt hung tàn và cả những lời lẽ rất thô tục khiến cho tôi nghe không khỏi dùng mình. Ấy vậy mà trông chị mi kìa. Nét mặt bình tĩnh lắm Chị đưa tay lên trà trà da mặt của mình Sau đó nhếch môi khinh miệt Nhìn về phía người đàn bà kia Hiếu thắng trả lời Xin lỗi bác Con nói cho bác nghe Để cho bác hiểu nhé Dù con và anh Minh có như thế nào Thì người mà con định lấy Là một người giàu có nhất vùng này Đẹp trai nhất xứ này Lại còn giỏi giang Với lại anh ấy Lại còn là hôn phu của con từ trước nếu đem anh Minh ra so sánh với anh ấy, chắc là anh Minh ấy chẳng có điểm nào đâu bác ơi. Thôi, con không có phước làm con dâu của bác, nên xin phép bác mau chóng cút ra khỏi nhà của con." Bà ta nghe xong, cơn tức giận lúc này lên đến đỉnh điểm. Tôi thấy mặt bà ta đỏ gai gắt, hai bàn tay vô thức nắm thành nắm đấm, định xông tới đánh chị Mi, nhưng được sự can ngăn của người đàn bà cùng ngồi bên cạnh nên bà ta im lặng sau đó ra về chỉ để lại một câu nói vô cùng đanh thép gia đình bà cứ chờ đó sẽ có ngày tôi khiến bà và con gái của bà bước ra đường không có một tấm vải để che thân để hiểu thấu cái cảm giác mà gia đình bà đối xử với tôi ngày hôm nay sau đó bà ta rời đi tôi thấy chị my nhìn mẹ lan nở ra một nụ cười đắc ý còn mẹ lan thì đưa đôi mắt vô cùng khó hiểu sau đó hai mẹ con bọn họ dù gì to nhỏ với nhau mà tôi không nghe thấy được chỉ biết sau giây lát kia vẻ mặt tươi vui cùng với nụ cười vô cùng bí ẩn đã hiện lên trên môi của hai người thở phào một hơi màn khẩu chiến vừa rồi không khỏi làm cho tôi run sợ nhưng tôi đành giả vờ và bước đi ra xem như là mình chưa nghe thấy chuyện gì sau đó nhanh chóng dọn bàn thờ cho sạch sẽ vừa làm nhưng mà phía sau lưng lại có cảm giác nhồn nhột và đúng là như tôi suy đoán khi tôi quay lại thì tôi thấy hai ánh mắt ghen ghét kia đang nhìn về phía tôi họ không nói gì nhưng đủ để khiến cho tôi lạnh cả sống lưng đến khi cúng xong xuôi thằng tèo rời đi trước tôi dọn thức ăn xuống lo rửa chén bát sạch sẽ vừa dọn dẹp vừa trông ngóng bóng dáng của phong bởi vì lúc này tôi cũng đang lo lắng tôi sợ anh gặp nguy hiểm giống như lời ông trần nói trong bụng lúc này chẳng yên chút nào nhưng cũng may là sau khi tôi xong việc thì anh hải tài xế bước vào anh ấy nói nhỏ bên tai của tôi là phong đang ở bên ngoài xe chờ tôi về nghe đến thế trong lòng tôi vui lắm cứ tưởng như là mọi chuyện đã nhẹ nhõm rồi tôi buồn bởi vì anh không ghé vào nhà thắp cho cha tôi một nén nhang khi tôi nói tôi đi về, mẹ Lan cũng chẳng nói hoài gì đến tôi. Và lần đầu tiên sau những năm sóng gió cùng một mái nhà, mẹ Lan không gây khó dễ cho tôi. Tôi cảm thấy rất lạ lùng, nhưng cũng mừng bởi vì dù sao dỗ của cha cũng trôi qua trong êm đẹp. Nhưng tránh vỏ dừa thì gặp ngay vỏ dừa khi mà chị mi chắn ngang, càn đường tôi, luôn miệng hỏi tôi về Phong. Này, anh Phong đâu? chị hỏi chồng em có việc gì. Tao hỏi mày là anh Phong đâu. Em không biết và em cũng không muốn cho người khác hỏi về chồng mình như vậy. Tạm thời chỉ là chồng của mày, chưa chắc sau này vẫn là chồng của mày đâu. Vậy thì đợi sau này. Rồi chúng ta cùng xem nhé, còn bây giờ anh ấy vẫn đang là chồng của em và em không rảnh để trả lời cho người khác biết, nhất là mấy những người có ý định muốn cướp chồng của em nói xong tôi giật tay mình ra khỏi tay của chị my và kiêu hãnh bước đi thật nhanh dù trong lòng lúc này có rất nhiều rông bão đang ập đến cho đến khi tôi ra đến ngã ba nhìn thấy phong đang ngồi trong xe sắc mặt có vài phần vui vẻ bởi vì vậy chỉ cần lướt qua vài giây tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng em vào trong đi tôi hít một hơi thật sâu ngoái đầu nhìn lại cảnh vật quen thuộc một lần nữa sau đó vui vẻ gật đầu bước vào và ngồi cạnh anh cánh cửa xe đóng lại và khi chiếc xe rời đi phong mới cầm chiếc khăn tay màu trắng quay sang đối mặt với tôi nhẹ nhàng lau đi mấy vệt mồ hôi đang dịn ra trên trán trời nắng nóng thế này bắt em đi bộ từ trong nhà ra thật tình anh xót lắm nhưng anh không thể vào nhà được đành để em chịu thiệt vậy tại sao anh không vào nhà chẳng phải lúc sáng anh hứa với em xong việc anh sẽ ghé vào à anh đang có việc gấp sợ ghé vào nhà sẽ mất thời gian em thông cảm cho anh nhé sau này còn nhiều cơ hội anh sẽ đến anh sẽ đứng trước bàn thờ để thành tâm tạ lỗi với ba bởi vì sự thiếu sót của anh nghe phòng nói như vậy tôi có chút buồn nhưng cũng không phải giận anh nên không trao hỏi anh thêm chuyện gì nữa nhanh chóng nhắm chặt đôi mắt tựa lưng vào thành ghế rồi mặc kệ phong muốn đưa tôi đi đâu tôi cũng không quan tâm phòng thấy tôi im lặng anh cũng không bắt chuyện với tôi thêm câu nào nữa chỉ lặng lẽ nhẹ nhàng choàng tay qua đỡ lấy đầu tôi đặt lên tay của anh sau đó kéo tôi tựa vào vai ôm chặt lấy tôi tôi thiếp đi ngày sau đó bằng sự ấm áp và bình yên anh mang đến cho đến khi có tiếng nói quen thuộc nói nhỏ vào tai của tôi tôi mới giật mình mở mắt. Ngọc Vi, em dậy đi. Đến nơi rồi. Tôi nhèo mắt và ngóc đầu dậy. Cảm nhận chiếc xe đã dừng hẳn. Ngó nhìn ra bên ngoài. Tôi đứng hình vô cùng ngạc nhiên với khung cảnh nhộn nhịp và hào nhoáng trước mắt mình. Quay sang phòng, tôi liên tục hỏi. Cơn buồn ngủ lúc này bay mất. Thay vào đó là sự tỉnh táo đang hiện ra trên gương mặt. Đây là đâu thế này? sao mà đẹp thế này lạ lẫm quá có gì mà em ngạc nhiên thế có thích không em thích chứ lần đầu tiên em được mở rộng tầm mắt thế này anh xem này ở đây người ta xây nhà cao tầng lại còn xây cạnh nhau rất rất nhiều lại còn có rất nhiều cột đèn và cả hàng quán anh nhìn mà kìa nhìn kìa sao nhiều cây xanh thế còn trang trí rất nhiều hoa anh ơi cái kia còn cái kia là xe gì Sao lại dài vậy ạ? À? Trái với những thắc mắc liên tục của một đứa con gái nhà quê như tôi Đáng lẽ ra Phong phải cảm thấy rất phiền Nhưng đằng này anh lại ân cần nhiệt tình giải đáp cho tôi nghe Ở đây là trên phố Người ta còn gọi là Sài Gòn Bây giờ gọi cái tên thân mật mang tên vị lãnh tụ của nước ta Đó chính là thành phố Hồ Chí Minh Kinh tế ở thành phố họ phát triển sớm hơn quê mình Cuộc sống của họ cũng hiện đại hóa hơn. À, bên đó người ta xây công viên nên sẽ trồng rất nhiều cây xanh để che bóng mát. Còn đằng kia là xe buýt. Xe này rất thuận tiện cho nhiều người dân ở dưới vùng nông thôn. Lần đầu lên trên này, em muốn đến địa điểm nào, em chỉ cần ngồi trên xe là có tài xế hướng dẫn cho mình rồi. Phong càng nói tôi càng mở mang tầm mắt nên cứ như vậy lo hướng đôi mắt quan sát thật kỹ từng con đường, từng ngôi nhà từng dòng người qua lại trong sự thích thú và ngưỡng mộ cho đến khi anh Hải tài xế quay xuống và cất tiếng hỏi tôi mới vội vàng thu tầm mắt trở về cậu hai bây giờ mình đi đâu trước ngay sau khi nhận được câu hỏi phong liền liếc mắt nhìn sang tôi mấy giây khiến cho tôi hơi trột dạ sau đó anh quay lại chính diện đưa tay xuống rút trong túi quần ra một tờ giấy nhỏ Cậu cho xe đến một siêu thị gần đây, tôi muốn mua một ít đồ, sau đó chạy đến gara xe hơi theo địa chỉ như trong tờ giấy này. Anh tài xế nghe Phong nói như vậy, lập tức nhận lấy tờ giấy và tiếp tục cho xe chạy đi. Ngồi bên cạnh, cuộc trò chuyện của Phong kết thúc, tôi liền lập tức nhìn sang anh, ngập ngừng một lúc, sau đó trưng ra bộ mặt ngây thơ, hé miệng thỏ thẻ hỏi anh cái điều mà mình đang thắc mắc. Anh ơi cái gì mà siêu thị Anh vừa nói đó là cái gì ạ à? Em không biết thật sao Em hỏi thật mà Bây giờ em mới biết Từ trước tới giờ em chỉ ở quê Có đi đâu đâu mà biết Lần này Phong tự nhiên bật cười Anh không nói không rằng Chỉ xoa đầu của tôi Hai má lúm đồng tiền sâu ngoáy Hiện ra điểm tô cho khuôn mặt Nam nhân của anh Càng lúc càng đẹp Nét đẹp của Phong có thể nói Lúc nào cũng vượt trội hơn hẳn người khác và không khỏi làm cho tôi phải say sưa ngắm nhìn mỗi khi anh cười. Nhanh chóng sau đó, anh Hải dừng xe đúng địa điểm, phòng xuống và mở cửa xe cho tôi. Nắm tay tôi bước ra khỏi xe, anh cúi mặt và cây kính được hạ thấp bởi anh Hải, nói nhỏ mấy câu gì đó, anh quay lại với tôi. "Không biết thế thì hôm nay anh đưa em đi cho biết nhé." Tôi nghe xong, chỉ bĩu môi với phòng và sau đó cũng lủi thủi đi theo, bởi vì trên này đông đúc, người qua lại thì nhiều. Tôi sợ nếu như rời xa anh, tôi sẽ bị lạc đường. Vào bên trong tôi vô cùng kinh ngạc, như không tin vào mắt của mình, khi mà trong này người ta trưng bày rất nhiều đồ vật. Trong lúc thích thú, tôi quên luôn việc phải đi theo anh mà tự ý di chuyển đôi chân sang từng gian hàng mình muốn ngắm nhìn. Cho đến khi dừng lại nơi gian hàng bán quần áo, tôi hoa cả mắt với những loại đầm được treo rất đẹp phía bên trên. Nhìn mấy chiếc đầm đủ màu này trông sang trọng và đẳng cấp lắm. Bất giác tôi cúi mặt xuống. Ánh mắt rơi trên bộ quần áo bà ba đơn giản của mình. Sau đó tôi lén lén nhìn những người xung quanh. Quần áo của họ khác của tôi hoàn toàn. Và cũng đang rất nhiều cặp mắt nhìn tôi lạ lẫm. Giây phút này tôi cứng đơ cả người. Gương mặt đỏ bừng Hai tay nắm chặt vào nhau đầy bối rối, trong phút chốc, nỗi sợ hãi bùa vây lấy tôi và tôi chợt nhận ra rằng, hình như mình vì hiếu kỳ mà quên mất anh Phong đang ở đâu. Nhưng cũng may cho tôi, khi tôi đưa ánh mắt giáo giác nhìn quanh, nỗi sợ hãi hiện ra, môi của tôi sắp méo và muốn bật khóc thì Phong đã ở ngay phía sau lưng tôi, nắm lấy bàn tay của tôi trấn an, kèm theo một câu nói với người bán hàng trong gian hàng này. cô lựa cho vợ con mấy bộ đầm mới càng kín cổ càng tốt nhưng là những mẫu thiết kế mới chất liệu vải cũng là loại vải cao cấp cô nhá. cô bán hàng nghe vậy thì mừng rỡ lắm vội vàng gật đầu sau đó tiến nhanh đến bên cạnh trong khi tôi đang còn thất thần không hiểu ý của phong nói là gì thì cô kia đã cúi đầu lên tiếng mời cô vào bên trong tôi sẽ cho người chọn đồ giúp cô." Tôi chần chừ, hướng mắt nhìn Phong kiểu ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh gật đầu, sau đó ôn nhu nói với tôi. "Em theo vào đi, anh ở ngoài đây đợi em." Nghe được giọng của anh, còn nghe anh nói anh đợi, tự nhiên tâm trí của tôi cũng vơi bớt một chút căng thẳng, sau đó gật đầu với anh, nghe lời, bước đi theo cô bán hàng. Cô ấy dẫn tôi vào một phòng thay đồ lớn, vài cái gương to trước mặt và từng bộ đầm sang trọng. Lúc này cô ấy giúp tôi để thử lên những bộ đồ đó. Lần đầu tiên, tôi mặc chiếc đầm lạ lẫm vào cơ thể. Tôi cảm thấy lạnh, cảm thấy ngại ngùng và không dám nhìn vào gương xem mình lúc này như thế nào. Khi tôi bước ra ngoài, ở phía đó tôi đang ngồi tựa lưng lên chiếc ghế lớn và nét mặt cực kỳ nghiêm túc, nhưng khi phòng nhìn thấy tôi, anh đã gật đầu, ánh mắt nhìn tôi vô cùng ưng thuận và hài lòng. Tôi đã cảm thấy rất tự tin và có thể thoải mái ngắm nghĩa bản thân mình trước gương. Công nhận một điều là lúc này đây, trông tôi khác và đẹp lắm. Không phải chỉ mình tôi khen đâu, mà mấy người ở đây đều khen tôi đẹp. Bởi vì tôi không được cao lắm, nhưng vòng nào chuẩn vòng đấy, có thể nói là cơ thể nuột nà, lại được yêu ái cho một gương mặt tròn làn da trắng, nên khi mặc chiếc đầm vào Mái tóc xuân dài thả nhẹ xuống bờ vai mảnh khảnh Thân hình của tôi lúc này Khiến cho tôi không khỏi bất ngờ Chiếc đầm hồng kín cổ Với chất liệu vải gì tôi cũng không biết Chỉ biết rằng nó mỏng và rất mịn Cộng thêm điểm là chiếc đầm Không làm lộ ra thịt bên trong của tôi Nhìn tôi lúc này vừa thùy mị Vừa xinh đẹp Vừa kín cổng cao tường Nhưng cũng không kém phần quyến rũ Cho đến khi ra khỏi nơi đó Với vô số chiếc túi được phòng cầm Tôi mới biết từ siêu thị anh nói đến là như thế nào ngồi trên xe và tiếp tục lăn bánh tôi khép nép đôi chân sau đó mái tóc đen huyền xõa dài xuống khéo léo che một bên gương mặt e ấp đưa bàn tay lên để vén nhẹ vào mang tai lúc này tôi ái ngại cúi đầu bèn lẽn em cảm ơn anh không có gì mình là vợ chồng mấy hôm nay để em chịu thiệt rồi coi như hôm nay anh bù đắp lại cho em cũng là để cho người ta nhìn vào và biết em là mợ hai nhà ông trần hào ở dưới miền tây vợ của thanh phong này nhất định không được thua kém ai tôi nghe phong nói cảm giác trong lòng rất ấm áp nên trong lòng nghẹn ngào vì niềm vui từ anh trao đến nhưng cũng có những thắc mắc đang đặt câu hỏi trong đầu nên nhanh chóng tôi giấu đi niềm vui nhỏ nhẹ hỏi anh Sao anh dành về trên này vậy? Lại có cả nhiều tiền. Em không cần những thứ đắt giá này đâu. Em bình dân giản dị cũng quen rồi. Cái em cần ấy là được ở bên anh thôi. Sao em khờ thế, em không cần, nhưng là chồng em, anh phải lo cho vợ mình chứ. Đây cũng là trách nhiệm của anh, nên em không cần phải lăn tăn lo lắng làm gì. Tiền anh không nhiều, nhưng anh có đủ để lo cho vợ và cả con anh sau này à mà em hỏi làm sao anh biết trên này á lúc trước ba có đưa anh lên đây tìm bác sĩ giỏi chữa trị cho anh mấy lần nên anh cũng biết chút chút vâng anh nói thế em cũng yên tâm nhưng mà em cảm ơn anh tự dưng em xúc động quá cảm nhận được phong đang nhìn tôi sâu nặng dù cho tôi không nhìn trực diện vào anh anh im lặng không đáp lời tôi gì nhưng khi tôi sắp mùi lòng và muốn khóc vì hạnh phúc thì cánh tay của anh tiếp tục đưa sang kéo tôi tựa vào lòng của anh. Khoảnh khắc này tôi đã hiểu anh nhận lời cảm ơn của tôi rồi. Thế nên khi tựa đầu vào vai của anh, giọt nước mắt vừa kịp lúc rơi xuống. Nhưng trên môi của tôi, một nụ cười đã xuất hiện gần như nguyên vẹn. Chiếc xe lướt qua từng con đường và rồi một lần nữa dừng lại. Và phía trước mặt, cách một khoảng xa, cái bảng hiệu sửa chữa xe hơi hiện ra. Tôi mới ngước lên nhìn anh, định hỏi anh là chúng tôi đang đi đâu nhưng chợt thấy lúc này tự nhiên tâm tình anh không được tốt ánh mắt vẫn chăm chú nhìn quang cảnh trước mặt im lặng và không nói gì tôi đoán anh có chuyện gì đó rất quan trọng nên không dám hỏi hay đến cả thở mạnh cũng không dám bởi vì tôi làm phiền tôi sợ rằng tôi đang phá vỡ điều gì đó cho đến khi tôi bất ngờ trông thấy từ bên trong chỗ sửa xe đó có một người đàn ông tuổi trung niên Đôi chân khập khiễng đi ra, trong bộ đồng phục màu trắng đã bị lấm lem bụi bẩn. Không lẽ nào? Trong đầu tôi xuất hiện một nghi ngờ, và lúc này đây tôi thấy biểu cảm của Phong, phản ứng có phần kích động, cả đáy mắt của anh dâng lên một màu đau đớn. Tôi lấy hết can đảm, quan tâm cất tiếng hỏi anh. "Anh Phong, có chuyện gì thế?" Phong nghe tôi hỏi, liền quay qua nhìn tôi. Tay của anh cầm lấy tay của tôi, hơi siết nhẹ, gương mặt bây giờ của anh buồn lắm. Em ngồi yên trên xe đợi anh nhé. Anh đi lại đằng kia gặp một người. Người nào với anh? Mình có quen biết với họ không? Là chú Bảy, người từng cứu anh một mạng. Sau đó anh bước ra khỏi xe, tiến từng bước nặng nhọc đi tới và cũng như tôi đoán, người đàn ông với đôi chân không đồng nhất kia chính là người mà Phong đang cần tìm. Lặng lẽ ngồi trong xe, mắt tôi chăm chú nhìn thẳng về phía trước, vốn bản tính tò mò, rất muốn chạy đến để xem anh và chú muốn nói chuyện gì với nhau. Nhưng nghĩ lại chắc hai người cần riêng tư, nên tôi đành bấm bụng, chỉ có thể theo dõi qua một lớp kính xe, không có âm thanh minh họa. Phong đi đến lúc đầu, người mà Phong nói là chú bảy. Ông ta trông thấy Phong định nhổm dậy chạy trốn, nhưng Phong đã kịp nắm tay, kéo lấy chú ấy lại. Rồi tôi thấy Phong không chần chừ, không ái ngại, quỳ sụp xuống giữa bao nhiêu người. Anh nói gì đó nhiều lắm, mang theo cả một tấm chân tình, trao về chú Bảy. Hình như anh còn khóc. Nhưng chú Bảy vẫn đứng yên lặng, không đả động gì đến anh. Trông thấy cảnh tượng ấy, tôi đau lòng vô cùng, cứ như vậy vô thức ngồi yên trên xe. Thời gian cứ như vậy trôi qua lâu lắm Khi mà bóng nắng dần ngà về chiều Nước mắt trên mặt tôi đã tự khô Thì tin vui cũng chợt đến Khi mà cuối cùng sau khoảng thời gian trôi đi Trong lòng ngực của tôi như gỡ đi một tảng đá nặng Hình ảnh trước mắt tôi cho thấy Chú Bảy bước vào trong Và một lúc sau Ông đeo trên vai cái túi lớn Chú và Phong Cười nói vui vẻ với nhau Dần dần tiến về chiếc xe mà tôi đang ngồi Cả ngày hôm nay đi theo Phong Nên khi tôi về đến nhà thì tầm 7 giờ tối Vì Phong nói rằng muốn ghé sang chỗ thầy Diệp Nên tôi được anh Hải lái xe Chạy về nhà trước Vừa mở cửa xe tôi bước chân đi vào Với trạng thái ủi oài Cả cơ thể mỏi nhừ Định bụng đi vào trong tắm rửa thay đồ Dự tính là như vậy Không ngờ vừa về đến nhà Đã nghe thấy thấp thoáng có tiếng khóc rưng rức Và cả tiếng ồn ào huyên náo Của mọi người trong nhà Đỉnh điểm là ngay gian phòng lớn của ông Trần. Đèn sáng rực, vài ba người còn đứng thập thọ tận bên ngoài bậc thềm, sau đó ngó vào bên trong. Biết có chuyện quan trọng, tôi lập tức đi vội về phía đó, quên luôn cả sự mệt mỏi của bản thân. Trong tim cũng dấy lên những nỗi bất an trong lòng. Cùng lúc bé Linh quay mặt ra ngoài, con bé thấy tôi, liền đưa tay vẫy tôi. Ý của nó bảo tôi đi lại phía của nó. Sau khi tôi đứng cạnh nó, nó liền nói vào bên tai tôi sao bây giờ mợ mới về trong nhà lúc chiều xảy ra chuyện lớn đấy có chuyện gì thế nói cho mợ nghe xem nào lúc chiều bà hai ăn cơm xong lên giường nằm nghỉ ai ngờ tự dưng chưa đầy một tiếng bà hai đau bụng dữ dội rồi, rồi còn nghe nói bà hai bị chảy máu em bé trong bụng bà hai mất rồi tôi nghe xong liền không khỏi sửng sốt nhưng chưa đầy hai giây sau Tự nhiên nhớ lại có lần tôi bắt gặp cây bụng bà hai kỳ lạ. Tôi cảm thấy rất là lạ rồi nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi cầu mày hỏi Linh một câu. Có mời bác sĩ đến khám không em? Rồi bây giờ bà hai thế nào? Ông đang ở trong phòng bà hai à? Dạ không, có mời bác sĩ. Sao thế? Vậy làm sao em biết bà hai bị sảy thai? Thì chính bà hai nói như vậy thì em biết vậy thôi. Chứ em có biết đâu Còn bé càng nói tôi càng cảm thấy vô lý Chả có lý do gì mà ông Trần thấy bà hai bị như vậy Mà ông lại không cho mời bác sĩ Càng khó hiểu Tôi lại càng hướng ánh mắt ngó vào trong phòng Thấy có gì lành Cùng với thằng Tèo Cũng đang thập thò nơi này Tôi liền bước chân đi tới Đứng cạnh bên dì lành Tôi lên tiếng nho nhỏ Dì có nghe được chuyện gì thêm không ạ? Dì lành nghe tiếng tôi giật mình Lập tức quay lại Dì cứ nhìn tôi chầm chầm Sau đó chậm rãi lên tiếng Nghe còn sen nó khóc nãy giờ Nó giải thích cái gì đấy Cả tiếng rồi Mà ông cứ quát Xà quá tôi cũng không nghe rõ mỡ à? Thế Vũ Huệ thì sao Có trong đó không gì Mỡ đoán hay thế Cả nhà đều đang ở trong đó Dạ vâng Thế thì để con đi vào xem thử xem có chuyện gì mọi người cứ đứng đây chờ con tôi nói xong liền bước chân đi ngay nhưng mới bước được một bước thì dì lành đã níu tay tôi lại giọng của dì vội vã ánh mắt nhìn tôi lo lắng mợ hay mợ ở ngoài này đi tôi thấy mợ bị mấy người đó ghét lỡ vào trong đấy xui rủi gì họ đổ tội cho mợ thì sao dì lành nói đúng đấy mợ hay là mợ cứ đứng ở đây đi nhìn thấy hai người họ lo lắng cho mình bất chợt trong lòng tôi cảm thấy ấm áp lắm nên cái tình cảm trong lòng trượt dâng lên mãnh liệt nghẹn ngào nhìn họ bằng ánh nhìn biết ơn sau đó tuy khẽ cười đưa tay gỡ tay của dì lành rồi lựa lời nói cho họ yên tâm dì và bé linh cứ yên tâm mà con không sao đâu nhưng con lo cho mợ cậu hai đâu rồi cậu không về cùng mợ à Cậu hai đang về sau Hai người cứ yên tâm Nào cậu về Hai người sẽ bất ngờ Bây giờ đứng yên ở đây chờ tôi nhé Nói cho dì lành và Linh yên tâm Sau đó tôi liền hít một hơi thật sâu Đẩy cửa bước vào Kịp lúc thấy Vũ Huệ đang tát thật mạnh Và một bên má của con sen Gương mặt của Vũ thể hiện sự căm phẫn cùng cực Mày còn chối sao Nếu không phải là mày thì là ai Mày là đứa trông coi nhiệm vụ thuốc thang cho bà hai Bây giờ xảy ra chuyện Mày còn chối à Con đã nói Là không Không phải con rồi Vú có tin con hay không Thì tùy vú Bây giờ mày còn cứng miệng Được Nếu như mày không nhận lỗi Tao đánh chết mày Vũ Huệ lúc này nhào vô con sen, hai người ẩu đà chửi bới ghê lắm. Nhưng thấy tình hình hiện giờ tôi có muốn nhảy vào khuyên can họ thì cũng chỉ bằng không. Bởi vì tôi nhận rằng trong vụ ẩu đà này chắc chắn ông Trần sẽ tra mặt, truy đến cùng và sẽ lòi ra bộ mặt của người gian ác ngay thôi. Ngó sang bên kia, tôi cứ tưởng rằng ông Trần sẽ lên tiếng ngăn cuộc cãi vã đó lại. Hoặc chí ít ra ông sẽ lên tiếng chửi luôn hai người. Nhưng không, ông lặng lẽ ngồi bên giường, khuôn mặt uy nghiêm thường ngày. Hôm nay tự nhiên buồn lắm, ánh mắt thì ảm đạm. Còn bà hai thì nằm đó, gương mặt phủ đầy phấn, nức nở, gối đầu vào lòng của ông, chốc chốc lại nấc lên. Nhìn cảnh này mới đầu Tôi cũng hơi mùi lòng Mà thương cho bà hai Bởi vì tôi chưa điều tra được sự thật Bà có phải là hư thai hay không Hay cái thai kia chỉ là giả ấy vậy mà khi tôi đang muốn nghĩ tốt cho bà ấy Thì bà ấy trông thấy tôi Trừng mắt Kiểu nhìn tôi vô cùng khó chịu Vì thế mà thay vì đang phút mùi lòng Tâm trạng của tôi nhanh chóng chuyển sang thái độ Không quan tâm đến bà ta Vũ Huệ đè vật con sen xuống nền Bà ngồi lên trên người nó, liên tiếp vả vào, vào mặt nó những cái tát như trời giáng, cùng với những lời phẫn nộ gay gắt dành cho con sen. Mày đúng là con nham hiểm, hôm nay tao mới hiểu lòng dạ của mày, thì mày có biết bà hai khó khăn lắm mới mang thai đứa con này không? Tại sao mày hại bà? Mày ác lắm, ác lắm sen à. Bà vú ra tay rất mạnh, như rất căm ghét và muốn giết luôn con sen. Một mặt trên gương mặt của bà lại tuôn rơi nước mắt, giống như đang trả thù thay cho chủ nhân của mình. Bởi vậy mà con sen lúc này nhìn nó tươi tả lắm. Thế nhưng đối với con sen, nó cũng chả vừa. Khi bà vú vừa ngưng tay, thì lúc này nó cũng lật bà vú nằm ngừa ra, nhanh chóng nó lại trèo lên người của bà, dùng lực đấm mạnh vào miệng của bà vú. Bà đánh tôi đủ chưa? Chửi tôi đủ chưa? Bây giờ bà câm họng, Bà ngoái lỗ tai ra mà nghe tôi trả lời đây này. Tôi không có thủ hằn gì với bà hai, nên tôi không rảnh rang để làm chuyện hại người. Nếu như bà hai xảy thai, vì bị ai đó hại, theo như lời bà nói, thì tại sao bà không gọi bác sĩ đến đây, mà khám xem nguyên nhân là do đâu, rồi sau đó điều tra đi. Thế mà, bà lại dám đánh tôi, đổ oan cho tôi. Tôi cảnh cáo bà, hôm nay bà đánh tôi bao nhiêu, tôi trả đủ cho bà bấy nhiêu, không thiếu một cái tát nào. Con sen dứt lời. Cùng lúc Vũ Huệ định mở miệng thì một dòng máu đỏ từ miệng của Vũ Huệ chảy ra. Nhìn ghê lắm. Lại mang theo cả mùi tanh. Nên khi nhìn cảnh đó tôi nhợn cả cổ họng không dám nhìn tiếp. Tôi nghĩ con sen và Vũ Huệ ẩu đà tiếp nhưng bất ngờ lần này ông Trần lên tiếng. Chúng mày có im đi không? Muốn làm loạn ở đây à? Nghe vậy con sen và Vũ Huệ liền vội buông nhau ra. Trước sự đành thép của ông Trần, tay chân của họ run rẩy sắc mặt trắng bệnh. Ông à, ông làm chủ cho con. Con thật sự không hại bà hai. Ông à, ông tin con đi ông. Lần này con sen bật khóc. Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc ngon lành, kiểu bị oan ức. Cái mặt lúc này cũng giống như một con cún nhỏ, hết hung hăng, xem thường người khác. Còn bà Vũ Huệ thì không nói gì, chỉ đứng nép một bên đưa tay bụp chặt miệng mình lại hình như tay của bà ta bị gãy rồi tôi đứng nép một bên tiếp tục theo dõi sự việc và cũng sau một lúc nén buồn suy nghĩ ông trần liền háng rộng nhìn con sen ông thấy thế này bây giờ có nói gì thì đứa bé trong bụng bà hai cũng không cứu được thế nên bây cho người gọi điện xa bên nhà thầy diệp qua bắt mạch cho bà hai đi coi tình hình sức khỏe của bà hai thế nào. Nếu là do cơ thể bà hai, thì không truy cứu. Còn nhỡ đứa nào hại bà, ông cho đi tù một gông. Con sen nghe xong gật đầu lia lịa, nó liếc nhìn bà vú đầy đắc ý, sau đó chạy đi. ấy vậy mà chưa kịp đi, thì bà hai Ngọc Phụng lúc này đã khóc òa lên rồi than thở với ông Trần trong tiếng nấc đầy thê lương. Còn mình mất rồi, anh còn mời ông Diệp đến đây làm gì? Anh muốn khơi dậy Nỗi đau của em có đúng không Mấy tên lăng băm ở đây Không có ai giỏi chữa bệnh hết toàn là cái loại treo đầu dây bán thịt chó Do anh ấy Anh tin tưởng mấy tên lăng băm đó Nên bây giờ em mới mất con Anh mà mời tên thầy thuốc đó đến đây Em cắn lưỡi em chết cho anh vừa lòng Em hai à Vậy không thăm khám Làm sao biết được ai hại em chứ Anh không cần mời người này người kia Em chỉ biết con em mất rồi và con sen là đứa hại con em em phải đánh cho nó chết em mới hả dạ em hai đúng là ra môn bất hạnh mà nghe bà hai hăm dọa ông trần đánh bất lực không nói nên lời còn con sen nụ cười trên môi của nó tắt ngấm lúc này bà hai nói rằng là nó hại bà ta bà vú lúc này thì khỏi phải nói sau câu bà hai nói bà ta dù cái miệng đang bị sưng vậy mà cũng dáng cong môi thở phào nhẹ nhõm còn tôi tôi chứng kiến mọi chuyện đến giờ phút này cũng không biết phải nói làm sao chỉ biết rằng đúng là bà hai lạ thật có phải bà ta giả vờ mang thai rồi bây giờ lại đổ tội cho con sen hay không nếu không ấy tại sao bà ta không dám mời thầy diệp và bà hai rút cuộc là đang muốn hại ai càng suy nghĩ tôi càng nhức đầu thật sự câu hỏi này dối trí thật Thế nhưng mà trong lúc không gian đang ngột ngạt, mọi người đang nghi ngờ sợ sệt lẫn gian dối, chưa kịp tính toán định liệu thế nào, thì ngoài cửa phòng bất ngờ mở toang ra. Tiếng bước chân rồn rập, tiếng nói mà tôi cảm thấy quen thuộc, đang cất lời nói lớn. Không cần tìm bác sĩ đâu, con đưa thầy Diệp về đây rồi. Tôi giật mình, cùng lúc con tim đập rộn ràng khi nghe tiếng của Phong. Phong và thầy thuốc Diệp đang hiên ngang bước vào. Còn bà Vú và con Sen, bà Hai cùng với ông Trần đồng loạt nhìn nhau như không tin vào hình ảnh mà họ đang nhìn thấy. Gương mặt của Phong vô cùng bình thản, cùng với bộ âu phục chỉn chu trên người. Nhìn anh bây giờ nổi trội và ưu tú lắm, không giống biểu cảm ngây ngô thường ngày nữa. Và ánh mắt lúc này, khi mà Phong quét qua từng người trong nhà vô cùng lạnh lùng. Tôi để ý bà Vú lúc này trông thấy Phong. Bà ta tái cả mặt, đôi chân run rẩy gần như muốn ngã quỵ còn bà hai khỏi phải nói nhìn thấy thầy diệp bà ta quay mặt úp vào tường trốn tránh nhưng lạnh lùng với ai thì tôi không quan tâm bởi vì khi dừng lại nơi tôi ánh mắt của phong thay đổi lập tức cảm giác ấm áp anh mang đến khiến cho tôi càng thêm vững lòng và trong đầu tôi cũng đoán chắc chắn hôm nay ngay lúc này phong sẽ trở về với chính bản thân thật sự của mình Mọi ánh mắt đổ dồn về Phong trong sự bất ngờ. Chỉ có ông Trần là rất bình tĩnh, dường như ông cũng đoán trước có ngày hôm nay và cũng như ông đã biết được, Phong không hề điên khùng gì. Ông giữ vững tinh thần, chỉ đơn giản nhìn Phong, ông nheo mắt và lên tiếng. "Phong, con định" Ông Trần chưa nói hết câu thì âm thanh trầm ấm từ giọng nói của Phong cất lên. "Bà yên tâm." Thời điểm này là thích hợp nhất rồi. Ừ, tùy con. Nhìn thái độ của Phong lúc này cực kỳ nguy hiểm. Bà Vũ đứng bên cạnh với đôi mắt hồ nghi, cứ nhìn Phong mãi. Rồi bà ta lắp bắp lên tiếng. Cậu Phong, chẳng phải cậu, cậu bị khủng hay sao? Vậy là Vũ mong tôi bị khủng suốt đời sao? Đâu có, tại sao tôi lại mong cậu bị khủng chứ? Cậu khỏe lại thế này, Tôi mừng còn không kịp <laughs> Vậy Vũ có mừng Khi gặp lại người này luôn Bà Vũ sắc mặt càng lúc càng tái đi Đôi mắt hướng nhìn xung quanh giáo giác một vòng Sau đó dừng lại nơi thầy Diệp Bà liền run rẩy trả lời Phong Người nào hả cậu Thầy Diệp thì tôi biết mà Không Bà quay lại nhìn ra cửa thêm một lần đi Phong nói xong câu đó Tôi cùng với mọi người nơi đây Ai cũng lần lượt quay đầu lại nhìn ra Bà Phú cũng vậy. Lần này chắc bà ta đã đoán được điểm không lành nên biểu cảm càng lúc càng bấn loạn. Một bóng người đàn ông bước vào, đôi chân đi khập khiễng, trên đầu đội một cái mũ quả dưa màu đen. Khi ông ta bước vào, cả nhà ai cũng ngạc nhiên, bà Vũ thì lại càng ngạc nhiên. Ông Trần thấy người đàn ông lạ bước vào nhà mình, ông cũng không khỏi bất ngờ, liền nghiêm giọng đi gần tới chú bảy và lên tiếng hỏi. Ông đây là... Chú Bảy nghe hỏi liền gước mặt lên nhìn ông Trần chăm chăm. Một tay chú đi lên cởi mũ, mái tóc hoa dâm và gương mặt hóp lại của người đàn ông trước mặt. Bởi vì thời gian đã làm đượm màu, khiến cho ông Trần không khỏi kinh ngạc. Ông đi tới run rẩy đôi tay bắt lấy vai của chú Bảy bóp nhẹ, giọng vui mừng, lẫn nghẹn ngào. Thằng Bảy, là mày Sao? chú bảy với khóe mắt đầy vết chân chim trong phút chốc cũng bị kích động mắt của chú đỏ lên dưng dưng cúi đầu là tôi là tôi đây thưa cậu hào mày còn sống sao tao tưởng mày chết mất xác rồi tại sao bao nhiêu năm mày đi biệt tam biệt tích thế hả hay là mày chê gia đình tao đối xử bạc đãi với mày thằng bảy này cậu hào tôi xin lỗi cậu sau câu nói đó cả ông trần và chú bảy đều rưng rưng nước mắt chắc ngày trước tình chủ tớ của họ thân thiết vô cùng hoặc là họ từng coi nhau như anh em ruột thịt hai người đàn ông đều bước sang độ tuổi trung niên ai cũng kiềm nén cảm xúc nên chẳng ai khóc ỏa lên thành tiếng họ lắng lòng lại nửa buồn nửa vui nửa trách móc cứ như vậy mà chốc chốc lại đưa tay quệt ngang khóe mắt tôi đứng cạnh phòng tự dưng nhìn cảnh này tôi xúc động lắm vô thức hai dòng lệ nóng chảy dài lăn xuống hai bờ má ở bên cạnh phòng im lặng nhìn sang tôi một tay anh đưa sang kéo tôi nép vào lòng của anh một tay anh chạm lên mặt của tôi giọng anh nói nhỏ em nín đi rồi sang phòng má cả nhé đưa má sang đây giùm anh tôi nghe vậy liền hít cái mũi so cho nó bớt nghẹn nhìn anh cau mày khó hiểu làm gì vậy anh Má mới khỏe mà Với lại Má có chịu đi cùng em không Phong thì thầm khẳng định với tôi Giọng nói của anh chắc nịch Em cứ sang đi Má sẽ đi theo em Tôi biểu môi nhìn Phong nghi ngờ Nhưng cũng không nói gì nữa Nhanh chóng rời đi Trong êm đềm nhất Khi tôi bước ra ngoài Con Linh thằng Tèo và dì lành Liền chạy đến bên cạnh tôi Họ gấp gáp hỏi Sao rồi mợ Bà hai sao rồi? Thằng Tèo ánh mắt lo lắng, cũng nhanh chóng mở lời hỏi tôi, đoán là nó đang lo cho con sen. Con sen có bị sao không mở à? Sao con nghe cãi vã nhiều thế ạ? À? Tôi nhìn tất cả mọi người, cũng biết rằng mọi người đang tò mò, nên liền nói cho mọi người biết. Vũ Huệ và con sen đang đổ lỗi cho nhau, vụ bà hai bị sầy thai. Nhưng mọi người yên tâm đi, đúng sai, lúc nữa chúng ta sẽ biết. Mọi người đứng đây Coi ông có căn dặn chuyện gì không nhé Tôi có việc tôi phải đi một chút Đi đến căn phòng của bà cả Tự dưng tôi hơi trùn chân Định đưa tay đẩy cửa vào Nhưng rồi tôi lại rụt rè khựng tay lại Bởi vì tôi đang hồi hộp Và có phần sợ hãi Khi cái ấn tượng ban đầu của tôi Đối diện với bà còn ám ảnh Với lại tôi và bà hình như Chỉ gặp nhau có lần đó Không có dịp nào đối diện với nhau Hít một hơi thật dài Nhưng rồi tôi nhớ lời Phong Tôi lấy hết can đảm đưa tay đẩy cửa bước vào Chắc chắn Có liên quan đến bà cả một phần Bởi vì không hiểu tại sao tự dưng Phong lại bảo tôi đưa mẹ anh đến Mở cánh cửa ra Căn phòng được phủ sơn màu trắng Cùng với ánh đèn bên trong cũng màu trắng Nhìn không gian vô cùng thoải mái Bên giường đến cả mùng mền chăn gối Và cả những chiếc rèm van cũng được bao phủ màu trắng, mọi thứ rất tinh tế và gọn gàng. Với tôi hình như không giống căn phòng của một người điên, bởi vì nó không hề bừa bộn. Đào mắt nhìn xung quanh, bên góc phòng là tủ sách, với loại đủ sách có cũ có mới, bên kia là tủ quần áo, ngay cửa sổ là những chậu hoa trinh nữ đang khép những chiếc lá mỏng manh để ru mình vào trong giấc ngủ. Và nơi đó, bà cả đang ngồi vắt chéo đôi chân trong bộ bà ba lụa màu xanh ngọc. Tóc của bà xõa dài, suôn mượt, phủ xuống tấm lưng thon thả. Bà hướng ánh mắt nhìn xa xăm, ra bên ngoài không trời tối. Dạ thưa má, con là vợ của anh Phong. Tôi vừa nói xong bà cả liền quay lại. Bất ngờ hơn là gương mặt của bà lúc này cực kỳ bình thường. Phải nói là rất đẹp. Nét đẹp sang trọng và phúc hậu. Chẳng khác gì nét đẹp ngày trước mà tôi từng được xem trong tấm ảnh Phong đưa tôi nói thầm trong miệng, chưa hết những gì đang suy nghĩ trong đầu thì nghe được giọng bà cả ôn hòa cất lên. "Má biết, còn đến đây có việc gì?" Tôi cúi đầu nhỏ giọng đáp lại, trong lòng lúc này thật sự chưa khỏi bàng hoàng và bất ngờ khi đối diện với thái độ hết sức bình thường và thân thiện của bà đối với tôi. "Dạ thưa má, anh Phong bảo con sang đây mời má qua phòng của má hai có việc ạ." À? Ừ, ta hiểu rồi. Con đợi ta một chút. Dạ vâng. Tôi đứng nép sang một bên khi nhìn thấy bà cả bước vào trong phòng tắm. Một lúc sau bà đi ra. Tôi bất ngờ khi nhìn bà hoàn toàn khác khi nãy. Tóc bà bưới cao. Khác biệt nhất là lúc này. Bà lại khoác lên cơ thể bộ đầm đỏ thẫm cùng đôi hoa tai và chiếc kiềng cổ trông bà vô cùng sang trọng. Chỉ có điều vì mới hết bệnh nên mặt bà hơi nhợt nhạt tí thôi. Không sao hết Bà trông vẫn đẹp lắm Có thể nói nhan sắc ở độ tuổi này Khiến cho tôi vô cùng khâm phục Tôi và má cả đi cùng với nhau Cho đến khi bước chân đến cửa phòng Đã thấy tất cả mọi người có mặt đông đủ Kể cả con bé Linh Thằng Tèo và dì lành Cũng đang đứng trong phòng Vũ Huệ đang run rẩy Ngã nhào xuống nền nhà Miệng bà ấy gào lên Giống như đang oan ức trời đất ơi ngõ xuống mà coi cả đời này tôi cống hiến hết mình vì cái gia đình này bao nhiêu năm tôi trung thành như thế tại sao có người lại bày mưu hại tôi vu oan cho tôi thế này cậu hai vợ hai người phải làm chủ cho tôi còn anh bảy xưa tôi và anh có xem như quen biết nhau cũng cùng là phận tôi tớ anh không thương thì anh phải nghĩ tới ngày xưa tôi và mợ cả thân thiết bao nhiêu nếu mà mợ cả bây giờ bình tĩnh như xưa "Chắc chắn mơ ấy, sẽ đứng ra làm chứng cho tôi." Vừa nghe Vô Huệ kêu gào xong, thì cạnh tôi bà cả khựng chân lại, bà ngăn tôi, bảo tôi đừng có bước vào vội. Trên môi của bà lúc này là một nụ cười khẩy. Bên trong nhà, chú bảy dường như đang rất bình thản. Chú đứng đó không trả lời, mà đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một tờ giấy gì đó màu trắng, nhìn úa vàng cũ kỹ theo thời gian đưa ra trước mặt mọi người, kèm theo một câu nói. Thưa cậu Hào cùng với mọi người, để khẳng định lại tất cả những gì nãy giờ tôi nói là sự thật, thì mọi người cứ xem đi. Đây là bản thỏa thuận giữa tôi và bà Huệ trong vụ việc gây ra vụ tai nạn cho cậu Phong. Ông Trần đưa tay cầm tờ giấy của chú bảy đưa, ông quét mắt lên đó và đọc thật kỹ những gì được viết. Tôi đứng bên ngoài hồi hộp Cố gắng nhướng mắt nhìn vào trong xem thử ra sao Tôi cũng muốn chạy vào ngay Nhưng bà cả đang đứng cạnh tôi Nên tôi không dám cãi lời bà Một lát sau đó Từ gương mặt nghiêm khắc Ông Trần chuyển sang giận dữ vô cùng Ông nhìn bà Vũ Huệ Với cặp mắt sắc lạnh Cùng với giọng nói Bà giải thích đi Chuyện này là như thế nào Tờ giấy được ông buông lời xuống ngay chân của bà Vũ Huệ. Bà ta chậm chậm cầm lấy. Tuyệt nhiên không đọc gì cả. Hai tay của bà nhanh chóng vò nát. Dường đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông Trần. Tiếng bà ta run rẩy. Đến cả ông cũng nghi ngờ tôi. Chỉ vì một tờ giấy vô căn cứ này mà ông lại hạch sách tôi. Ông Trần, ông thật sự khiến cho tôi quá thất vọng. Nghi ngờ bà. Vậy bà giải thích rõ cho tôi nghe xem nào tại sao từng chữ trong tờ giấy này lại rất giống với chữ viết của bà còn nữa bà cho tôi hỏi một câu thôi ngày xưa lý do gì bà rời khỏi đây không một lời nói rồi khi thục trinh mắc bệnh thằng phong bị tai nạn nó bị điên mấy năm trời thì bà lại quay trở về đây bà giải thích đi tôi ông đã không tin tôi rồi tôi không cần phải giải thích bà Vũ trả lời một cách trống chế khiến cho mọi người ai cũng tò mò nguyên nhân và sự việc ra sao. Và bất ngờ hơn, bà cả nhanh chóng bước vào. Tất cả ánh mắt đồ dồn nhìn bà, như thể không tin được sự thật là bà cả đã hết bệnh. Cái táp từ tay bà cả rơi xuống, in hẳn lên một bên má của Vũ Huệ, trước sự ngạc nhiên của mọi người. Rồi nhìn sang ông Trần, bằng ánh mắt oán hờn. Bà cả buông lời. Nó không muốn giải thích, thì để tôi nói cho ông nghe. Lý do tôi đuổi nó là bởi vì tôi phát hiện người mà tôi xem là chị em lại đi quyến rũ chồng tôi. Ông cho tôi hỏi, nếu như tôi không đuổi nó đi thì tôi nên giải quyết thế nào đây? Còn nữa, cái ngày Thằng Phong lên 5 tuổi cũng chính là nó. Nó đưa tôi đi xem bói rồi nói rằng Thằng Phong khác tuổi với gia đình, Thằng Phong sống thì gia đình tôi phải tan nát là tại nó. Nó khiến cho tôi trở nên ác độc nhẫn tâm ra tay với chính con ruột của mình. Cái tờ giấy cam kết với anh Bảy và trả tiền cho anh Bảy, chắc chắn là chính nó làm. Bà cả nói xong trong ánh mắt lẫn lộn, khuôn mặt của bà lúc này hiện lên những đau thương. Bà quay sang nhìn Phong, bà khóc nước lên trong nghẹn ngào. Phong à, má sai rồi, má sai rồi, má xin lỗi con. Phong nhìn bà lúc này Tôi cứ tưởng rằng anh sẽ ôm chặt lấy bà Rồi nói những lời cho bà ngôi ngoai Để bà không tự trách mình ấy vậy mà tôi lại vô cùng ngạc nhiên Khi đôi mắt của anh nhìn bà vô cảm Anh còn cười khẩy Thản nhiên trả lời Bà xin lỗi Ai ép bà Bà là mẹ Mà tình mẹ con nhỏ hơn cả tình bạn bè hay sao <laughs> Bà đi nghe lời của bà ta Bây giờ bà xin lỗi tôi Xin lỗi vì lúc đó không giết được tôi chết chứ gì. Bà cho tôi hỏi, động lực nào để một người mẹ có thể nhẫn tâm trực tiếp, đưa tay đẩy đứa con của mình rơi xuống núi? Bà là người hay bà là quỷ? Bà cả nghe xong ngã quỷ, bà khóc nấc lên khi Phong chất vấn bà. Còn tôi lúc này, chẳng biết phải làm sao, tôi muốn khuyên Phong nguôi giận. Nhưng nhìn anh lúc này tôi lại sợ, không dám mở lời. Chỉ vội ngồi xuống đỡ lấy bà cả dậy rồi đưa khăn lau nước mắt cho bà cạnh bên vũ huệ chợt bật cười ha hà mái tóc của bà ta bù xù giống như một kẻ thần kinh đáng đời mày quả báo đến với mày rồi trinh à tại vì mày là do mày mày lúc nào cũng cao ngạo mày ỷ mình giàu có cho đi vay nặng lãi là mày bắt tao về phục vụ cho gia đình mày trong khi tao đâu có thua kém gì mày tại sao mày lại sống sung sướng còn tao Tao phải về đây Để trả nợ cho mày à Bây giờ quả báo đến rồi Con mày trời mày Mày nghe có thấm không Tao cứ tưởng mày chết rồi đấy Trinh à Không ngờ số mày lại cao đến như vậy Tiếng cười vàng vọng Tiếng khóc não nùng Không cảnh trần ra lúc này tựa như một cơn hỏa hoạn Đang dần dần tắt Nhưng khói vẫn bốc lên nghi ngút Và không có dấu hiệu tắt ngấm Còn ông Trần Sau khi nghe cuộc tranh cãi Ông ngồi phịch luôn xuống ghế Tay của ông ôm đầu Gào lên đầy thê lương Trời đất ơi Oan nghiệt Oan nghiệt đã rơi xuống cái gia đình này rồi Phòng quay mặt sang một bên Nhìn thấy gia đình mình đang hồi phân loạn Lòng anh cực kỳ đau đớn Trên khoe mắt bất chợt lăn dài một giọt lệ Vì sợ người ta thấy anh khóc Nên anh nhanh chóng đưa tay lau đi Chú Bảy lúc này mới chậm chậm bước đến Chú vỗ vai của Phong xin cậu đừng hiểu lầm gì bà cả vì ngày xưa tôi gây ra lỗi lầm tôi lo sợ nên tôi mới nói dối cậu là do bà cả hại cậu thật ra hôm đó bà cả đưa cậu lên chùa định gửi sư thầy cho cậu tá túc một thời gian bởi vì tâm trạng của bà không được ổn định nhưng vì tôi và bà huệ cấu kết chính tôi là người gây ra vụ tai nạn xe năm đó sau khi bà cả và cậu ngất đi chính tôi là người đưa bà cả vào bệnh viện và đưa cậu về nhà của mình lúc đó tôi thức tỉnh rồi nhưng mà tôi sợ tôi không dám tiết lộ sự thật và tôi cũng sợ bà huệ lại hại cậu nên khi hay tin bà huệ rời đi tôi mới dám đưa cậu trở về nhà mình tôi cũng tìm cách rời xa quê hương tìm một nơi khác để lẫn trốn tôi xin lỗi mọi người hôm nay nói ra hết mọi chuyện tôi nhẹ lòng lắm rồi ngày mai Tôi sẽ đi tự thú Câu chuyện được chú Bảy giải thích rất rõ ràng Nhà ông Trần, bà Cả, Phong nhìn nhau nghẹn ngào Tôi đoán rằng lòng ai bây giờ cũng nhẹ nhàng Bởi vì đã gỡ bỏ được rất nhiều hiểu lầm Nhưng vì còn ngại Họ không ôm chầm lấy nhau Mà vui ngày sum họp Chỉ thấy trên khóe mắt của họ đỏ hoe Hướng ánh nhìn vào người thân của mình Đôi môi run rẩy Trực trở muốn khóc chỉ có bà vũ huệ lúc này ngã vật dưới nền nhà bà trừng mắt nhìn họ đầy thù hằn tội bé linh dì lành và con sen thờ phào vô thức cùng nhau nở một nụ cười trên môi khi chứng kiến cái kết thúc có hậu của ba người nhất là tôi vui nhiều lắm bởi vì cuối cùng người đàn ông tôi yêu anh đã xóa tan được hận thù để giang tay đón nhận lại thâm tình của mình không khí trong phòng chợt lắng lại Êm đềm trôi qua sau cơn bão Dần chấm dứt Và ngay lúc này cũng có một người muốn nhân cơ hội lẩn trốn Tôi phát hiện Liền đưa tay ngăn lại Ấy, má hai Má mới xảy thai Má đi đâu vậy ạ à? Bà hai nhìn tôi cặp mắt cực kỳ giận dữ Nhưng đâu đó phảng phất nét sợ hãi Vội vàng Vùng dậy khỏi tôi Vừa cố gắng rút tay ra vừa la hét Mày bỏ tao ra Bỏ ra bà ta càng cố tôi càng giữ chặt vốn dĩ quen ăn sung mặc sướng và lười lao động nên sức của bà ta cũng đâu có bằng tôi má hai sao má vội thế má mới sảy thai ai lại vận động thế này mà má phản kháng lỡ má ngất ra đây còn không chịu trách nhiệm đâu mày hề... bên kia ông trần cao mày lên tiếng ngọc phụng em định đi đâu còn con mi sao con không bỏ má hai ra người vừa giữ tay bà hai, vừa quay mặt đáp lời của ông Trần. Dạ thứ ba, con thấy má hai định đi đâu đó, con mới ngăn lại thôi ạ. À. Má hai mới sẩy thai, con sợ má tổn hại sức khỏe. Mày buông tao ra, tao không làm sao hết. Ông Trần lúc này cũng khó chịu lên tiếng. Em lại giường nằm đi, muốn gì cứ bảo tụi nó làm cho. sẵn đây cô thầy Diệp, em để thầy khám xem sức khỏe của em thế nào. Không. Tôi không cần. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Bà Hai vùng vẫy la hét trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Bởi vì mọi người không hiểu tại sao bà ta lại có thái độ như vậy. Duy chỉ có tôi là tôi hiểu rõ nên tôi đang cười thầm trong bụng. Chú Diệp này. Làm phiền chú. Còn thằng Tèo. Giữ chặt bà Hai lại. Bà Hai ú ớ, đôi mắt trừng lên nhưng không la được ông trần thấy phong đột nhiên giữ tay của bà hai như thế ông cũng khó hiểu lắm định đi tới can ngăn phong nhưng bị bà cả cản lại cùng lúc thầy diệp sau khi bắt mạch trên tay của bà thì ông lên tiếng dạ thưa ông bà hai không có thai bà ấy vừa mới xảy thai thì làm gì còn chứ còn vợ chồng thằng phong bọn mày làm cái quái gì vậy dù sao thì ngọc phụng trên danh nghĩa cũng là má hai của tụi bây Nghe ông Trần nói tôi với Phong nhìn nhau bất lực Nên chúng tôi không vội vàng giải thích Dù sao ở đây thầy Diệp Mới là thầy thuốc Lời nói của ông ấy có giá trị hơn Dạ thưa ông bà hai hoàn toàn không có thai Thế nên chuyện hư thai là không có Ngay xong câu đó ông Trần Lúc này Đứng sững người Đôi mắt giáo hoành nhìn bà hai Phút chốc ông lên cơn mệt Phòng và bà cả vội vàng đỡ lấy ông ngồi xuống ghế con sen để rót cho ông một ly trà đường nóng Còn gì lành và con linh Thay phiên cầm quạt để quạt cho ông Cũng vì sợ ông kích động Tổn hại đến sức khỏe Nên mọi người không dám công kích bà hai Và vũ huệ nữa Bà cả lo lắng nhìn ông Tay của bà vút ngực Miệng bà ôn nhu lên tiếng Đủ để cho ông nghe thấy Ông cứ bình tĩnh Ông nghe tôi nói Nếu không nói rõ ông lại nghĩ rằng tôi hại cô ta nhưng thật ra theo như mẹ con tôi âm thầm điều tra thì ngọc phụng không có thai cô ta còn đang bí mật liên lạc bên ngoài mua con của người khác để thay thế đến khi cô ta giả vờ sinh nữa kìa nhưng mà vì không tìm được ai cô ta định giả vờ xảy thai để đổ tội cho con sen ông ạ à. lý do cô ta đổ tội cho con sen là bởi vì con sen nó thương thằng phong mà thằng phong thì chính là tình đầu của con phụng. Ông đường có giận, ông nghe tôi nói đã. Chuyện còn thú vị hơn là bà Huệ lại nghĩ rằng con phụng có thai, nên bà ta vừa bốc thuốc hại tôi, vừa bốc thuốc an thai theo lời ông dặn cho con phụng. Nhưng bà ta lại cố tình bảo thầy Diệp đưa thêm một ít rễ cỏ chanh. Ban đầu thầy Diệp nghe bà ta nói mua chị ho cho ông, nên thầy Diệp cũng kê thêm. Nhưng sau lần nghi ngờ lúc tôi bị sốc thuốc, thì chúng tôi có điều tra thêm là dễ cỏ tranh trong đông y còn có tác dụng gây cò bóp tử cung và gây sảy thai tự nhiên khi người mang thai dưới 3 tháng. Bà ta muốn hại con phụ sảy thai cũng giống như là muốn hại thằng Phong năm xưa. Nói vậy, ông hiểu rồi chứ? Càng nghe bà cả nói, mọi người càng không khỏi kinh ngạc khi mà nhìn mặt bà Vú và bà Hai đẹp đẽ như vậy nhưng không ngờ lại bày ra những chuyện độc hại để hại người. Nhưng càng đáng sợ hơn là những con người càng âm mưu hại nhau thì quay vòng, chính họ lại là kẻ đón nhận cái kết cuộc đáng chát dành cho mình. Tôi đứng im lặng, trước tôi cũng suy đoán ra được một chút rồi nhưng thật không ngờ mọi chuyện còn rắc rối hơn nhiều. Trong giây phút này, con tim yếu đuối, vô thức đập mạnh từng nhịp sợ hãi. Sợ thay cái lòng dạ con người, mưu hèn kế bẩn hại người không được rồi hại cả bản thân của mình. Bà cả rớt lời, cứ tưởng rằng ông Trần sẽ bị sốc và bệnh tình của ông càng nguy hiểm hơn. Nhưng không, ông chỉ thở dài mấy hơi, gương mặt của ông lúc này trùng xuống. Ông xấu hổ, gào lên mấy câu đứt quãng. Tôi cứ nghĩ gia đình này là một phần tự hào của xã hội. Ai ngờ người trong gia đình tôi toàn là những con rắn độc. Tôi đã làm điều gì sai trái thế này. Mà đến bây giờ ông trở lại trừng phạt tôi Tiếng ông Trần ai oán Tiếng lòng bà cả nức nở Ánh mắt vương sầu Bầu không gian chìm vào ảm đạm Tiếng của Vũ Huệ cười vang Hòa vào tiếng khóc Rồi tiếng bà hai ngọc phụng Van lên kêu gào Anh Hào em không có như vậy Anh ơi em không có Mong anh tha lỗi cho em Nói đoạn như chợt nhớ ra điều gì Đôi mắt đang ướt đẫm tự dưng, bà Hai long lên sòng sọc, túm lấy cổ bà vú bóp chặt, rồi sau đó gào lên. "Vậy là lần trước tôi có thai, có phải cũng chính là bà hại chết con của tôi có đúng không? Tại sao bà làm như thế? Bà có biết rằng tôi thương bà lắm không?" Bà Hai lúc này bóp mạnh vào cổ, nên Vú Huệ chỉ ngước cổ lên khó khăn lắm. Thái độ của bà ta vẫn còn ngông cuồng. Bà ta gần sức trả lời Bây giờ cô biết cũng muộn rồi Ai bảo cô lấy ai cô không lấy Cô đi quyến rũ ông Trần Ông ta là người tôi thương Nên cho dù ông ta không chấp nhận Không ngó ngàng đến tôi Tôi cũng loại trừ tất cả Những ai dám qua mặt tôi Và cô cũng không ngoại lệ Bà thật là ác độc Con của tôi Con của tôi Bà hai lúc này điên cuồng, chút giận xuống đôi bàn tay. Càng lúc bà Huệ lại càng khó thở, nên ho sặc sụa, gương mặt của Vũ Huệ đỏ bừng. Cho đến khi Vũ Huệ gần kiệt sức, thì Phong liền đi tới. Anh nhìn bà Ngọc Phụng, nắm tay bà ấy gỡ ra khỏi cổ của bà Vũ. Cùng lúc này trừng mắt lên, giọng nói cảnh cáo bà hai. Nếu như bà muốn ngồi tù, vì tội giết người, bà cứ tiếp tục đi. Còn không, thì chấm dứt ngay cái hành động này dưới ánh mắt lạnh lùng của phong bà hai run rẩy buông tay ra hai khóe mắt nước mắt ồ ạt rơi xuống đột nhiên trong lúc này bà ta ôm chầm lấy phong anh phong em sai rồi em muốn quay về quá khứ em không muốn xa anh em yêu anh mà em yêu anh nhiều lắm nhìn thấy bà hai ôm chặt phong nói lời yêu đương tự nhiên tôi cực kỳ khó chịu trái tim trong lồng ngực co thắt đau đớn và tôi nhớ lại những lời mà Phong từng kể với mình ngày trước anh và Ngọc Phụng từng yêu nhau tự nhiên cơn ghen lập tức nổi lên ban đầu tôi cứ tưởng rằng tôi sẽ khóc nhưng không không biết từ đâu bản lĩnh của tôi trỗi dậy tôi vững bước trên đôi chân thái độ hầm hầm bước tới sau đó kéo mạnh Ngọc Phụng rời khỏi Phong đẩy cô ta ngã sang một bên tôi trừng mắt cảnh cáo đáng lẽ tôi sẽ gọi má hai cho phải phép nhưng bây giờ khỏi cần câu nệ Tôi nói thẳng cho cô biết Anh Phong bây giờ là chồng của tôi Mà cô dám ôm anh ấy hư Tôi sẽ xử đẹp cô Phòng nghe tôi chỉnh Ngọc Phụng Thì nhếch môi mỉm cười Còn tôi vì đang bực bội khó chịu Tự nhiên ghét luôn cả anh Cô ta cũng không vừa Vừa bị tôi xô ngã ra liền ngóc đầu dậy Rồi tự tin cất tiếng trả lời Mày chỉ là người thay thế tao Tao tin anh Phong vẫn còn thương tao. Anh Phong, có đúng không? Được, vậy thì thương này, thương này. Nhanh như cắt, máu giang hồ tự dưng chảy dần dần trong cơ thể của tôi khi mà thấy cô ta đang cố đi lại gần chỗ Phong. Tôi nhìn ông Trần nói một câu vội vã là xin phép ba cho con dạy vợ của ba. Sau đó tôi đưa tay rút chiếc dép đang mang trong chân của mình và liên tiếp vào mặt của bà ta vừa đánh tôi vừa nói. Để tao đánh cho mày tỉnh mộng. Hừm. Mày ăn tạp à? Cái nào đồ ăn thì mày mới được ăn. Còn đồ cúng thì mày phải nôn ra. Mày hiểu chưa? Tôi đánh mấy cái chưa hà giả. Thì lúc này phía trước, ông Trần đã đập bàn và hét lên. Dừng tay lại, thằng Phong đâu? Đưa vợ của mày về phòng đi. Mấy đứa kia cũng đi ngay cho ông. Nghe vậy mặc dù còn bực bội trong lòng, lúc này tôi cũng ngừng lại tiếc hồi hôi cả tôi và phong cũng nhanh chóng quay về phòng của mình ngồi xuống cạnh giường vừa cầm sợi thun lên để buộc gọn đuôi tóc tôi vừa lầm bầm đang đánh chưa đã tay buồn thật đấy phong lúc này ngả lưng xuống nằm để nghe tôi nói anh liền ngồi bật dậy anh mắng yêu tôi em còn định đánh đến bao giờ hay là em ghen có đúng không yêu anh rồi chứ gì ai mà thèm yêu anh anh cứ ngồi đấy mà mơ chỉ tại con đấy nó ăn gan hùm nên em muốn giúp nó ói ra thôi không ngờ vợ anh cũng hung dữ như thế quá là đáng sợ anh còn nói à à mà anh ơi tôi nghiêm mặt nhích lại ngồi cạnh phong hướng mắt nhìn anh thăm dò suốt cuộc mình quậy tanh bành vậy là xong à thế rồi không xử lý vũ huệ à phòng lập tức mờ miệng nở ra một nụ cười ánh mắt dán chặt vào đôi chân thon dài của tôi lúc này đôi mắt của anh vô cùng gian xảo anh đưa tay kéo tôi ôm chặt vào lòng của anh giọng của anh thủ thì anh tin ý ba đủ quyết đoán để xử lý mọi chuyện cũng không dừng khuya rồi mà ba giữ thầy diệp và chú bảy ở lại à mà thôi bỏ qua đi ba xử thế nào kệ ba còn bây giờ anh muốn xử em trước một tháng sau ngọc my con ăn thử miếng cá nướng này đi con cá thu má mới mua ngoài chợ đấy họ bảo là mới vừa cập bến ở biển là mang ra đây bán luôn còn tươi lắm vừa nói má cả vừa gắp một khứa cá để sang chén của tôi tôi chưa kịp mở lời cảm ơn thì thấy ba chồng của tôi đã hắng giọng dạo này lúc nào cũng con dâu một con dâu hai con dâu bà còn tôi chắc là người vô hình đối với bà phòng ngồi cạnh nghe bà phân bì cũng giả vờ giận dỗi mà anh tự nhiên cong môi nở ra một nụ cười vui vẻ đây đây ông ăn đi chưa gì đã phân bì với con dâu rồi đấy tôi gắp cho ông khúc cá này còn to hơn của con dâu rồi đấy bà tôi đùa mà con dâu mình mình thương chứ ai lại đi phân bì thôi cả nhà ăn đi nào Gia đình quây quần bên mâm cơm Cảm giác ấm áp vô cùng Lúc này cảm xúc trong lòng tôi đong đầy nghẹn nghẹn nơi cổ họng Sau bao nhiêu chuyện xảy ra Nhìn ba má lại hòa thuận thế này Tôi được cả nhà quan tâm Phòng cũng yêu thương tôi vô điều kiện Hạnh phúc thế này Kiếp này tôi chẳng còn mong mỏi điều gì hơn nữa Cảm ơn má một tiếng Sau đó cúi mặt xuống Định cầm đũa lên ăn Do trong bụng của tôi từ sáng tới giờ hoi khó chịu cũng không ăn được gì nên hơi đói. Nhưng vừa gắp được một miếng cá đưa vào trong miệng, tự nhiên mũi tôi cảm thấy nó tanh tanh, nơi cổ họng bất ngờ, dâng lên một trận buồn nôn. Tôi nhăn mặt, cố gắng ngăn cơn buồn nôn trở xuống bụng, và để ngay miếng cá vào trong chén. Phòng lúc này ở bên cạnh, nhìn thấy tôi như vậy, anh hỏi ngay. Sao thế em? Em không ăn được cá à? Tôi không trả lời, tiếp tục nôn ẻ. Một trận cuồng phong từ trong cổ họng tuôn ra, tôi vội vàng chạy vào trong nhà tắm. Bởi vì phòng tắm khá xa nên tôi đâu chạy kịp. Vừa chạy ra khỏi cửa, tôi gục đầu xuống một góc cây ngay trước sân rồi ói lấy ói để, ói đến khan cả họng, nhưng chẳng ra thứ gì mà chỉ toàn là nước. Phòng đi sau tôi, anh thấy tôi đột nhiên có biểu hiện như vậy, anh cũng buông luôn chén cơm, ngồi xuống cạnh tôi, tay của anh vỗ vào lưng của tôi. Em hết ói chưa? Có mệt không? Em khó chịu ở đâu? Anh đưa em đi khám nhé. Em đỡ rồi, không sao đâu. Tự dưng không biết tại sao cái bụng em khó chịu. Sáng giờ đã ăn cái gì đâu? Vừa định ăn miếng cá thì lại mắc ói kinh khủng khiếp. Vậy anh bế em vào phòng nghỉ ngơi, rồi bảo con Linh pha cho em ly nước cam nhé. Thôi, em tự đi được, anh không cần bế em đâu. Không được cãi anh. Nhành tức khắc tôi im luôn bởi vì nhận thấy ánh mắt của phong đang vô cùng nghiêm khắc nhìn tôi không nói gì nữa anh nhấc cả cơ thể của tôi nằm gọn trên cánh tay của anh rồi bế tôi đi một mạch về phòng bất kể mọi người trong nhà đứng nhìn với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa trầm trồ nhưng mà anh chẳng mày may quan tâm chỉ có tôi là xấu hổ vô cùng đặt tôi xuống giường vừa bạn kê gối xuống đầu cho tôi nằm anh lớn giọng gọi con linh Linh đâu? Vào đây cậu bảo cái này. Dạ, cậu gọi con. Mày xuống, pha cho mợ ly nước cam nóng. Để ít đường thôi. Với nói gì lành ấy, nấu cho mợ tô cháo bò. Bò nhiều gừng giúp cậu nhá. Rồi mày bưng ly nước cam lên đây trước. Cháo bò chín ấy, cậu xuống... Cậu lấy, cậu đút cho mợ ăn sau. Dạ vâng, thưa cậu. Còn Linh nghe dặn dò liền vội vàng chạy đi. Tôi thì bị dính sự ngọt ngào của câu nói vừa rồi, nên bản thân lúc này cũng khỏe lên, Cả hơi thở cũng dần trở nên bình ổn Cùng lúc này má cả bước vào Ngồi xuống cạnh giường Mà nắm lấy tay của tôi Lo lắng Còn thấy thế nào rồi Khỏe chưa con Thay mày ói Mà má xót hết cả ruột Con không sao đâu ạ à? Con khỏe rồi Xin lỗi bà má Tự nhiên bà má đang ăn Mà con lại vô lễ Có cái gì đâu mà lỗi Bà má dễ lắm Thời nào rồi mà còn khó khăn mà má đang nghi nghi ngọc my này có phải là tháng này con trễ kinh rồi có đúng không con nghe mà cả hỏi tôi mới ngờ ngợ hình như tôi bị trễ mười ngày rồi nhưng mà bình thường tôi cũng ít khi bị hành kinh đúng ngày lắm nên tôi đâu có để ý dạ vâng hình như là vậy ạ à. nhưng con con không nhớ rõ vậy thì chắc chắn là có rồi có cái gì hả má? Có bầu. Bà cả nói trong sự vui vẻ, còn Phong và tôi lại cực kỳ bất ngờ. Hai đứa đồng thanh lên tiếng. Có bầu à? Có thật không má? Chà mày, có cái gì mà hai đứa phản ứng dữ vậy? Má thấy con mi giống má ngày xưa. Hai đứa, coi mà mang nhau đi khám đi. Trong tích tắc nghe má giải thích, Phong từ gương mặt ngạc nhiên, anh thay đổi hẳn sang biểu cảm vui vẻ. Anh hơi khụy chân xuống Tay của anh run rẩy Đặt lên chiếc bụng phẳng lì của tôi Môi anh cong cong Cảm xúc như vỡ òa Mình có con rồi vợ ơi Tôi trong lòng thề Là nghe má cả nói tôi mừng lắm Nhưng sợ phòng đang vui thế này Mà khám ra tôi chưa có tin vui Anh lại buồn Nên tôi không dám biểu cảm thái độ gì Chỉ nhẹ nhàng Đặt lên bàn tay của anh anh đừng thế có má ở đây mà em đã biết là chắc chắn là có đâu phòng phớt lờ tôi cánh tay của anh vẫn nhẹ nhàng vuốt vuốt trên bộ của tôi má là má chúng ta có phải là người dương đâu anh tin với trình độ bắn súng của anh bắn tới đâu là dính tới đó đúng không hả con của ba kìa anh này tôi ngại với má cả đến đò cả mặt nhẹ nhàng hất phong ra còn má cà thì nhìn chúng tôi cười hiền hậu sau đó má căn dặn má chắc là con có tin vui rồi đấy tranh thủ đầu giờ chiều Má nói thằng hải đưa thằng phong với con mi sang bệnh viện kiểm tra dạ vâng ạ à. phong đưa tay ra hiệu nghiêm túc trả lời má cả cho đến khi má rời khỏi phòng thì anh liền ngồi xuống bên cạnh giường anh nhẹ nhàng đưa tay sờ chán của tôi rồi vuốt tóc của tôi tự nhiên tôi nhìn thấy sắc mặt của anh thay đổi đã là vợ chồng rồi em còn ngại ngùng cái gì hay là em không muốn có con với anh nên khi nói như thế em không vui anh nghĩ sai về em rồi đấy sao mà em không muốn có con chứ chồng em đẹp trai thế này em còn muốn nhân giống cho thật nhiều ấy chứ tại em sợ anh đang vui thế này lỡ em chưa có bầu lại làm cho anh thất vọng nên em mới nói thế có thật không đấy có đúng là muốn có con không Em có em nói thật mà Em không bao giờ nói dối chồng đâu Vậy ăn xong tô cháo Cho khỏe người Đầu giờ chiều anh chờ em ra bệnh viện khám nhé Cả buổi trưa gia đình tôi náo nhiệt hẳn lên Khi mà chưa gì cái tin tôi có tin vui Đã lan truyền khắp cả nhà Bởi vậy mà con Linh và dì lành liền xuống vào liên tục hỏi thăm tôi Làm cho tôi không biết phải trả lời thế nào nên chỉ trả lời chống vánh cho qua mà thôi. Ăn cháo xong, uống hai lần hết một ly nước cam, cái bụng của tôi lúc này cũng no lắm rồi, cơ thể cũng khỏe lại rất nhiều. Bởi vì Phong tận tình tỉ mỉ, bón từng muỗng cháo cho tôi. Lần đầu tiên được cưng chiều như vậy, tôi vui lắm. Từ viện ra về, trên tay của tôi cầm một tờ giấy siêu âm trắng đen. Trên hình vòng bụng có một chấm đen bé xíu Bác sĩ thông báo em bé của chúng tôi đã được 5 tuần tuổi, hẹn 3 tuần nữa sẽ tới khám lại. Từ lúc biết tôi thật sự có thai, Phong cứ cười suốt, bình thường thích anh nghiêm túc bao nhiêu thì bây giờ lại ngố bấy nhiêu, trông anh buồn cười lắm. Mặc dù tôi cũng mừng khi trong bụng mình đang có một sinh linh nhỏ, nhưng tôi chẳng làm quá như anh. Xe cứ chạy chậm chậm dần về nhà, vì Phong cứ luôn miệng dặn anh Hải phải chạy thật chậm đừng cho xe vào chỗ sốc, ảnh hưởng tới em bé và tôi. Mặc dù biết Phong lo hơi thái quá, nhưng anh Hải cũng không dám cãi lời. Anh ơi, cho em dừng xe lại với ạ. À? Anh Hải lúc này tấp luôn vào lề, còn Phong thì ngẩn người hỏi tôi. Em sao thế? Có chuyện gì à? Tôi thở dài, thật tình là bực bội với Phong ghê quá. Không hiểu tại sao anh lại thay đổi tính nết khi mà biết tôi có thai. Những mắt tôi lúc này đang dán chặt ra bên ngoài, nhìn vào một người đang ngồi giữa chợ, đầu đội cái nón rách, tay cầm một cái lon nhỏ, đang chìa ra phía trước để xin sỏ từng đồng. Mắt vừa nhìn, lòng tôi vừa trộn rộn, miệng mấp máy run rẩy thốt ra lời nói cùng với bàn tay khều khều vai của Phong và chỉ về phía đó. Anh Phong, anh nhìn xem, người đàn bà ngồi giữa chợ kia có phải là Ngọc Phụng không? Anh nhìn kỹ giúp em. Phòng nghe tôi hỏi, lập tức anh nhìn ra ngoài theo cánh tay của tôi chỉ. Ai thì kệ đi em, em quan tâm làm gì? Họ làm sai, kết cục không đẹp, đơn giản thế thôi. Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì, bây giờ em nên để tâm trí của mình, lo cho con của chúng ta. Tôi rất bực mình vì thái độ của Phong lúc này thật sự rất đáng ghét tôi cố gắng thu lại tầm mắt trở về trong lòng đầy dẫy những câu hỏi và không có lời giải thích đưa tay chạm xuống bụng tôi thở dài lại nghĩ đến những âm mưu trong gia đình mà mình từng chứng kiến bất giác trong lòng tôi dâng lên nỗi sợ hãi tôi sợ rằng mình bất cần sẽ có ai đó cố tình hại đến con của mình giống như vũ huệ đã từng đối xử với ngọc phụng từ ngày hôm đó ngày đầu vũ huệ bị bắt và giam vào tù vì tội cố ý giết người còn ngọc phụng thì bị ba chồng tôi đuổi ra khỏi nhà duy nhất chỉ có con sen là còn được ở lại do nó không có tội càng suy nghĩ nhiều vấn đề trong đầu của tôi chợt nhớ lại chuyện của tôi lập tức tôi tái mặt trong người xuất hiện cảm giác bồn chồn không yên anh ơi khi nào chúng ta mới nói sự thật cho ba má biết ý em là khi nào nói cho ba má biết em là ngọc vi chứ không phải là Ngọc Mi đúng không? Bây giờ em có thai rồi chắc chắn ba mẹ không quá khắt khe đâu. Thôi, sẵn dịp này, hôm nay mình nói luôn nhá, lấy công chuộc tội. Tôi nghe anh nói như vậy cũng cảm thấy tạm ổn, nhưng trong lòng của tôi còn run lắm. Tôi thở dài, bàn tay yên lặng nắm chặt lấy tay của anh. Sau đó lặng lẽ hướng ánh nhìn qua ô cửa kính. Mới vừa rời mắt vậy mà một cơn mưa đã chút xuống, hạt mưa càng ngày càng nặng. Linh cảm của tôi bỗng chốc Lại thêm xấu hơn Xe về đến sân thì mưa cũng nhỏ hạt Phòng nắm tay tôi từ từ bước vào Anh còn cẩn thận bảo tôi Đi coi chừng bị trượt Phủi phủi tấm áo bị mấy giọt mưa rơi xuống Phong cầm tờ giấy siêu âm trong tay Chuẩn bị bước lên gian nhà chính Để thông báo cho ba mẹ biết tin vui Anh à Em thấy hồi hộp quá Không sao đâu Có anh ở đây rồi Em yên tâm Tôi gật đầu, gượng ra một nụ cười, trao về anh để cảm thấy rằng tôi đã ổn. Nhanh chóng Phong đưa hai tay áp sát vào mặt của tôi, đối diện với ánh nhìn của anh. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán của tôi. Giọng của anh chắc nịch, trong tức khắc truyền vào tai của tôi. Em hãy nhớ em là vợ của anh. Cả đời này, anh sẽ là người bảo vệ em. Tôi nghẹn ngào, hài hốc mắt phút chốc ưng ửng Tôi hiểu anh đang muốn nói gì Anh muốn tôi phải thật bình tĩnh Và tin tưởng vào anh Em hiểu rồi Bất ngờ từ bên trong Con sen cầm cái khay trà bước ra Nhìn thấy tôi và Phong nó cúi đầu chào Nhưng ánh mắt của nó kìa Nó nhìn tôi trông kỳ bí lắm Nhận ra biểu cảm khác lạ của nó Tôi lên tiếng hỏi ngay Tại sao mày nhìn tao? Có người tìm cậu mợ ở trong nhà nhưng mà nhà này sắp lại đổi chủ rồi mày nói như vậy là ý gì sen nói rõ cho cậu nghe là có chuyện gì cả tôi và phòng lúc này đều lên tiếng để hỏi sen một sự bất an không hề nhỏ dâng lên trong lòng của tôi hôm nay có bà lan và cô ngọc my đến cả nhà đang bên trong cậu à vậy là có người sắp phải rời khỏi nhà rồi mà cậu hai này Mấy hôm nay con không có dịp nói chuyện với cậu Dạo này cậu đẹp trai thật đấy Phòng nghe vậy chỉ hừ một tiếng Không trả lời gì với con sen Sau đó anh nắm chặt lấy bàn tay của tôi Nhanh chân bước vào Bỏ lại phía sau ánh mắt hậm hực của con sen Đang dõi theo Khi tôi và Phòng bước vào Vừa kịp Nghe rõ câu nói của chị My Bà cả Bà không tin con là Ngọc My sao Đây là tấm hình hồi nhỏ của con Bà xem đi ạ. À? Chị My vừa nói vừa đưa tấm hình cũ đặt xuống bàn trước biểu cảm vô cùng bình thản của má và ba chồng tôi. Thoàng thấy chúng tôi bước vào, má không vội nhìn tấm hình mà nở một nụ cười hiền hậu gọi chúng tôi lại. Hai đứa về rồi đây à? Có mệt không con? Lại đây, ngồi xuống cạnh má. Tôi khựng chân, cơ mặt cứng đơ, lo lắng, thấp thỏm. Còn chị My và mẹ Lan khi chồng thấy tôi hai người họ nhanh chóng lên tiếng Lúc này giống như thân thiện lắm Vì đây à Con đi đâu về Sao mặt con nhìn khó coi thế Hôm nay mẹ dẫn chị My đến đây Để thay thế cho con Hồi trước con không chịu lấy cậu Phong Còn chê cậu Phong bị bệnh Ngạt chị My đợt đó Nó còn bệnh nặng hơn cậu Nên nó không dám về đây Sợ gia đình này bị ảnh hưởng Sợ con bé nó hết bệnh rồi nên tôi đưa con bé sang đây thay cho con Vi Tội thân con bé Thay chị đi lấy chồng Mà có được vui đâu Mẹ Lan nói một mạch chẳng vấp từ nào Càng nghe tôi càng cảm thấy khó chịu Càng tức giận Tôi không nghĩ rằng một người như mẹ Lan Lại có thể dễ dàng thay đổi đen trắng như vậy Bình thường với tính của tôi Chắc chắn tôi nổi điên Nhưng mà khi có thai Tâm tình của tôi lại thay đổi Tôi ước đến không nói được lời nên nước mắt cứ trào ra liên tục ba chồng tôi đợi bà ấy nói xong ông đập bàn một cái rầm khiến tất thảy ai cũng giật mình lộn xộn mẹ con các người muốn làm loạn cái gia đình này sao tiếng của bà lớn lại rõ to và hầm hừ ghê lắm nên khiến cho mẹ con chị my tái xanh cả mặt còn phong và má cả kéo tôi ngồi xuống ghế liên tục lau đi nước mắt trên mặt của tôi và nghe luôn cái đoạn thanh minh thanh nga của chị Ngọc Mi. Hôm nay con đến đây không phải để tranh giành hay làm phiền gia đình mình, con đến đây để xem em Vi sống có tốt hay không thôi ạ. À? Lúc nãy bên ngoài con vừa gặp em Sen, em Sen nói cậu Phong và em Vi không hạnh phúc, rồi còn nói em Vi không được lòng cả nhà, nên mẹ con mới nhắc lại lời ngày xưa của bà cả đây thôi. Nếu như bà cả không chia con thì con có thể thay thế em Vi làm chọn lời hứa của bà. Chị My lúc này nói với vẻ mặt rất thành khẩn, rồi còn chớp mắt nhìn Phong. Sau đó mẹ Lan lại tiếp lời. Còn vì từ bé rất ngang tàn, nên nó có làm phật lòng gia đình, xin gia đình ông bà thứ lỗi cho nó. Tôi sẽ dẫn nó về dạy bảo thêm. Cái mì nó lớn hơn, nó lại siêng việc, bảo đảm. Mẹ Lan nói chưa dứt, thì bên cạnh tôi Phòng nhích môi lạnh lùng Buông lời cắt ngang câu nói của bà Vậy sao Ngọc My ngoan hiền Lại siêng việc lắm mà mẹ Thế thì mẹ cứ để cô ấy ở lại Nếu đúng như mẹ nói Con sẽ suy nghĩ Và trả Ngọc Vi về lại cho mẹ Vì giữa hai người Con chưa phân biệt ra rõ ràng Nghe Phòng nói như vậy tôi lặng cả người Tự nhiên lồng ngực co rút đau đớn Tôi nhìn anh quan sát anh thật kỹ Không biết anh đang nói thật hay nói đùa tại sao tôi đau thế này nước mắt lại vô thức nhòe đi cả tầm nhìn tôi cắn chặt cánh môi không dám nước lên tiếng ai oán còn má cả và ba chồng tôi à không bây giờ có lẽ hai tiếng thân thương này không còn dành cho tôi tôi phải gọi là ông bà trần mới đúng họ im lặng không nói gì chỉ có bà trần liên tục vỗ về lưng tôi giống như an ủi nhưng bà lại nhắm về ngọc mi hơn Tôi cũng thấy thằng Phong nó nói đúng. Vậy đi, bà ra xe, tài xế chờ bà về. Cứ để cô ta ở lại đây, cho chúng tôi kiểm chứng. Hai mẹ con họ vui cười hớn hở ra mặt. Thế là chị My đường đường chính chính bước vào ngôi nhà này. Trái tim của tôi dã rời, lê từng bước nặng trĩu đi lên hành lang vắng vẻ. Bầu trời hôm nay cũng đen kịt. Mây đen âm u bao phủ lấy khung trời dưới ánh đèn vàng treo trên tường Tôi ngồi tựa lưng vào góc nhà Ánh mắt hướng nhìn ra nơi xa xăm ngoài kia Giờ này chắc chị My dọn đồ vào trong rồi Và rồi tối nay chắc chị và Phong Sẽ ngủ chung với nhau Họ mới chính là vợ chồng thật sự Đến cả ông Trần và bà cả Cũng im lặng đón nhận Thì tôi đâu có quyền gì Mà tranh giành chứ Đang ngồi thơ thần Với hàng đống suy nghĩ Nên tôi không hay biết còn bé Linh đã ngồi bên cạnh tôi từ khi nào Mợ Mợ đang khóc đi à Mợ đừng buồn Cậu không phải là người như vậy đâu mợ Mợ không buồn Chỉ suy nghĩ một tí thôi Em đừng lo Mà sao bây giờ Em còn chưa ngủ Đang còn sớm mà mợ Mợ không ngủ đi Mợ còn nói con Đêm xuống ngồi đây Lạnh lắm Mợ ngồi đây ngắm mây một tí Lát mợ buồn ngủ Rồi mợ vào Mà Linh này em cho mợ hỏi Dạ mợ hỏi đi ạ à? Tự nhiên tôi nhớ đến vụ hồi trưa ở chợ Tôi lập tức hỏi bé Linh Xem có biết hay không Lúc trưa đi ngang Ngoài chợ ấy Mợ thấy có người ngồi ăn xin Mà người đó trông rất giống bà Hai Ngọc Phụng Tháng này em có đi chợ không Em có gặp người ta không? Nghe tôi hỏi xong con bé lập tức vỗ đùi đen đét. Vụ này thì con biết. Mợ, con nói nhỏ cho mợ nghe. Là do cậu hai làm đấy. Ôi trời, cậu hai thấy ngầm ngầm như vậy mà ghê lắm. Nghe nói bà Vũ ngồi tù, còn bà Phụng đó ông nề tinh, nên cho quay trở về nhà. Ai ngờ nghe đồn nhà bà ấy bị phá sản luôn. Bây giờ cả nhà phải đi nhặt ve chai ở ngoài đường để kiếm sống. Còn bà Phụng đó đi xin việc Không có chỗ nào nhận Do cậu hai đứng sau giật dây hết Mấy người kia nể mặt tiếng tam gia đình này Nên không có ai nhận bà ấy vào làm Cuối cùng ấy Đành phải ra chợ Hành nghề ăn xin Tôi nghe xong mà rùng rợn cả người Bởi vì tôi không nghĩ rằng Phong lại ác đến như vậy Dù sao Thì trước đây cũng là người anh yêu Anh còn đối xử tệ bạc như vậy Thì tôi đây Không khỏi lo lắng cho bản thân mình khi mà giờ đây tôi cũng sắp rời đi Giống như Ngọc Phụng Tôi nén tiếng thở dài Và tặc lưỡi Xem ra anh ấy cũng ác nhỉ Dù sao thì Ngọc Phụng cũng còn trẻ Giờ gia đình như vậy Lại còn mưu sinh bằng cách đó Không biết tương lai của ấy Sẽ đi về đâu đây Em vừa nói ai ác Giọng nói quen thuộc Mang đầy sự cao ngạo cất lên Khiến cho cô giật cả mình Quay lại không thấy con Linh đâu Mà tôi điếng người khi nhìn thấy Phong Đang ngồi cạnh mình Cứ nghĩ mình đang mộng du Nên đành phải dụi mắt mấy lần Mới dám trả lời Anh ra đây lúc nào thế Vậy là anh nghe hết chuyện của em vừa nói rồi Có đúng không Phong gật đầu ánh mắt nghiêm túc Dán vào gương mặt của tôi Đôi lông mày nhíu chặt Anh mới là người hỏi em Tại sao lại ra đây Làm anh đi tìm em cả buổi tối anh tìm em làm gì trong khi chị my đang ở trong phòng cùng với anh cơ mà ai nói em là my ở trong phòng của anh ai thì em đoán thế chẳng phải lúc ở nhà lớn anh nói với mọi người rằng anh đưa chị my đi sắm đồ một lúc sau đó sẽ về sao nói ra câu đó tôi lại buồn tôi lại chạnh lòng vô cùng vì nhớ lại cái cử chỉ ân cần của phong lúc chập tối khi anh đối xử với chị my Ngọc ngách Vợ anh ở đây Thì con nào dám vào phòng của mình Nói em nghe Anh đưa Ngọc My đến sưởng gỗ nhà mình Gặp một người Và nhờ họ giữ giùm cô ấy cho anh một đêm Xong việc là anh chạy về với em Thấy con mèo đang co do ngồi khóc một mình thế này Anh đau lòng quá Đây em xem này Tim anh đập mạnh lắm Phòng vừa nói vừa giả vờ nắm lấy tay tôi Đặt lên ngay chỗ ngực của anh Biết anh đùa giỡn nên tôi tiện tay đấm mạnh vào chỗ đó thình thịch rồi bĩu môi vừa khóc vừa gượng cười chống chế để trả lời anh ai mà tin được lời anh chứ tim em cũng đập mạnh đây này nhưng mà em có nhớ anh đâu không nhớ vậy thì để về phòng anh làm cho em nhớ nhé này anh làm gì thế buông em ra không buông không buông em ra mọi người nhìn cái kia họ nhìn kệ họ vợ anh anh bồng Chứ anh bồng ai đâu mà sợ Thôi kỳ cục lắm Bỏ em xuống Hoan nằm yên nào Tôi có nói gì anh cũng không thay đổi Vẫn bế tôi nằm yên trên tay của anh Rồi sau đó đi thẳng về phòng Khóa chốt cửa lại Phòng bước vào phòng tắm Rồi cẩn thận đặt tôi ngồi xuống ghế Tự tay của anh pha nước ấm cho tôi Rồi cả việc cởi quần áo trên người của tôi Nhưng khi anh vừa chạm vào Tôi đã đứng bật dậy Rồi lên tiếng anh đi ra ngoài đi, em tự tắm được mà. Không, tắm chung. Anh khùng à, đi ra ngoài. Anh muốn tắm ấy, thì gọi con sen vào, nó tắm cho anh. Chẳng phải trước đó, hai người cũng cùng nhau tắm chung rất nhiều lần sao? Tôi vừa từ chối vừa nhắc lại chuyện cũ, mà có lần con sen đã nói cho tôi nghe về việc nó hay tắm cho Phong, lúc anh còn bị mất chi nhớ. Nghĩ lại lúc đó khi nghe nó nói, mà đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Phong mỉm cười ngay sau khi tôi nói hết câu và anh vẫn giữ nguyên thái độ lại còn thẳng thường tiến tới áp sát tôi vào tường bàn tay to lớn luồn từ vạt áo của tôi di chuyển lên bầu ngực và xoa nhẹ nhàng đôi môi của anh cong lên phát ra âm điệu mê hoặc Em đang ghen đấy à? Em nhắc anh mới nhớ từ trước tới giờ không có ai tắm giúp anh chỉ có lần em cởi đồ anh giữa chừng rồi em lại chạy ra ngoài. Và bây giờ, chúng ta tiếp tục phần sau đó nhé. Nhưng nhưng sao lúc đó anh nói gạt em đấy? Vừa dứt lời phong liền cúi xuống, đặt lên môi của tôi một nụ hôn, anh mút nhẹ hai bàn tay, sau đó luồn ra sau, cởi bỏ những gì vướng víu trên người tôi. Tôi bị anh kích thích, cả cơ thể như có luồn điện chạy dọc vào, vô thức chủ động vòng tay ôm lấy cổ của anh. Vì hành động này của Phong, tôi liền dừng lại, ánh mắt ngây dại, anh nhìn tôi thủ thì. Tuy em không phải là người duy nhất anh có tình cảm, nhưng bên đời anh từ nay cho đến quãng đời về sau, chỉ có mỗi mình em là người duy nhất anh thương. Đôi tay này nguyện ôm em vào lòng, che chở cho em, đến khi em được ở bên anh trọn vẹn một đời bình yên Tôi nghe anh nói như vậy liền mỉm cười, mồi lòng nhìn anh sâu nặng, bàn tay chỉ vào tim của anh. Bình yên của cuộc đời em, bây giờ em gửi nơi này. Hy vọng anh sẽ giữ chặt, đừng có tiện tay vứt bỏ. Em yêu anh, anh cũng rất yêu em. Anh chậm rãi nhấc bổng tôi lên, đặt tôi vào buồn tắm, sau đó xả nước. Tự tay của anh tắm cho tôi, rồi cũng tự tay anh dùng chiếc khăn lớn, lau khô người cho tôi và bế tôi ra ngoài. Rõ ràng là tôi đang ham muốn chuyện đó, nhưng không hiểu tại sao bây giờ cả người cứ bị dạo rực. Nhìn anh thôi, tôi cũng muốn lắm rồi. Em mới có thai. Bác sĩ nói phải kiêng mấy tháng đầu. Anh cũng không dễ chịu hơn em là mấy. Nhưng mà thôi, chúng ta vì con, chúng ta nhịn nhá. Bao giờ con lớn, anh không bao giờ tha cho em đâu. Bây giờ chúng ta đi ngủ nhé. dạ vâng ạ à. cả đêm đó nằm trong vòng tay của anh và tôi có một giấc ngủ rất ngon mãi cho đến khi qua ngày hôm sau mặt trời lên tận nóc nhà tiếng chim hót ríu ra ríu rít lúc này tôi mới mở mắt ra nhìn sang bên cạnh không nhìn thấy phong đâu nữa cùng lúc này bên ngoài tiếng của chị My cất lên in ỏi cậu phong cậu ra đây tôi muốn về nhà cậu ra đây nói chuyện rõ ràng với tôi tôi nghe xong không hiểu đang có chuyện gì nên vội vàng bước nhanh xuống giường khoác nhẹ chiếc áo bước ra ngoài vừa hay má cả và phong cũng có mặt tôi thấy anh đứng đó nhếch môi cười nhạt với chị my chuyện gì mà mới sáng ra cô đã ồn ào như vậy sao đòi ở lại đây cơ mà chưa gì vừa qua một đêm cô đã đòi về rồi sao má cả lúc này cũng nói xen vào cái gì thế? Con đòi về nhà sao? Ngọc Mi, con đang đùa với ta đi à? Tôi không đùa, mà tôi không muốn ở nhà các người. Lý do? Lý do là tôi không thích ở nhà bà. Nhà mấy người đang sắp phá sản rồi. Cái xưởng gỗ còn chuẩn bị sang tiên cho người ta. Thử hỏi, tôi còn chui đầu vào đây để làm gì? Sau câu nói đó là một cái tát rơi xuống gương mặt trắng hồng của chị Mi. Má cả lúc này giận run người, cai cố nhìn chị my lớn giọng thì ra cô về đây chủ yếu là ham của nhà tôi thế mà tôi cứ tưởng cô ngoan hiền hóa ra cũng là cái loại gái thấy tiền thì sáng mắt ra chị my vừa cười vừa đưa tay lên sờ lấy mặt của mình giọng nói đầy hà hê đời này cũng vì tiền bà mới ép tôi lấy con của bà để trừ nợ chứ có tốt đẹp gì đâu mà bà nói tôi cũng may là tôi lớn mạng nên con vi nó mới thay tôi bước vào đây chịu khổ à mà tôi nói cho bà biết một tin vui sườn gỗ sắp về tay của tôi rồi bà biết lý do gì không là anh minh anh minh bạn trai của tôi sắp mua lại sườn gỗ nhà bà mặc tình cho chị my hà hê thì phong lúc này rất bình thản chẳng có chút thái độ bất ngờ gì còn tôi nghe đến đây tôi bức xúc lắm không ngờ tính nết của chị my theo năm tháng vẫn không chịu thay đổi lại còn hỗn láo với người lớn tuổi. Lúc nãy tôi nghe chị nói bạn trai của chị tên là Minh, chẳng nhẽ là cái người mà lúc tôi về ăn dỗ tôi đã nghe mẹ Lan và người phụ nữ kia nhắc đến. Nói dứt lời, chị Minh quảnh mặt bước đi. Tôi thấy là là Phong cũng không lên tiếng gì hết, và má cả thì mỉm cười bí ẩn, sau đó đi một mạch vào nhà. Cảm nhận có cái gì đó đằng sau việc này, nên tôi liền vội đi tới gọi chị my một tiếng khi chị quay lại tôi buột miệng hỏi ngay chị có chắc rằng tên minh đó còn thương chị và muốn cưới chị sau lần chị xúc phạm mẹ của anh ấy không tao chắc chứ anh ấy làm sao mà bỏ được tao đêm qua tao và anh ấy còn có một đêm mặn nồng cơ mà nhắc đến đó chị my có vẻ thẹn thùng còn tôi thì càng lúc càng đoán chắc chắn rằng việc này không hề đơn giản nhưng nghĩ nếu tôi nói thêm, chắc chắn chị My cũng chẳng nghe. Tôi chỉ ừ nhẹ một tiếng. Còn mày, đúng là rách việc. Tôi đứng nhìn theo chị, trong lòng chị thở dài. Từ bé đến lớn tôi và chị sống chung nhà. Tuy chị không ưa gì tôi, và tôi cũng ghét tính của chị. Nhưng tự nhiên cảm nhận, việc chị đang bước đi đến, không an toàn chút nào, nhất là đối với Phong. Tính của anh hơi trầm vậy thôi, nhưng từ những chuyện xảy ra thì đối với chuyện của chị My tôi cũng nghĩ rằng anh đang trải đường để dụ chị ấy bước vào. Cũng giống như anh từng đối xử với Ngọc Phụng một con đường sống tốt anh cũng đoạn tuyệt cắt đứt khiến cho gia đình người ta toàn bộ lâm vào cảnh khó khăn. Lòng tôi nặng chịu lắc đầu đúng lúc này đằng sau lưng của tôi anh bước đến. Mới sáng ra mặt em lại ủ rột thế này chuyện chị my anh có nhúng tay vào không sao em hỏi thế em thấy có điều không ổn chắc chắn anh không dễ dàng để cho chị ấy đi như vậy em không tin anh không tại sao thái độ của anh em đoán là vậy thôi em vào nhà đi không nên để tâm nhiều chuyện như vậy đâu đến trưa hôm đó sau khi ăn cơm xong Nhìn thấy Phong lên xe đi đâu đó với anh Hải và thằng Tèo, tôi mới chậm chậm đi sang phòng của má cả. Má ơi, con vào được không ạ? À? Con cứ vào đi, cửa không khóa đâu. Cứ tưởng là chỉ có mỗi mình má trong phòng, nhưng khi tôi đẩy cửa bước vào, mới biết rằng còn có cả ba chồng tôi đang ngồi trong phòng cùng má. Hai người đang ngồi ở bàn xem sổ sách gì đó. Dạ thưa ba thưa má, con có chuyện này muốn nói hả? À? bà chồng tôi ừ một tiếng còn má thì gật đầu bảo tôi đi lại ghế ngồi nhưng tôi không dám tôi chỉ đứng chắp tay ngập ngừng lên tiếng con con xin lỗi ba má có chuyện gì con cứ nói đi sao lấy ấp úng như vậy dạ con có chuyện muốn nói chuyện chuyện con không phải là ngọc mi con xin lỗi ba má Thật ra con không cố ý à? Nghe tôi nói như vậy, má cài chỉ cười. Nhìn má cười mà tôi ngạc nhiên lắm. Còn ba chồng thì nhìn tôi, đôi mắt nhèo lại, hắng giọng lên tiếng. Hôm qua, ba má không hỏi con là bởi vì muốn con tự lên tiếng, nói với ba má. Thật ra thằng Phong nó nói chuyện này với ba má rồi. Ban đầu ba cũng giận, nhưng mà má bay có giải thích, nên ba cho qua. Với lại chúng ta cũng mặc định con là con dâu nhà này rồi, nên là Ngọc My hay Ngọc Vi gì, miễn sao má bày chấp nhận là ba cũng đồng ý. Tôi nghe xong sững sờ, trong lòng nhẹ đi vài phần khi nghe ba nói mấy lời đó. Ngay lập tức nhìn sang má cả, vì thấy bà đang đứng ung dung bước gần tới tôi, nắm lấy tay của tôi bảo tôi ngồi xuống ghế. Từ nay trong gia đình ấy, chúng ta là người một nhà, con không nên khách sáo như vậy. Có chuyện gì cứ mạnh dạn nói cho ba má nghe. Còn nữa, con đừng có lo lắng chuyện của Ngọc Mi. Thật ra trước đó người má muốn lấy về làm dâu chính là con. Nhưng do thời gian má bị bệnh, Vũ Huệ một tay che trời rồi nói dối với ba con rằng má chọn con Mi. Bà ta với bà Lan có mối quan hệ thân thiết nên họ cấu kết với nhau. Cũng may con My tính nết nó xấu xa. Nghe tin thằng Phong khùng nên không lấy. Chứ nếu không ấy, nó mà về đây, Chắc hôm nay má cũng bị nó hại chết rồi. Tôi xúc động, cảm giác như vỡ òa khi mà từng lời má nói ra như giải tỏa đi nỗi lo trong lòng của tôi. Tôi vội vàng ôm lấy má, khóc nấc lên. Con cảm ơn má, cảm ơn gia đình mình đã cho con một mái ấm mới, cho con tìm được cảm giác ấm áp của tình thân. Cảm ơn ba má đã rộng lòng bỏ qua lỗi lầm của con khi mà con đã dối gạt ba má trong thời gian qua. Ngọc quá, lỗi này đâu phải là của con cố ý, mà ba má không để tâm. Con lo lắng làm gì? Nào, nín đi, con mà khóc, cháu của má nó lại buồn. Tôi ngước lên, đôi mắt sũng nước, nhìn má bất ngờ mấy giây. Sao má biết con có? Thằng Phong nó nói hết rồi, từ nay nếu thấy có lỗi, con phải chăm sóc bản thân mình thật tốt Sinh cháu già khỏe mạnh Là chuộc lỗi với bà má rồi Dạ vâng ạ à, Con biết rồi Những ngày sau đó đối với tôi Chỉ có vui vẻ và hạnh phúc Tôi được mọi người yêu thương Được phong chiều chuộng Được dì lành và bé Linh quan tâm Nên tâm trạng của tôi vô cùng thoải mái Cho dù lắm lúc có giáp mặt con sen Nó tỏ thái độ chẳng ưa gì tôi nhưng vì lúc nào bên cạnh tôi cũng có người này người kia nên tôi không bị nó kiếm chuyện. Bình yên cứ êm đềm trôi qua cho đến khi bé con trong bụng của tôi được 4 tháng. Hôm ấy tôi được phòng đưa đi khám thai định kỳ và được bác sĩ tiết lộ giới tính của bé trong bụng của tôi là con trai. Cả hai lúc đó vui lắm. Ban đầu tôi và anh có thống nhất dù con là con trai hay con gái thì tôi và anh cũng vui vẻ đón nhận không được phân biệt đối xử nhưng đến khi biết rõ là bé trai thì dường như ánh mắt của anh niềm vui được nhân lên gấp bội tôi hiểu điều đó bởi vì dù sao gia đình anh cũng neo người nên bé đầu là bé trai chắc chắn không riêng gì vợ chồng tôi mà cả ba má ai cũng vui mừng trên đường đi về đi ngang qua xưởng phong con nói với tôi là ghé ngang một chút nên anh đưa tôi đi theo luôn lúc bước đến cửa tôi cô kéo tay của anh lại thắc mắc hỏi anh anh này sườn gỗ này gia đình mình bán cho người ta rồi à không có thế tại sao lúc đó chị my nói rằng gia đình đã bán cho chị ấy rồi mà cô ta nói chứ anh có nói đâu nhưng thôi em đi vào đi vào rồi anh kể rõ cho em nghe dù rất khó hiểu nhưng tôi cũng đành đi theo anh thật sự mà nói trong đầu tôi lúc này rối ren lắm cảm giác ở với phong mỗi ngày trôi qua đều có những chuyện mới lạ bên trong sườn gỗ lớn lắm lớn gấp hai ba lần cái nhà mà tôi đang ở công nhân cũng nhiều có điều ở đây hơi bụi nên phong không cho tôi đi gần đến mọi người mà anh dẫn tôi một mạch đi thẳng về cái phòng đang mở cửa kia khi anh và tôi bước vào thì một người thanh niên cũng chạc bằng tuổi của phong anh ta đứng lên nhìn qua tôi rồi sau đó cúi đầu trước Phong. Anh Phong mới đến à? Đây là... Đây là vợ của tôi. Chào chị, tôi tên là Minh, quản lý xưởng. Tên là Minh ư? Chẳng nhẽ người này là người mà chị My quen, nhưng sao anh ta lại ở đây chứ? Vậy chị My đâu rồi? Tôi cầu mày, trong đầu có rất nhiều thắc mắc, nhưng thấy không tiện hỏi nên tôi cũng im lặng. Minh này, bàn hợp đồng bên kia cậu làm xong chưa đưa tôi xem dạ đây ạ à? thầy phong đang làm việc nên tôi cũng hơi buồn dạo này bụng tôi hơi to nên cũng buồn đi vệ sinh lắm tôi e sát vào tai của phong nói nhỏ anh ơi nhà vệ sinh ở đâu để anh đưa em đi nhé ấy không cần anh cứ chỉ cho em em tự đi được mà phong trần trừ nhìn tôi sau đó tặc lưỡi chỉ hướng cho tôi đi Bước ra khỏi phòng tôi rẽ trái Nhìn thấy tấm bảng màu xanh chỉ nhà vệ sinh Tôi bước thẳng vào Vô tình lúc này lại đi ngang qua một cái kho Tôi nghe có tiếng người nói trong đó Và nhận ra rằng Đó là giọng nói của chị My Tiếng của chị cất lên rõ ràng Như đang kể lề sự tình với một ai đó Mệt quá chị ạ à. Nếu như ngày đó em không kiêu căng ngạo mạn Chắc là bây giờ Em không phải thế này Giọng của một người khác cất lên an ủi. Thôi em ơi, dù sao thì công việc này cũng nhẹ nhàng, cố gắng lên. Chị em mình cứ coi như là cố gắng làm đi, đừng có câu nệ bản thân mình đang làm gì thì chị em mình mới thoải mái. Tới tháng nhận lương là em thích rồi. Nhưng mà em buồn lắm, bởi vì hàng ngày nhìn thấy người mình thương nhưng lại không dám đối mặt. Công việc của mình thì lại thấp hèn. Nhiều lúc em muốn đứng ra gặp anh ấy nói chuyện, nhưng nhìn bộ đồ trên người mình Nhìn công việc mình thế này, em không đủ can đảm. Tôi đứng tựa lưng bên ngoài, vừa nghe câu chuyện của chị Mi, tự nhiên trong lòng của tôi lại thương cảm. Ban đầu mới nghe vài câu, tôi còn bất ngờ và không tin, đây là lời nói của chị Mi, bởi vì tính nết của chị Mi không dễ gì khi nói ra được những lời đẹp đẽ như vậy. Nhưng nghe tiếp những câu sau, tôi đoán chắc chắn người đó chính là chị Mi. Chị Mi ơi, chị ra đây. Em có việc này hỏi chị Chị My bước ra ngoài Trong bộ đồ lao công đã cũ Mái tóc rối bù được buộc vội lên Cả gương mặt bây giờ chẳng còn chút phấn son Thay vào đó là nét đẹp bình thường và giản dị Nhìn chị lúc này tự dưng hai mắt của tôi rưng rưng Như không thể nào tin được Chị My tại sao lại thành ra thế này Ngước mặt nhìn thấy tôi đứng Chị My vội vàng né tránh đi Nhưng tôi đã kịp bước tới Và nắm lấy tay của chị kìa chị hai mày tìm tao làm cái gì tìm tao nhìn thấy tao thế này mày hả hê lắm chứ gì em không có ý như vậy mày không có ý như vậy nhưng mày lại muốn mượn tay chồng của mày để hại tao ra thế này từ trước tới giờ mày lúc nào cũng đóng vai người tốt nhưng tâm của mày lại quá ác độc mày nghĩ mày rơi nước mắt là tao tin mày hiền lành à mày sai rồi bản chất xấu xa của mày cho dù có dấu kín che đậy thế nào cũng không bao giờ qua mặt được tao dứt lời chị my lạnh lùng vung tay của tôi và hất mạnh tôi ra trong lúc lào đảo cũng may tôi bám chặt được cánh cửa nên không bị ngã tôi thở phào trong tim vô thức đập thình thịch bởi vì hoảng sợ nhìn thấy tôi xém ngã mặt của chị my cũng xanh mét định đưa tay ra kéo tôi lại nhưng thấy tôi an toàn nên chị liền quay mặt đi chỗ khác tôi hiểu chị không phải là chị cố ý đứng đối diện với chị mì mặc dù chị không nhìn tôi nhưng tôi vẫn nói ra mấy lời dù chị có nghĩ em thế nào em cũng không giải thích đâu bởi vì khi người ta không tin mình thì giải thích cũng bằng thừa nhưng em chỉ muốn nói với chị thế này dù mẹ và chị đã từng đối xử với em không tốt em vẫn luôn xem hai người là người nhà hôm nay gặp chị ở đây em cũng bất ngờ em có thể giúp chị mà nhưng bây giờ chị lại nghĩ rằng em không tốt em cũng đành thôi em đi về đây nói hết câu tôi nhìn chị my thêm một lần nữa gạt đi nỗi buồn tôi bước chân đi ban đầu tôi cứ nghĩ tôi hận chị lắm bởi vì chị không tốt đối với tôi chỉ mong sau này tôi và chị đừng dính sáng gì đến nhau nhưng hôm nay tôi mới chợt hiểu ra một điều dù không chung một dòng máu nhưng đã từng ở chung nhà từng cùng nhau gọi hai tiếng tình thâm thì mãi mãi tôi vẫn xem chị là người nhà. Ngọc Vi Chân của tôi đang bước bất ngờ khượng lại. Nghe tiếng chị gọi, tôi quay lại nhìn chị. Hai chị em ôm nhau bật khóc. Giống như lúc này, tâm trạng của hai người cũng nhẹ nhàng hơn. Chị mì đưa tay sờ vào trước bụng của tôi. Chị mỉm cười, e ngại hỏi tôi. Em bé được mấy tháng rồi? bốn tháng rồi chị khi nãy em với anh phong vừa đi siêu âm về là bé trai đấy chúc mừng vợ chồng em à mà em nên cẩn thận với con sen đấy con sen liên quan gì đến con sen hả chị có chuyện gì chị kể cho em nghe đi con sen nó mưu mô lắm trước cũng chính nó đến tìm chị nói cho chị nghe là vợ chồng em không yêu thương nhau nó còn nói em không được lòng gia đình ông trần nên nó xối chị qua đó phá em rồi khi nó biết chị bị anh phong và anh minh hợp tác hại chị họ bắt chị làm lao công trong công xưởng này vì ngoài ở đây ra chị không có nơi nào chịu nhận mà em biết rồi đấy cái tính của mẹ mình cờ bạc bây giờ thiếu nợ người ta cả một đống tiền ngày nào bọn cho vay cũng tới nhà đòi nợ chị không chịu được chị nghe lời con sen qua nhà ông trần định về đó kiếm một ít tiền nhưng chưa gì đã bị anh phong phát hiện anh phong đưa chị qua xưởng hợp tác với anh minh nói rằng gia đình mình sắp phá sản và anh minh đang thu mua xưởng gỗ này anh minh thì lại giả vờ nhưng vẫn còn thương chị có ai ngờ chứ anh minh cũng trở mặt chị mới biết anh ấy giúp cậu phong quản lý dưỡng gỗ thôi mấy ngày sau đó chị quay về nhà nhưng chị và mẹ không còn được bình yên bọn đòi nợ ngày nào cũng quậy phá chị chịu hết nổi chị đi khắp nơi xin việc nên cuối cùng chị đành vào đây làm ngừng một lúc để quẹt nước mắt chị my lại tiếp tục nói thời gian ở đây có mấy lần con sen qua đưa cơm cho công nhân nó nói là do em nhờ phong hại chị rồi nói chị quay lại trả thù em đi lúc đó chị hận em lắm chị cũng định quay lại trả thù em nhưng dần dần chị cũng nghiệm ra trả thù qua lại chả có gì sung sướng ít nhất ở đây chị còn được gặp anh minh chị biết sau tất cả chị vẫn còn thương anh ấy chị sợ chị làm sai một lần thì chị không còn cơ hội gặp lại anh ấy nữa chị đành an phận hàng ngày làm tròn công việc của mình không cần anh ấy ngó đến chị chỉ cần chị được nhìn anh ấy mỗi ngày là chị vui rồi và hôm nay gặp lại em nghe em nói chị cũng hiểu em không phải là người hại chị chị xin lỗi em à chị có lỗi với em có gì mà xin lỗi chứ chúng ta hiểu nhau là được à để em nói cho anh phong làm ừ, chuyển cho chị công việc khác nhé không cần đâu công việc này chị làm cũng quen rồi mà không được để em nói chị đừng có ngăn em Hai chị em nói qua nói lại Thì phía sau tôi nghe tiếng của Phong hắng giọng Có chuyện gì vậy Vi? Cô ta làm gì em sao? Ấy, không phải như anh nghĩ Chị My không làm gì em hết Có thật không? Cô ta mà dám có ý đồ gì xấu với em Là anh cho cô ta ra đường ăn xin Tôi nghe anh đe dọa chị My như vậy Thấy chị My đứng lên sợ sệt Chỉ cúi đầu không nói câu nào Tội cho chị Tôi liền cong môi khó chịu với anh anh có quyền gì mà đẩy chị em ra đường chứ? Không làm chỗ này thì làm chỗ khác. Làm như là chỉ nhàm anh. Người ta mới có công ăn việc làm ấy. Tôi nói vậy Phong chỉ nhếch môi cười. Cùng lúc này anh Minh quản lý bước tới. Anh ấy nói với tôi. Chị không biết đấy thôi. Chứ xung quanh huyện này, xưởng lớn xưởng nhỏ đều là của gia đình cậu Phong. Ngoài ra với mối quan hệ rộng từ huyện mình đến huyện khác, kể cả lên phố, đều có mối làm ăn của cậu. Nếu như cậu Phong chịu ra mặt Thì chắc chắn với một người cậu ghét Chả có ai nhận vào làm đâu Hoặc nếu có muốn đi làm ấy, Phải rời xa xứ này May ra mới có cơ hội Nghe đến đó tôi không khỏi ngỡ ngàng Nhưng cũng bán tín bán nghi Nên vẫn cố gắng hỏi lại Em không tin Anh theo phe chồng em Nên anh nói thế thôi Chứ anh Phong nhà em mới hết bệnh Làm sao có tiếng nói như vậy Cái này người ta gọi là tuổi trẻ tài cao đấy chị ơi chị không tin ấy chị cứ tìm hiểu đi chứng minh ý, là bà hai ngọc phụng đấy thôi anh ta nói đến đó thì tôi không còn gì để nói nhìn sang chị mi thấy chị cứ lầm lỗi cúi đầu cùng với tiếng nói lạnh nhạt của anh minh sai bảo chị ngọc mi giờ này cô không làm việc à dạ em đi làm ngay đây à anh minh nhìn chị hồi lâu nhưng không nói gì tôi nhìn ra chắc chắn anh minh vẫn còn tình cảm với chị nhưng bởi vì còn giận Nên lạnh nhạt với chị thôi Bởi vậy nên chị My vừa quay đi Tôi liền níu lấy tay của chị Chị khoan đi đã Sau đó tôi liền nhìn sang Phong Lúc này mặt mũi của tôi Nhăn nhó và năn nỉ anh Anh à Dù sao chị My cũng là chị gái của em Chị My biết lỗi rồi Anh đừng hà khắc với chị Với lại em không muốn Chị em làm công việc này đâu Em có chắc là chị tha thay đổi không? Với lại công việc đó thì làm sao? Nhiều người làm được thì cô ta cũng làm được. Em đang phân biệt đối xử đấy. Ở đời ai mà không mắc sai lầm, có người sống lỗi mà vẫn cứ chơ chơ ra đó. Sao anh không chừng trị người ta đi? Em nói rồi, anh mà không đổi công việc cho chị My, em không nói chuyện với anh đâu. Nhưng mà anh không có quyền quyết định thay đổi vị trí ở đây. Anh là ông chủ anh không có quyền, thì ai có quyền? Anh giao cho mình hết rồi Để cho cậu ấy sắp xếp thôi Anh đừng có viện lý do ở đây Ngọc Vi Phong nhìn tôi cau mày và bực mình Còn tôi thì không thèm nhìn anh nữa Chị My thấy chúng tôi căng thẳng Chị liền nắm lấy tay tôi và khuyên ngăn Thôi em đừng làm khó cậu Phong Chị làm việc này cũng ổn mà Tôi trả lời đồng thời liếc xéo anh Minh Họ không cho đổi Vậy thì chị đi theo em về nhà em xin ba má cho chị ở chung với em Hai chị em mình thay phiên nhau sống cùng với anh Phong Em cho chị chức vợ lớn Còn em làm vợ bé Đến lúc đó để xem Ai còn coi thường chị Tôi vừa dứt lời thì sắc mặt của Phong cũng liền biến đổi Anh nắm lấy tay của tôi bóp chặt Giọng của anh gắt lên nạt nộ tôi Ngọc Vi Em có biết mình đang nói cái gì không Ai cho em cái quyền đó Anh không chịu Nhất định cũng phải chịu Em quyết định rồi ngọc vi tôi và phòng gây nhau mấy công nhân bên kia nghe ồn ào nên ai ai cũng chạy ra nhìn thấy vậy anh minh vội vàng lên tiếng thôi hai người nhịn nhau một tí mà chuyện của ngọc mi cứ để tôi sắp xếp lại nghe đến đó tôi hơi nhếch môi cười trong bụng đắc ý vô cùng nhưng vẫn làm mặt lạnh giả vờ hỏi lại anh có chắc không anh không lừa tôi chứ tôi chắc Chị cứ yên tâm Nói xong anh Minh nhìn chị My Hai người với bốn mắt nhìn nhau đầy ngại ngùng Xong việc ở sườn gỗ Tôi và Phong cũng ra về Xe cứ chậm chậm, chậm chạy vào trong sân Phong xuống trước Cũng may anh còn biết điều Đứng bên dưới dìu tôi xuống xe Chứ không nghe Chắc tôi lại giận ngược lại anh luôn Thoàng thấy con sen đang ngồi nhổ tóc trắng cho má cả Nên tôi liền tiến thẳng đến Dạ thưa má Con mới về Sao rồi con? Em bé có khỏe không? Phong không trả lời. Lúc này mặt anh cứ hầm hầm bước vào. Con xem thấy vậy. Nó liền lên tiếng. Nhìn cậu Phong thái độ như thế. Chắc là mợ hai lại có bầu con gái rồi. Má cả nghe con sen nói như vậy. Bà liền gạt đi. Con nào cũng là con. Quan trọng là em bé khỏe mạnh. Rồi như sợ tôi buồn. Má cả liền đứng lên. Đi tới cạnh tôi. Còn đừng buồn, má không phân biệt trai gái gì. Để má vào, má dạy thằng Phong một trận. Dạ không phải đâu má. À má ơi, con có chuyện này muốn nói với ba má. Tí nữa ăn cơm xong, con lên phòng má có được không ạ? À? Được chứ, vậy để má lên nhà, nói với ba con trước. Dạ vâng ạ. À. Sau khi má cả đi rồi, tôi định phất lờ con sen mà bước vào trong. Nhưng chưa gì nó đã lên tiếng ngăn tôi lại Dạo này tình cảm của mợ và ông bà tốt nhỉ Nhưng mà chưa chắc đã được lâu đâu Mày nói như vậy là có ý gì Thì chắc chắn chị My không để cho mợ yên Chị My mới là người mà bà cả muốn về đây Làm vợ của cậu Phong cơ mà Tôi nghe nó nói mà buồn cười trong bụng Cũng đoán chắc nó chưa biết sự tình bên trong Nên còn cứng miệng lắm Nhanh chóng tôi khoanh tay lại Nhích môi hỏi nó Vậy sao? Chị My muốn làm vợ cậu Hay là mày muốn hả Sen? Mợ nói như vậy là có ý gì? Tôi... tôi chỉ nhắc nhở cho mợ nghe như vậy thôi Không cần Nói xong tôi liền bước nhanh vào trong phòng của mình Bỏ mặc con Sen đang đứng đó nhìn tôi hậm hực Tôi không muốn đôi co với nó Bởi vì chỉ cần một tí nữa thôi Tôi có còn chuyện khác Hay hơn rất nhiều Buổi chiều ăn cơm xong Tắm rửa sạch sẽ Mặc một chiếc đầm suông lên người, thấy Phong đang nửa ngồi nửa nằm đọc sách, tôi liền đi tới ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lấy cuốn sách trên tay, trong sự ngạc nhiên của Phong. Anh theo em lên nhà trước, em có chuyện muốn nói. Em có chuyện gì? Anh có quan tâm em không? Vợ anh sao anh không quan tâm chứ? Anh quan tâm em nhất trên đời. Vậy thì khi nãy ai giận em? Thế thì ai đòi cưới thêm vợ cho anh? Em chỉ nói thế thôi Chứ chồng em Sao em nhường cho ai được Vừa lại nói vậy Cho hai người kia huề nhau Ý em là Ngọc My với cậu Minh á Vâng Ừ anh cũng nghĩ cậu ta sẽ quay lại với Ngọc My Thấy còn thương lắm Thế bây giờ Anh có đi theo em không Đi Vợ nói thì phải nghe Mặc dù anh chưa hiểu em muốn cái gì Cậu hai, cậu đi đi Rồi cậu sẽ biết sau khi ngồi cùng bàn, giáp mặt với ba má và có cả phòng, chúng tôi thông báo cho ba má biết là tôi mang thai bé trai. Khỏi phải nói, ba má nghe xong vui mừng biết giường nào, còn bảo là mở tiệc ăn mừng và tặng cho tôi một món quà lớn. Nhưng mà tôi đã từ chối và tôi kể lại mọi chuyện về con sen cho cả nhà cùng nghe. Với mong muốn xin ba má một việc là cho con sen nghỉ việc, bởi vì tôi sợ sống với nó, tôi và con của tôi sẽ không được an toàn cũng may khi nghe tôi kể xong cả ba má và phong đều phản ứng rất dữ dội quan trọng là ba nói ba đồng ý với quyết định của tôi nói là làm ngay ngày hôm sau có mặt đủ tất cả lúc này ba liền lên tiếng cho con sen nghỉ việc ba nói lý do là trước nó phụ giúp bà hai nhưng nay bà hai rời khỏi nhà rồi nên ba không giữ nó lại ông nói nếu nó không tìm được việc thì ông cho nó sang bên sườn gỗ làm nhưng bất ngờ là nó không đồng ý mà ngay lập tức nó hùng hăng nhìn tôi là mợ là mợ xui ông bà đuổi tôi chứ gì mợ hai mợ ác quá tôi giật mình trước phản ứng của nó nhưng sau đó bình thản trả lời con người mày thế nào thì mày hiểu rõ chứ mày đừng trách tao hại mày mà mày hỏi lương tâm của mày xem đã bao giờ mày nghĩ tốt cho tao chưa? Hay là mày lúc nào cũng âm thầm tìm cách để tống cổ tao ra khỏi ngôi nhà này? Tôi không như vậy. Mợ đừng có vu oan cho tôi. Hay là mợ, mợ sợ tôi cướp cậu hai nên mợ đặt chuyện cho tôi chứ gì? Có đúng không? Tao sợ mày cướp anh Phong hay là trong đầu của mày vốn dĩ lúc nào mày cũng nghĩ rằng mày sẽ cướp anh ấy. Tại vì mày chưa đủ can đảm nên mày suối người này đến người kia Hại tao thay mày chứ gì Từ chuyện vụ má cả bị sốc thuốc Cho đến những vụ sau này Tao có nghi ngờ mày nhúng tay vào rồi Nhưng mà tao không nói Bởi vì tao nghĩ rằng Ai trong đời này cũng có sai lầm Nhưng tao không nói tới mày Thì mày lại tưởng là tao ngu Đến cả chị tao Mày cũng muốn chị tao tiếp tay thay mày Hại tao chứ gì Thôi Mày không cần nói nhiều đâu Hôm nay khi mày đi Tao trả lại mày một thể Dứt lời tôi tát liên tiếp vào mặt của nó Tôi tát thẳng tay chứ không nhẹ Nên khi tôi dừng tay lại Hai bên mặt của con sen Đỏ ửng và sưng húp lên Con sen bất ngờ ngồi dậy Nhìn Phong sững sờ Đôi mắt ngần ngấn nước Cậu Phong Cậu hết thương on rồi Cậu nghe lời nó, cậu ghét con chứ gì Chẳng phải trước đây Không có nó, Cậu rất thương con hay sao? Con sen nói trong uất ức, hai mắt của nó nhìn Phong mong mỏi chờ đợi một câu trả lời, để cho nó có niềm tin rằng Phong còn thương nó. Nhưng trái lại với những gì nó mong đợi, Phong nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương rồi liếc qua nó lạnh lùng lên tiếng. Cậu chưa từng thương em, nhưng vẫn rất quý tấm chân tình em dành cho cậu. Nhưng nếu như em có ý định hại Ngọc Vi thì chính cậu sẽ là người thẳng tay, xử lý em mà không chút nhân nhượng. Ông đã lên tiếng như vậy rồi, đi hay không ấy, thì em cũng không có quyền lựa chọn. Và trong ngôi nhà này không có ai giữ em lại đâu. Phòng dứt lời, cũng là lúc con sen khóc nấc lên. Lúc này tôi nhìn thấy nó cũng tội lắm, nhưng khi đưa tay sờ xuống bụng của mình thì tôi liền có đủ nhẫn tâm để muốn nó rời đi. Tôi là phụ nữ, nó cũng là phụ nữ. Khi đã yêu một người chắc chắn chẳng ai có đủ bao dung để sống cạnh tình địch của mình. Còn Linh xếp đồ của nó vào ba lô, sau đó liền đem ra. Cũng là lúc nó khóc ỏa lên, nó lên tiếng oán trách, kể lề những chuyện nó đã làm cho gia đình này. Và rồi nó xin lỗi, để được ở lại. Nó hứa nó không làm gì sai, không hại tôi. Tiếng của nó ai oán vang lên, khiến cho cả nhà có một bầu không khí u ám, tuy nhiên chẳng có một ai lên tiếng bênh vực chỉ có má cả đi lại đỡ nó đứng dậy nó mừng lắm nó tưởng má cả tha thứ cho nó nhưng mà không má cả chỉ đặt lên tay của nó một phong bì tiền đây là số tiền công con làm cho gia đình kèm theo một số vốn để con có thể sống ở bên ngoài tốt hơn những gì con làm cho gia đình này không được thứ tha và cả bà cũng vậy nên bà hy vọng khi con ra khỏi nhà, bản tính của con sẽ sớm thay đổi. Con sen cầm lấy phong bì má cả đưa. Tôi cứ nghĩ rằng nó đã sớm bị má cảm hóa. Nhưng mà không, nó đột nhiên cười lớn, xe rách phong bì rồi hất tung tiền lên. Những tờ tiền rơi trắng cả nhà, khiến cho ba má nhìn mà không khỏi giận run người. Còn con sen thì hướng nhìn chúng tôi với ánh mắt hận thù. Nó gằn giọng vừa khóc vừa cười chỉ tay hăm dọa tất cả rồi chạy ra khỏi nhà như một con điên mấy người đối xử với tôi tàn ác như vậy thì mấy người nên nhớ con sen này không bỏ qua cho các người đâu tôi mà có chết ngoài đường tôi cũng về để trả thù mấy người con sen vừa chạy thì bất ngờ thằng tèo từ sau cũng bước lên nó xin phép cả nhà cho nó nghỉ việc ai cũng bất ngờ hỏi nó tại sao lý do nghỉ việc vì nó làm việc giỏi lắm, ai cũng quý nó, nhưng khi nghe nó nói rằng nó thương con sen và muốn đi theo giúp đỡ lo lắng cho sen thì ai cũng tặc lưỡi gật đầu đồng ý. Năm tháng sau, sau 3 tiếng đồng hồ, tôi đau đớn vật vã thì cuối cùng tiếng khóc oe oe cũng vang lên. Cảm nhận bụng mình sổ ra một cái mạnh, tôi nhẹ người và khi tận mắt nhìn thấy đứa con trai chào đời, nước mắt của tôi rơi xuống đôi môi cong lên nở ra một nụ cười hạnh phúc khi mà bác sĩ đặt thằng bé nằm cạnh bên tôi cả nhà mừng lắm ai cũng xúm lại nhìn thằng bé chỉ có phòng là vội vàng đi tới cạnh tôi anh quan tâm lo lắng lau mồ hôi và liên tục hỏi tôi có đau không có mệt không có muốn ăn gì không để anh mua cho tôi nhưng tôi chỉ lắc đầu bởi vì mới sinh xong tôi còn mệt lắm nhìn thấy anh quan tâm tôi thế này tôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Thời gian sau, ba má chồng tôi giao lại luôn mấy sườn gỗ cho vợ chồng tôi quản lý. Ba má nói rằng ba má già rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi giữ cháu nội. Trộm vía con trai tôi nó mến ông bà nội. Nên sau khi sinh con được một năm, tôi cũng xin phong cho tôi theo anh vào sườn gỗ để phụ làm với anh. Cũng nhờ trời thương, công việc của vợ chồng tôi càng ngày càng phát triển. Những năm sau này, Xã hội càng lúc càng tiên tiến và đổi mới hơn Nên Phong cũng xây dựng sở gỗ Lên thành một công ty lớn Và thuê nhiều công nhân hơn Chỉ trả mức lương cao Để công nhân ở đây Có công việc làm ổn định Và xây dựng cuộc sống sung túc Vợ chồng tôi thì càng lúc càng quấn quýt Những khi bận đi công việc xa nhà Còn về đến nhà lúc nào Anh cũng ở bên cạnh vợ con Không la cả đi đâu hết Nhiều khi nằm cạnh có đôi lần tôi thử lòng hỏi anh sao anh không cưới thêm vợ như ba trước đây thì phong liền cốc vào đầu của tôi một cái đau điếng và anh trả lời dứt khoát với tôi anh đã chứng kiến những cuộc cãi vã những sự tranh giành và những giọt nước mắt của má anh rơi nên từ đó anh tự hứa với lòng rằng sau này anh cưới vợ anh chỉ yêu một mình vợ thôi không thể nào để cho vợ anh mãi là người phụ nữ đứng sau hạnh phúc của người khác. Anh chỉ muốn vợ anh là một người phụ nữ hạnh phúc nhất. Các con của anh sẽ tự hào về ba của nó. Và anh sẽ là tấm gương trần mực để con anh nói theo. Quý vị, quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau lắng nghe trọn bộ câu chuyện Bà Hai Lằng Lơ, một tác phẩm được viết bởi tác giả Ngọc Thơ và nội dung của câu chuyện này như thế nào ạ, có khiến cho quý vị hài lòng hay không? Quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tâm An biết cảm nhận của quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và luôn ủng hộ Tâm An. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những bộ truyện tiếp theo.